Ba lớn 1929-1932 Petty Năm mới đã đến Theo lệ thường Người ta đón mừng năm mới Trong vũ hội ở Ratnay Khanis Tại nhà Angus McQueen Còn gia đình Cleary Vẫn chưa chuyển hẳn sang nhà lớn thu nhặt và sắp xếp tất cả các dụng cụ và đồ dùng lặt vặt đã tích lại trong hơn 7 năm không phải là giản đơn. Thêm nữa, FIA lại tuyên bố rằng trước hết ít nhất cũng phải sửa sang lại phòng khách nhà lớn cho hẳn hoi. Chẳng ai muốn chuyển nhà vội, tuy mọi người đều cảm thấy trước niềm thích thú đó. Về một mặt nào đó, đời sống sẽ vẫn như ở chỗ cũ. Ở nhà lớn cũng không có điện và cũng đầy ruồi nhưng mùa hè, nhiệt độ ở đó mát hơn ở bên ngoài khoảng 20 độ. Đó là nhờ độ dày của những bức tường đá và những cây khuynh diệp, kỳ ảo, che nắng cho mái nhà. Là một sự sang trọng thực sự, một căn nhà phụ có nhà tắm. Suốt mùa đông có nước nóng chảy vào theo những đường ống chạy qua phía sau bếp lò cực lớn trong nhà bếp cạnh đó và nước toàn là nước mưa. Tắm và tráng mình bằng đài hoa sen thì chỉ có thể ở căn nhà phụ đó. Thực ra là một căn nhà lớn có một chục phòng nhỏ riêng biệt, nhưng cả ở nhà lớn và các nhà dịch vụ đều có nhà xí ấm. Đó là sự xa hoa chưa từng thấy và những người ghen tị ở Gileadvoon nói sau lưng Mary Carson rằng đấy là lối sống mềm yếu quá đáng. Nếu không kể khách sạn Imperial, hai tiệm ăn, tu viện của nhà Chung và các nhà ở thuộc nhà thờ thì ở khắp mọi người, người Silenboon, dân thành phố và các chủ trại chỉ có nhà xí ở sân thôi. Ở khắp mọi nơi đều như thế, nhưng không phải ở Drogheda. Ở đây có nhiều két nước, nhiều thùng chứa bên các ống máng dưới vô số mái nhà, thành thử nước mưa dự trữ đủ dùng. Có một nền nếp nghiêm ngặt, không dùng phí nước, dùng xà phòng lỏng sát trùng nhiều hơn. Nhưng sau thời gian chỉ có cái hố bình thường làm hố xí, đây thực là thiên đường. Từ đầu tháng chạp, Charan đã gửi cho Petty một ngân phiếu 5.000 bảng để chi dùng trước mắt, như cha giải thích trong lá thư ngắn. Petty thậm chí kêu lên vì ngạc nhiên và đưa tờ ngân phiếu cho vợ. Có lẽ suốt đời tôi cũng không làm ra được ngần ấy tiền, ông nói. Tôi biết làm gì với món tiền này, Fia hỏi. Băn khoăn nhìn tờ ngân phiếu rồi nhìn chồng mắt bà long lanh Tiền, pét đi Rút cuộc chúng ta đã có tiền, mình hiểu chứ Hàng triệu đồng của bác Mary tôi không cần Nhiều vô vản như thế thì đấy là cái gì không thể hiểu nổi, không thực Còn tiền này là có thực Tôi biết làm gì với số tiền ấy Tiêu dùng, pét đi trả lời đơn giản Vì sao lại không mua thứ quần áo mới cho mình và cho các con có lẽ mình cũng muốn mua thứ đồ đạc gì cho ngôi nhà mới chứ. Tôi chẳng biết chúng ta còn cần thứ gì nữa. Tôi cũng không muốn biết, ngốc quá, phải không? Fia đứng dậy bên bàn, họ vừa ăn sáng xong, oai vệ gật đầu với con gái. Ta đi xem xem sự thể ra sao. Tùy đã ba tuần qua, kể từ cái tuần lễ điên rồ tiếp sau cái chết của Mary Carson, chưa có người nào trong gia đình Cleary đến gần nhà lớn. Nhưng nếu trước kia Via lánh xa ngôi nhà đó thì lần này đáng giá bằng nhiều chuyến viếng thăm. Có cả một đoàn tháp tùng, Smith, Minnie và Kat, bà cùng với Maggie đi từ phòng này sang phòng kia và Maggie băn khoăn. Chưa bao giờ cô thấy mẹ náo nức như thế. Fia luôn miệng lẩm bẩm một mình. Thế này thì thật là khủng khiếp. Không thể được. Không thể chịu đựng nổi. Mary mù hay sao, bà ta không hiểu gì về màu sắc hay hoàn toàn không có mỹ cảm. Fia dừng lại ở phòng khách lâu hơn hết, nhìn khắp phòng bằng con mắt xét nét. Về kích thước, nó chỉ thua phòng đại lễ. Rộng thanh thang, 40 phút chiều dài, 30 phút chiều rộng, trần cao 15 phút. Một sự pha trộn hết sức kỳ quặc giữa cái xấu xí và cái đẹp trong cách bài trí. Những bức tường tuyền một màu kem đã ố vàng từ lâu và tuyệt nhiên không làm tôn giá trị của cái trần đắp nổi tráng lệ và những tấm gỗ ốp tường có hình chạm khắc ở khoảng giữa các cửa sổ. Choán hết chiều dài 40 phút của bức tường trông ra hàng hiên là một dãy liền liền những cửa sổ cao từ sàn đến trần, nói đúng hơn là những cửa lớn lắp kính. Nhưng những tấm xèm nặng nề bằng nhung màu nâu chỉ cho lọt qua một chút ánh sáng mờ mờ vỏ bọc các ghế bành bằng thứ vật liệu gì không rõ màu đỏ, nâu. Ở đấy có hai chiếc ghế dài tuyệt diệu bằng đá khổng tước và hai chiếc ghế dài đẹp lạ thường bằng đá cẩm thạch Florence và một cái lò sưởi đồ sộ trang hoàng bằng đá cẩm thạch màu kem có vân hồng sẫm. Trên sàn ván bằng gỗ tích có ba tấm thảm Obitson rất đẹp, trải thẳng tắp như theo đường kẻ chỉ. Một bộ đèn chùm Waterford tuyệt diệu có thể hạ xuống 6 phút được kéo lên cao sát trần nhà bằng những sợi xích cuộn xoan lại. Thật vinh dự và vẻ vang cho bà, Mrs. Smith ạ. À, Pia nói, mọi cái ở đây thực là khủng khiếp, nhưng không chỗ nào có bụi cả. Tôi sẽ sắp xếp lại ở đây như thế nào xứng đáng với sự chăm nom của bà. Những chiếc ghế dài đẹp thế này mà hoàn toàn chìm khuất và thiếu cái nền thích hợp, thực là ê cả mặt. Từ trước đến giờ mới thoạt nhìn tôi đã ngứa ngáy muốn trang hoàng lại căn phòng này để bất cứ ai bước vào cũng phải kêu lên vì mê thích sao cho thật tiện nghi để đã vào là không muốn rời khỏi đây nữa. Bàn viết của Mary là cái bàn giấy kỳ quái đúng theo phong cách Victoria trên bàn có máy điện thoại. Via đến gần, khinh bị búng vào thứ gỗ tối màu ảm đạm. Cái bàn viết nhỏ nhắn của tôi ở đây sẽ rất hợp, bà nói. Tôi sẽ bắt đầu từ căn phòng này và tôi sẽ chuyển đến đây khi nào chúng ta bày biện xong ở đây, không sớm hơn. Khi đó chúng ta sẽ có ít ra là một chỗ nhỏ bé không buồn tẻ. Ở đó mọi người thích họp mặt ngồi chơi. Bà ngồi xuống cạnh bàn giấy và nhấc ống điện thoại. Con gái và ba nữ gia nhân đứng sát bên nhau và bối rối nghe bà giao việc cho Harry Hobbs. Yêu cầu Mark Foyder gửi tới những mẫu vải qua đường bưu điện buổi tối. Hãng Nock và Kerbis hãy gửi tới những mẫu sơn. Anh em Grace gửi tới những mẫu giấy bồi tường. Các cửa hàng này nọ ở Sydney phải gửi tới những danh mục soạn riêng cho bà, trong đó có miêu tả những bộ đồ gỗ hiện có ở cửa hàng. Bằng giọng tươi cười, Harry hứa sẽ tìm được một người thợ bồi tường khéo léo và một tốt thợ sơn có khả năng thực hiện công việc tỉ mỉ mà Fia đòi hỏi. Mrs. Cleary cử lắm. Bà sẽ làm cho trong nhà không còn lại dấu vết nào của Mary Carson. Cuộc trao đổi qua điện thoại vừa dứt, mọi người được lệnh tức khắc tháo hết khỏi các cửa sổ những tấm xèm nhung màu nâu. Trong lúc đang hăng say, không biết tiếc của, Via ra lệnh vứt những tấm xèm vào đống rác ở sân và tự tay đốt hết. Chúng ta không cần thứ đó, bà tuyên bố, và tôi sẽ không gán ép nó cho những người nghèo ở Gilenboon tốt lắm mẹ ạ à. sững sờ vì ngạc nhiên Maggie lầm bầm ở đây chẳng cần treo rèm cửa sổ làm gì Pia nói không đắn đo gì phá tan mọi quy tắc được chấp nhận thời ấy trong việc trang trí nhà ở hành lang rất rộng ánh mặt trời không dọi thẳng vào phòng thế thì ta cần rèm cửa làm gì tôi muốn căn phòng này phơi bày ra trước mắt mọi người vải đặt mua đã gửi tới cả thợ bồi tường và mấy người thợ sơn nữa Maggie và Kate được lệnh leo lên thang, cọ rửa nửa trên các cửa sổ. Mrs. Smith và Minnie giải quyết nửa dưới, còn Fia xung quanh, và không cái gì lọt khỏi cặp mắt tinh tường của bà. Khoảng giữa tháng riêng công việc đã xong xuôi, và dĩ nhiên nhờ đường điện thoại chung tin tức về chuyện đó đã đến tai những người láng giềng xa gần. Mrs. Cleary đã biến phòng khách ở Drogeda thành một cung điện thực sự. Vậy thì, dẫu chỉ vì phép lịch sự, có lẽ Mrs. King và Mrs. O'Brock cùng với Mrs. Hopton cần đến thăm và chúc mừng bà nhân dịp chuyển nhà trang. Mọi người đều nhất trí với nhau rằng Fia nỗ lực không phải là hoài công. Phòng khách của bà cực kỳ hoàn mỹ. Những tấm thảm ô sông màu kem có hình những bó hoa đã hơi bợt màu, những bông hồng phơn phớt và hồng thắm cùng với lá xanh trải một cách chỉnh mảng trên mặt sàn ván bóng loáng như gương tường và trần nhà quét vôi với màu kem tất cả các hình đắp nổi trên trần và các hình chạm khắc trên tường đều được thép vàng cẩn thận nhưng trên những khoảng tường giữa các cửa sổ những bức chạm đầu người hình bầu dục rộng khổ phủ một lớp lụa đen không bóng căng rất phẳng mặt lụa có hình hoa hồng trang trí y như trên những tấm thảm chúng nom giống như những tấm pano cầu kỳ của nhật bản lồng trong khung màu kem thép vàng Bộ đèn chùm pha lê được đặt xuống thấp đến mức những chuỗi pha lê rủ xuống ở phía dưới, gieo lanh canh ở cách mặt sàn chừng 6 phút rưỡi, và mỗi một mặt trong hàng nghìn mặt sạch bóng đều óng ánh sắc cầu vồng. Còn sợi xích nặng nề bằng đồng đen không xoắn thành búi dưới trần nhà nữa mà kéo dịch về phía tường. Trên những chiếc bàn nhỏ màu kem thép vàng chân vặn có đặt những ngọn đèn cũng theo phong cách đó, cả những cái gạt tàn và những lọ hoa cắm đầy hoa vàng và hồng thường, những chiếc ghế bành rộng thuận tiện được bọc lại bằng lụa vân màu kem, cứ hai ba chiếc một đặt gần những đi văng rộng và tự dưng có sức thu hút người ta. Trong một góc sáng sủa có ánh mặt trời thì đặt cây đàn clavicin cổ duyên dáng của Fiona, trên đó có một lọ hoa lớn cắm hồng vàng và hồng thường. Phía trên lò sưởi, Fiona treo một bức chân dung của bà mặc váy phòng màu hồng dịu, còn ở phía đối diện, tại đầu kia phòng là một bức chân dung to lớn, Mary Carson, chưa già lắm, tóc hung, mặc bộ áo váy màu đen nghiêm trang độn mông phồng lên, nằm giống hoàng hậu Victoria, chưa già lắm. Thế đấy, Fia nói, bây giờ chúng ta có thể chuyển nhà được rồi, các phòng còn lại thì tôi sẽ sửa sang vào lúc rảnh rỗi, không vội vã. Của đáng tội, thật là tuyệt vời khi ta có tiền, có một ngôi nhà lịch sự và có thể sắp đặt nó theo ý muốn của ta. Khoảng ba ngày trước khi chuyển nhà, từ mờ đất, lúc mặt trời chưa lên, những con gà trống cất tiếng gáy vui vẻ, sân ra cầm. Kẻ lũ chờ cháo, Fia vừa nói vừa bọc những chiếc chén sứ của bộ đồ trà của mình bằng giấy báo cũ. Thư hỏi chúng gào thét cái nỗi gì kia chứ, có cái quái gì mà huynh hoang chúng ta không có lấy một quả trứng cho bữa ăn sáng, mà cho đến tận lúc chuyển nhà, tất cả cánh nam giới của chúng ta đều ở nhà. Maggie, con sẽ phải đi lục soát chuồng gà thôi, mẹ không có thời giờ. Bà đưa mắt lướt trên trang giấy đá ố vàng của tờ Morning Herald của Sydney, xì một tiếng khinh bỉ khi bắt gặp cái quảng cáo cóc xê hứa hẹn đem lại cho các bà tấm lưng ong thon thả. Mẹ không hiểu vì lẽ gì ba con cứ nhất thiết phải đặt mua những thứ báo này. Chẳng ai có thời giờ đọc, thậm chí chúng ta không kịp đốt cái núi giấy đó trong bếp lò. Con thử nhìn xem, còn cả những số cũ xích từ thời New Zealand, mà thôi, dù sao, cũng còn dùng làm giấy gói được. Mẹ vui vẻ như thế thật là tốt biết bao, kỳ nghĩ như vậy khi chạy từ bậc tam cấp xuống và hối hạ băng qua cái sân bụi bậm đến chuồng gà. Đương nhiên mọi người đều thích thú cảm thấy trước cuộc sống mới trong ngôi nhà mới. Nhưng mẹ hết sức nôn nóng, như thể mẹ vẫn nhớ rằng ở trong ngôi nhà lớn như thế thú vị biết bao. Mà mẹ mới thông minh làm sao và mỹ cảm của mẹ tinh tế lạ thường. Trước đây không ai hình dung được điều đó, bởi vì lúc đó chẳng có thời giờ rảnh rỗi, cũng chẳng có tiền, tất cả những ưu điểm ấy không có đất dùng. Maggie hoan hỉ trong lòng, trong số 5.000 bảng nhận được, Petty đã gửi một khoản cho người thợ kim hoàn ở Shinley đặt làm cho mẹ cô chuỗi hạt và đôi khuyên bằng ngọc trai thực, có cả những hạt kim cương. Bố sẽ tặng mẹ trong bữa ăn trưa đầu tiên của gia đình ở nhà lớn. Bây giờ Mackie đã biết gương mặt mẹ như thế nào khi không bị gò bó bởi cái vẻ rẻ rặt cau có quen thuộc. Và cô muốn chóng được nhìn thấy gương mặt ấy người sáng khi nhìn thấy món quà tặng như thế tất cả các con trai từ bốp đến hai đứa sinh đôi đều nóng lòng chờ đợi cái phút ấy khi bố đưa ra trước cả nhà cái hộp xa lớn xẹt phẳng mở ra và ở đấy trên nền nhung đen hạt ngọc trai óng ánh những màu sắc mờ dịu cả nhà vui sướng vô hạn thấy mẹ hạnh phúc như thế chẳng khác gì sau kỳ hạn hán trước mắt mọi người bắt đầu đổ xuống trận mưa dồi dào khiến vạn vật tươi tỉnh trước đây suốt cả đời không người nào trong bọn họ thực sự hiểu được mẹ họ bất hạnh biết nhường nào. Chuồng gà rất lớn, bốn con gà trống và ngót bốn chục gà mái. Ban đêm chúng nấu vào cái chuồng ọp ẹp, ở đấy sàn bao giờ cũng được quét tước sạch sẽ, hai bên có những dãy dài ổ rơm cho gà đẻ, còn ở trong cùng có những xào đậu cao thấy nhiều tầng. Nhưng suốt ngày lũ gà mái nhẩn như đi dạo trong cái sân rộng thanh thang rào xung quanh bằng lưới dây thép khi Mary hé mở cánh cửa rào và thoát luồn vào sân, những con gà mái háu ăn chạy xô đến tưởng được cho ăn. Nhưng Maggie bật cười. Đã đến lúc, những con vật ngu ngốc cần biết rằng cô sẽ cho chúng ăn vào buổi chiều và cố tránh không dẫm vào con nào cô đi vào chuồng gà. Chúng mày đến là lười nhác. Cô thốt lên một cách nghiêm nghị khi lục lọi các ổ. 40 gà mái mà chỉ có 15 trứng. Dùng cho bữa sáng còn ít, Chứ đừng nghĩ gì đến chuyện làm bánh nướng. Đã đến lúc các vị nên tù tỉnh lại. Không thì nên biết rằng cả bầy đoàn các vị sẽ vào nồi súp không chỉ riêng các quý bà mà cả các quý ông nữa. Vì vậy đừng có mà nhặng xị và khoe mẽ. Đừng có mà múa đuôi. Các quý ngài ạ. À. Maggie xếp trứng cẩn thận vào tạp dề và vừa lầm nhầm hát vừa chạy về bếp. Fia ngồi trong chiếc ghế bành gỗ của Petty mắt đờ đẫn nhìn trang tuần báo Smith, mặt tái mét như xác chết, môi mấp máy không thành tiếng. Trong nhà có tiếng đàn ông đi lại chuyện trò và tiếng cười của hai đứa bé lên sáu ở trong giường. James và Percy không được phép trở dậy khi bố và các anh chưa đi làm. Có chuyện gì thế mẹ? Maggie hỏi. Fia không đáp, không động đậy, môi trên của bà lấm tấm những giọt mồ hôi, trong cặp mắt mở to động lại một vẻ đăm chiêu không thể tưởng được đầy đau khổ dường như bà tập trung hết nghị lực để khỏi gào lên ba ơi ba Maggie sợ hãi gọi to tiếng gọi vang dội khiến Betty chạy ngay vào bếp chưa kịp cài hết khuy chiếc sơ mi mặc trong bằng flanen theo chân ông là Bob, Jack, Huy Ghi và Steele Maggie lặng lặng trò vào mẹ Paddy cảm thấy tim ông mắc trong cổ họng khiến ông tắc thở đến nơi. Ông cúi xuống gần vợ, cầm lấy bàn tay mềm nhũn rơi xuống bàn. Mình sao thế hà mình? Các con chưa ai từng nghe thấy giọng bố chiều mến như thế. Nhưng không hiểu tại sao tất cả bọn chúng đều hiểu ngay rằng bố vẫn nói như thế với mẹ khi không có đứa con nào ở gần. Giọng nói đặc biệt ấy dù sao vẫn xuyên qua trạng thái sững sờ của Fia. Bà ngước đôi mắt to màu xám lên nhìn khuôn mặt hiền hậu, mệt mỏi, không còn trẻ nữa của ông. Đây này, bà chỉ cho ông xem đoạn tin vắn ở phía dưới trang báo. Stuart tiến đến từ phía sau, nhẹ nhàng đặt tay lên vai mẹ, vẫn chưa bắt đầu đọc. Betty nhìn con trai, nhìn vào đôi mắt y hệt mắt mẹ của nó và gật đầu. Ông chưa bao giờ ghen với Stuart như với Frank trước kia. Tình yêu đối với Fiona chưa bao giờ ngăn cách hai bố con mà dường như chỉ làm cho họ gắn bó với nhau hơn. Petty bắt đầu đọc chậm chậm, mỗi phút tiếng đọc của ông càng khẽ hơn, xót xa hơn. Bản tin nhan đề, một võ sĩ quyền Anh bị kết án tù trung thân. Francis Armstrong mươi 26 tuổi, võ sĩ quyền Anh chuyên nghiệp, hôm nay bị tòa án khu ở Goulbegner xét xử về tội giết Ronald N. người làm thuê ở trang trại 32 tuổi. Vụ giết người xảy ra vào tháng 7 năm nay. Các bồi thẩm chỉ họp bàn có 10 phút và đề nghị tòa dùng mức hình phạt nặng nhất. Theo lời quan tòa Fitz Huy Canelli, vụ án đơn giản và rõ ràng. Ngày 23 tháng 7, ở quán rượu khách sạn Havan giữa Camming và Cleary đã xảy ra vụ cãi cọ. Sau đó, ngay tối hôm ấy, trung sĩ cảnh sát Goulbergner là Tom Bibbismore đã đến khách sạn ấy cùng với hai cảnh sát khác theo yêu cầu của chủ khách sạn là Mr. James Ogilvy. Trong một ngõ hẻm phía sau khách sạn, cảnh sát bắt gặp Cleary đang đá chân vào đầu Cumming nằm bất tỉnh nhân sự. Hai nắm tay Cleary vấy máu, các ngón tay kẹp chặt những túm tóc của Cumming. Lúc bị bắt, gã say rượu nhưng hoàn toàn có ý thức về việc đang xảy ra. Thoạt tiên, gã bị kết tội cố ý đánh người thành thương tật. Nhưng hôm sau, Camming chết ở bệnh viện khu tại Goulbeckner vì chảy máu não. Sau đó Cleary bị buộc tội giết người. Trạng sư hoàng gia Mr. Arthur Whiter cố chứng minh rằng người được mình bào chữa là vô tội, viện lẽ, gã ở trong tình trạng không có khả năng chịu trách nhiệm. Nhưng bốn giám định pháp y của bên công tố kiên quyết khẳng định rằng theo những tiêu chuẩn hiện hành, Cleary không thể được coi là không có năng lực chịu trách nhiệm ngỏ lời với các bồi thẩm, quan tòa Fitz Huy Canelli cho rằng không thể nói gì đến chuyện vô tội, bị can tất nhiên là có tội, nhưng các vị bồi thẩm cần cân nhắc kỹ xem nên dùng hình phạt giảm nhẹ hay dùng hình phạt nặng nhất, vì tòa sẽ theo ý kiến họ. Khi tuyên án, quan tòa gọi hành động của Cleary là sự tàn bạo của kẻ mọi dợ và tỏ ý tiếc rằng việc giết người không có dự tính trước thực hiện bằng tay không trong lúc say rượu loại trừ án tử hình. Tuy hai bàn tay Cleary có thể coi là vũ khí có sức giết người không kém gì súng hay dao. Cleary bị kết án khổ sai trung thân, giam trong nhà tù Goulbeckner, nơi dùng để giam những kẻ phạm tội đặc biệt nguy hiểm. Khi hỏi có muốn nói không, Cleary chỉ đáp, Chỉ xin đừng nói với mẹ tôi. đi xem ngày tháng, tờ báo ngày 6 tháng Chạp năm 1925 đã hơn ba năm rồi ông nói giọng biểu lộ sự bất lực chẳng ai đáp lời chẳng ai động đậy chẳng ai biết làm thế nào bây giờ từ tận trong cùng ngôi nhà vẳng ra tiếng cười giòn giã của hai đứa trẻ sinh đôi tiếng nói huyên thuyên vui vẻ của chúng càng to hơn chỉ xin đừng nói với mẹ tôi phi ai nhắc lại bằng cặp môi cắt không ra máu thế là chẳng ai nói gì hết trời ơi tội nghiệp tội nghiệp Frank của tôi. Bằng mu bàn tay không vướng bận gì, Betty lau khuôn mặt đẫm nước mắt của mình, rồi ngồi xổm xuống trước mặt vợ, nhẹ nhàng xoa hai đầu gối vợ. Fia thân yêu, hãy sửa soạn lên đường đi, chúng ta đi thăm con. Bà nhỏm dậy, rồi lại buông phịch người xuống chiếc ghế bành, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của bà lấp lánh một cách kỳ lạ như mặt người chết, đôi con ngươi mở rộng, mở đi tôi không thể đi được. bà nói bằng giọng đều đều, nhưng mọi người đều cảm thấy có chứa đựng một nỗi đau khổ không sao chịu đựng nổi. nó mà nhìn thấy tôi thì tức là giết nó. như thế là giết nó, Betty ạ. À. tôi biết nó rất rõ. nó rất mực kiêu hãnh, rất giàu tự ái. nó tha thiết muốn đạt được một cái gì trong đời. nó muốn một mình gánh chịu nỗi nhục của nó. thôi thì cứ theo ý nó. mình đọc thấy rồi đấy. Chỉ xin đừng nói với mẹ tôi Chúng ta phải giúp nó giữ gìn điều bí mật của nó Việc gặp gỡ nó có đem lại điều gì tốt lành cho nó hay cho chúng ta không? Betty vẫn còn khóc Nhưng không phải về việc của Frank Mà khóc vì sức sống đã tắt ngấm trên gương mặt vợ ông Và ánh mắt của vợ đã mất sinh khí Gã trai đó bao giờ cũng như Ion Luôn luôn đem đến sự bất hạnh và điều tai hại suốt đời đứng giữa ông và vợ ông. Chính vì nó mà Pia không cởi mở tâm tình với chồng và với các con. Cứ mỗi lần tưởng như bây giờ, rút cuộc Pia sắp có hạnh phúc, thì Frank lại lấy mất hạnh phúc của mẹ. Nhưng Petty yêu vợ cũng sâu sắc và bền chặt như vợ ông yêu Frank. Sau buổi tối đáng ghi nhớ ấy ở nhà Linh Mục, quả thực là ông không thể hiểm ghét gã trai được nữa. Và bây giờ ông nói, Thôi được. Fia ạ, à. nếu mình cho rằng chúng ta không nên gặp Frank thì ta sẽ không đi. Tôi chỉ muốn biết tình cảm của nó ở đấy như thế nào và nếu có thể làm gì cho nó thì ta sẽ làm. Có lẽ ta nên viết thư cho Đức cha De Precassa xin người lưu ý đến việc này, mình thấy thế nào? Mắt Fia vẫn đờ đẫn, nhưng má bà hơi hồng lên rõ rệt. Phải đấy, Petia, mình viết đi nhưng cần nói trước với cha để người đừng lộ ra với frank là chúng ta biết hết rồi cứ để cho frank tưởng rằng chúng ta không biết gì hết có lẽ như vậy nó đỡ khổ tâm hơn mấy ngày sau sức lực trở lại với fiona công việc sắp xếp lại nhà cửa rất bận rộn không để cho bà có lúc nào sành rỗi nhưng trong thái độ điềm tĩnh của mình bà lại trở nên nghiêm khắc tuy không đến nỗi cau có lắm bà trở nên lầm lì kín đáo dường như bà quan tâm đến việc ngôi nhà mới của bà rút cục sẽ có dáng vẻ như thế nào hơn là chăm lo đến hạnh phúc gia đình có lẽ bà cho rằng về mặt tinh thần mọi người trong nhà không cần đến bà còn về việc ăn uống giặt sũ và mọi cái khác thì đã có mrs smith và kate với minnie thế nhưng số phận của frank khiến mọi người đều bàng hoàng các con trai lớn đau khổ cho mẹ đêm đêm không ngủ vì nhớ đến gương mặt của mẹ trong phút khủng khiếp đầu tiên ấy họ yêu mẹ trong mấy tuần trước cái tin đau xót lần đầu tiên họ thấy mẹ vui vẻ họ không bao giờ quên được bộ mặt mới ấy của mẹ và trong lòng họ sẽ sống mãi niềm mong muốn thiết tha lại được thấy mẹ như thế trước kia cái trục mà toàn bộ cuộc sống của họ xoay quanh là ông bố nhưng từ cái phút đáng ghi nhớ ấy mẹ đã ở bên cạnh họ Bây giờ trong họ đã thức dậy một tình yêu chiều mến sao xuyến, trùm lấp, không thể lụi tắt được, mặc dù phia rẻ giặt và rừng rưng thế nào đi nữa. Tất cả đàn ông trong gia đình, từ Petty đến Sia đều quyết định dứt khoát, cứ để mẹ sống theo ý muốn của mẹ, và họ đòi hỏi mỗi người giúp tạo nên một cuộc sống như thế cho mẹ. Từ nay, không một ai dám làm điều gì khiến mẹ phật ý hay phiền lòng. Khi Pet đi tặng vợ món trang sức bằng ngọc trai gói ghém bao tình cảm thắm thiết, bà cảm ơn gọn lòn bằng mấy lời nhạt nhẽo. Bà nhìn món quà tặng mà không có vẻ gì là hài lòng, không có gì là thích thú. Nhưng mọi người đều nghĩ rằng mẹ sẽ vui mừng xiết bao về món quà đó nếu như không có câu chuyện bất hạnh xảy ra với Frank. Tất cả những điều đó có lẽ khiến Maggie tội nghiệp càng đau khổ hơn nữa nếu như gia đình không chuyển sang nhà lớn, bởi vì bố và các anh tuy không đưa cô vào cái hội bảo vệ bà mẹ thuần túy có tính chất đàn ông của họ, có lẽ vì cảm thấy rằng cho dù Maggie có gia nhập hội thì trong lòng vẫn bực tức ngấm ngầm. Nhưng họ cho rằng cô phải gánh lấy mọi công việc và trách nhiệm mà rõ ràng là phiền dày cho mẹ. Thực ra gánh nặng đó thì Mrs. Smith và những người giúp việc của bà cùng san sẻ với Maggie. Việc khó chịu nhất đối với Fiona là chăm sóc hai đứa con trai nhỏ tuổi, nhưng Mrs. Smith đảm nhận hoàn toàn việc bảo trợ James và Percy và bà làm việc đó nhiệt tình đến nỗi. Maggie không thể thương hại bà, mà trái lại cô vui mừng vì bà quản gia rút cuộc đã chinh phục hoàn toàn được hai đứa trẻ sinh đôi. Maggie cũng đau buồn cho mẹ, nhưng không đau buồn nhiều như cánh đàn ông. Lòng hiếu thảo của cô phải chịu những thử thách quá nặng nề. Bản năng làm mẹ đã lên tiếng mạnh mẽ trong cô từ sớm. Bây giờ cô có cảm giác bị xúc phạm khi thấy Fia ngày càng hờ hững với James và Betsy. Khi ta có con, cô nghĩ, nhất định, nhất định ta sẽ yêu tất cả chúng nó như nhau. Ở nhà lớn, cuộc sống của mọi người trở nên khác hẳn. Thoạt tiên, điều có vẻ rất lạ lùng là mỗi người có buồn ngủ riêng. Đối với Fiona và Maggie thì không phải bận bịu gì về việc nội trợ ở trong và ngoài nhà là điều khác thường. Minnie, Kate và Mrs. Smith cùng nhau đảm đương chu đáo việc giặt là, dọn dẹp, nấu nướng và phát hoảng lên khi người ta ngỏ ý muốn giúp họ. Có không biết cơ man nào là dân lang thang sẵn lòng xin vào làm thuê tạm thời để được ăn no và trả công chút ít. Họ bổ củi, cho gà và lợn ăn, vắt sữa bò, giúp ông già tôm chăm nom khu vườn tuyệt diệu của Rogeda làm tổng vệ sinh trong ngôi nhà. đi thường xuyên trao đổi thư từ với Charan về công việc của Rogeda. Tài sản của Mary đem lại 4 triệu bảng thu nhập hàng năm là do vốn của công ty cổ phần tư nhân Missax Limited. Đầu tư chủ yếu vào thép, tàu thủy và các mỏ. Charan viết: "Khoản lương mà tôi quy định cho ông là một giọt trong biển hàng triệu đồng của Mary Carson, chưa đến một phần mười thu nhập của Điền Trang Trogeda và xin ông đừng lo về việc có những năm suốt kém. Lợi nhuận do Trogeda đem lại đủ để nếu cần cho đến cuối thế kỷ tôi có thể trả lương cho ông chỉ bằng số trích từ lợi tức. Tất cả những gì ông nhận được đều là xứng đáng và Missa Limited không gây nên sự thua lỗ nào cả. Ông được trả lương bằng tiền của Điền Trang chứ không phải bằng tiền của công ty cổ phần. Hãy giữ gìn chu đáo mọi sổ sách và các bản thanh toán của Điền Trang để bất cứ lúc nào nhân viên thanh tra cũng có thể biết đến tình hình ra sao. Ngoài ra không đòi hỏi gì hơn nữa ở ông. Sau bức thư đó, một buổi tối, khi tất cả các con trai đều có mặt ở nhà, đi triệu tập một cuộc họp gia đình trong phòng khách mới của vợ. Sau khi đeo lên cái mũi kiểu la mã, cặp kính gọng thép, ông ngồi thoải mái trong chiếc ghế bành có lớp bọc màu kem, hai chân trên chiếc đi văng cũng như thế. Dưới tay, trên cái gạt tàn pha lê là tẩu thuốc. Thật là tuyệt trần đời. Ông mỉm cười, hề hả nhìn khắp phòng. Bà nghĩ rằng tất cả chúng ta phải cùng nhau cảm ơn mẹ đã sửa sang căn phòng đẹp như thế này, đúng không các chú mày? Các chú mày lý nhí câu gì tỏ vẻ đồng tình. Pia ngồi trong chiếc ghế bành trước kia của Mary Carson, bây giờ nó được bọc lụa vân màu kem, hơi nghiêng đầu sang bên. Maggie ngồi thu cả hai chân trên đi văng, Cô thích đi văng hơn ghế bành. Cô mang chiếc bít tất và một mực không ngước mắt lên. Thế này này, Betty nói tiếp. Cha de Pricasa khả kính đã định đoạt mọi việc đâu ra đấy. Cha là người hào phóng và rộng lượng. Cha đã gửi vào nhà băng 7.000 bảng, đứng tên ba và đã mở cho mỗi người trong gia đình ta một tài khoản vãng lai và gửi vào đó 2.000 bảng. Ba sẽ được 4.000 bảng một năm vì là người quản lý điền trang bóp được 3.000 bảng coi như người giúp việc cho quản lý. Tất cả các con trai đang làm việc, Jack, hughie và Stuart, mỗi đứa 2.000 một năm, còn hai đứa nhỏ mỗi đứa 1.000 cho đến khi chúng lớn và tự quyết định về việc chúng muốn làm việc gì. Khi James và Pepsi trưởng thành, mỗi đứa sẽ được hưởng một phần thu nhập của Trogeda như những đứa hiện đang làm việc, cho dù chúng không muốn làm việc ở đây. Đến năm 12 tuổi, chúng ta sẽ gửi ra Sydney học ở trường nội trú Riverview College. Học phí và tiền ăn đều do Trogeda đài thọ. Mẹ có thu nhập riêng hàng năm 2.000 bảng, Maggie cũng thế. Về việc bảo quản ngôi nhà thì có riêng một khoản 5.000 bảng. Cái này thì tôi không hiểu tại sao Charan lại làm thế, cứ như thể chúng ta cần lắm tiền như thế để giữ gìn ngôi nhà. Cha bảo rằng biết đâu chúng ta đột nhiên muốn sửa sang căn bản mọi thứ ở đây cha đã quyết định về việc Mrs Smith, Kate, Minnie và Tom mỗi người được bao nhiêu và tôi lại xin nói rằng cha là người hào phóng. Còn mọi cái khác thì trả bao nhiêu do tôi quyết định. Nhưng với cương vị người quản lý, việc đầu tiên là tôi phải thuê ít nhất 6 người chăn cừu để mọi việc ở Trogeda đều trôi chảy. Điền trang quá lớn, không thế thì không đủ nhân lực. Đấy là nhận xét có tính chất phê phán mạnh mẽ nhất của Petty về cách cai quản điền trang của bà chị ông. Không một ai trong gia đình Cleary từng nghe nói con người có thể có ngần ấy tiền và họ im lặng cố tập quen với sự giàu có bất ngờ. Một nửa số ấy ta cũng không tiêu hết, Petty ạ. À. A à nói, ông ấy đã làm tất cả vì chúng ta. Nhiều hơn nữa thì không biết tiêu vào việc gì. Petty âu yếm nhìn vợ. Mình nói đúng, nhưng mình ạ, à, Thật là tuyệt diệu vì từ nay ta sẽ không phải tính từng đồng xu nữa, đúng không nào? Ông hắng giọng rồi nói tiếp. Bây giờ tôi nghĩ thế này nhé. Mẹ nó với Maggie hơi dỗi dãi quá. Tôi thì không thạo việc tính toán, nhưng mẹ các con biết cộng trừ nhân chia như cô giáo số học. Thế thì bây giờ mẹ sẽ làm kế toán cho chúng ta. Không cần văn phòng Harry Hoff phải làm việc đó nữa. Trước kia tôi không biết, nhưng hóa ra Harry Hope phải thuê một người để làm công việc kế toán của Rogeda. Nhưng lúc này, ông ta thiếu người làm việc đó, thành thử ông ta vui lòng trao trả việc đó cho ta. Chính ông ta gợi ý với tôi rằng mẹ nó có thể trở thành người kế toán cực giỏi. Ông ta sẽ phái một người ở Shinli đến dạy bảo cho mình mọi quy tắc, phía ạ. À. Nói chung rõ ràng, đây là việc không đơn giản. Cần làm sổ kế toán, các loại sổ sách, sổ quỹ và mọi việc quyết toán ngày nào cũng phải ghi chép mọi thứ, nói chung là đủ thứ việc. Công việc nhiều đấy, nhưng nó sẽ không làm cho mình kiệt lực như việc nấu nướng giặt rũ trước kia. Tôi nói có đúng không? Maggie suýt kêu lên. Thế còn con thì sao? Con giặt rũ và nấu nướng ít hơn mẹ chắc. Còn Fia mỉm cười. Bà mỉm cười thực sự. Lần đầu tiên kể từ ngày biết tin Frank. Tôi sẽ vui sướng bắt tay vào việc đấy. Petia, thực đấy. Rút cuộc Tôi sẽ cảm thấy ở Drogheda tôi không phải là người ngoài cuộc. Bob sẽ dạy mình lái chiếc Rolls Royce mới. Bây giờ, đấy sẽ là công việc của mình. Đi Shinley, đến nhà băng và bàn bạc với Harry Hoff. Thêm nữa, mình sẽ yên tâm vì bất cứ lúc nào mình cũng có thể tự lái xe đến nơi nào mình cần đến, cho dù tôi và các con trai không có ai ở bên cạnh. Chúng ta sống ở đây quá cách biệt. Từ lâu, tôi đã muốn dạy mình với Maggie lái xe nhưng vẫn không có lúc nào sành. Ta giao ước chứ, Pia? Đồng ý, Petty Người vợ vui vẻ trả lời. Nào, Maggie, bây giờ chúng ta sẽ giao việc cho con. Maggie cắm kim vào chiếc bít tất, đặt nó sang một bên, ngước mắt nhìn bố, vừa dò hỏi vừa cáu kỉnh. Cố nhiên bố sẽ nói rằng bây giờ mẹ bận việc tính toán, thế thì công việc nội trợ trong nhà và trong năm vườn tược là việc của con. Ba không muốn con trở thành cô tiểu thư ăn không ngồi rồi, bộ dạng kiêu kỳ như một số cô gái con các vị chủ trại chăn nuôi ở đây. Betty vừa nói vừa mỉm cười, nụ cười khiến cho lời nói của ông không có ý gì khinh miệt. Vì vậy, ba sẽ chọn cho con một công việc thực sự. Cô bé Maggie ạ, à. con sẽ trông nom các bãi chăn gần đây. Phần của con là khu vực gần hồ chứa nước, khu gần sông, bãi các Sôn, bãi Winnesmoor và bãi gần két nước phía bắc và ấp chính nữa con sẽ chịu trách nhiệm về ngựa những con nào đưa đi làm những con nào tạm cho nghỉ sức đương nhiên lúc bận rộn nhất khi cừu đẻ và phân loại cừu chúng ta sẽ tập trung cả lại còn lúc khác thì ba cho rằng tự con sẽ giải quyết lấy được jake sẽ dạy con chỉ huy chó và dùng soi con gái ba vốn lanh lợi không thua gì con trai ba cho rằng việc đó sẽ hợp sở thích con hơn phi ngựa trên các bãi chăn còn hơn là nằm ườn trên đi văng Betty nói thêm và nở nụ cười hiền hậu rộng đến mang tai. Trong lúc bố nói, nỗi bực tức của Maggie tan biến như khói. Bố lại là người ruột thịt thân thiết vẫn nghĩ đến cô, vẫn yêu cô như hồi cô còn bé. Làm sao cô có thể nghi ngờ bố được nhỉ? Vì xấu hổ, Maggie sẵn lòng đâm kim vào đùi mình, nhưng cô nghĩ lại. Cô quá vui mừng để có thể thực sự muốn làm cho mình đau đớn, và lại nói chung đấy là một cách ngu xuẩn để tránh sự cắn rứt lương tâm. Cô hớn hở. Ôi, ba thân yêu, thế thì tuyệt quá. Thế còn con làm gì hả ba? Stuart hỏi. Cánh phụ nữ không cần đến con ở nhà nữa, vì vậy con sẽ lại đi chăn cừu. Vâng được, thưa ba. Stuart buồn rầu nhìn mẹ, nhưng không nói gì nữa. Fia và Maggie đã biết lái chiếc Rolls-Royce mà Mary Carson đặt mua một tuần trước khi chết. Maggie học điều khiển chó, Fia học làm sổ kế toán và các bản quyết toán khác. Nếu như không phải chia ly với cha Ranf, thì Maggie sẽ hạnh phúc hơn ai hết, hạnh phúc vô biên. Đã từ lâu cô mơ ước điều đó, trở thành người chân cừu thực thụ, phi ngựa trên đồng cỏ dưới bầu trời bao la. Nhưng cô luôn luôn cảm thấy thiếu cha Ranf, cả trong chiêm bao cũng như trong đời thực, cô vẫn mơ tưởng đến cái hôn ấy của cha. Đấy là một hồi ức quý giá mà cô đã trở lại với nó hàng ngàn lần. Tuy nhiên, Ký ức không phải là thứ sờ được mó thấy dù có cố gắng đến thế nào đi nữa. Cảm giác thực không trở lại, chỉ còn lại một ảo giác, một cái bóng, một đám mây buồn sầu đang tan dần. Cha viết thư cho gia đình về Frank, thế là hy vọng của Maggie sụp đổ. Cô vẫn hy vọng cha sẽ nhân cớ đó để thân hành đến Drogheda. Cha tả lại cuộc gặp gỡ của mình với Frank trong nhà tù của Unbeckner rất rẻ rặt, không một lời nào lộ ra rằng cuộc gặp mặt đó thật là đau khổ. Không hề nói xa xôi rằng Frank bị rối loạn tâm thần và tình trạng ấy ngày càng nguy kịch. Cha đã uổng công cố xin cho Frank được chuyển sang Morris S. Bệnh viện cho những kẻ phạm tội mắc bệnh tâm thần. Người ta không chịu nghe theo cha. Nhưng thư gửi Pet đi, cha dùng những màu sắc lạc quan nhất miêu tả Frank ngoan ngoãn chuộc tội của mình với xã hội và nhấn mạnh. Frank không hề ngờ rằng những người ruột thịt đã biết chuyện xảy ra. Cha đã cam đoan với Frank rằng chính cha biết việc này qua các báo Sydney và cha có thể lo liệu sao cho tin này không đến được gia đình Cleary. Lời hứa của cha đã làm Frank yên tâm. Cha nói thêm và dừng ở đấy. Betty đã nhiều lần bàn về việc nên bán con ngựa cái màu hồng trước kia cha vẫn cưỡi. Bây giờ thì ra bãi chăn, Maggie cưỡi con ngựa ô mảnh khảnh Đấy là con ngựa thiến trước kia cô vẫn cưỡi đi chơi. Con ngựa ô tuyệt diệu, ngoan ngoãn, dễ chịu hơn nhiều so với những con ngựa thiến dữ tợn và những con ngựa cái bướng bỉnh ở sân nuôi ngựa. Những con ngựa ấy thông minh nhưng tính không thuần. Thêm nữa ở Rogeda không có lấy một con ngựa đực nào, vì thế chúng không trở nên niềm nở hơn. Không, bà ạ, à, có lẽ không nên đâu, Maggie van vỉ, chính con sẽ cưỡi con ngựa hồng. Bà nghĩ xem, Charanf đã làm cho chúng ta bao nhiêu điều tốt, thế rồi bỗng nhiên cha về thăm nhà ta và thấy chúng ta đã bán con ngựa của cha, thế còn ra làm sao nữa? đi trầm ngâm nhìn con gái. Chứ chắc Charanf sẽ có lúc nào về thăm nhà ta, Meggie ạ. Biết đâu cha sẽ về. Làm sao chúng ta biết được? đi không thể chịu đựng nổi cái nhìn của cặp mắt con gái. Đôi mắt ấy sống mắt mẹ quá, không nỡ nào làm cho nó buồn phiền hơn nữa. Nó đã đau buồn lắm rồi Tội nghiệp con bé Thôi được Maggie ạ à, Ta sẽ để lại con ngựa hồng Nhưng con phải chú ý sao cho cả hai con được cưỡi đều nhau Không bị tủ cẳng Ở Rogeda ba không cần thứ ngựa phát phì đâu Hiểu chưa Trước kia Maggie chẳng muốn cưỡi con ngựa của Charan chút nào Nhưng từ hôm ấy cô cưỡi luôn phiên Hôm thì con này Hôm thì con kia Để cho cả hai con đều lao động lương thiện xứng đáng Với lượng kiểu mạch chúng được ăn Ờ à, rất may mắn là Mrs Smith, Minnie và Kate, yêu mê mệt hai đứa trẻ sinh đôi, Mickey cưỡi ngựa ra các bãi chăn thả, phia thì hàng giờ liền ở trong phòng khách của mình bên bàn viết, còn James và Percy sống rất vui vẻ, lanh lợi, hiếu động, chúng làm vướng chân tất cả mọi người, nhưng cả hai đều rất yêu đời và niềm nở, thành thử chẳng ai bụng dạ đâu mà giận chúng lâu. Tối tối trong căn nhà nhỏ của mình, Mrs Smith đã cải theo đạo Thiên Chúa từ lâu quỳ gối thổ lộ niềm biết ơn tràn đầy trong tim bà. Thầy rốp của bà còn sống, bà không có cái may mắn được hưởng niềm vui có con, và nhiều năm dòng trong nhà lớn không có tiếng trẻ em. Những người phục dịch nhà lớn không được phép giao du với gia đình những người chăn cừu sống trong những căn nhà nhỏ trên bờ sông. Nhưng gia đình Cleary đến, đây là những người họ hàng của Mary Carson và rút cuộc trẻ em đã xuất hiện. Còn bây giờ, bây giờ James và pessy đến ở hẳn nhà lớn suốt mùa đông không mưa mùa hè cũng vẫn không mưa nắng thiêu đốt làm cho cỏ vàng óng tươi mọng cao ngang đầu gối khô héo đến tận ruột mỗi ngọn cỏ đều giòn và dễ gãy nhìn ra xa phải nheo mắt lại thành khe hẹp và đội sụp chiếc mũ rộng vành xuống sát tận lông mày đồng cỏ hắt ra ánh sáng bạc chói lòa giữa những ảo ảnh bồng bềnh màu da trời những cơn lốc bụi bé nhỏ xoáy tít bận rộn chạy đi chạy lại quét vun lá khô cỏ chết thành đống và chuyển từ chỗ này sang chỗ khác bắt đầu khô hạn ghê gớm ngay cả những thân cây mộc cũng khô héo vỏ bong ra từng mảng cứng dễ vỡ hiện thời chưa có nguy cơ cừu bị đói cỏ vẫn còn đủ dùng chừng một năm có khi còn lâu hơn nhưng thật đáng lo khi nhìn thấy mọi vật khô héo đến chừng nào Bao giờ cũng có thể xảy ra tình trạng Sang năm sau cũng vẫn không có mưa Có khi còn qua cả năm sau nữa Năm thuận lợi lượng mưa chừng 10, 15 đu im Năm khó khăn thì dưới 5 đu im Hoặc có khi hoàn toàn không mưa Dù nóng nực và ruồi Maggie vẫn yêu thích cuộc sống chăn cừu Thật tuyệt diệu biết bao cưỡi con ngựa hồng đi bước một sau đám cừu chen chúc kêu be be còn những con chó bề ngoài tưởng như rừng rưng thè lè lưỡi nằm ẹp trên mặt đất nhưng một con cừu nào đó cứ thử nhảy ra khỏi đàn mà xem trong nháy mắt con chó gần nhất tia sét trừng phạt sẽ lao theo ngay khoái trá nhe răng nhọn đợp vào chân con vật xấu xố kém ngoan ngoãn mackie cho ngựa vượt lên trước đàn cừu cưỡi ngựa đi ở phía trước đây là sự đổi mới dễ chịu sau khi phải đi sau đàn và nuốt bụi mấy dặm đường và mở cái cổng của bãi chăn tiếp theo. Cô kiên nhẫn chờ. Trong lúc mấy con chó vui mừng vì có dịp bày tỏ với cô lòng sốt sắng, vừa sủa vừa cắn dồn đàn cừu đến đấy. Bò cái thì dồn chúng lại và lùa đi khó hơn. Chúng đá hậu, có con còn nhảy sổ vào con chó thiếu thận trọng có khi còn sóc cả chó lên mũi sừng. Chính lúc này, người chăn gia súc phải ứng phó kịp thời, phải sử dụng cây roi, nhưng chó thích nguy hiểm một chút. Tuy nhiên, Maggie không phải chăn bò, việc đó Petty tự đảm nhiệm lấy. Còn về chó thì Maggie không ngớt thán phục chúng. Chúng tinh khôn biết bao thật khó mà tin được. Hầu hết chó chăn cừu ở Trogeda lông đều hung sẫm. Chỉ có chân, phía trên lông mày và ngực là màu sáng, nhưng cũng có cả những con chó Queenslander, loại chó rất to, lông màu xám lẫn màu da trời có đốm đen. Cả những con lai màu lông này và màu lông kia pha trộn đủ mọi kiểu. Khi chó cái đến kỳ giao phối, người ta chọn cho chúng con ghép đôi tốt nhất và chờ chúng đẻ con. Chó con đã lớn không bố mẹ nữa thì đem ra thử ở bãi chăn, những con có triển vọng thành chó chăn cừu tốt được giữ lại ở Drogeda hoặc đem bán, những con đoảng thì bắn chết. Maggie huyết sáo gọi chó, đóng cổng lại khi cừu đã đi qua hết và cho ngựa đi về phía nhà. Cách đó không xa là một khu rừng, ở đây có cây khuynh diệp các loại, hoàng dương đen, dài rác ở bìa rừng có vinga. Maggie thanh thản cho ngựa đi vào bóng sợp và vui sướng vì phút nhàn rỗi thật thú vị được nhìn ngắm xung quanh. Trong đám cành khuynh diệp đầy rẫy những con vẹt nhỏ, chúng tiếu tít kêu the thé và huýt xó nhại những con chim có tiếng hót, di rừng lượn vòng, hai con vẹt màu với những túm bờm màu vàng và xanh nhạt đậu cạnh nhau, nghiêng đầu sang bên, mắt long lanh nhìn theo cô gái cưỡi ngựa. Những con chìa vôi sục sạo trên mặt đất tìm kiếm, đuôi co giật một cách ngộ nghĩnh. Những con quạ không ngớt quạ quạ một cách thê lương. Trong bản đồng ca của rừng, tiếng quả kêu nghe khó chịu nhất. Tiếng kêu buồn nản, tuyệt vọng của chúng khơi nên nỗi sầu muộn, gợi nhớ đến xác thịt giữa nát, đến lũ ruồi xả xuống xác chết. Không thể hình dung được quả lại hót như tiếng chuông ngân nga, tiếng của nó hoàn toàn phù hợp với công việc của nó. Và cố nhiên, khắp nơi đen đặc những đám mây ruồi. Maggie trùm lên mũ một tấm khăn voan, nhưng ruồi bâu vào đôi tay trần, con ngựa vẫy đuôi không ngừng nghỉ, da nó không ngất xung chuyển và giật rội. Mekki chỉ lấy làm lạ là da ngựa dày đến thế và lông cũng rất dày, vậy mà nó cảm thấy được con ruồi nhỏ xíu không trọng lượng. Ngựa và người bị ruồi quấy dày bởi vì chúng hút mồ hôi, nhưng cừu còn cần cho chúng hơn. Trên mông cừu và ở bất cứ chỗ nào lông ẩm và không sạch là chúng đẻ trứng vào, người thì không thích hợp cho việc đó không khí tràn đầy tiếng ong vo vo, loang loáng bóng những con chuồn chuồn màu sắc rực rỡ lao vun vút tới những rãnh tháo nước, lung linh những cánh bướm nhiều màu. Con ngựa hồng dùng móng hất đi một khúc thân cây mục, khúc gỗ xoay lật và mép ghi sờn gai ốc. Dưới khúc gỗ nhung nhúc những con sâu lớn nhỏ, những con giòi trắng đục béo múc đáng ghê tởm, những con dẹp gỗ, những con sên lãi, những con rết và nhện kích xù những con thỏ từ trong hang nhào ra, nhảy tán loạn chạy trốn. Những chiếc đuôi nhỏ lông xù trắng muốt thấp thoáng trên cao. Nhưng tức khắc chúng quay đầu lại, tò mò nhìn, mũi nháy lia lịa. Tiếp đó, Maggie làm cho một con nhím úc hoảng sợ. Con vật khiếp hãi, bắt đầu dùng những cẳng chân khỏe đầy móng vuốt bới đất để vùi mình xuống. Và chỉ trong mấy giây, nó đã chui được nửa người dưới cái thân cây đồ khổng lồ. Thật thú vị được xem những thủ đoạn láu cá của chú thợ đào đất toàn thân tua tủa lông cứng này. Những chiếc lông nhọn giữ tợn cục sát vào thân để con vật dễ chui lọt vào cái rãnh hẹp đào trong đất. Đất cục bay văng ra dưới chân nó. Từ khu rừng, Maggie ra con đường lớn rộng rãi dẫn tới ấp chính. Một tấm chăn xám lốm đốm nằm vắt ngang con đường. Một đàn cực đông vẹt gala đang nhặt sâu bọ và ấu trùng nhưng nghe thấy tiếng động của người cưỡi ngựa, chúng nhất loạt bay lên. Như có làn sóng ánh sáng bình minh bay vút lên ở trên đầu. Bây giờ Maggie nhìn thấy mặt dưới cánh và ngực chúng. Thế là như có phép thần những con chim xám biến thành màu hồng, trói rực. Nếu ngày mai ta phải xa rời Togeda mãi mãi, Maggie nghĩ, ta sẽ mơ thấy Togeda chính như thế này, tắm trong ánh sáng hồng trói rực như những cánh chim này nhìn ở mặt trái. Chắc là xa hơn nữa trên vùng đất hoang mọi vật đã khô héo cả. Vì thế cả đến Kengi cũng di cư đến đây với chúng ta, chúng mỗi ngày một nhiều hơn. Một đàn kangaroo đông nghịt, có lẽ đến hai ngàn con đang yên ả gặm cỏ. Nhưng đàn chim ảo ảo bay lên khiến chúng lo lắng và chúng bỏ chạy bằng những bước nhảy nhẹ nhàng xuyên xoáng. Chúng là loài chạy nhanh nhất trong giới động vật trừ có đà điểu emu, ngựa không bì kịp kangaroo. Phải, có những lúc chiêm ngưỡng thiên nhiên thật là thú vị, nhưng thường thì Maggie nghĩ nhiều nhất đến cha Ran. Trong thâm tâm, cô không bao giờ coi tình cảm của mình đối với cha là sự si mê của cô bé nhỏ tuổi, mà cô gọi nó một cách đơn giản là tình yêu, như người ta viết trong sách. Cảm giác của cô cũng y hệt như của một nữ nhân vật nào đó của Etendel, mọi cái đều hệt như thế quả thật thực là bất công khi một trở ngại giả tạo nào đó chức sắc của cha đứng chắn giữa cô và điều cô muốn mà cô muốn lấy cha cô muốn sống với cha hoàn toàn hòa hợp như ba với mẹ để cha yêu cô thắm thiết như ba yêu quý mẹ mẹ không bao giờ đặc biệt cố tìm cách để được yêu quý vậy mà ba tôn sùng mẹ thế thì Cả cha Ranf cũng có thể rất mau chóng thấy rằng sống với cô tốt hơn sống một mình nhiều lắm. Maggie không hề nghĩ rằng dù thế nào đi nữa cha cũng không thể phản bội lời khấn nguyện của mình. Đúng, cô biết rằng không được phép lấy chồng là linh mục, không được phép yêu linh mục, nhưng cô đã quen bỏ qua trở ngại đó. Trong ý nghĩ cô giải thoát Ranf khỏi chức sắc thầy tu. Tuy người ta đã dạy cho cô những nguyên lý nền tảng của đạo thiên chúa, nhưng không ai giảng giải kỹ cho cô thực chất những lời khấn nguyện của tu sĩ mà bản thân cô lại không cảm thấy nhu cầu về đạo và không đi sâu vào những vấn đề tương tự nguyện kinh không đem lại cho cô niềm an ủi và niềm vui và cô tuân theo những lề luật của nhà thờ chỉ vì nếu không thì sau khi chết sẽ vĩnh viễn bị thiêu trong lửa địa ngục và lúc này cô mơ ước lộn xộn giữa lúc tỉnh thức hẳn hoi thật hạnh phúc nếu được sống chung dưới một mái nhà với cha và ngủ cạnh cha như ba với mẹ. Ý nghĩ được chung đụng với cha khiến cô hồi hộp, thậm chí ngồi trên yên ngựa cô cảm thấy không thoải mái và Maggie tưởng tượng ra vô số cái hôn. Cô không thể tưởng tượng ra cái gì khác. Những chuyến đi trên các bãi chăn thả không làm cho cô hiểu biết hơn về các vấn đề giới tính. Vì đánh hơi thế chó từ xa, những con vật lập tức mất mọi ham mê tình dục mà giao phối không chọn lọc thì ở Rogeda cũng như ở các trại khác người ta không để như thế. Vào thời kỳ cửu đực được thả cho nhảy cửu cái ở một bãi chăn riêng biệt thì Maggie được phái đi một chỗ nào khác. Còn khi thấy một con chó nhảy lên một con chó khác cô tưởng đó là chúng đùa nghịch và dùng roi quất cả hai đang chăn cừu thì không được nô nghịch. Chưa chắc có người nào lý giải được rõ ràng trong hai điều sau đây cái gì nặng nề hơn. Sự khắc khoải vô thức đi liền với sự bồn chồn kích động hay niềm mong muốn rõ ràng và xác định, nhất quyết tìm cách để được toại nguyện. Maggie đáng thương khắc khoải, không biết rõ mình ham muốn gì, nhưng niềm ham muốn không buông tha cô và sự ham mê không thể cưỡng lại nổi tập trung vào Ralph de Bricassa. Cô mơ tưởng cha, khao khát cha, hướng về cha và buồn phiền vì tuy cha nói rằng cha luôn luôn yêu cô vậy mà không về thăm cô lần nào. Như vậy, cô chẳng có ý nghĩa gì lắm đối với cha. đi làm đứt quãng luồng ý nghĩa ấy của cô. Ông cưỡi ngựa cùng đi con đường ấy về nhà. Maggie mỉm cười ghim con ngựa hồng đợi bố. Cuộc gặp gỡ thật là thú vị, đi nói và cho con ngựa già màu xám cho của mình đi bước một cạnh con ngựa hồng không còn trẻ của con gái. Vâng, đúng thế, Megi đáp. Thế trên các bãi chăn ở xa thì thế nào ạ? À? Cô lắm phải không ạ? À? Có lẽ còn tồi tệ hơn ở đây, cả Kengi cũng ập đến, bà chưa bao giờ thấy chúng nhiều đến thế, chắc là xa hơn nữa về phía Muparinka thì hạn hán thực sự. Marklin King nói rằng cần phải bắn chết chúng. Còn ba nghĩ rằng dù có bắn súng máy cũng không giảm bớt được Kenji. Chúng nhiều vô kể. Bố thật là tốt tuyệt, rất đỗi ân cần, yêu quý con, tha thứ, hết thảy. Rất ít khi có dịp chỉ có hai bố con cô với nhau, bao giờ cũng có một người anh hoặc em trai quanh quẩn gần đó. Và Maggie không nén được, cô nêu ra cái câu hỏi vẫn sằn phạt cô, mặc dù cô đã gắng hết sức tự chấn an. Ba ơi, Tại sao cha Ranf không hề đến thăm nhà ta? Cha bận lắm, Maggie ạ. À? Betty đáp, giọng bộc lộ một âm thanh cảnh sát. Nhưng các linh mục cũng có lúc rảnh chứ ạ. À? Trước kia cha yêu Trogeda lắm mà, chắc là cha cũng muốn đến đây nghỉ ngơi. Đúng thế, các linh mục cũng nghỉ ngơi, Maggie ạ. À? Nhưng nói chung, các đấng ấy không bao giờ gác bỏ được công việc của mình. Chẳng hạn suốt đời, ngày nào linh mục cũng phải làm lễ Misa, cho dù lúc đó không có ai ở đấy. Ba cho rằng cha de Bricasa là người rất sáng suốt. Cha hiểu rằng không thể bắt cuộc sống quay ngược trở lại, dĩ vãng một đi không trở lại. Đối với cha, Rogeda là chuyện đã qua. Maggie bé bỏng của ba ạ. À, Nếu cha trở về đây thì cha sẽ không thích thú như trước nữa. Vậy là ba cho rằng cha đã quên chúng ta, Maggie nói một cách buồn bã. Không phải là quên, nếu vậy thì cha đã không viết thư thường xuyên như vậy và không hỏi han về từng người. Betty quay về phía con gái, cặp mắt xanh của ông lộ vẻ thương hại. Ba cho rằng cha không nên đến thì hơn, bởi thế ba không mời, để cha đừng nghĩ đến chuyện ấy. Ba! Thế là Betty muốn ra sao thì ra như lao xuống cái xoáy nước. Nghe đây, Maggie, người con gái không nên tơ tưởng đến linh mục, đã đến lúc con phải hiểu điều đó con biết giữ kín điều bí mật của con chắc là không ai đoán ra điều đó nhưng con đem những băn khoăn của con ra hỏi ba phải không nào không hỏi nhiều nhưng chỉ câu đó cũng đủ vậy thì ba nói với con là chấm dứt chuyện ấy đi rõ chưa cha đờ prikassa đã khấn nguyện và cha sẽ không bao giờ phá bỏ lời nguyện đó bà nói rõ với con rằng cố nhiên cha quyến luyến con nhưng con hiểu không đúng điều đó khi cha biết con thì cha đã là người lớn còn con mới là đứa con nít thành thử Maggie ạ đối với cha cho đến nay con vẫn chỉ là đứa con nít cô không trả lời và mặt cô không rung động khỏi phải nói đích thị là con gái fiona Pet đi nghĩ rồi cô nói bằng giọng điềm tĩnh thiếu tự nhiên nhưng cha có thể bỏ không làm linh mục nữa chẳng qua là con không có dịp nói với cha chuyện đó nó mặt Petty thấy ông sửng sốt biết giường nào và đối với Maggie, sự công phẫn chân thành đó có sức thuyết phục hơn nhiều so với lời lẽ nồng nhiệt của ông. Maggie, trời ơi, sống ở một nơi heo hút thật là tai hại. Đáng ra con cần được học hành nếu như bác Mary mất sớm hơn thì ba sẽ gửi con ra Sydney một vài năm. Ở đấy người ta sẽ dạy cho con tinh khôn lên. Chứ bây giờ thì con hơn nhiều tuổi rồi còn học hành gì nữa. Bà không muốn thiên hạ chế nhạo con Maggie bé bỏng tội nghiệp của ba ả à. ông nói tiếp một cách mềm mỏng hơn ngắt đoạn rành rọt khiến cho lời nói của ông có một ý nghĩa sáng rõ sắc bén và tàn nhẫn mặc dù ông không hề muốn tàn nhẫn ông chỉ muốn xua tan vĩnh viễn những hy vọng hão của con gái cha de Pricasa là linh mục Maggie ạ à là linh mục và không bao giờ cha ngừng là linh mục điều đó không thể được cần hiểu điều đó Cha đã có lời khấn nguyện thiêng liêng, long trọng và trọn đời không phá bỏ được. Khi con người đã chịu chức thánh, thì không còn đường trở lui nữa. Các bậc thầy của cha ở trường sòng đã chăm lo sao cho cha biết trước một cách chắc chắn rằng cha đang mưu cầu cái gì và khấn nguyện như thế là thế nào. Người nào đã có lời khấn nguyện như thế đều biết chắc là đến chết cũng không phá bỏ được nó. Cha đờ Picasso đã có lời khấn nguyện như vậy và suốt đời cha sẽ không lỗi nguyện. Betty thở dài. Bây giờ con hiểu chứ, Maggie? Từ nay đừng tơ tưởng cha de Bricasa nữa. Bằng không thì không có cách nào dung thứ cho con được đâu. Hai cha con đi về phía ấp chính không phải từ phía chuồng cừu mà từ phía chuồng ngựa. Không thốt lên lời nào, Maggie cho ngựa đi về phía chuồng ngựa để cho bố đi tiếp một mình. Thoạt đầu ông vẫn ngoảnh lại nhìn theo con gái nhưng khi cô đã khuất sau bức tường của sân nuôi ngựa, ông thúc gót giày và sườn con sám cho, phóng nước đại bỏ đi, hết sức bực tức với bản thân mình về những điều ông đã buộc lòng phải nói ra. Thật đáng nguyền rủa những chuyện tình ái ấy. Có lẽ việc này có những lề luật riêng của nó không phù hợp với bất cứ cái gì khác. Giọng Ralph de Picasso toát ra vẻ lạnh lùng nhưng luồng mắt của cha nhìn xoáy vào khuôn mặt nhợt nhạt của vị linh mục trẻ tuổi, lời cha khô khan đều đều. Cha hành động không đúng với những gì mà Chúa Kitô đòi hỏi ở những người phụng sự Chúa. Tôi cho rằng bản thân cha biết điều đó hơn cả chúng tôi, những người phán xét cha. Nhưng dẫu sao tôi vẫn phải phán xét cha nhân danh Đức Tổng Giám Mục, vì Đức Giám không chỉ là giáo hữu của cha, mà còn là bề trên của cha. Cha có bổn phận nhất nhất vâng lời ngài và cha không được chống cưỡng lại lời phán xét và án quyết của ngài. Cha có nhận ra rằng cha đã đem lại sự nhục nhã như thế nào cho bản thân, cho cả sứ đạo của cha mà cái chính là cho nhà thờ thiêng liêng mà cha phải yêu quý hơn tất cả mọi người trên đời không? Lời khấn nguyện giữ mình sạch sẽ của cha là linh thiêng và không thể phá bỏ được, cũng như mọi lời nguyện khác của cha, bội thề là tội trọng. Tất nhiên, cha sẽ không bao giờ gặp mặt người nữ ấy nữa, nhưng bổn phận của chúng tôi là giúp cha vượt thắng sự cám dỗ và chúng tôi đã lo liệu để cha lập tức rời đến địa phận mới, cha được trao cho một sứ đạo ở Darwin, tại miền Bắc. Tối nay, cha sẽ đáp tàu tốc hành đi Arisben, rồi từ đó vẫn bằng xe lửa đi tiếp đến Longrid Ở Longrid cha sẽ lên máy bay về Darwin. Đồ dùng riêng của cha lúc này đang được đóng gói. Những thứ đó sẽ chờ cha trong xe lửa trước khi tàu khởi hành. Thành thử, cha chẳng cần phải trở lại sứ đạo hiện nay của cha. Bây giờ, hãy cùng với cha John vào nhà nguyện của chúng tôi và cầu nguyện đi. Cha sẽ ở trong nhà nguyện cho đến lúc ra xe lửa. Để giúp cha bình tâm lại và an ủi cha, cha John sẽ cùng đi với cha đến Darwin. Cha đi đi. Các cha thiêng liêng, lèo lái nhà thờ thiên chúa rất sáng suốt và biết lo xa. Các vị không để cho kẻ tội lỗi có dịp trao đổi dù chỉ một lời với cô gái đã trở thành người tình của ông ta. Mối quan hệ tội lỗi ấy đã gây nên tai tiếng rất khó chịu trong sứ đạo hiện nay của ông ta. Còn về cô gái thì cứ mặc cho cô ta trở mong, lo lắng và phỏng đoán lung tung. Từ phút ấy cho đến khi tới phin kẻ tội lỗi sẽ luôn luôn ở dưới sự quan sát không lơi của cha john rất mực đáng kính và nhận được những lời căn dặn thích hợp và từ nay trở đi mọi thư từ của kẻ phạm tội từ đắc viên gửi đi sẽ bị bóc xem và ông ta sẽ không được phép nói chuyện điện thoại sang thành phố khác người tình của ông ta sẽ không bao giờ được biết ông ta biến đi đâu ông ta sẽ không bao giờ có thể báo tin cho nàng ông ta sẽ không bao giờ có một cuộc tình mới Phin là một thành phố ở rìa hoang mạc, phụ nữ ở đấy đếm được trên đầu ngón tay. Ông ta đã có lời khấn nguyện không thể phá bỏ được, không ai và không cái gì có thể giải thoát cho ông ta. Còn nếu ông ta yếu lòng, không thể giữ mình nghiêm ngặt thì nhà thờ Thiêng Liêng phải làm việc đó thay ông ta. Jeran đưa mắt nhìn vị linh mục trẻ và người được cắt cử coi giữ ông ta, và khi cánh cửa đã đóng lại sau lưng họ, Cha đứng dậy sau bàn và đi vào nội thất. Tổng giám mục Cluny đã ngồi trong chiếc ghế bành thường dùng. Ngoài ra còn có một người nữa ngồi xoay nghiêng về phía tổng giám mục không hề nhúc nhích, thắt lưng bằng lụa màu hoa cà và đội chiếc mũ tròn nhỏ. Tổng giám mục cao lớn đồ sộ, mái tóc bạc như cỗ bờm tuyệt đẹp, mắt xanh sáng quắc, tính tình cương nghị yêu đời, rất thích cười và ăn ngon khách thì trái lại, nhỏ bé, gầy gò, dưới chiếc mũ nhỏ, thòi ra những túm tóc đen thưa thớt, má và cằm cạo nhẵn, có màu thẫm ánh xanh, khuôn mặt gầy gò xám ngắt, của nhà khổ hạnh, mang đôi mắt to đen láy. Xét bề ngoài, người này có thể khoảng 30, cũng có thể khoảng 50, nhưng thực ra ông ta 39, hơn Ranf de Pricassa 3 tuổi. Mời cha ngồi uống trà, cha Ranf Tổng giám mục đắc niềm nở mời. Tôi vừa nghĩ có nên gọi trà mới không? Thế nào? Trước khi chia tay, cha đã cho anh chàng trẻ tuổi ấy những lời gian dạy thích đáng để từ nay giữ mình đứng đắn hơn chứ? Dạ vâng, thưa đức ông. Trà trả lời vắn tắt và ngồi vào bàn trà cùng với hai người kia. Trên bàn bày đủ mọi thứ, những khoanh bánh sandwich rất mỏng, cặp dưa chuột, những chiếc bánh nướng bọc lớp áo màu trắng và hồng, những chiếc bánh mì trắng phết bơ, những lọ pha lê đựng mứt và kem sữa đánh nổi bọt cái ấm trà bằng bạc lọ đường và bình đựng kem và những chiếc chén bằng sứ mỏng tang có hình trang trí duyên dáng bằng vàng những chuyện như thế hết sức đau lòng thưa đức tổng giám mục quý mến nhưng ngay cả chúng ta những kẻ phụng thờ chúa chúng ta cũng chỉ là người và không khỏi có chỗ yếu đuối khách nói tôi rất tiếc cho con người trẻ tuổi ấy và tối nay tôi sẽ cầu nguyện để từ nay anh ta vững vàng hơn. Giọng ông ta mềm mỏng, ông ta nói hơi lơ lớ, rõ là giọng phát âm của người nước ngoài. Ông ta gốc gác là người Ý, xét về thứ bậc của nhà thờ, ông là Tổng Giám Mục, khâm mạng giáo hoàng ở Úc. Tên ông ta là Victorio Scarpancha di Contini Vescese. Ông có một vai trò rất tế nhị là khâu nối giữa các giới chức nhà thờ ở úc và trung tâm thần kinh cao cấp của nhà thờ công giáo là vatican điều đó có nghĩa ông là đấng chăn chiên số một và trọng yếu nhất ở đại châu này trước khi được bổ nhiệm đương nhiên ông hy vọng sang mỹ nhưng sau khi cân nhắc ông thấy rằng úc sẽ là hay nhất đối với ông nước này nhỏ hơn nhiều nếu không phải về lãnh thổ thì về số dân nhưng lại mộ đạo thiên chúa hơn nhiều không như các nước khác nói tiếng anh dân công giáo ở đây không bị coi là người loại hai và nếu một người theo công giáo thì điều đó hoàn toàn không ngăn cản người ấy trở thành một chính khách thành đạt một nhà công nghiệp hay quan tòa nước này lại giàu nó làm đầy kho bạc của nhà thờ một cách hào phóng trong thời gian ở úc ông có thể không e ngại rằng ở la mã người ta sẽ quên ông thêm nữa khâm mạng giáo hoàng là người có trí tuệ nhạy bén và luồng mắt của ông ở phía trên rìa chén mạ vàng không hướng vào tổng giám mục linni đác mà vào ralph de bricassa khả kính là người sắp trở thành bí thư riêng của ông khâm mạng giáo hoàng như đã biết tổng giám mục đác rất mến vị linh mục này nhưng đây là vấn đề liệu người bí thư như thế có vừa ý đức khâm mạng giáo hoàng không cả hai người ấy đều cao như những ngọn tháp hai đấng chăn trên người úc gốc ireland này họ cao hơn đức khâm mạng nhiều bao giờ cũng phải ngẩng đầu lên mới nhìn được vào mặt họ, như thế rất mệt. Với đấng linh hướng hiện nay của mình, Ralph de Bricassa khả kính sự sự không chê vào đâu được, thoải mái, tự nhiên, kính cần nhưng thành thật, và cha có óc hài hước. Nhưng cha sẽ làm thế nào thích ứng được với đấng linh hướng khác hẳn? Thường thì người ta chọn một linh mục người Ý nào đó làm bí thư của Đức Khâm Mạng, nhưng Ralph de Bricassa khả kính được Vatican đặc biệt quan tâm kể thì kỳ lạ thật bản thân cha lại là người giàu có bất chấp dư luận phổ biến các giới chức nhà thờ không có quyền chiếm đoạt tiền của cha còn bản thân cha thì không có ý hiến tiền cho nhà thờ thế nhưng bằng những cố gắng riêng của mình cha làm giàu cho nhà thờ rất nhiều vì thế vatican đề nghị đức khâm mạng giáo hoàng lấy ralph de Picasso khả kính làm bí thư riêng và xem xét kỹ hơn nữa con người trẻ tuổi đó thực ra ông ta là thế nào một ngày kia giáo hoàng la mã sẽ phải ân thưởng cho nhà thờ thiên chúa úc bằng cách phong chức hồng y cho một kẻ tôi tớ của nó nhưng ngày ấy chưa đến còn lúc này đức khâm mạng cần nghiên cứu những linh mục ở tuổi de bricasa và hiển nhiên de Pricassa là người dự tuyển thích hợp nhất thì thánh ý đã định rồi mà hãy để cha ran thử xem tính cách của cha có giá trị như thế nào so với người ý có lẽ đấy sẽ là điều thú vị giá như tầm vóc ông ta thấp hơn chút nữa thì hay biết mấy. Ran khả kính nhấp từng ngụm trà nhỏ với vẻ biết ơn, nhưng cha trầm lặng lạ thường. Đức khâm mạng nhận xét: cha ăn một cái bánh sandwich hình tam giác nhỏ xíu, không đụng đến các món khác, nhưng thèm thuồng uống hết bốn chén trà không sữa không đường. Ừ, thì người ta cũng đã trình rõ về ông ta, con người dè dặt hiếm có và nhũn nhặn trong những thói quen của mình. Điều xa hoa duy nhất mà ông ta tự cho phép mình là chiếc ô tô thượng hạng và chạy rất nhanh. Cha mang họ Pháp, thưa cha, nhưng theo tôi biết thì cha là người Ireland. Đức Khâm Mạng khẽ nói. Sao lại có sự kỳ lạ như vậy? Tổ tiên cha là người Pháp chăng? Trang mỉm cười lắc đầu. Đây là cái tên nọc man, thưa đức ông. Cái tên rất cổ và rất đáng kính. Tôi là dòng họ trực hệ của một người tên là... Ranulf de Picasso, người là nam tước tại triều đình vua William, người chinh phục. Năm 1066, người cùng quân đội của William xâm nhập vào nước Anh và một trong những con trai của người thành chúa đất ở đây. Gia đình ấy thịnh vượng trong thời gian người Norman cai trị nước Anh, nhưng sau này, dưới thời Henry đệ tứ, một số người đi sang Ireland và định cư ở phần Ireland thuộc Vương Triều Anh. Khi Henry đệ bát tách nhà thờ Anh khỏi nhà thờ La Mã, chúng tôi vẫn theo đạo của William, người chinh phục. Nói cách khác, chúng tôi cho rằng chúng tôi phục tùng trước hết không phải là Luân Đôn mà là La Mã. Nhưng dưới thời Crowen, chúng tôi mất tất cả đất đai và tước hiệu và người ta không trả lại cho chúng tôi nữa. Charles dùng đất Ireland ban thưởng cho sủng thần người Anh của mình. Người Ireland căm thù người Anh không phải là vô cớ, thưa Đức ông. Thế là danh tiếng dòng họ tôi ít nhiều mai một, nhưng chúng tôi vẫn trung thành với nhà thờ Thiên Chúa và La Mã. Ông anh tôi có một trại nuôi ngựa hạng nhất ở Mít, và anh ấy hy vọng rằng một trong những con ngựa của anh ấy rồi đây sẽ giành được giải thưởng Derby hay giải thưởng lớn quốc gia. Tôi là con thứ hai trong gia đình, và theo truyền thống gia đình tôi, con thứ hai bao giờ cũng khoác áo tu sĩ nếu như có thiên hướng đó. Thú thật, tôi tự hào về tên và nguồn gốc của mình. Dòng họ de Bricassa tồn tại đã một ngàn rưỡi năm. Phải, nghe cũng hay đấy, cái tên quý tộc cổ xưa và câu chuyện về quyết tâm một lòng theo đạo, thậm chí bất chấp cả sự đầy ải và truy bức. Thế còn Ranf, nguồn gốc ở đâu xa? Tên tôi tắt là Ranunf, thưa đức ông. Tôi hiểu. Vắng cha tôi sẽ cảm thấy rất thiếu thốn, cha Ranf ạ." À. Tổng giám mục Linnydack nói, vết đẫm mứt và kem sữa nổi bọt vào nửa cái bánh mì nhỏ và tọng tất cả vào mồm. "Cha Ranf cười lớn trình đức ông người đặt tôi vào tình trạng rất khó khăn tôi ở giữa đấng bề trên trước và đấng bề trên mới nếu tôi đưa ra câu trả lời vừa lòng một trong hai đấng thì lại có thể không vừa lòng đấng kia nhưng liệu tôi có được phép nói rằng xa đức ông tôi sẽ rất thiếu thốn đồng thời tôi lại vui sướng sẵn sàng hầu hạ đức ông đây được không câu nói rất hay đích thực là câu trả lời có tính chất ngoại giao tổng giám mục đi contini vescere nghĩ rằng một bí thư như thế hoàn toàn thích hợp với ông. Có điều ông ta đẹp trai quá, đường nét thanh tú quá, đôi mắt sáng lạ lùng, tóc, màu da mặt, thân hình đều tuyệt mỹ. Charan lại im lặng, cái nhìn xa vắng dán vào chiếc bàn trà. Cha lại nhìn thấy người linh mục trẻ mà cha vừa trách mắng nghiêm khắc, cặp mắt đau khổ của ông ta lúc ông ta biết rõ rằng ông ta sẽ không được phép gặp người yêu dù chỉ là để vĩnh biệt. Lại chúa lòng lành Nếu như ở địa vị con người đáng thương ấy Lại chính là cha Còn ở địa vị cô gái kia là Maggie Thì sao Cái chuyện như thế Nếu thận trọng Có thể giữ kín nhẹm được một thời gian Có thể giữ kín nhẹm được mãi mãi Nếu gặp gỡ phụ nữ Chỉ một năm một lần Ở nơi nghỉ xa xứ đạo của mình Nhưng nếu dám cả gan thực sự quyến luyến Một người phụ nữ nào đó Thì bí mật nhất định bị phanh phui có những ngày chỉ có cách quỳ trên nền đá cẩm thạch trong nhà nguyện của tổng giám mục đến tê dại và đau nhức cả toàn thân cha mới đè nén được sự hăm hở muốn đáp ngay chuyến tàu đầu tiên trở về shinli rồi từ đấy về drogheda cha tự thuyết phục mình rằng đấy chỉ là cha mệt mỏi và cô đơn cha thiếu thốn tình người đầm ấm và ân cần mà cha đã quen có ở drogheda cha tự thuyết phục mình tuồng như chẳng có gì thay đổi khi cha đã có một phút yếu đuối đáp lại cái hôn của Maggie. Dù sao tình yêu của cha với Maggie vẫn chỉ là chuyện hoang đường huyền diệu và tuyệt nhiên không biến hóa. Nhưng khác với những mộng ảo trước kia, nó đã có một dáng vẻ hoàn chỉnh nguy hiểm, gần như sờ mó thấy được. Không, cha không thể tự thú với mình là đã có những thay đổi gì đó. Và cha một mực nghĩ về Maggie như về một cô bé nhỏ tuổi, cố gạt đi những hình ảnh mâu thuẫn với điều đó. Cha lầm, thời gian trôi qua mà nỗi đau vẫn không giảm bớt, trái lại, nó càng dày vò mãnh liệt hơn, biến thành một nỗi khổ hình lạnh lùng gớm ghiếc. Trước kia, sự cô đơn không có diện mạo, cha chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có lấy một người bước vào đời cha và có thể chữa lành bệnh cho cha. Bây giờ, sự cô đơn có tên Maggie, Maggie Maggie. Cha chợt tỉnh, dứt khỏi trạng thái trầm tư dưới cái nhìn chăm chú không chớp của Tổng giám mục đi Contini Vesese. Cặp mắt to thẫm màu ấy nhìn thấy hết một cách nguy hiểm. Nó thấu suốt hơn nhiều so với cặp mắt tròn linh lợi của đấng linh hướng hiện nay của cha. Cha Ran quá thông minh để có thể vờ như cha không có lý do gì mà đắm mình trong những ý nghĩ không vui. Trả đáp lại đấng linh hướng sắp tới của mình bằng cái nhìn cũng thấu suốt như thế rồi mỉm cười và khẽ nhún vai như muốn nói mỗi người chúng ta đều có nỗi đau xót và buồn rầu của mình và những hồi ức đau buồn chẳng phải là điều tội lỗi này cha ạ à, sự suy thoái bất ngờ trong đời sống kinh tế có ảnh hưởng đến tài sản do cha cai quản không đức ông người ý dường như thuận dịp thì hỏi chơi hiện thời chúng tôi không có lý do gì để lo ngại thưa đức ông Missa Limited không dễ bị chi phối bởi sự dao động giá cả thị trường như vậy. Tôi cho rằng bị thiệt hại nhiều nhất là những người bỏ vốn đầu tư không được chín chắn như Mrs. Carson. Cố nhiên trại Trogeda không thịnh vượng lắm, giá lông cừu sụt. Nhưng Mrs. Carson rất tinh nên không bỏ hết tiền vào công việc kinh doanh nông nghiệp. Bà ta thích kim loại hơn, cái đó chắc chắn hơn nhiều. Tuy nhiên theo quan điểm của tôi, bây giờ chính là lúc nên mua đất ở Úc không chỉ mua các trại ấp mà cả nhà cửa, thậm chí là nhà ở các thành phố lớn, giá hạ một cách kỳ cục, nhưng chúng không thể cứ rẻ mãi. Tôi không cho rằng trong những năm sắp tới chúng ta có thể thua lỗ về bất động sản mua lúc này. Sớm muộn khủng hoảng kinh tế sẽ chấm dứt. Hoàn toàn đúng, Đức Khâm Mạng nói. Như vậy, cha đời Pricassa không chỉ là nhà ngoại giao trong chừng mực nào đó, mà trong chừng mực nào đó còn là nhà kinh doanh, một tài năng như thế tất nhiên là mã không nên bỏ qua. Những năm 1930 đã đến và Rogeda không biết rõ thế nào là khủng hoảng kinh tế. Ở Úc đầy người thất nghiệp, hễ có thể được là người ta thôi trả tiền nhà và lên đường đi tìm việc. Nhưng thật uổng công, chẳng đâu có việc làm. Vợ con bị bỏ mặc sống trong những túp nhà nát trên đất của thành phố và xếp hàng dài dàng dặc xin trợ cấp chồng và cha họ đi lang bạt trong nước. người ta mang theo lên đường những thứ cần thiết nhất, bọc những thứ lặt vặt nghèo nàn ấy trong tấm chăn, thắt lại bằng những sợi đai da, khoác cái cuộn ấy ra sau lưng và lên đường. hy vọng rằng ở các trại nếu không tìm được việc làm thuê thì ít nhất cũng được no ăn. thả lang thang ở nơi hẻo lánh còn hơn ngủ đêm trên đường phố Sydney. giá mọi thực phẩm đều sụt và pet đi chất các thứ dự trữ đầy ắp các vựa vào kho bất cứ người nào ghé vào đây cũng biết rằng họ sẽ không phải bụng đói rời khỏi rogeda và sẽ không phải ra đi tay không nhưng có điều kỳ lạ là những người ghé vào trại không dừng lại ở nơi này khỏe sức lên nhờ được ăn nóng được chu cấp vài thứ gì đó để lên đường thế là họ không hề có ý định ở lại hẳn mà tiếp tục cuộc lang bạt đi tìm nhưng tìm cái gì chứ điều đó chỉ riêng họ biết tuyệt nhiên không phải đến đâu họ cũng được đón tiếp niềm nở và hậu hĩnh như ở Trogeda vì thế càng không thể hiểu được vì sao những người lang thang không muốn ở lại đây có lẽ họ quá mệt mỏi về cảnh không cửa không nhà vì cuộc phiêu bạt của họ chẳng có mục đích gì vì họ chẳng có nơi nào để trở về cũng chẳng có nơi nào để hướng tới bởi thế họ tiếp tục buông trôi theo dòng nhiều người rồi vẫn sống sót một số bỏ mạng trên đường họ được chôn ngay tại chỗ nếu như người ta tìm thấy họ trước khi quả và lợn rừng gặm xương họ sạch trơn. Vùng hẻo lánh của Úc rộng lớn và hoang vắng quá. Stuart lại không rời khỏi nhà. Khẩu súng săn luôn luôn ở trong tầm tay, trong góc bên cửa bếp. Chọn những người chăn cừu đáng tin cậy không có gì khó khăn. Petty đã đưa chín gã trai độc thân đến những căn nhà ván cũ dành cho người làm tứ xứ. Và trên các bãi chăn, hoàn toàn có thể không cần đến Stuart không còn để tiền mặt ở bất kỳ đâu và bảo siêu bố trí một cái tủ giấu kín sau bàn thờ trong nhà nguyện đại loại là một thứ tủ két kẻ xấu trong số người úc di cư chỉ là số rất hiếm những kẻ xấu thích ở lại thủ đô và nói chung là các thành phố lớn nhiều hơn chúng không ưa cuộc sống lang bạt nó quá trong sạch quá cô đơn và quá ít lợi lộc nhưng chẳng ai chê trách pet đi muốn phòng tránh nguy hiểm cho phụ nữ nhà mình Rogeda là một nơi nhiều người biết tiếng và hoàn toàn có thể lôi cuốn một số vị khách không đáng hoan nghênh đi lang thang trong nước. Mùa xuân năm ấy khá nhiều bão, khi thì bão khô, khi thì kèm theo mưa, còn mùa xuân và mùa hè thì mưa như chút nước và cỏ trên đất Rogeda mọc cao chưa từng thấy, rậm rạp và tươi mọng. James và Pessy chuẩn bị bài ở chiếc bàn nhà bếp của Mrs. Smith, hiện thời chúng học theo cách gửi thư, và huyên thuyên vui vẻ về việc chúng sẽ đi học ở Riverview College. Nhưng những cuộc chuyện trò như thế khiến Mrs. Smith trở nên cau có và cáu kỉnh. Thành thử dần dần chúng đã hiểu ra rằng trước mặt bà thậm chí không nên nhắc đến chuyện rồi đây chúng sẽ rời khỏi Trugeda. Thế rồi trời lại không một gợn mây, qua mùa hè không có mưa, cỏ cao gần tới ngang lưng, hoàn toàn khô héo, trở nên trắng bạc và dễ gãy. Trong thời gian 10 năm, trên những đồng bằng đất đen này mọi người đã quen với sự luân phiên lũ lụt và hạn hán thịnh vượng và xa suốt lên xuống lên xuống họ chỉ nhún vai và làm công việc của mình dường như chỉ có ngày hôm nay là quan trọng còn thì thảy đều không đáng kể mà quả là như vậy cái chính là sống được từ năm thuận lợi này đến năm thuận lợi khác bất kể nó đến vào bao giờ không ai thấy trước được khi nào sẽ có mưa ở Brisbane xuất hiện một tay Hugo Jones nào đó đoán trước thời tiết khá đúng trong một thời gian dài dựa vào một lý thuyết mới nào đó về vết trên mặt trời nhưng ở đây trên những đồng bằng đất đen xa xôi người ta chẳng tin gì lắm những lời hứa hẹn của y cứ để cho các cô sắp về nhà chồng ở Sydney và Melbourne đến nghe những lời tiên đoán của gã những người lao động trên các đồng bằng đất đen chỉ trông cậy vào linh cảm của chính mình Mùa đông 1932 lại có những trận gió khô dữ dội ảo tới. Tiết trời rét dữ, nhưng cỏ tươi mọng dày rậm không dễ cho bụi hoành hành và ruồi cũng ít hơn bình thường. Chỉ gây cho cừu vừa xén lông, những con vật tội nghiệp không thể giữ ấm cho mình được. Mrs. O'Rourke rất ham tiếp khách Sydney trong ngôi nhà gỗ không có gì đặc sắc của mình và thích đưa họ đến các nhà láng giềng, đặc biệt là đến Rogeda, cần cho họ thấy rằng ở nơi xa xôi hẻo lánh này trên các đồng bằng đất đen vẫn có người biết sống lối sống thượng lưu bất cứ cuộc chuyện trò nào rồi cũng trở về với những con cừu khốn khổ gầy nhom và thảm hại như những con chuột ướt chúng sẽ qua mùa đông như thế nào một khi không còn lớp len dài năm sáu đuôi im mà chỉ đến mùa hè nóng nực mới mọc xa nhưng như petty đã giải thích với một vị khách len sẽ là len hạng nhất cái trọng yếu nhất ở đây không phải là cừu mà là len. Ít lâu sau trong tờ Sydney Morning Herald có đăng một bức thư. Tác giả của nó đòi nghị viện thông qua đạo luật cấm dứt thói tàn nhẫn của những chủ chăn nuôi. Mrs. Orock hoảng hốt nhưng Petty cười ngất. Còn may là cái thằng ngu đó chưa thấy có người xén lông cừu vô ý rạch toang bụng cừu rồi khâu lại bằng cái kim tày như kim khâu bao tải. Ông an ủi Mrs. Orock đang bối rối. Mà bà đừng lo, Mrs. Orok ạ, à, bọn dân thành phố ấy không hiểu tí gì về việc những người không ở thành phố như chúng ta sống thế nào đâu. Họ có thể chăm bẵm những con mèo và chó của họ như chăm bẵm trẻ con, nhưng với chúng ta ở đây thì mọi cái đều khác. Nếu có người gặp tai họa, đàn ông hay phụ nữ, lớn hay nhỏ, chúng ta không hề bỏ rơi một ai không cứu giúp. Còn người thành phố, họ chăm sóc những con thú nhỏ yêu mến của mình, còn con người dù có kêu gọi, khóc lóc họ cũng không buồn nhúc nhích lấy một ngón tay để giúp đỡ. Fia ngẩng đầu lên. Ông ấy nói đúng đấy, Mrs. Orok ạ. À. Bà nói, chẳng ai quý trọng cái gì có quá nhiều. Ở ta đây thừa thải cừu, ở thành phố thì thừa thải người. Vào cái ngày tháng 8 ấy, khi cơn bão ác hại ập tới, Pét đi ở xa nhà. Ông xuống ngựa, cột chắc con ngựa vào cái cây và đến ngồi dưới cây Vinga, định chờ cho qua cơn gió giữ ảo ảo. Gần đấy, năm con chó run rẩy áp sát vào nhau, còn những con cừu mà ông lùa sang khu vực khác tản tác từng cụm cuống cuồng và nhảy trồm, trồm lung tung từ chỗ này sang chỗ khác. Trận bão khủng khiếp và nó bộc lộ sức mạnh hung dữ khi tâm bão ở ngay trên đầu Pet đi. Ông bịt tai, nheo mắt, chỉ còn biết cầu nguyện. Ông ngồi dưới cây vinh ga, lá cây rũ rượi ào ào một lúc, một to trước cơn gió đang mạnh dần. Cách đây một quãng, ông nhìn thấy mấy gốc cây cụt và thân cây đổ bị cỏ cao che lấp đến một nửa. Giữa đám cây chết trắng héo như xương ấy, nhô lên một cây khuynh diệp khổng lồ đơn độc, khô héo, thân cây trần trụi vút lên cao 40 phút và như thể cắm vào mũi nhọn của ngọn cây trụi lá, khẳng khiu vào góc cạnh, vào những đám mây đen kịt như đêm tối. Bỗng nhiên, Mặc dù mi mắt nhắm nghiền, Petty lóa mắt vì ánh lửa xanh bừng chói. Ông trồm dậy và lập tức một tiếng nổ kinh khủng quật ông xuống đất như thứ đồ chơi. Ông ngừng đầu lên, trên thân cây khuynh diệp chết, ánh hào quang kỳ ảo đỏ tía và xanh lam nhảy nhót từ trên xuống dưới. Đấy là cảnh tượng vĩnh biệt huy hoàng của làn xét vừa giáng xuống. Petty chưa kịp định thần thì tất cả đã bốc cháy trong đống gỗ chết này từ lâu đã không còn một giọt hơi ẩm và cỏ cao xung quanh khô như giấy dường như đất tung ra lời thách thức đáp lại bầu trời phía trên cái cây khổng lồ mãi tít trên đỉnh dựng lên một cột lửa phút chốc những gốc cây cụt và thân cây đổ bên cạnh bốc cháy trong đống gỗ chết này từ lâu đã không còn một giọt hơi ẩm và cỏ cao xung quanh khô như giấy dường như đất tung ra lời thách thức đáp lại bầu trời Phía trên cái cây khổng lồ mãi tít trên đỉnh dựng lên một cột lửa, phút chốc những gốc cây cụt và thân cây đổ bên cạnh bốc cháy. Và từ nơi đây được cơn lốc lùa đi, những dài lửa bắt đầu xoay lượn và chói rực lên mỗi lúc một lan rộng hơn, rộng ra mãi. đi thậm chí không kịp nhảy đến chỗ con ngựa. Sức nóng khiến cho cả cây vinga cũng bắt lửa. Chất gỗ mềm chứa tinh dầu bùng nổ, mảnh vỡ bay văng tứ phía, nhìn đâu cũng vẫn bức tường lửa cây cối cháy bùng bùng cỏ dưới chân bùng cháy con ngựa hí lên thảm thiết đi thật tâm muốn chạy sổ đến với nó ông không thể bỏ mặc con vật khốn khổ chịu chết nó bất lực bị cột một chỗ con chó rú lên tiếng rú chuyển thành tiếng kêu thét tuyệt vọng gần như tiếng người gào rú con chó lồng lộn dây lát như bó đuốc sống và đồ vật xuống cỏ cháy lần lượt thêm những tiếng hú nữa Ngọn lửa táp ồ ạt cuốn lấy hết con chó này đến con chó khác. Gió đưa lửa đi vùn vụt, không một sinh vật nào thoát nổi dù là nhanh chân hay có cánh. Trong một phần nhỏ dây đồng hồ, Petty đang nghĩ xem làm cách nào đến chỗ con ngựa thì một thiên thạch rực lửa đốt xém tóc ông. Ông hạ mắt nhìn xuống, một con vẹt lớn bị thui sống rơi xuống chân ông. Đột nhiên Petty hiểu, thế là hết. Không còn cách nào thoát khỏi cái địa ngục này, cả ông cũng như ngựa ông không kịp nghĩ nốt sau lưng lại một cây khuynh diệp khô nữa bùng cháy những mảnh vỏ cây có nhựa cháy bùng bùng văng về mọi phía như do sức nổ ném đi da tay Pepsi sạm đen lại và nhăn nheo mái tóc đỏ như lửa của ông lần đầu tiên bị mờ đi vì một ngọn lửa còn sáng rực hơn không lời lẽ nào tả được cái chết như vậy lửa cắn xé vào bên trong cháy sau cùng chết sau cùng là tim và não pét đi lồng lộn trong ngọn lửa tế ấy áo quần ông cháy bùng bùng ông kêu thét lên và tiếng gào lìa đời ấy là tên vợ những người đàn ông còn lại đã kịp trở về ấp chính trước khi bão đưa ngựa về sân nuôi ngựa và người thì về dãy nhà ván dành cho người làm người thì về nhà lớn trong phòng khách sáng choang của fiona bên cái lò sưởi bằng đá cẩm thạch có những khúc củi lớn cháy rừng rực Mấy anh em Cleary quay quần lại và lắng nghe cơn bão. Trong những ngày này, họ không muốn ra ngoài nhìn xem bão hoành hành như thế nào. Củi bốc lên mùi nhựa khuynh diệp thơm quá. Bánh nướng và bánh sandwich chất trên chiếc bàn trà di động hấp dẫn quá. Họ không chờ Pet đi về dùng bữa trà tối. Ông ở xa, không về kịp. Khoảng 4 giờ, mây rút về phía đông và mọi người bất giác cảm thấy dễ thở hơn. Trong thời gian bão khô hoành hành, nỗi lo lắng không buông tha họ. Tuy ở Rogeda, mỗi căn nhà đều có cột thu lôi, Jake và Bob trở dậy và ra khỏi nhà. Họ bảo rằng họ muốn hóng mát một chút, nhưng thực ra cả hai đều muốn nghỉ ngơi sau tình trạng căng thẳng vừa rồi. Xem kìa, Bob trở về phía tây. Trên những ngọn cây tạo thành vòng đai bao quanh ấp chính, một đám mây khói lan rộng, hắt ra ánh sáng màu đồng đỏ, gió điên cuồng xé sách rìa đám mây tạo nên những mảnh phấp phới như những lá cờ bay. Trời ơi! Jake lao vào nhà, đến máy điện thoại. Cháy! Cháy! Anh quát vào ống nói và tất cả những người có mặt trong phòng sừng sốt quay lại rồi chạy ra ngoài. Cháy ở Rogeda, đám cháy vô cùng ghê gớm. Jake ngừng báo động, chỉ cần nói với cô điện thoại viên ở Shinley là đủ. Tất cả những người dùng chung đường dây thường nhấc máy khi điện thoại của họ réo chuông. Tuy trong những năm gia đình Cleary sống ở Rogeda, vùng Shilenboun không có một đám cháy lớn nào, mọi người đều thuộc lòng những điều cần làm khi có cháy. Mấy anh em trai chạy đi lấy ngựa, những người làm thuê đổ ra khỏi các nhà ván. Mrs. Smith mở khóa một trong những nhà kho và phân phát hàng chục chiếc bao tải gai. Khói bốc lên ở phía tây và gió thổi từ phía tây, nghĩa là đám cháy di chuyển về đây, về trang viên. Fia chút bỏ chiếc váy xài mà cái quần của Petty và cùng với Maggie chạy ra chuồng ngựa, lúc này cần đến từng đôi tay có khả năng cầm bao tải. Ở bếp, Mrs. Smith không tiếc củi, đốt bếp lò rừng rực, Những người giúp việc bà lấy xuống những chiếc nồi lớn treo ở những móc đóng vào trần nhà. May là hôm nay vừa giết con bò đực, bà quản xa nói. Minnie, chỉ cầm lấy chìa khóa kho rượu này, chị hãy đi cùng với Kate. Lấy tất cả số bia và zoom hiện có rồi nướng bánh mì dẹt đi, còn tôi sẽ ninh thịt. Mà nhanh tay lên, nhanh nhanh lên. Ngựa bị kích động bởi trận bão, bây giờ chúng lại còn ngửi thấy mùi khói và không chịu cho thắng yên. Fia và Maggie dắt ra sân hai con ngựa thuần chủng đang bồn chồn dở ương dở bướng, ra ngoài dễ điều khiển chúng hơn. Trong lúc Maggie vật lộn với con ngựa hồng, trên con đường nhỏ từ đường cái Jilinbuun chạy về, có hai người huỳnh huịch chạy tới, rõ ràng là những người lang thang đi làm vụ. "Cháy, bà chủ ơi, cháy!" "Bà có còn cặp ngựa nào không?" "Cho chúng tôi bao tải." Lấy ở cạnh nhà kho kia kìa. "Trời ơi, mong sao không có người nào trong các anh chị bị lửa bắt đi." Maggie nói, cô không biết lúc này bố cô ở đâu. Họ về lấy những bao tải và túi xa đựng nước mà Mrs. Smith đưa cho họ. Bob và tất cả đàn ông ở ấp chính đi đã được 5 phút. Hai người kia phóng ngựa đuổi theo. Fia và Maggie phóng ngựa đi sau cùng, phi nước đại ra sông, sang bờ bên kia và tiếp tục phi về phía có khói. Ở nhà còn tôm, ông già làm vườn. Ông bơm nước vào đầy két nước của chiếc cam nhông si mở máy. Cố nhiên đám cháy như thế này thì không lượng nước dự trữ nào có thể dập tắt nổi, trừ có trận mưa rào xối xả nhưng cần chở nước đến để tưới ướt các bao tải quần áo của những người dùng các bao tải tôm sang số nhỏ cho xe vượt dốc lên bờ đối diện và ngoảnh lại nhìn xây lát nó kia ngôi nhà bỏ không của người quản cừu và tiếp đó còn hai căn nhà nhỏ không người nữa đây là chỗ dễ lâm nguy nhất của ấp chính chỉ có ở đây là những gì có thể bắt lửa lại gần cây cối ở bờ bên kia ông già tôm nhìn về phía tây lắc đầu rồi với một quyết tâm bất ngờ ông cho xe lùi lại và khéo léo cho xe đi giật lùi qua sông lên mé bờ gần nhất đám cháy trên các bãi chăn thả không sức mạnh nào ngăn chặn được người ta sẽ trở về công cốc phía trên miệng khe núi cạnh nhà của người quản cừu nơi chính ông đã có thời gian ở đó tôm vặn vòi vào két nước và tưới thật đẫm nước vào ngôi nhà rồi chuyển sang hai ngôi nhà nhỏ tưới ít hơn chính chỗ này là chỗ ông có thể giúp sức chắc chắn nhất tưới thật đẫm nước những ngôi nhà này để chúng không đời nào bắt lửa được. Maggie và Fia cưỡi ngựa đi bên nhau, còn đám mây khói ở phía tây cứ lớn mãi lên, gió tung ra mùi cháy khét mỗi lúc một nồng nặc hơn. Trời tối đi nhanh chóng. Thú vật đủ các loại từ phía tây chạy đến qua bãi chăn thả mỗi lúc một đông. Kangaroo và lợn rừng, những con cừu cái và bò cái hoàng sợ, đà điểu emu, những con thằn lằn guana khổng lồ và hàng ngàn con thỏ. Rời khỏi bãi hồ chứa nước ra bãi Binla. Binla ở Rogeda, mỗi bãi chăn thả đều có tên riêng. Maggie nhận thấy bốp bò ngỏ tất cả các cổng, nhưng cừu không đủ khôn để chạy vào các cổng mở. Chúng dừng lại cách cổng ba bước ở bên trái hay bên phải và đâm bừa vào hàng rào. Khi hai người đàn ông cưỡi ngựa đến gần dìa đám cháy thì đám cháy đã tiến gần thêm một khoảng 10 dặm. Lửa lan theo chiều rộng và mỗi giây một rộng thêm. Ngựa có người cưỡi hoảng sợ nhảy nhót, còn người bất lực nhìn về phía tây. Những cơn gió dữ dội đưa lửa lướt trên cỏ khô từ cây này đến cây khác, từ khu rừng này đến khu rừng khác. Đừng có hòng gì chặn lại lửa ở đây. Trên đồng bằng, cả một đạo quân cũng không chặn nổi. Cần trở lại trang viên và cố bảo vệ lấy nó đám cháy tấn công trên một mặt trận rộng năm dặm. Nếu như ngay lúc này không thúc những con ngựa mệt mỏi phóng chạy cật lực thì không thể thoát thân được. Tiếc số cừu, tiếc lắm, tiếc đứt ruột nhưng chẳng làm thế nào được. Họ lội qua sông trở về, vó ngựa bì bõm ở quãng nước cạn. Ông già tôm vẫn tưới những ngôi nhà bỏ không ở bờ phía đông. Giỏi lắm bác tôm, bốp kêu lên, cứ tiếp tục cho đến khi nào nóng sát quá và nhớ cuốn gót kịp thời, nghe thấy chứ. Đừng có ra bộ anh hùng, bác đáng giá hơn nhiều so với những tấm ván và kính. Ở ấp chính đầy dãy ô tô và trên đường cái từ Shinli về vẫn có xe đang tới. Từ xa đã thấy ánh đèn pha chói sực nhảy nhót. Khi bốp rẽ vào sân nuôi ngựa, ở đó đã có những người đàn ông tụ tập đang chờ. Cháy lớn lắm hả bốp? Martin King hỏi. Lớn lắm, bốp đáp với giọng thất vọng cháu sợ là chúng ta không chặn nổi. Chiều rộng theo cháu ước đoán đến năm dặm và gió làm lửa lan nhanh đến nỗi ngựa phi nước đại chầy chật mới chạy thoát. Cháu không biết liệu có bảo vệ nổi trang viên không, còn Hori thì chắc là phải chuẩn bị sẵn đi. Chẳng mấy chốc sẽ đến lượt nơi ấy. Chưa chắc chúng ta đã chặn được lửa. Cũng phải thôi, đáng phải có đám cháy lớn từ lâu rồi. Từ năm 19 chưa hề có vụ cháy nào. Bác sẽ tập hợp một đội, sẽ điều về bin bin như ở đây cũng vẫn đủ người người ta sẽ tiếp tục đổ đến kia kìa Jin Lee có thể huy động tới 500 đàn ông chống hỏa hoạn mà cũng sẽ có một số người trong chúng tôi ở lại đây giúp trại nhà bác chỉ nói một điều là ơn chúa đất của bác ở phía tây Rogeda Bob nhếch mép cười bác là tài an ủi lắm đấy bác Martin ạ à. Martin nhìn bốn phía thế ba cháu đâu Bob ở phía tây đám cháy chắc là ở chỗ nào gần Bugela, ba cháu ra bãi chăn Vinga lùa cù chửa mà theo cháu nghĩ đám cháy bắt đầu cách đó năm dặm về phía đông. Không còn phải lo cho ai nữa chứ. Ơn Chúa hôm nay không có ai ở phía ấy. Chẳng khác gì chiến tranh, Mickey nghĩ khi đi vào nhà, mau lẹ mà không cuống quýt, lo cái ăn uống, tập trung mọi lực lượng và không mất tinh thần và mối nguy hiểm ghê gớm không tránh khỏi. Người vẫn tiếp tục đổ về ấp chính, và lập tức bắt tay vào việc chặt một số ít cây ở quá gần bờ, phát trụi cỏ mọc quá cao ở một số nơi để tạo thành một vành đai trắng rộng lớn. Maggie nhớ lại khi đến Rogeda lần đầu tiên, cô đã lấy làm tiếc rằng xung quanh nhà lớn sao mà trơ trụi và ảm đạm, quang cảnh sẽ đẹp hơn nhiều nếu nó đứng giữa những cây hùng vĩ tuyệt đẹp mà quanh vùng có rất nhiều. Bây giờ cô hiểu, ấp chính chỉ là một khu cực rộng, chặt hết cây để phòng chống cháy. Mọi người bàn tán về những đám cháy đã xảy ra ở vùng Jilinboun trong hơn 70 năm qua. Thật lạ lùng, thời kỳ hạn hán lâu thì hỏa hoạn không phải là mối nguy hiểm ghê gớm lắm. Cỏ thưa thì lửa không thể lan ra được. Nhưng một hai năm sau khi thời gian mưa nhiều, khi cỏ như bây giờ dày rậm cao và khô như thuốc súng, khi ấy thường bùng lên những đám cháy mà đôi khi không thể dập nổi, chúng phá hủy mọi thứ xung quanh trong phạm vi hàng trăm dặm. Martin King nhận chỉ huy 300 người ở lại bảo vệ Rogeda. Ông là người hơn tuổi trong số các chủ trại chăn nuôi ở Shilenbo-un và đã nửa thế kỷ chiến đấu với hỏa hoạn. Ở Bugela tôi có 150.000 acre, ông nói, và năm 1905 tôi đã mất hết những gì tôi có, không còn một con cừu, một cái cây. Phải mất 15 năm tôi mới trỗi dậy được và có lúc tôi đã tưởng mình không thể nào hồi lại được thu nhập về len hồi ấy chẳng là bao, về thịt bò cũng vậy. Cuồng phong vẫn gào rú, mùi cháy khét vẫn ngột ngạt không ngớt. Đêm xuống, bầu trời phía tây đỏ rực đầy hăm dọa, khói là xuống thấp, người ta bắt đầu ho. Lát sau ngọn lửa đã xuất hiện, những lưỡi lửa và luồng lửa hình xoáy ốc bốc cao đến 100 phút trong đám mây khói. Đã nghe thấy tiếng gào thét như thể đám đông hàng ngàn người đang nổi cơn cuồng loạn trong trận thi đấu bóng đá. Dãy cây ở phía tây Viền quanh ấp chính bốc cháy liền Ở chỗ đó dựng lên bức tường lửa xây đặc Maggie ngây ra như hóa đá Đứng ở hiên Nhìn những hình người nhỏ xíu Đen sẫm, nhảy nhót, lồng lộn Trên cái nền lửa ấy Như những kẻ tội lỗi dưới địa ngục Lại đây Maggie Tất cả các đĩa trên tủ buffet Mà nhanh lên, đây không phải là cuộc hội hè vui chơi Cô nghe thấy tiếng mẹ Mấy khi phải khó khăn mới bứt được ra khỏi cái cảnh tượng ghê sợ. Hai giờ sau, một toán người phờ phạc lử thử đến để ăn uống cho lại người, không thì không đủ sức tiếp tục đấu tranh. Các bà các cô bấn lên, không một phút nghỉ cũng là cốt để cho tất cả 300 người được dùng thỏa thích bánh mì dẹt, thịt hầm, trà, rượu rum và bia. Khi có hỏa hoạn, mỗi người làm những gì mình có thể và có khả năng làm tốt nhất. Vì thế, phụ nữ nấu nướng để duy trì sức lực cho đàn ông, bia được đưa đến hết kết này đến kết khác những kết đã uống hết được thay bằng kết mới những người đàn ông đen nhèm, người ám khói loạn choạng vì mệt mỏi đứng uống một cách thèm thuồng nuốt vội những chiếc bánh to tướng trong nháy mắt ăn sạch đĩa thịt hầm đã nguội nốc cạn cốc xum cuối cùng rồi lại vội vã xông ra đường đương đầu với lửa Mickey chạy đi chạy lại giữa bếp và nhà và lợi dụng một phút thuận tiện cô khiếp sợ run rẩy nhìn đám cháy nó có một vẻ đẹp gì đó xa lạ, siêu phàm, bởi vì nó có họ hàng bà con với bầu trời. Nó xuất phát từ những mặt trời xa xăm đến nỗi ánh sáng của những mặt trời đó khi đến chúng ta trở thành ánh sáng lạnh. Nó phát sinh từ thượng đế và quỷ. Làn sóng lửa tiên phong tràn về hướng đông, nhà lớn bây giờ nằm trong vòng vây, và Maggie thấy rõ những chi tiết mà trước kia trong bức tường lửa dày đặc không thể nhận ra được. Có thể phân biệt được các màu sắc, đen và da cam, đỏ, trắng và vàng. Kia là bóng dáng đen đen của cái cây khổng lồ, còn vỏ cây lấp lánh ánh sáng màu sa cam. Trong không khí những vụn than đỏ bay lượn nhào lộn như những bóng ma nghịch ngợm, như nhịp đập của trái tim suy kiệt, ánh sáng vàng bừng lên và lụi đi, bừng lên và lụi đi trong thân những cây cháy từ bên trong. Một cây khuynh diệp có nhựa nổ tung và tia lửa đỏ thắm bắn vung về mọi phía như vòi nước phun, đột nhiên bùng lên một đống lửa hình cái lưỡi màu trắng lẫn màu sa cam một cái gì cho đến giờ vẫn chống lại lửa bỗng chịu thua, bùng cháy. Đúng, ban đêm cảnh tượng này thật đẹp, cô sẽ ghi nhớ suốt đời. Đột nhiên gió mạnh hẳn lên và tất cả phụ nữ cuốn bao tải vào người bám lấy những cảnh đậu tía như bám dây cáp, đâm bổ lên cái mái tôn lấp lánh ánh bạc, đàn ông lúc ấy ở trong trang viên. Tay và đầu gối bỏng sát, mặc dù có lớp vải gai che phủ, những phụ nữ vũ trang bằng những bao tải ướt hất những cục than khỏi cái mái nóng dẫy Đáng sợ nhất là nếu mái tôn không chịu đựng nổi và những đầu gỗ cháy rơi xuống cái trần ngăn bằng gỗ. Nhưng bây giờ đám cháy hoành hành dữ dội nhất ở cách 10 dặm về phía đông tại Bin Bin. Nhà lớn ở Rogeda chỉ cách ranh giới phía đông của Điền Trang, ranh giới gần thành phố nhất có 3 dặm. Ở đấy nó tiếp giáp với Bin Bin, còn xa hơn nữa, nhích về phía đông hơn nữa là Narangang tốc độ gió bây giờ không còn là 40 dặm mà là 60 dặm một giờ. Và cả vùng Chilenbuun đều biết nếu trời không đổ mưa thì đám cháy sẽ hoành hành hàng tuần và sẽ biến nhiều dặm vuông đất đai phỉ nhiêu bậc nhất thành hoang mạc. Trong lúc lửa lướt qua Drogeda, các ngôi nhà bên sông vẫn chống chọi được, tôm như bị quỷ ám, lấy đầy hết két nước này đến két nước khác và dùng vòi tưới nước các ngôi nhà nhưng khi gió càng mạnh hơn, các ngôi nhà vẫn cứ bốc cháy, thì tôm khóc một cách cay đắng, lái xe tháo lui. Hãy tạ ơn Chúa vì gió không mạnh hơn và lửa mới chỉ lan tới từ phía Tây. Martin King nói, chứ không thì đừng nói gì nhà mà tất cả chúng ta đều đi tong. Mong sao ít nhất là ở Binh Bin, mọi người được yên lành. Fia đưa cho ông Cốc Rum không pha loãng. Kinh hoàn toàn không còn trẻ trung gì nữa, nhưng ông đấu tranh trong lúc cần đấu tranh và cắt đặt mọi việc một cách khôn khéo hiếm có. Cố nhiên thật là dỡ dần, Pia à, thú thật với ông, nhưng khi tưởng như không còn cứu vãn được gì nữa, tôi chợt có ý nghĩ lạ lùng. Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ chết, không nghĩ đến các con, không nghĩ rằng ngôi nhà tuyệt đẹp như thế sẽ biến mất. Mà tôi luôn luôn nghĩ về cái làn nữ công của tôi, về món đồ đang đan dở và cái hộp đựng các loại cúc áo mà tôi đã góp nhặt bao nhiêu năm về những khuôn bánh quy hình trái tim mà trước đây Frank đã làm cho tôi. Tôi nghĩ tôi sẽ sống thế nào khi không còn những cái đó. Ông ạ, à, đấy toàn là những cái vớ vẩn, vặt vãnh, nhưng chẳng có cái gì thay thế được chúng và chẳng thể mua được ở cửa hàng. Phải, hầu hết phụ nữ đều như vậy, đầu óc người ta làm việc cũng hay thật, phải không? Tôi nhớ năm 905, vợ tôi lao bổ về phía ngôi nhà cháy, tôi gào với theo như thằng dở người, rồi vợ tôi chạy trở ra mang theo cái khung có bức theo mới bắt đầu. Martin King nhếch mép cười, dù sao chúng tôi vẫn sống sót, tuy nhà cháy sạch. Khi tôi cất xong nhà mới, việc đầu tiên là vợ tôi theo nốt cho xong. Đấy là một mẫu theo kiểu cổ, chắc bà cũng biết. Và theo cả mấy chữ, ngôi nhà thân thương của tôi. Ông đặt cái cốc đã uống cạn sang bên, lắc đầu, ngạc nhiên về thói đỏng đành không thể hiểu được của phụ nữ. Thôi, tôi phải đi đây. Gareth Davis ở Narangang sẽ cần đến chúng tôi, cả Angus, cả Ratnay Khanis nữa, hoặc là tôi lầm to. Fia tái mặt. Ôi, Martin, chẳng lẽ nó lăn xa thế ư? Hai người đều đã được báo tin, người ở Buru và Beck đang tới giúp thêm ba ngày nữa, vẫn như mặt trận mỗi lúc một lan rộng, đám cháy vùn vụt tiến về hướng đông, quét sạch mọi thứ trên đường đi của nó. Rồi đột nhiên mưa đổ xuống, rút nước ngót bốn ngày trời và dập tắt hết cho đến mảnh than cuối cùng. Nhưng đám cháy để lại trên đường đi của nó một dải cháy trụi đen ngòm rộng 20 dặm. Giải đó bắt đầu ở khoảng giữa địa phận của Rogeda và chấm dứt cách đấy hơn 100 dặm về phía đông ở ranh giới của điển trang cuối cùng trong vùng Jilenboul, Ratney Khanis. Trước khi trời đổ mưa, chẳng ai chờ tin tức Petty, họ nghĩ rằng Petty đang bình tĩnh chờ đợi ở phía bên kia đám cháy lớn cho đất nguội bớt đi và tất cả những cây đang cháy âm ỉ cháy bằng hết. Nếu đám cháy không làm đứt đường điện thoại, bốc nghĩ, thì Martin King đã tin cho biết vì nhiều phần chắc hơn cả là Petty đã tìm chỗ trú ở phía tây tại Bugela. Nhưng mưa đã 6 tiếng đồng hồ mà Petty vẫn bạt tin, ở Rogeda người ta bắt đầu lo ngại. Gần 4 ngày trời, người ta tự vỗ về mình rằng chẳng có gì đáng lo ngại. Cố nhiên, ông bị cắt đường về nhà và chờ đến lúc có thể về thẳng nhà, chứ không phải là đến Bugela. Bây giờ thì lẽ ra ba phải trở về rồi, bốp nói. Đi từ góc này sang góc kia trong phòng khách dưới cái nhìn của những người khác trong gia đình. Như cố ý diễu cợt, mưa khiến tiết trời lạnh hẳn, khí ẩm lọt thố xương lại phải nhóm lửa trong cái lò sưởi bằng đá cẩm thạch anh nghĩ gì thế bob jake hỏi anh nghĩ rằng bây giờ đúng là lúc cần đi tìm ba ngộ nhỡ ba bị thương hay đang lê bước đi bộ về nhà trên chặng đường xa như thế thiếu gì chuyện ngộ nhỡ ngựa hoảng hốt hất ngã ba ngộ nhỡ ba đang nằm ở chỗ nào đó và không đủ sức đi cái ăn ba mang theo để dùng trong một ngày đêm không thể đủ dùng cho bốn ngày tuy hiện thời ba không thể chết đói. Có lẽ chưa nên làm náo động vội, vì vậy tạm thời anh sẽ không gọi người ở Narangang đến giúp sức. Nhưng nếu đến tối mà chúng ta không tìm thấy ba, thì anh sẽ đến Dominic, và ngày mai ta sẽ huy động tất cả mọi người. Trời ơi, chỉ mong sao các nhân viên điện thoại mau mau nối lại đường dây. Fiona run lên, mắt bà rực lên một cách man dợ như trong cơn sốt. Mẹ sẽ mặc quần và cũng sẽ đi, bà nói, ngồi đây chờ đợi thì chịu sao nổi? Không nên mẹ ơi, bốp van vì, Bốp ạ. À, nếu ba bị thương thì không biết bị ở đâu và như thế nào. Ngồi nhỡ ba không thể cử động được thì sao? Còn đã phái những người chăn cừu đến Narangang như vậy, chúng ta còn rất ít người để tìm kiếm. Nếu mẹ đi với Meggy thì bất cứ việc gì hai mẹ con cũng giải quyết được. Còn nếu Meggy không đi với mẹ mà đi với một người nào trong các con thì sự có mặt của Meggy hầu như không ích lợi gì thêm. Mà mẹ cũng sẽ không được việc gì bốc đành nhượng bộ thôi được anh nói mẹ lấy con ngựa thiến của Maggie ấy mẹ đã cưỡi con ngựa ấy đi chữa cháy mọi người lấy súng và nhiều nhiều đạn vào họ vượt qua sông và đi vào giữa lòng đám cháy khổng lồ không chỗ nào có lấy một vệt xanh hay một vệt nâu đất hoang mênh mông phủ than ướt đen nhánh kỳ lạ thay chúng vẫn còn bốc khói mặc dù mưa đã mấy giờ rồi Mỗi chiếc lá trên từng cái cây chỉ còn là một cái tổ sâu nhỏ đen thui cong queo rũ xuống. Ở chỗ trước kia cỏ mọc cao rải rác hiện lên những mô nhỏ đen thui, đấy là xác cừu chết cháy. Thỉnh thoảng có những gò nhỏ đen thui to hơn, di tích của ngựa hay lợn rừng. Trên mặt những người cưỡi ngựa, nước mắt trộn lẫn nước mưa. Bob với Maggie cưỡi ngựa đi trước, theo sau là Jake và Huy Ghi, Fia và Stuart đi sau cùng chuyến đi này khiến cho hai mẹ con gần như yên tâm chỉ riêng cái đó đã là niềm an ủi hai mẹ con đi cùng nhau chẳng cần nói gì cả chỉ cần ở bên nhau là đủ đôi khi những con ngựa gần như trụm sát vào nhau đôi khi giạt ra mỗi con mỗi nơi khi thấy một cái gì khủng khiếp nhưng hai người cưỡi ngựa đi sau cùng hầu như không nhận thấy điều đó mọi vật đều ướt sũng nước mưa ngựa di chuyển chậm chạp chầy chật nhưng vẫn bước đi cỏ cháy rụi vẫn vít bao phủ mặt đất như một tấm chiếu cứng bằng sợi vỏ dừa. Cứ đi được mấy bước, những người cưỡi ngựa lại nhìn quanh xem có thấy Petty trên đồng bằng không. Nhưng thời gian trôi qua mà Petty vẫn không xuất hiện. tim mọi người quặn thắt lại khi họ thấy rõ ràng đám cháy bắt đầu xa hơn họ tưởng nhiều trên bãi Vinga. Hẳn là vì khói lẫn với những đám mây rông nên họ không nhận ra đám cháy ngay tất cả đều sửng sốt về đường biên của đám cháy nó thẳng như kẻ chỉ phía bên này là nhựa thông nấu chảy đen nhánh phía bên kia là đồng bằng bình thường với những sắc nâu xám và khói lam buồn tẻ dưới trời mưa nhưng vẫn sống bốp kỳ cương và quay về phía người nhà này nhé ta sẽ bắt đầu từ đây tôi đi về phía tây đó là hướng nhiều khả năng nhất mà tôi khỏe nhất nhà mọi người đủ đạn cả chứ tốt người nào tìm thấy gì thì bắn chỉ thiên ba phát, ai nghe thấy gì thì bắn một phát trả lời. Xong rồi đợi, người bắn trước tiên thì 5 phút sau bắn thêm ba phát nữa, rồi 5 phút sau lại bắn ba phát nữa. Người nào nghe thấy thì bắn một phát trả lời. Jack, em đi về phía nam, dọc theo chính đường biên này. Huy ghi, em đi về phía tây nam, tôi đi về phía tây, mẹ và Maggie thì đi về phía tây bắc. Còn Stuart thì đi theo rìa đám cháy về phía bắc có điều đừng vội vã trời mưa khó nhìn rõ thêm nữa đôi chỗ có cây che lấp hãy gọi thường xuyên vào có thể ba ở một chỗ không nhìn thấy ta nhưng nghe thấy tiếng thét gọi và nên nhớ chỉ bắn nếu tìm thấy ba không mang theo súng ngồi nhỡ ba nghe thấy tiếng súng ở xa nhưng không đủ sức gào đáp lại cho ta nghe thấy vậy thì tình cảnh ba sẽ ra sao thôi chúa phù hộ cho ta may mắn và như những người hành hương ở ngã tư cuối cùng họ chia tay mỗi người mỗi ngả về dưới là màn mưa xám xịt họ tiếp tục đi mỗi người theo hướng của mình mỗi lúc một nhỏ dần cho đến khi không nhìn thấy nhau nữa đi chưa được nửa dặm stuart nhìn thấy ngay ở mép đám cháy mấy cái cây cháy thành than ở đấy có một cây vinga không cao lắm lá cháy đen và quăn queo lại vì lửa bây giờ nó giống cái đầu tóc xoăn của người da đen còn ở dìa khoảng đất cháy trụi có một gốc cây cụt đồ sộ cháy đen. Tất cả những gì còn lại ở con ngựa của bố giải ra dưới gốc cây khuynh diệp khổng lồ và dính bếp vào đó do sức nóng của lửa. Ngay ở đây có hai xác chó đen thui thảm thương, hai con chó của Petty, cả hai con chân cẳng đều trồng ngược như những đầu củi cháy sở. Stewart xuống ngựa, ủng ngập đến mắt cá trong thứ chất lỏng đen, cậu lấy súng ra khỏi cái bao buộc vào yên bằng đai xa và cậu thận trọng bước đi chân trượt trên than ướt môi cậu mấp máy cầu nguyện không thành tiếng nếu không có con ngựa và hai con chó có lẽ cậu còn hy vọng rằng người bị lửa thiêu ở đây là một người thợ xén lông cừu phiêu lãng nào đó hay chỉ là một gã lang thang nay đây mai đó nhưng pet đi đi ngựa đem theo năm con chó mà những người đi lang bạt trên các nẻo đường nước úc thì không cưỡi ngựa nếu có đem theo chó thì chỉ một con không hơn. Mà ở đây, ngay giữa địa phận Rogeda, thì một người lùa gia súc hay chăn cừu ở phía tây ở Bugela không thể tạt vào sâu đến thế. Đi một quãng nữa, Stua gặp thêm ba xác chó cháy thui nữa. Năm con, cả thảy năm con. Cậu biết rằng sẽ không tìm được con thứ sáu và cậu đã không tìm thấy. Và kia, cách chỗ con ngựa không xa, sau cái thân cây đổ lúc đầu đã khiến cậu không nhìn thấy có một khối đen của cái trước kia là con người. Không thể lầm được, loáng ướt dưới trời mưa, cái khối đó nằm ngửa, cong hình vòng cung, chỉ có vai và xương cũng chạm đất. Hai tay giang ra, cong gập lại ở khủy, dơ lên trời cầu nguyện. Những ngón tay cong queo cháy đến tận xương bấu víu vào khoảng không. Chân cũng chạm ra, nhưng cong gấp ở đầu gối. Đầu lật ngửa, một cục đen xì, hai hố mắt trống rỗng nhìn trời trong khoảng một vài phút luồng mắt sáng suốt nhìn thấy hết của sua hướng vào bố cậu con trai nhìn thấy không phải là cái di hài khủng khiếp mà là con người như lúc còn sống sua giơ súng lên bắn một phát nạp đạn bắn phát nữa lại nạp đạn bắn phát thứ ba từ xa có tiếng súng đáp lại rồi ở xa hơn nữa có thêm một tiếng súng nữa chỉ nghe văng vẳng. Liền đó, Suya chợt nhớ ra, tiếng súng gần có lẽ là mẹ và em gái trả lời. Mẹ và em gái đi về hướng Tây Bắc, cậu đi về hướng Bắc, không chờ hết 5 phút, đã ước định. Cậu nạp đạn, quay về hướng Nam và nổ súng. Lại nạp đạn, bắn phát thứ hai lại nạp đạn, bắn phát thứ ba Cậu đặt súng xuống đất, đứng về phía Nam, lắng nghe. Bây giờ tiếng súng đáp lại Thoạt tiên từ phía tây vọng tới Tiếng súng của Bob Rồi tiếng súng của Jack hay Huy Ghi Tiếng thứ ba mới là tiếng súng của mẹ Sua thở dài nhẹ nhõm Không nên để phụ nữ đến đây trước Cậu không nhìn thấy ở phía bắc Sau đám cây xuất hiện một con lợn lòi Cậu không nhìn thấy nhưng cảm thấy mùi con thú lực lưỡng to kích xù bằng con bò cái, run rẩy và loạn choạng trên những chiếc chân khỏe ngắn ngùn, chúi đầu xuống đào rũi đất cháy xém. Tiếng súng làm cho nó lo sợ và cái đau hành hạ nó. Lớp lông đen thưa thớt trên sườn cháy xém, da bị bỏng đỏ tía lên. Trong lúc Siwa nhìn về phía nam, một mùi ngon lành đánh về phía cậu, mùi da lợn quay đến giòn tan và mùi mỡ lợn như vừa lấy khỏi lò sự ngạc nhiên đưa cậu ra khỏi trạng thái u trầm kỳ lạ suốt đời gắn bó với cậu và cậu quay lại vẫn còn nghĩ rằng xưa kia cậu đã từng ở đây và mảnh đất hoang ước át đen ngòm này hình như đã in dấu ở chỗ nào trong trí óc cậu từ khi cậu mới ra đời cậu cúi xuống lấy khẩu súng và chợt nhớ là súng chưa nạp đạn con lợn lòi đứng sững tại chỗ nhìn bằng cặp mắt nhỏ xíu đỏ sọc điên dại vì đau đớn hai cái răng nanh vàng khè nhọn hoắt như hai mảnh trăng lưỡi liềm to tướng cong lên phía trên, đánh hơi thấy mùi thú dữ. Con ngựa của Stewa hí lên, con lợn lòi quay phát cái đầu nặng nề về phía có tiếng hí và chúi đầu xuống, sẵn sàng tấn công. Đấy là hy vọng duy nhất để thoát thân. Stewa vội cúi xuống lấy súng, kéo khóa nòng đánh cách một tiếng, thọc tay kia vào túi lấy đạn. Mưa vẫn rơi đều đều, tiếng mưa rào rào át hết mọi âm thanh. Nhưng con lợn lòi đã nghe thấy tiếng kim loại lách cách và phút cuối cùng nó không lao vào con ngựa mà lao vào Sua. Phát bắn trực diện chúng ngay vào ngực con vật không chặn được nó. Những chiếc răng nanh đâm chệch hướng lên chúng vào bẹn, Sua ngã xuống, máu vọt ra từ cái khóa vòi mở hết cỡ, thoáng chốc đã thấm đẫm quần áo Túa xuống đất. Con lợn lòi xoay mình một cách vụng về, viên đạn đã có tác dụng. Nó tiến về phía kẻ thù, sẵn sàng lại đâm bằng xăng nanh, nhưng nó chững lại, trao nghiêng đi, loạn choạng. Cái khối thịt khổng lồ 150 phun đổ nghiêng đè lên Sia, à, ấn mặt cậu xuống bùn đen nhão nhoét. Trong giây phút, cậu tuyệt vọng bám hai tay xuống đất cố thoát ra. Ấy thế đấy, trước nay cậu vẫn biết thế, bởi vậy chẳng bao giờ cậu hy vọng điều gì, chẳng mơ ước gì, chẳng dự tính gì. Cậu chỉ quan sát, bằng tất cả bản thể, thấm hút lấy thế giới sống động xung quanh, thành thử cũng không còn thời giờ để đau buồn về cái số phận dành sẵn cho mình mẹ ơi mẹ con không thể ở lại với mẹ nữa rồi mẹ ơi đấy là ý nghĩ cuối cùng của cậu khi tim vỡ ra không hiểu sao stuart lại không bắn nữa nhỉ Maggie hỏi mẹ hai mẹ con cho ngựa đi nước cựu về hướng đã hai lần nghe thấy ba tiếng súng từ đó vọng tới bùn thụt sâu không cho họ đi nhanh hơn và cả hai đều khổ tâm lo lắng. Chắc anh con cho rằng chúng ta đã nghe thấy. Pia nói, nhưng trong ý thức bà hiện lên gương mặt Siwa vào lúc mọi người chia tay nhau đi tìm theo nhiều hướng. Bà nhớ Siwa siết chặt tay bà, mỉm cười với bà như thế nào. Bây giờ chắc là gần đến rồi và bà cho ngựa phi nước đại. Đất trơn khiến vó ngựa cứ trượt đi. Nhưng Jake đã tới trước, tiếp theo là Bob và họ cản đường hai người phụ nữ khi hai mẹ con vừa xuất hiện đi theo rìa khu đất ướt nhão không bị lửa đụng đến, tới gần chỗ đám cháy bắt đầu. Đừng đến đấy mẹ, Bob nói khi Fia xuống ngựa. Jake tới gần Maggie giữ lấy vai em. Hai cặp mắt xám hướng về hai người con trai, không có vẻ gì là bối rối, sợ hãi, mà là hiểu biết hết, dường như không phải giải thích gì nữa. Pet đi phải không? Fia hỏi, giọng lạc hẳn đi. Vâng, và cả Stuart nữa cả Bob và Jake đều không đủ can đảm nhìn mẹ. Sua, sao lại Sua? Con nói gì lạ thế? Trời ơi, thế là thế nào? Có chuyện gì vậy? Không, miễn là không phải cả hai. Không. Ba bị hãm trong đám cháy bất ngờ. Ba đã chết. Sua có lẽ đã làm cho con thú hoảng sợ. Con vật đã nhảy sổ vào nó. Sua bắn. Nhưng con lợn lòi lao thẳng vào sia và đè lên nó. Nó cũng chết rồi, mẹ ạ. À. Meggie gào thất thanh và vùng ra khỏi tay bốp. Nhưng Fia như hóa đá, không để ý đến đôi tay vấy máu và nhọ nhem vết than của bốp. Mắt bà ngây dại. Thế thì quá lắm. Cuối cùng bà nói và nhìn bốp. Nước mưa chảy ròng ròng trên mặt bà. Những món tóc sổ ra xóa xuống cổ như vàng chảy. Để mẹ đến với ba và em, Bob. Mẹ là vợ của một người và là mẹ của người kia. Con không thể ngăn giữ mẹ. Con không có quyền. Để mẹ đến đấy. Maggie lặng yên trong vòng tay Jack. Gục đầu xuống vai anh. Fia bước đi, dẫm lên những mảnh vỡ và những màu gỗ cháy sở. Bốp đỡ mẹ. Maggie nhìn theo nhưng không rời khỏi chỗ. Khi ghi xuất hiện sau màn mưa, Jack nghiêng đầu về phía mẹ và bốp ra hiệu với huy ghi đi theo hai người huy ghi đừng để mẹ và anh một mình anh với meggy về trogeda lấy xe ngựa anh buông tay ra đỡ em gái lên ngựa ta đi đi meggy sắp tối hẳn rồi không thể để mọi người ở đây suốt đêm được mà ta chưa trở lại thì mẹ và các anh không rời khỏi đây đâu nhưng không thể đánh xe đi được bánh xe thụt trong bùn cuối cùng jake và giả tôm dùng xe xích gắn chắc một tấm thép có nếp gợn và bộ đồ thắng của hai con ngựa béo. Tôm cưỡi con ngựa thứ ba dắt cương cặp ngựa này, còn Jack cưỡi ngựa đi trước và soi đường bằng cây đèn bão lớn nhất có thể tìm thấy ở Trogeda. Maggie ở lại nhà, cô ngồi trong phòng khách trước lò sưởi. Mrs. Smith hoài công khuyên này cô ăn một chút gì. Nước mắt ròng ròng trên mặt bà quản xa, bà đau lòng nhìn thấy sự tê dại thầm lặng này của nỗi xót xa, không vỡ ra được thành tiếng nức nở. Rồi có tiếng gõ cửa và Mrs. Smith mở cửa, băn khoăn không hiểu ai có thể lần mò đến nhà giữa lúc đường xá kinh khủng thế này. Và lần thứ 100 bà sửng sốt về việc tin tức lan truyền nhanh chóng giường nào qua bao nhiêu dặm đường ngăn cách khu người ở đây với khu người ở khác trong cái vùng hoang vu này. Đứng ở hành lang là một người mặc bộ đồ cưỡi ngựa, áo mưa vải sơn toàn thân đẫm nước và bê bớt bùn, đó là Charanf. Vào được chứ, Mrs. Smith. Ôi chao, đức cha, bà kêu lên và Linh Mục ngạc nhiên khi thấy bà ôm chầm lấy cổ ông. Làm sao cha biết được? Mrs. Cleary đánh điện cho tôi, nhân danh vợ của ông quản lý đại diện cho chủ sở hữu. Tôi rất quý trọng tinh thần trách nhiệm của bà. Tổng giám mục đi Contini c cho phép tôi đi. Tên gọi kỳ thế đấy. Vậy mà hãy tưởng tượng tôi phải nhắc đi nhắc lại cái tên ấy một trăm lần một ngày. Tôi đi máy bay đến Jinli. Lúc hạ cánh, máy bay lật nhào. Ở đấy tất cả đều ướt sũng. Vì thế, chưa ra khỏi máy bay, tôi đã hiểu đường xá lầy lộ như thế nào. Jinli với tất cả vẻ đẹp của nó là thế đấy. Tôi quẳng vali ở chỗ cha Utti, nài mượn ông chủ quán con ngựa. Ông ta cho tôi là dở người và đánh cuộc với tôi một chai uýt kỳ rằng tôi sẽ xa lầy giữa đường. Này thôi đi, Mrs. Smith, không nên khóc như vậy. Bạn thân mến của tôi ơi! Dù đám cháy khủng khiếp đến thế nào đi nữa thì đấy cũng chưa phải là ngày tận thế. Cha mỉm cười vỗ vai bà ta, đôi vai đang run lên trong tiếng nức nở. Ơ kìa, tôi cố gắng an ủi bà như thế mà bà không nghe tôi. Này thôi, đừng khóc nữa đi. Vậy ra cha không biết gì, bà ta khóc nức lên. Tôi không biết, không biết cái gì, có chuyện gì, đã xảy ra chuyện gì. Mr. Cleary và Stuart chết rồi. Mặt cha trở nên trắng bạch cho đầy bà quản gia ra, cho quát lên một cách lỗ mãng. Maggie đâu? Trong phòng khách, Mrs. Cleary vẫn còn ở trên bãi chăn thả với những người đã khuất. Jake và Tom đã đem ngựa đi đón họ. Ôi, trình cha, cố nhiên con là người có đạo, nhưng đôi khi tự dưng nảy ra ý nghĩ, Chúa Trời làm sao mà tàn nhẫn quá? Tại sao Chúa lại lấy đi một lúc cả hai người? Nhưng Charan đã không còn nghe gì nữa. Cha vào phòng khách, vừa đi vừa cởi áo mưa, để lại trên sàn những vệt ướt và bẩn. Meggie cha đến gần, quỳ xuống cạnh chiếc ghế bành của cô, hai bàn tay ướt của cha siết chặt đôi tay giá băng của cô. Cô trườn khỏi ghế bành, áp sát vào Ranf, ngả đầu vào chiếc sơ mi ướt sũng và nhắm mắt. Mặc dù đau lòng và chua xót, cô vẫn cảm thấy hạnh phúc. Ước gì phút này kéo dài mãi mãi. Cha đã đến, dù sao cô vẫn có uy quyền đối với cha dù sao cô vẫn thắng. Ta ướt hết cả, Maggie yêu dấu, con cũng bị ướt mất thôi. Cha thì thầm áp má vào tóc cô. Mặc, cha đã đến. Ừ, ta đã đến. Ta muốn biết chắc rằng không có chuyện gì xảy ra với con. Ta cảm thấy ở đây cần ta, ta muốn chính mắt nhìn thấy. Khủng khiếp thật, Maggie, cả ba con, cả Stuart, sao lại đến nỗi như thế? Ba con bị mắc trong đám cháy, Siêu A tìm thấy ba con, anh ấy bị con lợn lòi giết chết. Nó đè bẹp anh ấy khi anh ấy đã bắn trúng nó. Jack và Tom đã đi đón mọi người. Cha không nói gì nữa, chỉ ôm lấy Maggie và đu đưa như dỗ đứa bé. Rút cục, hơi nóng lò sưởi đã làm khô áo sơ mi và tóc cha. Còn Maggie, điều này cha cảm thấy rõ trong vòng tay cha. Cô không còn đỡ đẫn lắm nữa. Thế là cha đỡ lấy cầm cô, nâng đầu cô lên cho đến khi hai đôi mắt gặp nhau và không nghĩ ngợi cha hôn cô một cử chỉ vô thứ không phải do dục vọng mà chỉ là bất giác đáp lại cái mà cha nhìn thấy trong cặp mắt xám ấy một nghi thức không có cá tính một loại phép ban thánh thể còn Mickey rút hai tay ra và chính cô ôm lấy cha cha bất giác nhăn mặt ối lên một tiếng nghẹn ngào vì đau Mickey hơi lánh ra cha làm sao thế chắc là bị thương ở sườn khi máy bay hạ cánh máy bay đâm vào lớp bùn đáng mến của Shilenboon ngập đến tận thân hành khách bị sóc tung người lên rút cục ta bị ném lên lưng chiếc ghế bành phía trước để con xem nào bằng những ngón tay vững vàng Meggy cởi cúc chiếc áo sơ mi ướt của cha kéo ống tay áo kéo áo ra khỏi thắt lưng của chiếc quần đi ngựa cô kêu lên một tiếng dưới lớp da bánh mật nhẵn nhụi dưới xương sườn một chút có một vệt dài đỏ tía Chạy từ sườn bên này sang sườn bên kia Một vệt bầm máu xấu xí Ôi, Ralph Thế mà cha đi ngựa từ mãi tận Jinli đến đây Thế thì đau biết chừng nào Còn bây giờ cha thấy thế nào Có chóng mặt không Chắc là có cái gì thương tổn ở bên trong Không đâu, ta vẫn nguyên lành Và lúc ngồi trên mình ngựa Ta không hề cảm thấy có gì khó chịu Nói thực đấy Ta rất vội, lo lắng không biết con ở đây ra sao và hẳn là ta không bụng dạ đâu mà để ý đến những vết dập thương. Nếu như ta bị chảy máu bên trong thì chắc sẽ cảm thấy ngay, Maggie, chết nỗi. Đừng làm thế. Đầu cúi thấp, cô thận trọng chạm môi vào cái vệt đỏ tía. Tay cô trượt trên ngực cha, lướt về phía vai. Sự khêu gợi cố ý của cử chỉ đó khiến Ran bàng hoàng. choáng váng, sợ hãi, cố thoát ra cho bằng được. Cha đẩy đầu cô ra, nhưng chẳng hiểu thế nào mà cô lại lọt vào vòng tay cha cô quấn lấy cha vào những vòng cuộn của rắn và thít nghẹt ý chí của cha thế là quên cả đau đớn quên cả nhà thờ thiêng liêng quên cả chúa cha tìm môi cô bằng cặp môi thèm thuồng dán chặt vào đó háo hức không biết chán ra sức ghì chặt cô vào mình cố làm đã cơn dạo rực quái gở không sao đè nén được mcghi ngửa cổ ra phơi trần vai, làn da mắt rượi của cô mềm mại, óng ả à hơn bất cứ thứ lụa nào. Và cha có cảm giác là cha đang chìm ngụp xuống mỗi lúc một sâu, ngạt thở, bất lực. Cái bản chất người tội lỗi của cha đã thành một sức nặng ghê gớm đè bẹp linh hồn bất tử và những tình cảm bị kìm nén lâu ngày. Thứ rượu vang đắng đen tối đột nhiên tràn ra. Cha muốn khóc nức lên, những giọt thèm muốn cuối cùng đã cạn khô dưới sức nặng của cái bản chất người tội lỗi ấy và cha rằng tay Maggie khỏi thân thể đáng thương của mình, dịch sang một chút, ngồi xổm xuống, đầu quý gục và như để hết tâm trí mải miết ngắm nhìn đôi tay mình run run rơi thõng xuống đùi. Em đã làm gì ta, Maggie? Em sẽ làm gì ta nếu ta chiều theo em? Ta yêu con, Maggie ạ. À. Ta sẽ mãi mãi yêu con, nhưng ta là linh mục, ta không thể, thực quả ta không thể làm thế được. Maggie đứng phát dậy, sửa lại chiếc áo cánh, nhìn cha từ trên xuống, gắng gượng mỉm cười. Nụ cười gượng ấy chỉ càng làm lộ rõ hơn nỗi đau thất bại trong đôi mắt xám. Không sao, Ralph, con sẽ đi xem Mrs. Smith có gì cho cha ăn không, rồi sẽ đem dầu xoa bóp cửa ngựa đến. Thứ dầu đó chữa vết dập thương rất hiệu nghiệm, nó làm hết đau liền, kiến hiệu hơn những cái hôn nhiều lắm, con dám nói như vậy. Điện thoại có gọi được không? Cha thốt lên một cách khó nhọc. Có, hai giờ trước người ta đã trăng đường dây tạm thời ngay trên cây và mắc máy nhà này vào mạng lưới điện thoại. Nhưng khi cô đã đi xa, cha còn mất mấy phút nữa để tập trung sức lực rồi mới ngồi vào bàn viết của Fiona. Cho xin đường dây giữa các thành phố. Đây là Linh Mục de Pricasa ở Rogeda. Chào chị, Dorin. Vậy ra chị vẫn ở trạm điện thoại. Tôi cũng rất vui mừng nghe thấy tiếng chị. Ở Sydney không thể nhận ra được tiếng các cô điện thoại viên, chỉ có một giọng tẻ nhạt bực bội đáp lại. Tôi cần nói chuyện gấp với Đức tổng giám mục Khâm mạng Giáo hoàng ở Sydney, số 20 23 24. Còn trong lúc chờ Sydney trả lời, xin cho tôi Bunkele. Cha vừa kịp nói với Martin King về sự việc đã xảy ra thì người ta đã nối đường dây để cha nói chuyện với Sydney nhưng cũng chỉ cần nói với Bungela vài lời thôi. Từ kinh và những người nghe lỏm trên đường dây tin sẽ lan ra khắp Jilenboun và những người nào đủ can đảm ra đi giữa lúc đường xá hư hỏng như thế này sẽ kịp thời đến đưa đám. Đức ông phải không ạ? À? ran de Pricassa đây. Dạ vâng, cảm ơn người. Tôi đến nơi bình yên. Nhưng máy bay gặp rủi ro khi hạ cánh, xa lầy trong bùn, vì vậy sẽ phải trở về bằng xe lửa trong bùn thưa đức ông trong bùn không thưa đức ông trời mưa khiến đường xá hư hỏng hết đi xe không được đi bộ cũng không được từ jilenboun đến rogeda phải đi ngựa trời mưa thì tuyệt nhiên không còn khả năng nào khác vì thế tôi gọi điện thưa đức ông may là tôi đã ra đi hẳn là tôi có linh cảm gì đó dạ xấu rất xấu patrick cleary và con trai ông là stuart đã chết một người chết cháy người kia bị con lợn lòi giết chết con lợn lòi thưa đức ông lợn lòi thứ lợn rừng hung tợn vâng đức ông nói đúng tiếng địa phương có những cái kỳ quặc những người nghe lỏm a à, lên một tiếng và cha bất giác nhếch mép cười không thể quát vào ông nói này tất cả các người hãy thôi đi đừng nghe trộm tất cả những người gilenbo cách biệt nhau những khoảng cực rộng không còn cách tiêu khiển nào khác nhưng nếu tất cả bọn họ không nối vào đường dây thì Tổng Giám Mục sẽ nghe rõ hơn nhiều. Thưa Đức Ông, nếu người cho phép, tôi sẽ ở lại đây giữ đám tang và lo liệu cho người vợ quá và những người con còn lại. Vâng, xin cảm ơn Đức Ông. Tôi sẽ trở về Sydney ngay khi nào có thể được. Cô điện thoại viên cũng nghe cuộc nói chuyện. Cheran báo ngừng và lại nhấc ống nói lên. Làm ơn lại cho tôi xin Burgela, Dorin. Cha nói chuyện mấy phút với Martin King và quyết định rằng tiết trời mùa đông tháng 8 đủ lạnh để có thể hoãn mai táng đến ngày kia. Nhiều người muốn đến đưa đám, mặc dù đường xá hư hại và sẽ phải đi ngựa, nhưng sẽ mất nhiều thời gian và sức lực đi đường. Maggie trở lại, mang theo dầu xoa bóp, nhưng không tỏ ý muốn tự tay xoa vết thương cho cha, mà chỉ lặng lặng đưa cái lọ thuốc và thông báo một cách khô khan. Một giờ nữa, Mrs. Smith sẽ mời khách một bữa ăn tối nóng sốt trong nhà ăn nhỏ. Vì vậy, cha còn đủ thời giờ đi tắm. Cha Ranf bứt rứt trong lòng, không hiểu vì sao. Rõ ràng, Maggie cho rằng cha đã đánh lừa những hy vọng của cô. Nhưng vì sao cô nghĩ như vậy? Cớ gì cô oán trách cha? Thì cô thừa biết cha là loại người nào. Vậy thì tại sao cô giận cha? Một sớm tinh mơ ảm đạm, tốt người cưỡi ngựa mang theo thi hài những người chết đến được bờ sông nhỏ và dừng lại ở đây. Sông Gilen vẫn chưa tràn bờ nhưng đã thành con sông lớn thực sự, chảy xiết và đầy nước sâu tới 30 phút. Charan cưỡi con ngựa hồng của mình bơi qua sông sang gặp họ. Cha đã choàng khăn lễ. Tất cả những thứ còn lại cần cho linh mục thì đã có sẵn trong chiếc vali nhỏ của cha cột vào yên ngựa. Fia, Bob, Jake, Huy Ghi và Tom đứng xung quanh, còn cha mở tấm vải phủ thi hài và chuẩn bị làm lễ sức dầu lần chót. Sau Mary Carson, không còn cái gì làm cha kinh tởm được nữa. Nhưng ở Petty và Stuart cũng không có cái gì đáng gớm ghét. Mặt cả hai đều sạm đen. Mặt Petty thì vì lửa thiêu, mặt Stuart thì vì nghẹt thở nhưng cha hôn cả hai một cách chiều mến và trân trọng. Hai con ngựa chở hàng kéo tấm thép nặng có đường gợn, vượt 15 dặm qua các hố nước và ổ gà, để lại phía sau một vệt trũng sâu, vết sẹo trong đất mà ngay cả cỏ rậm sẽ mọc lên trong những năm sắp tới cũng không che lấp được. Nhưng tiếp đó, dường như đã tận đường, chỉ còn một dặm nữa là đến nhà lớn của Trogeda nhưng không thể vượt qua con sông cuộn sóng ầm ầm thế là mọi người đứng nhìn những ngọn cây khuynh diệp kỳ ảo mà từ đây cũng nhìn thấy dù là qua màn mưa bốp quay về phía cha ranf tôi đã nghĩ ra rồi bốp nói thưa cha cha sẽ phải làm việc đó thôi chỉ có ngựa của cha là không kiệt sức ngựa của chúng tôi chỉ đến được bờ bên này chúng không đủ sức làm gì hơn nữa Chúng đã lê chân trong bùn và chịu lạnh bao nhiêu lâu rồi. Cha hãy đi ngựa về trang viên, ở đấy sẽ tìm thấy những thùng xăng dùng rồi, sức chứa 44 lông. Cần nắp lại thật kín, sao cho nắp không chợt chẹo và không có khe hở. Cùng lắm thì hàn, cần 12 cái, ít nhất là 10, buộc lại với nhau và đưa sang bờ bên này. Chúng ta sẽ kê những thùng đó xuống dưới tấm thép và gắn chắc vào toàn bộ cái đó qua sông như chiếc phà. Phải, cách đó là hợp lý nhất. Và Charan đi. Ở nhà lớn, cha bắt gặp Dominic Orop ở Defend Defend với hai con trai xét theo khoảng cách ở đây. Orop là láng giềng gần nhất. Charan giải thích công việc cần làm và họ lập tức bắt tay vào việc sục sạo vào các nhà kho tìm những thùng xăng đã dùng hết, chút hết lúa mạch cám và những thực phẩm dự trữ khác đựng trong đó ra, tìm nắp đậy, hàn kín vào những thùng chưa bị rỉ, bề ngoài nom còn đủ chắc để chịu được tải nặng vượt qua con sông cuồn cuộn. Trời vẫn mưa tầm tã và còn mưa liên tiếp hai ngày nữa. Dominic phải nhờ ông điều này nữa tôi rất ngại ngần, nhưng khi anh em nhà Clery về đến đây thì họ đã mệt gần chết rồi. Lễ mai táng vào ngày mai, không thể để chậm hơn nữa và cho dù người thợ làm quan tài ở Shinli có làm kịp đi nữa, thì đường xá thế này cũng không đưa về đây được. Liệu người nhà ông có ai làm giúp được hai cái quan tài không? Còn việc đưa những chiếc thùng sang bờ bên kia thì tôi chỉ cần một người giúp việc là đủ. Các con trai Orok gật đầu. Họ chẳng muốn nhìn thấy Petty và Stuart đã bị lừa và lợn lòi biến thành cái gì. Chúng con sẽ làm quan tài, ba ạ, à, Lai em nói. Ngựa của cha Ranf và Dominic thoạt tiên kéo những chiếc thùng trên mặt đất rồi kéo qua sông sang bờ bên kia. Thưa đức cha, Dominic gào to trong lúc đang đi. Chúng ta không tội gì phải đào huyệt trong bùn lầy như thế này. Trước kia tôi nghĩ rằng Mary là con người kiêu ngạo, cần gì phải xây lăng bằng cẩm thạch ở sau nhà cho các may cơn. Nhưng bây giờ thì tôi sẵn lòng hôn bà ta về công trạng đó. Đúng đấy, cha Ranf gào lên trả lời. Những chiếc thùng được gắn chắc dưới tấm thép, sáu chiếc mỗi bên, người ta buộc thật chắc tấm vải bạt phủ bên trên và dắt mấy con ngựa tải hàng kiệt quệ lội qua sông kéo căng sợi cáp mà rút cục sẽ phải lôi cái mảng sang. Dominic và Tom cưỡi con ngựa cao lớn ấy sang sông và khi đã ở bờ bên kia trên chỗ cao nhất, họ dừng ngựa và ngoảnh lại nhìn. Những người còn lại kéo cái mảng tự làm lấy, lôi nó trên bờ sông xuống sát mép nước và đẩy nó xuống nước trước những lời cầu nguyện và dỗ dành vô vọng của thôm và dominic những con ngựa cất vó đi bước một và chiếc mảng từ từ trôi sang sông nó tròng trành rất dữ nhưng vẫn nổi trên mặt nước và sang được bờ bên kia không mất thời giờ tháo phao thôm và dominic tiếp tục cho ngựa đi về phía nhà lớn và bây giờ chiếc xe tải tự làm chuyển động dễ hơn là khi chưa gắn những thùng xăng đường vào thoai thoải dẫn đến cổng khu xén lông cừu ở phía mà người ta thường đưa các kiện len xa và họ đưa cái mảng chờ thi hài vào ngôi nhà rộng mênh mông trống vắng ở đó mùi hắc yến mùi mồ hôi mỡ cừu và phân cừu khiến người ta ngạt thở mini và kate mặc áo mưa là những người đầu tiên đến làm tròn cái bổn phận đau xót quỳ hai bên cỗ xe tang bằng thép thế là nổi lên tiếng chàng hạt lách cách và tiếng nói đều đều lúc thì nhỏ đi, lúc thì to lên, theo cái nghi thức quen thuộc đã nhập tâm. Trong nhà, người đến thêm đông, đấy là Duncan Gordon ở East Yotonu, Gareth Davis ở Narangang, Harry Hopton ở Binbin, Eden Carmichael ở Bakula. Ông già Angus McQueen dọc đường đã đón chặn đoàn tàu chở hàng của địa phương đang ỉ ạch bỏ đi rồi lên tàu đi cùng người thợ lái đến Jinli, Sau đó ông mượn ngựa của Harry Ford và cùng với ông này cưỡi ngựa vượt nốt quãng đường còn lại. Đường xá lầy lội, hư hại như thế mà ông đã vượt qua đến hơn 200 dặm. Tôi trần trụi như con chim ưng, thưa đức cha. Sau này, Hori nói với cha Ranf khi tất cả bảy người bọn họ đã ngồi trong phòng ăn nhỏ dùng món bánh nướng nhân thịt với bầu dục lửa đã đi qua khắp đất đai của tôi từ đầu nọ đến đầu kia không còn lấy một con cừu một cái cây ơn trời những năm gần đây làm ăn không đến nỗi kém tôi chỉ có thể nói một điều như vậy tôi có đủ tiền mua cừu nếu còn mưa một thời gian nữa cỏ sẽ mọc ngay tắp lự nhưng cầu chúa cho chúng ta thoát khỏi những tai họa mới ít xa là mười năm chờ à, tôi không còn xu nào thừa ra để phòng ngừa những ngày đen tối ờ à, nhưng đất của anh nhỏ hơn hoary ạ à. gareth davis nói thích thú ra mặt vì món bánh nướng bở tơi tan ra trong miệng mrs smith làm món này rất tài tình bất cứ tai ương nào cũng không thể làm cho người ở vùng đồng bằng nước úc ăn mất ngon một thời gian lâu họ cần ăn cho đẫy để đủ sức trụ vững còn tôi đã mất ước chừng một nửa số bãi chăn và tệ hơn nữa chừng hai phần ba số cừu xin hãy cầu nguyện cho chúng tôi, thưa Đức Cha. Ở đúng, ông già Angus đỡ lời, tôi không đến nỗi gay như thế, ông bạn Harry của chúng tôi gay hơn nhiều, và Harry cũng thế, nhưng dù sao cũng gay, thưa Đức Cha. Tôi có 60.000 acre bị lửa liếm sạch và một nửa số cừu tiêu ma. Lúc này, đôi khi tôi nghĩ, ta bỏ Sky ra đi từ hồi trai trẻ thật là dại dột. Charan mỉm cười cái đó sắp qua rồi chính ông biết đấy, Angus ạ. À. ông rời bỏ đảo Sky vì nguyên nhân cũng như tôi rời bỏ Glanamara. ở đấy ông cảm thấy bị gò bó. cái gì đúng thì trước sau vẫn là đúng. thạch thảo cháy ít nóng hơn khuynh diệp nhiều, phải không, thư đức cha? đây sẽ là một đám tang kỳ lạ. Cheran nghĩ khi nhìn xung quanh, không có phụ nữ, trừ những phụ nữ ở Rogeda này ở các trang trại láng giềng chỉ có đàn ông đến đưa đám. Khi Mrs. Smith đã cởi áo ngoài cho Fiona, lau khô cho bà và đặt bà vào chiếc giường trước đây bà vẫn cùng nằm với Petty. Ralph muốn cho người đàn bà quá một liều thuốc ngủ mạnh. Fia dứt khoát không chịu uống, bà khóc nức lên không sao nén lại được. Thế là cha Ralph thẳng tay bóp mũi bà và bắt bà phải uống thuốc. Kỳ lạ, Cha không bao giờ nghĩ rằng người phụ nữ này có thể mất tự chủ. Thuốc ngấm nhanh thì đã một ngày đêm bà không ăn gì mà. Bà thiếp đi, ngủ say lì và cha Ran thở phào nhẹ nhõm. Cha biết từng bước đi của Maggie, bây giờ cô ở trong bếp giúp Mrs. Smith nấu ăn cho mọi người. Các anh cô đang ngủ, họ đã mệt lử, chỉ còn đủ sức cởi bỏ quần áo ướt. Khi Kate và Minnie đã làm xong bổn phận trong căn nhà trống vắng không có đèn, cầu nguyện cho những người đã khuất theo đúng tục lệ. Gareth Davis và con trai là innes vào thay họ. Những người còn lại phân phối trước thời gian với nhau, cứ mỗi tiếng hai người vào, đồng thời vẫn tiếp tục ăn và chuyện trò. Trong số các chàng trai đến cùng với bố, không người nào vào phòng ăn nhỏ của người lớn. Tất cả đều tụ tập ở bếp như thể để giúp Mrs. Smith, nhưng thực tế xa là để nhìn Maggie. Hiểu điều đó, Geranf vừa bực bội vừa cảm thấy nhẹ nhõm. Thế là phải thôi, cô sẽ phải kén một người nào trong số các chàng trai trẻ tuổi ấy làm chồng. Điều ấy không tránh khỏi. Inek Davis, 29, tóc sẫm màu và mắt đen như than, vì thế người ta đặt cho anh cái biệt hiệu là gã Wensden. Anh ta rất đẹp trai. Liam Orok, 26, em anh ta là Ruti, kém anh ta một tuổi. Cả hai đều tóc màu sáng, mắt xanh. Khuôn nò các Michael nhiều tuổi hơn, anh ta 32, giống em gái như hai giọt nước, cùng có một vẻ đẹp hơi khiêu khích. Trong đám ấy, Gerard ưng nhất Alastair, cháu của bà Angus, anh ta gần tuổi Maggie hơn, mới 24, một chàng trai rất dễ thương, có cặp mắt xanh huyền diệu hệt như mắt ông, đích thực là mắt người Scotland, còn tóc thì đã ngả bạc, đấy là đặc tính di truyền của gia đình. Mong sao Maggie yêu một người nào trong bọn họ và lấy người đó, rồi họ sẽ có con. Cô mong có con lắm mà. Lạy Chúa tôi, cầu xin Chúa ban cho con ân huệ đó. Con sẽ vui sướng chịu đựng nỗi đau do tình yêu của con với cô ấy gây nên. Con sẽ vui sướng. Hai cái quan tài ấy không phủ hoa và tất cả các bình hoa quanh nhà nguyện gia đình đều trống không có bao nhiêu hoa còn nguyên vẹn sau đợt nóng ghê gớm hai ngày trước đều bị mưa làm sụng hết chúng nằm bẹp trong bùn như những con bướm chết không một cành nhánh xanh không một bông hồng sớm mọi người đều mệt mỏi vô hạn cả những người đã lê bước hàng chục dặm trên đường lầy lội để bày tỏ tình cảm tốt lành của họ với petty cả những người chờ thi hài cả những người đã kiệt lực vì nấu nướng giặt giũ charan cũng mệt kinh người cử động như trong mơ và cố tránh nhìn khuôn mặt gầy rộc đi và sầm tối của Fiona, vẻ đau xót lẫn với giận dữ của Meggie, còn Bob Checkwigy ủ rũ đứng áp sát vào nhau trong nỗi đau xót chung. Cha không đọc lời điếu, Martin King thay mặt tất cả những người có mặt ở đây nói mấy lời thành thật và cảm động và Chadran lập tức bắt đầu làm lễ cầu hồn. Chén lớn, mình thánh và khăn lễ, tất nhiên cha có mang theo về Rogeda Bất cứ linh mục nào đến giúp đỡ và an ủi cũng đều mang theo những thứ đó. Nhưng áo lễ cần thiết thì cha không có sẵn và ở nhà lớn cũng không còn. Nhưng ông già Angus dọc đường đã ghé qua linh mục ở Gilenboon lấy áo tang lễ dùng cho lễ cầu hồn, bọc vào tấm vải sơn, buộc vào yên ngựa và mang đến. Bây giờ Charan mặc áo trùng đen và áo lễ, trong lúc đó mưa quất vào kính và rội xuống mái tôn ở trên cao hai tầng nhà. Rồi họ ra ngoài, phơi mình dưới mưa rào mờ mịt, kéo đi trên đồng cỏ đã trở nên nâu sạm, bị thiêu đốt bởi hơi lửa đám cháy, tiến về phía cái nghĩa trang nhỏ có tường vây màu trắng. Lần này người ta sẵn sàng ghé vai khi những cỗ quan tài đơn sơ tự làm lấy và bước đi, trơn trượt và bước hụt trong bồn lỏng, mưa quất vào mặt, không nhìn rõ mình đặt chân vào đâu. Trên mộ người nấu bếp Trung Quốc, những chiếc chuông nhỏ ngân nga ảo não hy sinh hy sinh hy sinh sau đó mọi việc xong xuôi những người láng giềng lên đường trở về gò người trên yên dưới áo mưa người thì chìm đắm trong những ý nghĩ buồn nản vì sự phá sản sắp tới người thì tạ ơn thượng đế vì đã tránh được cái chết và lửa cả cha ranf cũng sửa soạn lên đường cha biết rằng cần mau mau ra đi không thì cha sẽ không thể đi được cha đến gặp fiona bà ngồi bên bàn viết lặng thinh hai tay buông thõng nhìn chằm chằm vào cha bằng cặp mắt không nhìn thấy gì bà có chịu đựng nổi không pia cha hỏi và ngồi xuống trước mặt để nhìn thấy mặt bà bà nhìn linh mục một tâm hồn câm lặng đã liệm tắt và cha cảm thấy ghê sợ cha nhắm mắt lại giây lát vâng thưa cha ranf tôi chịu đựng được tôi cần phải tính toán tôi còn năm con trai thậm chí là sáu nếu kể cả frank song có lẽ không nên kể frank phải không ạ à? không lời nào nói lên được lòng biết ơn của tôi về việc cha đã chăm lo đến frank thật là niềm an ủi cho tôi khi biết rằng có người nào chăm sóc nó làm cho đời nó đỡ khổ đôi chút ước gì tôi được gặp nó dù chỉ một lần thôi bà ấy như ngọn hải đăng cha nghĩ nỗi đau xót bùng lóe lên mỗi lần ý nghĩ đi hết vẫn cái vòng tròn ấy để rồi trở lại với frank tình cảm ấy quá mạnh, không thể kìm hãm được. Sự bừng sáng chói lòa, rồi lại một thời gian dài, không một lần hé sáng. Phia, tôi thấy có một số điều bà cần suy nghĩ. Vâng, điều gì kia à? Rồi bà lại lặng đi. Bà vẫn nghe tôi chứ? Cha hỏi bằng giọng gay gắt, cảm thấy lo ngại hơn trước kia, một nỗi sợ bất ngờ. Một lúc lâu, cha tưởng chừng như pia thu mình vào vỏ kín đến mức giọng gay gắt của cha không thể nào lọt qua được lớp vỏ sáp ấy nhưng ngọn hải đăng lại bừng sáng môi bà run run tội nghiệp petty của tôi tội nghiệp stuart của tôi tội nghiệp frank của tôi bà xên gì liền đó bà lại như tự kẹp mình trong cái gọng kìm thép như thể bà quyết ý mỗi lần lại ẩn mình trong bóng tối lâu hơn để ánh sáng suy kiệt đi và không còn bừng lên trong bà nữa cho đến chót đời. Bà đưa mắt nhớn nhác nhìn căn phòng như không nhận ra rồi nói Vâng, cha tôi vẫn nghe cha. Thế con gái bà thì sẽ thế nào, Fia? Bà còn có cả con gái, bà quên rồi sao? Đôi mắt xám nhìn cha gần như với vẻ thương hại. Phụ nữ không nhớ đến con gái. Con gái là cái gì kia chứ? Chỉ là sự nhắc lại nỗi đau là đứa con giống như bản thân mình, nhất thiết phải qua những đận y như mình, phải nai lưng ra gánh vác những khó nhọc cũng như thế và khóc bằng giọt lệ cũng như thế. Không, thưa đức cha, tôi cố quên đi rằng tôi có con gái và nếu tôi nghĩ đến nó thì tôi coi nó cũng như con trai. Con trai thì người mẹ không bao giờ quên. Có bao giờ bà khóc không, Pia? Tôi chỉ thấy bà rơi lệ có một lần. Và cha sẽ không bao giờ thấy nữa tôi đã chấm dứt hẳn nước mắt toàn thân bà run lên cha có biết tôi sẽ nói gì với cha không thưa cha ran chỉ mới hai ngày trước tôi mới hiểu tôi yêu petty biết nhường nào nhưng khám phá đó cũng như mọi cái trong đời tôi đều đến quá muộn quá muộn với nhà tôi và cả với tôi nữa Giá như cha biết điều đó đáng sợ nhường nào tôi không còn được ôm nhà tôi nữa không còn có thể nói với nhà tôi rằng tôi yêu ông ấy biết mấy Cầu Chúa đừng bắt ai phải trải qua cảnh ngộ như thế. Cha quay đi để khỏi phải nhìn thấy khuôn mặt méo sạch như bị tra tấn của Pia để bà có thời gian lại đeo tấm mặt nạ điềm tĩnh để cho mình có thời gian tìm hiểu điều bí ẩn mang tên là Pia Chẳng bao giờ có ai trải qua được nỗi đau của người khác. Số phận dành cho mỗi người nỗi đau riêng, cha nói. Pia nhếch mép cười khắc nghiệt. Vâng, Điều đó an ủi ta nhiều năm Phải không ạ à? Có lẽ chẳng có gì đáng ghen tị Nhưng nỗi đau của tôi chỉ là Của riêng tôi mà thôi Bà có bằng lòng hứa với tôi một điều không phia Cha cứ dạy bảo Bà hãy chăm sóc Maggie Đừng bỏ quên cháu Cháu nó cần đến dự các cuộc khiêu vũ Gặp gỡ các chàng trẻ tuổi Hãy để cho nó nghĩ đến chuyện lấy chồng Lập gia đình riêng Hôm nay tôi thấy tất cả các chàng trai nhìn nó Bằng con mắt như thế nào hãy cho nó có dịp gặp lại bọn họ trong một hoàn cảnh khác, không buồn thảm như thế. Xin lĩnh ý cha, thưa cha Ranf. Cha thở dài và để Fia ở lại một mình, còn bà vẫn nhìn đôi tay gầy guộc cắt không xa hột máu của mình, nhưng chẳng nhìn thấy gì hết. Maggie đưa tiễn cha ra đến chuồng ngựa. Ở đấy con ngựa thiến sắc hồng của ông chủ quán ở Un đã hai ngày đêm được ăn cỏ khô trộn cám đến no ứ chẳng khác nào được sống trên thiên đàng của ngựa. Charan lẳng lên lưng nó cái yên cũ nát của ông chủ quán, cúi xuống thít đai bụng, còn Maggie đứng tựa vào bao lơn, dõi nhìn cha, nhưng cha đã đóng yên xong và vươn thẳng người lên. Trình cha, Cho xem con đã tìm được cái gì. Maggie nói và chìa tay ra, trên lòng bàn tay cô là một bông hồng phơn phớt màu cho nhợt nhạt. Chỉ có bông này nở, con tìm thấy nó ở sân sau, ở đấy có một bụi hồng dưới những cột đỡ két nước. Chắc là trong thời gian lửa cháy, nó được che chở, không bị hơi nóng làm hại, rồi sau đó tránh được mưa vùi dập. Con hái cho cha đấy, để cha giữ làm kỷ niệm về con. Cha chìa tay ra, bàn tay hơi run, cho đứng một lát nhìn bông hoa bé nhỏ mới hé nở trong lòng bàn tay. Maggie, bây giờ cũng như về sau, ta chẳng cần cái gì nhắc ta nhớ đến con. Con luôn luôn ở bên ta chính con cũng biết như thế. Dù sao, ta cũng không giấu nổi con điều gì, phải không nào? Nhưng đôi khi dù sao vẫn là điều hay nếu như có thể sờ mó được kỷ niệm. Maggie này, cha sẽ lấy nó ra xem. Nó sẽ gợi cho cha nhớ đến điều mà không có nó thì cha có thể quên đi. Xin cha hãy cầm lấy, thư đức cha. Tên ta là Ranf, cha nói. Cha mở cái túi du lịch nhỏ, trong đó cha mang theo tất cả những gì cần thiết cho một linh mục và lấy quyển kinh có bìa khảm xà cừ đắt tiền. Ông thân sinh của cha qua đời lâu rồi và tặng cha quyển kinh này khi cha thụ phong chức thánh 13 năm về trước. Cuốn sách mở ra ở trang có kẹp dài đánh dấu, một băng lụa trắng, bền chắc, rộng khổ. Cha lật mấy trang nữa, đặt bông hồng vào và gập sách lại. Hẳn con muốn ta để lại cho con một vật gì làm kỷ niệm. Maggie, ta hiểu đúng không? Vâng, ta sẽ không cho con một thứ gì như thế ta muốn con quên ta đi ta muốn con xem xét chung quanh và tìm lấy một người chồng tử tế nhân hậu và rồi con sẽ có con xưa nay con vẫn muốn có con lắm mà con sinh ra là để làm mẹ trong tương lai của con không có chỗ cho ta hãy bỏ ý nghĩ ấy đi ta không bao giờ từ bỏ chức sắc của ta và vì bản thân con ta nói thẳng thắn và thành thật với con ta không muốn từ bỏ chức sắc của ta bởi vì ta yêu con không phải như tình yêu của chồng đối với vợ. Con nên hiểu điều đó. Hãy quên ta đi, Maggie. Thế cha không hôn con trước khi chia tay à? Thay cho câu trả lời, cha nhảy lên con ngựa hồng, cho ngựa đi bước một ra lối cửa chuồng ngựa và vẫn ngồi trên yên, cha chụp lên đầu chiếc mũ phớt cũ kỹ của người chủ quán. Cha ngoảnh lại nhìn xây lát, cặp mắt xanh lóe sáng, rồi ngựa ra dưới trời mưa, móng chân trượt trên mặt đất miễn cưỡng bước đi trên con đường lầy lội về Shinly. Maggie không đi theo lấy một bước, cô vẫn ở trong cái chuồng ngựa ẩm ướt, tranh tối tranh sáng, bốc lên mùi cỏ khô và mùi phân ngựa, và cô chợt nhớ đến cái nhà kho nọ ở New Zealand và Frank. 30 tiếng sau, The Bricassa vào gặp khâm mạng giáo hoàng, đi ngang qua căn phòng, hôn nhẫn trên tay cha linh hồn của mình và mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế bành. Chỉ khi cảm thấy cái nhìn của cặp mắt tuyệt đẹp thấu hiểu tất cả chiếu vào mình, cha mới hiểu rằng bộ dạng của cha lúc này hẳn là kỳ lạ lắm. Vì thế, lúc cha vừa xuống tàu ở ga trung tâm, mọi người đều nhìn cha ngạc nhiên. Cha quên bẵng mất chiếc vali để lại ở Shinley, chỗ Woody Thomas khả kính. Phút cuối cùng cha nhảy lên chuyến xe thư ban đêm và ngồi trong toa xe không sưởi ấm. Vượt suốt 600 dặm, trên người chỉ mặc sơ mi, quần ống bó và ủng cưỡi ngựa ướt như chuột lột mà thậm chí không cảm thấy lạnh bây giờ cha nhìn lại mình mỉm cười ngượng ngập và ngước nhìn tổng giám mục xin đức ông thứ lỗi có bao nhiêu chuyện xảy ra đến nỗi tôi không hề nghĩ đến việc bộ dạng tôi nom kỳ quặc như thế nào chẳng cần xin lỗi Ranf ạ à. khác với người nước mình đức khâm mạng thích gọi viên bí thư của mình chỉ bằng tên theo tôi cha nom rất lãng mạn và hiên ngang song có phần không giống nhà tu hành phải không nào? Dạ đúng thế, hình dạng non quá thế tục. Còn về vẻ lãng mạn và hiên ngang thì thưa Đức ông, chẳng qua là người không quen nhìn loại y phục bình thường nhất ở vùng chúng tôi. Ran thân mến của tôi, dù cha có nảy ra ý định mặc quần áo cũ sách và rắc cho lên đầu, thì cha vẫn khéo tìm cách làm cho mình năm hiên ngang và lãng mạn. Nhưng bộ y phục đi ngựa thực quả là rất hợp với cha, cũng gần như bộ áo trùng Đừng phí lời cam đoan với tôi rằng, tuồng Như Cha không biết nó hợp với cha hơn bộ áo đen thầy tu. Cử chỉ của cha vốn có vẻ xuyên sáng đặc biệt và cha giữ được vóc sáng tuyệt đẹp. Tôi cho rằng cha sẽ giữ được nó mãi mãi. Tôi còn có ý định đem cha đi theo khi tôi được gọi về La Mã. Thật hết sức thú vị khi được thấy cha sẽ gây nên ấn tượng như thế nào với các giáo sĩ cao cấp người Ý béo mập và lùn tịt của chúng tôi. Một con mèo mềm mại xinh đẹp giữa những con bồ câu béo ú nhát sợ. La Mã, Charan vươn thẳng người trong ghế bành. Ở đấy tình hình xấu lắm phải không, ông bạn của tôi? Tổng giám mục nói tiếp, đưa bàn tay trắng muốt đeo nhẫn, thong thả vuốt ve tấm lưng mịn mượt của con mèo, Abyssini, đang gù gù. Khủng khiếp, thưa Đức ông. Cha gắn bó với những người đó lắm phải không? Vâng, thế cha có yêu tất cả bọn họ bằng nhau không hay có người yêu nhiều hơn có người yêu ít hơn nhưng về tính quỷ quyệt cha không thua gì tổng giám mục và cha đã phục vụ đủ lâu dưới quyền ông để biết rõ được luồng suy nghĩ của ông cha đáp lại câu hỏi xanh mãnh bằng sự thẳng thắn dễ lừa người mánh lới ấy cha đã kịp thấy rõ là nó lập tức làm cho đấng bề trên của cha đỡ nghi ngờ cái trí tuệ tinh tế sành sỏi ấy không đoán ra rằng sự thành thật bề ngoài có thể dối lừa hơn bất cứ sự lảng tránh nào. Vâng, tôi yêu tất cả bọn họ, nhưng thưa Đức Ông nhận xét rất đúng. Một số người tôi yêu nhiều hơn, một số khác tôi yêu ít hơn. Tôi yêu mến nhất cô con gái nhà ấy, Maggie. Bao giờ tôi cũng cảm thấy có trách nhiệm đặc biệt với cô ta, bởi vì trong gia đình con trai được coi trọng nhất, còn con gái thì chẳng ai quan tâm đến. Cái cô Maggie ấy bao nhiêu tuổi? Thực quả tôi không biết đích xác, có lẽ đâu như ngót hai mươi nhưng tôi đã buộc bà mẹ phải hứa sẽ bứt khỏi việc tính toán và làm sổ sách ít ra là một thời gian ngắn và lo liệu sao cho con gái thỉnh thoảng đến sự các cuộc khiêu vũ và gặp gỡ các chàng trai trẻ tuổi nếu cô ta bị giam hãm ở rogeda thì cả cuộc đời cô sẽ uổng phí như vậy thì đáng tiếc quá cha không nói một lời nào sai sự thật bằng linh cảm không hề sai lầm tổng giám mục nhận ra ngay điều đó tuy ông chỉ hơn viên bí thư của mình có ba tuổi con đường công danh của ông trong giới chức nhà thờ không chắc chở như Ranf de bricassa và về nhiều mặt ông cảm thấy mình già vô hạn Ranf sẽ không bao giờ già như thế nếu như vatican chiếm hữu một người quá sớm theo một nghĩa nào đó nó xói mòn sinh lực của người đó còn ở Ranf thì sức sống đang tràn trề vẫn còn cảnh giác tuy đã hơi yên tâm vị giáo sĩ cao cấp tiếp tục quan sát viên bí thư và lại bắt đầu một trò chơi hấp dẫn đoán xem cái gì thúc đẩy ralph de Picasso. thoạt đầu đức giám không hề hồ nghi gì về việc ông ta sẽ phát hiện ra chỗ yếu thuần túy thuộc phần xác thịt ở con người này không cái này thì cái khác đẹp trai kỳ lạ vóc dáng tuyệt mỹ như thế ông ta không thể không gợi nên vô vàn thèm muốn chưa chắc ông ta đã có thể không biết những thèm muốn đó và giữ mình sạch sẽ Dần dần, Tổng giám mục thấy rõ mình chỉ đúng có một nửa. Gerard đương nhiên không phải là ngu nghê không biết gì, nhưng không có gì đáng nghi ngờ về sự thanh sạch của cha. Thành thử, dù cha khao khát cái gì đi nữa, cái lôi cuốn cha không phải là những thứ vui xác thịt. Đức giám đã thu xếp cho cha làm quen với những kẻ đồng tính luyến ái sành sỏi và không thể cưỡng lại được. Có lẽ chỗ yếu của ông ta là đây chăng? Nhưng vô ích. Ngài đã theo dõi ông ta khi ông ta ở giữa những giai nhân tuyệt sắc, vô ích. Không một ánh mắt say mê hay ít ra là hứng thú, mà những phút ấy ông ta không thể ngờ rằng ông ta bị theo dõi. Bởi vì Tổng giám mục không phải bao giờ cũng chính mắt theo dõi, mà Ngài chọn thám tử, không thông qua viên bí thư. Ngài bắt đầu nghĩ rằng chỗ yếu của Charanf là tính háo xanh. Ông linh mục này quá tự hào về chức sắc của mình. Những mặt như thế của cá tính thì Đức Giám hiểu Bản thân Ngài không lạ gì thói háo xanh Cũng như mọi thiết chế vĩ đại tự khẳng định mình mãi mãi Nhà thờ Thiên Chúa bao giờ cũng sẽ tìm được vị trí và chỗ dùng cho người háo xanh Theo lời đồn Ranf Khả Kính đã lập mưu chiếm đoạt của gia đình Cleary Mà cha yêu mến thắm thiết Một phần tài sản thừa kế hợp pháp vô cùng lớn lao Nếu điều đó đúng Thì không thể bỏ qua con người có khả năng như vậy mà cặp mắt xanh tuyệt mỹ ấy mới bừng sáng làm sao khi nghe nhắc đến La Mã có lẽ đã đến lúc thử thêm một nước cờ khác và tuồng như uể oải đức giám đấm một con tốt bằng lời nhưng ngài nhìn bằng con mắt dò xét tinh tường dưới đôi mi nặng trịch trong thời gian cha đi vắng Ranf ạ à, tôi đã nhận được tin của Vatican ngài nói và nhẹ nhàng gạt con mèo nằm trên đùi xa mày ích kỷ quá vương hậu sapskaya của ta ạ à, hai chân ta tê dại cả đi rồi thế ạ à, gerald đáp cha nhùn người ra trong ghế bành hai mắt tự nói nhắm lại và mệt mỏi ờ được cha có thể đi nằm nghỉ nhưng hãy nghe tin mới đã gần đây tôi có gửi cho đức thánh cha một lá thư riêng thư mật và hôm nay tôi đã nhận được thư trả lời của bạn tôi là đức hồng y montevê lạ thật không hiểu đức hồng y này có phải là dòng dõi nhà soạn nhạc thời phục hưng không nhỉ không hiểu sao lần gặp nào tôi cũng quên không hỏi nay nay vương hậu sapskaya chẳng lẽ khi thích thú nhà ngươi cứ nhất thiết phải cắm vuốt vào ta hay sao tôi nghe đây thưa đức ông tôi chưa ngủ đâu charan mỉm cười nói không lấy gì làm lạ là đức ông yêu mèo như thế chính người cũng tiêu khiển theo kiểu mèo vờn con mồi của mình cha búng ngón tay lại đây, meo. Bỏ mặc đức ông đấy, người không tốt đâu. Con mèo lập tức rời khỏi bộ đùi phủ lớp áo trùng màu hoa cà, thận trọng nhảy lên đùi The Pricassa và ngây xa, ngoe ngoẩy đuôi ngạc nhiên đánh hơi, có mùi ngựa và mùi bụi đường không quen thuộc. Cặp mắt xanh của Ralph mỉm cười đáp lại cặp mắt màu cánh rán của tổng giám mục. Cả hai người nhìn nhau một cách tinh tường dưới làn mi, nửa nhắm, nửa mở, đôi bên đều cảnh sát. Cha làm cách nào mà thành công được như thế? Tổng giám mục khẩn khoản hỏi. Mèo không bao giờ đi theo tiếng gọi của ai, vậy mà vương hậu Sapskaya của tôi đến với cha. Như thể cha cho nó trứng cá và nước lữ lang hoa, con vật vô ơn. Tôi đang chờ, thưa đức ông. Và cha trừng phạt tôi đã bắt cha phải chờ đợi bằng cách tước đoạt con mèo của tôi. Thôi được, cha thắng cuộc, tôi xin thua. Cha đã bao giờ bị thua chưa? Điều đó rất thú vị. Thế này nhé, cần phải chúc mừng cha, Ran thân mến của tôi ạ. À. Cha sắp được mang áo mũ lễ, cha sẽ được giáo hoàng phong làm giám mục de Pricassa. Tổng giám mục hết sức thích thú thấy cặp mắt xanh của người nói chuyện với mình mở tròn xoe. Lần này, cha Ralph không có ý định che giấu tình cảm thực của mình. Cha vui mừng hớn hở. 4. 1933-1938 Liễu Đất hàn gắn vết thương nhanh chóng kỳ lạ. Mới sau một tuần, qua lớp bùn dính nhớp đã đâm lên những cọng cỏ mỏng manh xanh tươi. Hai tháng sau, cây cối bị cháy xém đã trổ lớp lá xanh đầu tiên. Con người trên mảnh đất này thật kiên cường và giàu sức chịu đựng. Đất không cho phép họ khác thế được. Những kẻ bạc nhược không có đức tính ngoan cường mãnh liệt lì lợm thì không thể trụ lâu trên vùng đất lớn Tây Bắc này được. Nhưng nhiều năm nữa, những vết sẹo mới mất hẳn nhiều lớp cỏ mọc lên và bong xuống từng mảng, rồi những thân cây khuynh diệp mới lại có được màu sắc trước kia, trắng, xám hay đỏ. Nhưng một phần cây cối vẫn không hồi sinh, chúng sẽ mãi mãi là những cây chết đen sì, Và nhiều năm sau nữa, trên các đồng bằng giải sát đây đó, những bộ xương của chúng sẽ rã ra một cách chậm chạp, dưới lớp bụi, dưới móng gia súc dày đạp. Lớp vỏ đất do thời gian đan bệt nên sẽ hút lấy chúng vào bản thân nó những vệt sâu hắm chạy về phía tây do dìa chiếc xe tang tự làm lấy sạch vào đất nhão của Rogeda còn lưu lại rất lâu. Những lữ khách biết sự việc đã xảy ra ở đây trò cho các lữ khách khác không biết gì xem những dấu vết ấy và dần dần người ta bện kết câu chuyện đau xót đó vào những truyền thuyết khác của đồng bằng đất đen. Đám cháy hủy diệt chừng một phần năm số bãi chăn của Rogeda và 25.000 cừu chẳng thấm vào đâu so với một cơ sở kinh tế mà trong những năm thuận lợi mới gần đây có tới 125.000 cừu. Dù những người bị thiệt hại có thái độ như thế nào đi nữa đối với thiên tai, nhưng oán trách sự nham hiểm của số phận hay cơn giận của trời thật chẳng có ý nghĩa gì hết. Chỉ có cách bổ đắp những thiệt hại, làm lại tất cả từ đầu. Cố nhiên, đây không phải là lần đầu, và cố nhiên mọi người đều hiểu rất rõ đây không phải là lần cuối. Thế nhưng, lòng vẫn đau đớn không thể chịu được khi mùa xuân đến. Các khu vườn Rogeda vẫn màu nâu và à, trơ trụi. Lượng nước dự trữ phong phú trong các si tách của Michael Carson giúp vườn tược qua được hạn hán, nhưng không cái gì sống sót sau đám cháy. Ngay cả độ tía cũng không ra hoa. Khi lửa ập tới, những chùm nụ ẻo là vừa phồng lên đã nhăn nheo lại một cách giả nua. Hoa hồng héo quắt đi, hoa băng xê chết sũ, những chồi non biến thành dơ màu nâu Vũ Anh rũ xuống một cách tuyệt vọng Trong những xó xỉnh có bóng dợp Sữa đông héo tàn Đậu thơm khô héo không tỏa chút mùi thơm nào Lượng nước chữ trong các si tách đã cạn Trong thời gian xảy ra đám cháy Lại được bổ sung tiếp nhờ trận mưa rào Và bây giờ mọi người ở Trogeda Tranh thủ từng phút có thể coi là rảnh rỗi Giúp giả tôm hồi sinh khu vườn Theo gương bố, bố quyết định không buồn xỉn trong việc tăng thêm lực lượng lao động ở Trogeda và thuê thêm ba người chăn cừu. Trước đây, Mary Carson thực hiện một chính sách khác, không nuôi người làm thường xuyên ngoài những người trong gia đình Cleary, còn đến thời kỳ khẩn trương phải kiểm kê, cừu đẻ, xén lông cừu, thì thuê người làm tạm thời. Nhưng Petty cho rằng người ta làm việc tốt hơn khi vững tin ở tương lai, mà suy cho cùng thì có gì khác nhau lắm đâu hầu hết những người chăn cừu bản chất là không ở yên một chỗ, họ là loại cỏ lông trông, không ở đâu lâu một chỗ. Những ngôi nhà mới dựng cách sông xa hơn là nơi ở của những người có vợ. Ông già Thôm bây giờ ở ngôi nhà nhỏ ba buồng khá mới dưới cây hồ tiêu, sau sân nuôi ngựa, và mỗi lần bước vào dưới mái nhà riêng của mình, ông đều thốt lên thành tiếng bộc lộ niềm hân hoan của ông. Vẫn còn mấy bãi chăn thả ở gần do Maggie cai quản, bà mẹ vẫn đảm nhiệm mọi việc tính toán như trước. Fia đảm đương cái trách nhiệm trước kia là của Petty, trao đổi thư từ với giám mục Ranf và trung thành với bản thân. Bà chỉ tin cho ông biết những gì liên quan đến công việc của Điền Trang. Maggie háo hức chỉ muốn vồ lấy bức thư của cha, nuốt lấy từng lời. Nhưng Fia đọc lá thư đó hết sức chăm chú, xong là cất ngay vào một chỗ có khóa hẳn hoi. Bây giờ khi Petty và Stuart không còn nữa, quả là không có cách gì thân cận với bà được. Còn về Maggie, giám mục Ranf đi khỏi là bà quên sạch lời hứa của mình. Mọi lời hứa dự khiêu vũ và các tối vui, Maggie đều từ chối một cách lịch sự. Bà mẹ biết điều đó, nhưng không lần nào trách móc nàng, không bảo nàng phải đi sự. Laem Oroch bám lấy bất cứ cái cớ nào để có dịp ghé vào Trogeda Inek Davis thường xuyên gọi điện, cả Connor Carmichael Cả Alastair McQueen cũng thế. Nhưng Maggie thở ơ lạnh nhạt với tất cả bọn họ. Rút cục, họ không còn hy vọng khơi dậy ở nàng niềm hứng thú gì nữa. Mùa hè có mưa, nhưng những cơn mưa không lâu không có nguy cơ gây lụt. Duy có bùn lầy khắp nơi không hề khô và sông Baruon darling dài một ngàn dặm đầy nước, sâu và rộng. Mùa đông đã đến, nhưng ngay bây giờ thỉnh thoảng trời vẫn đổ mưa nhưng gió đưa tới không phải là một màn bụi tối thẫm mà là tấm màn nước. Dòng người lang thang do khủng hoảng kinh tế đẩy ra đường cái lớn đã cạn đi và trong những tháng mưa lê bước trên đất đen nhão nhuét thực là một cực hình địa ngục, lại còn ẩm và lạnh nữa và bệnh viêm phổi hoành hành trong số những người không tìm được chỗ trú đêm dưới mái nhà ấm áp. Bob lo lắng, nếu cứ thế này lâu hơn nữa thì cừu sẽ thối móng. Cừu Mirenos cứ phải luôn luôn đi lại trên đất ẩm thì thật tai hại, nhất định sẽ thối móng. Sẽ không xén được lông cừu, sẽ không một người thợ nào chịu đụng đến lông cừu ướt và đến kỳ cừu đẻ. Nếu đất không khô thì vô số cừu còn sẽ chết vì ẩm và lạnh. Có tiếng chuông điện thoại, hai hồi dài một hồi ngắn, dấu hiệu quy ước của Trogeda. Fia nhấc máy rồi quay lại. Bob, điện của con. Chào Jimmy, bóp nghe đây. À ha, được, thế thì tốt. Có người giới thiệu à? Được, anh đưa anh ta đến cho tôi. Được, nếu anh ta là tay khá như thế thì bảo anh ta rằng chắc sẽ tìm được việc cho anh ta thôi. Nhưng tôi phải gặp anh ta đã. Tôi không thích mua mèo trong bị, thiếu gì loại giới thiệu. Thôi được, cảm ơn, chúc may mắn. Bob lại ngồi xuống. Có một người chăn cừu mới đến với chúng ta, Jimmy nói là một chàng trai cực kỳ. Trước anh ta làm việc ở Tây Vinslander, đâu như ở Long Chris hay Charleville gì đó. Anh ta cũng đã từng chăn lùa các đàn gia súc. Có lời giới thiệu tốt, mọi việc đều ổn cả. Anh ta biết cưỡi ngựa, đã từng luyện ngựa, đã từng làm thợ xén lông cừu. Jimmy nói thế, mà là thợ lành nghề. Một ngày xén lông được 250 con. Chính điều đó khiến con ngờ vực. Vì lẽ gì một người thợ xén lông cừu hạng nhất lại chịu cam phận với đồng lương của người chăn cừu bình thường? Một người xén lông cừu hạng nhất chịu đổi những bánh xe lấy cái yên ngựa, chuyện đó không mấy khi có. Dù sao, sự tăng viện như thế trên các bãi chăn cũng không hại gì cho ta, đúng không ạ? À? Càng thêm tuổi, bốp nói năng càng chậm rãi và ề à hơn theo kiểu ức, nhưng tốn ít lời hơn. Anh đã ngót 30, và Maggie khá thất vọng vì không thấy anh mê một cô gái nào xứng đôi trong số những cô mà anh vẫn gặp trong các cuộc hội hè và các tối vui mà anh em nhà Cleary đôi khi phải có mặt theo phép lịch sự. Anh bẽn lẽn đến khổ sở, thêm nữa anh si mê Rogeda và rõ ràng là anh thích hiến toàn bộ đời mình cho tình yêu ấy, yêu đất đai và cơ nghiệp. Jake và Huy Ghi dần dần trở nên không khác gì anh khi họ ngồi cạnh nhau trên một trong những chiếc ghế dài cứng bằng đá hoa cương ở nhà họ không cho phép mình được hưởng cái thú nghỉ ngơi nào khác có thể ngỡ họ là anh em sinh đôi sinh ba dường như quả thật họ khoái ngủ đêm ngoài trời trên bãi chăn thả hơn và nếu chẳng may phải ngủ đêm ở nhà thì họ thích nằm dài trên sàn trong phòng ngủ của mình như sợ giường êm sẽ làm cho họ đâm ra nhẽo nhợt nắng gió và đất khô làm cho làn da sáng lấm chấm tàn hương của họ nhuốm màu gỗ đỏ không đều đặn lắm và trên gương mặt họ, đôi mắt màu xanh nhạt càng ngời sáng hơn, từ khóe mắt có những nếp nhăn sâu chạy tới thái dương, dấu hiệu cho thấy những cặp mắt ấy thường xuyên nhìn ra xa, nhìn làn cỏ trắng bạc pha ánh vàng như lũ tràn mênh mông. Hầu như không thể hiểu được ba anh em họ bao nhiêu tuổi, người nào trẻ hơn, người nào nhiều tuổi hơn. Cả ba đều sống bố, mặt hiền hậu giản dị, mũi kiểu la mã, nhưng các con trai vóc dáng đẹp hơn bố. Nhiều năm dòng làm thợ xén lông cừu đã khiến cho lưng Pet đi còng đi và tay trở nên dài quá khổ. Còn thân hình các con trai thì hơi gầy, mềm dẻo, đẹp một cách thanh thoát do thường xuyên cưỡi ngựa. Nhưng họ không ham thích phụ nữ, cảnh sống thanh nhàn đủ tiện nghi và khoái lạc. Anh thợ mới ấy có vợ chưa? Fia vừa hỏi vừa dùng bút mực đỏ và thước liên tiếp kẻ những đường đều đặn. Con không hỏi, Ngày mai anh ta đến, con sẽ hỏi xem. Anh ta đến bằng phương tiện gì? Jimmy sẽ chở anh ta đến. Ta cần nói chuyện với Jimmy về số cụ đực thiến đã già ở bãi chăn Randstander. Thôi được, mong rằng anh ta sẽ làm việc cho ta một thời gian. Nếu anh ta chưa có vợ thì chắc là sẽ không ở đây lâu đến một tháng. Những anh chàng chăn cừu ấy thật tội nghiệp. James và Petty vẫn ở trường nội chú Riverview nhưng chúng thề sẽ không ở lại trường một ngày nào nữa khi chúng vừa tròn 14 tuổi. Khi ấy theo luật có thể thôi không học nữa. Chúng khao khát được làm việc trên bãi chăn thả cùng với Bob, Jake và Huy Ghi. Khi ấy ở Drogeda sẽ lại có thể thu xếp cả gia đình cùng nhau làm ăn, người ngoài muốn đến hay đi tùy ý. Hai đứa sinh đôi cũng ham đọc sách như mọi người trong gia đình Cleary, nhưng không vì thế mà nhà trường trở nên dễ thương hơn đối với chúng sách có thể mang theo trong những túi đèo bên yên ngựa hay trong túi áo blue sông và đọc sách lúc buổi trưa dưới bóng cây vinga thú vị hơn nhiều so với đọc giữa bốn bức tường của trường học dòng Jesuit. Ngay từ đầu, cuộc sống không quen thuộc trong trường nội chú đã làm cho hai đứa khó chịu. Chúng tuyệt không vui sướng về những lớp học sáng sủa với những cửa sổ rất rộng, những bãi chơi rộng thanh thang xanh tươi, những khu vườn um tùm và tiện nghi của đời sống thành phố. Chúng cũng không vui sướng về chính Sydney với những nhà bảo tàng, những phòng hòa nhạc và những phòng triển lãm. Chúng kết bạn với những con trai các chủ trại chăn nuôi gia súc. Những lúc rảnh rỗi, chúng mơ ước về nhà mình và khoe khoang về quy mô bao la và vẻ huy hoàng của Rogeda với những người nghe đầy vẻ khâm phục kính trọng, không mảy may nghi ngờ. Ở phía tây Baren Jansen, không ai là không biết tiếng Rogeda. Gần một tháng sau, lần đầu tiên Maggie nhìn thấy người chăn cừu mới. Tên anh ta, Luke Onin được ghi vào bảng trả công như thường lệ và ở nhà lớn người ta bàn tán về anh ta quá nhiều so với bình thường khi nói về những người làm thuê. Khởi đầu từ việc anh ta khước từ chiếc giường trong căn nhà ván cho những người mới tới và đến ở trong căn nhà cuối cùng còn bỏ không ở bên sông. Tiếp đó anh ta trình diện với Mrs. Smith và giành được thiện cảm của con người đáng kính này. Tuy thường bà ta không ưa cánh chăn cừu, sự tò mò đã bắt đầu quấy xảy Mekki từ rất lâu trước lần gặp gỡ đầu tiên. Con ngựa cái sắc hồng và con ngựa thiến đen tuyền Mekki không để ở sân chung nuôi ngựa mà thích để trong chuồng hơn. Nàng thường ra khỏi nhà muộn hơn cánh đàn ông và một thời gian dài nàng không gặp một ai trong số những người làm thuê. Nhưng một lần, khi vòng mặt trời mùa hè đang lặn rực hồng ở trên tầm ngọn cây một chút và những bóng đen ngả dài chờ đón cái yên tĩnh ban đêm thì rút cuộc nàng chạm chán với liễu onin nàng từ bãi chăn gần hồ chứa nước trở về và đã trực vượt qua chỗ cạn sang sông còn liễu onin đi ngựa trở về từ bãi đông nam xa hơn và cũng đi tới chỗ lội qua sông ánh mặt trời chiếu vào mặt anh ta và Maggie nhìn thấy anh ta trước anh ta cưỡi con ngựa sắc tía bầm đen đuôi đen có đốm đen trên trán Maggie có trách nhiệm điều ngựa tải đến các khu vực khác nhau Nàng biết rõ con ngựa bất kham này và ngạc nhiên về việc đã lâu không thấy con ngựa tía. Tất cả những người làm đều không ưa con ngựa này và tránh dùng nó. Vậy mà người chăn cừu mới này rõ ràng là bất chấp. Dấu hiệu chắc chắn chứng tỏ anh ta là tay cưỡi ngựa giỏi vì con ngựa tía nổi tiếng là hay giờ ngón sò lá. Người cưỡi vừa xuống yên là nó đã vội đập ngay một miếng vào đầu. Khi người ta đang ngồi trên ngựa thì khó biết tầm vóc của người đó. Những người Úc chăn gia súc thường dùng yên kiểu Anh khác với yên kiểu Mỹ ở chỗ không có mỏm cao phía trước và phía sau. Trên cái yên như thế, người cưỡi vươn mình rất thẳng, đầu gối cong gập hẳn lại. Người chân cừu mới này có vẻ rất cao, nhưng có người thân dài mà chân thì ngắn ngồn. Thành thử Maggie quyết định khoan hãy kết luận. Nhưng anh ta không ăn vận bình thường như những người chăn cừu khác, sơ mi màu xám bằng planen, quần xám bằng vải sẹt, mà mặc sơ mi trắng, và quần bằng vải giả da màu trắng đích thực là một chàng công tử meky vừa nghĩ vừa cười thầm ừ được cũng hay thôi nếu việc giặt là liên miên không làm anh chàng phát ớn chào bà chủ anh ta reo lên khi hai người đã đến chỗ lội hơi nhấc chiếc miễu phốt màu xám lên một chút rồi lại kéo lệch nó xuống gáy một cách ngang tàng hai người cho ngựa đi cạnh nhau cặp mắt xanh tươi cười của anh ta nhìn meky từ đầu đến chân vẻ mê thích ra mặt Ồ không, cô rõ ràng không phải là bà chủ, như vậy thì hẳn là con gái bà chủ, anh ta nói. Tôi là Liễu Onin. Maggie lý nhí câu gì không rõ nhưng không nhìn anh ta nữa. Vì bối rối và tức giận, nàng không tìm được lời để tán gẫu trong trường hợp như thế này. Bất công quá, anh ta cười cái chứ. Mắt và mặt anh ta hệt như charanf. Sự giống nhau không phải ở cái cách anh nhìn nàng. Cái nhìn của anh ta vui vẻ nhưng vẫn hơi khác hoàn toàn không rực lên ngọn lửa tình yêu, còn trong mắt Cheran ngay từ phút đầu tiên ở ga Shilenbo-un, khi cha quỷ thẳng xuống đất bụi bên cạnh Mekki, nàng luôn luôn nhìn thấy tình yêu. Nhìn vào mắt anh ta, khi trước mặt mình không phải là người ấy, một trò đùa tàn bạo, một hình phạt nặng nề. Lúc Onin không ngờ đến những ý nghĩ thầm kín của người bạn đường. Và trong lúc hai con ngựa bị bõm lội qua con sông nhỏ vẫn còn đầy nước sau những trận mưa vừa qua, anh ta bắt con ngựa tía ương bướng áp sườn vào con ngựa hồng hiền lành. Đúng, cô gái thật là xinh, còn tóc mới tuyệt làm sao. Tóc các anh nàng chỉ là màu hồng, còn tóc cô gái này khác hẳn. Nhưng không thể nhìn rõ mặt được, giá như nàng ngẩng đầu lên. Vừa hay, Maggie ngẩng đầu lên thật, và lúc ấy, mặt nàng khiến Liễu sửng sốt trao mày nàng nhìn anh ta không hẳn là căm thù nhưng dường như tìm kiếm cái gì và không tìm thấy hay trễ lại nàng thấy cái gì mà nàng không muốn thấy hay một cái gì nữa không thể nhận rõ được dù sao có điều gì khiến nàng bối rối liễu không quen thấy phụ nữ lại mới thoạt gặp đã có điều gì không ưa anh thoạt đầu tất nhiên anh bị hấp dẫn bởi bộ tóc tuyệt diệu màu hoàng hôn và cặp mắt nhu mì nhưng cái vẻ bất bình và thất vọng hiển nhiên này càng kích thích anh hơn con nàng càng chăm chú nhìn anh, cặp môi hồng hé mở, làn môi trên và chán lấp lánh những giọt mồ hôi long lanh như giọt sương do tiết trời nóng nực, cặp lông mày vàng rậm cong lên biểu lộ vẻ tò mò băn khoăn. Anh cười toát miệng phô ra những chiếc răng trắng to như răng charanf, nhưng nụ cười của anh ta hoàn toàn khác. Cô ạ, à, mặt cô đầy vẻ ngạc nhiên hệt như một trẻ thơ, tuồng như đối với cô mọi vật trên đời đều là mới lạ. Maggie quay đi. Xin lỗi, tôi hoàn toàn không muốn tròn mắt nhìn anh, chẳng qua anh khiến tôi nhớ đến một người khác. Cô có thể tha hồ tròn mắt nhìn tôi bao lâu tùy thích, điều đó làm tôi thích thú hơn là nhìn bà mẹ của cô, tuy bà non cũng dễ mến. Thế tôi khiến cô nhớ đến ai? Thế thôi, không có gì quan trọng, có điều rất kỳ là khuôn mặt dường như quen mà lại hết sức xa lạ. Tên cô là gì? Miss nhỏ bé. Maggie. Maggie, cái tên hoàn toàn không xứng với cô. Nghe không trang trọng. Theo ý tôi, giá như tên cô là Belinda hay Medlin thì hợp hơn. Nhưng một khi cô đã không thể đưa ra cái tên gì hay hơn thì tôi cũng bằng lòng cái tên Maggie vậy. Gọi đầy đủ thì thế nào? Margaret à? Không, Megan. À, cái đó dễ nghe hơn một chút. Tôi sẽ gọi cô là Megan. Không, không gọi thế. Mackie nói sẵn giọng, tôi không thể chịu nổi cái tên ấy. Nhưng anh ta chỉ cười phá lên. Cô được nuông chiều quá đấy, Miss Mackie bé bỏng ạ. À. Nếu tôi muốn, tôi sẽ gọi cô thậm chí là Uisteya, Sosfrona Augusta, mà cô không làm gì nổi tôi cả đâu. Họ tới gần sân nuôi ngựa, Olin nhảy xuống đất, đấm một cái vào đầu con ngựa tía. Con này đã toàn đợp anh ta một cái, nhưng cú đấm làm nó co người lại và chịu thua. Và rõ ràng anh ta chờ Mackie chìa tay cho anh để anh đỡ nàng từ trên yên nhảy xuống. Nhưng nàng thúc gót say vào con ngựa hồng cho nó tiếp tục đi bước một trên đường. Này sao thế? Cô không muốn giao tiếp với những người thợ bình thường phải không? Onin hét với theo. Tất nhiên là không, Mackie đáp, nhưng không quay lại. Bất công biết bao, ngay lúc ngồi trên yên anh ta cũng giống Charanf, cũng tầm vóc như thế, cũng vai rộng và mông hẹp như thế, thậm chí động tác cũng đượm chút duyên dáng như thế, tuy biểu hiện theo cách khác. Charanf cử động như người khiêu vũ, Liuk Onin như lực sĩ điển kinh. tóc anh ta cũng thẫm màu, rậm và xoăn như thế, mắt cũng xanh như thế, mũi cũng thẳng và thanh tú, mũi có đường nét cũng đẹp như thế. tuy nhiên anh ta cũng ít giống Charanf như là như là các cây cao tươi sáng tuyệt đẹp cây khuynh diệp lam, ít giống cây khuynh diệp quỷ ảo, tuy nó cũng cao, tươi sáng, tuyệt đẹp. Sau cuộc gặp gỡ tình cờ ấy, hễ có ai nhắc đến Liễu Onin là lập tức nàng trột xạ. Bob, Jake và Huy Ghi hài lòng vì công việc của anh ta và rõ ràng là khá ăn ý với anh ta. Một chàng trai mẫn cán không chê lười, Bob nhận xét về anh ta như thế. Ngay cả Fia có một buổi tối nhân câu chuyện có nói rằng liuk Onin rất đẹp trai. Thế mẹ có cảm giác rằng anh ta hao hao giống ai đó không? Maggie hỏi, dường như thuận miệng thì nói, nàng nằm dài trên tấm thảm trên sàn, hai nắm tay chống cằm và đọc cuốn sách mỏng. Fia nghĩ một lát, này, có lẽ anh ta hơi giống cha de Bricassa, vóc người cũng như thế, mắt cũng màu như thế, tóc nữa, nhưng không giống lắm, họ là những người rất khác nhau. Mẹ thích con ngồi trong ghế mà đọc thì hơn, như vậy mới là cô gái có giáo dục, Maggie ạ. À. Con mặc quần ống bó thì điều đó chỉ có nghĩa là nên quên hẳn tính nhũn nhặn. Thì có bận gì đến ai? Maggie xì một tiếng khinh miệt. Kể cũng đúng thế thật, mặt thì hơi giống nhưng họ là những con người hoàn toàn khác nhau và sự giống nhau chỉ làm cho Maggie khổ tâm vì nàng yêu một trong hai người và nàng bực tức khi mình thích người kia thì ra anh ta được mọi người ở nhà bếp yêu mến đấy là lý do vì sao anh ta dám chơi sang vận toàn đồ trắng cưỡi ngựa đi trên các bãi chăn lúc nào cũng nhã nhặn dễ thương anh ta đã hoàn toàn chinh phục được mrs smith và bà giặt là áo và quần trắng cho anh ta anh ấy quả là người ireland chân chính xuất sắc mini bày tỏ sự thán phục anh ấy là người úc Mickey bác lại có thể là anh ấy sinh ra ở đây mrs smith mến thương ạ à. Có điều người mang tên Onin là người Ireland thuần túy không kém gì những con lợn nái thuần chủng của Petty. Nói thế không có ý gì xúc phạm đến ba cô đâu, Mrs. Smith ạ. À. Ông ấy là con người thánh thiện, cầu cho linh hồn ông được vui thú trên thiên đàng. Sao Mr. Liuk lại không phải là người Ireland? Tóc anh ấy cũng thẫm màu, mắt cũng xanh. Thủa xưa người Ireland dòng họ Onin là dòng họ nhà vua. Tôi nghĩ rằng dòng họ nhà vua là dòng họ cơ, Maggie nhận xét một cách quỷ quyệt. Cặp mắt tròn của Minnie cũng lóe lên đốm lửa tinh nghịch. Thì đã sao? Miss Maggie, một nước đâu phải là nhỏ. Gớm chưa? Chỉ lớn hơn Rogeda tí chút. Dù sao dòng họ Onin là những người orangut, chị không đánh lừa được tôi đâu. Đúng thế, dù sao đấy là một dòng họ Ireland quyền quý. Họ Onin tồn tại từ khi chưa ai nghe nói gì về những người orangut. Có điều họ xuất xứ từ Ulster, vì thế có người đã trở thành Orangut. Có gì mà không hiểu được điều đó. Song trước đó có Onin ở Clan Doi và Onin mua. Chuyện đó đã lâu lắm rồi, Miss Maggie thân mến ạ. À. Thế là Maggie thôi không đấu tranh nữa. Nếu như thủa trước Minnie đã từng được cổ vũ bởi nhiệt tình chiến đấu của các phenin độc lập, thì chị đã mất nhiệt tình ấy từ lâu và có thể thốt lên tiếng Orangut. Mà không nổi khùng lên Chừng một tuần sau Maggie lại chạm chán với Ly Úc Onin ở sông Nàng thoáng có ý nghi ngờ rằng Phải chăng anh cố ý chờ nàng ở đây Nhưng nếu vậy Thì nàng phải làm thế nào Chào Megan Chào anh Nàng đáp không quay đầu lại Tối thứ bảy ở Brecken Pervern Có cuộc họp mặt khiêu vũ trong một nhà kho lớn Cô đi với tôi chứ Cảm ơn lời mời của anh Nhưng tôi không biết khiêu vũ thế thì đi làm gì cái đó chẳng có gì đáng quản ngại tôi dạy cô nhảy được ngay thôi mà một khi tôi đến đấy cùng với con gái bà chủ thì theo ý cô bob sẽ cho tôi dùng chiếc rolls royce nếu không phải là chiếc mới thì cũng là chiếc cũ chứ tôi đã nói là tôi không đi mà Maggie nghiến răng nói cô nói lạc đề rồi ban nãy cô bảo là cô không biết khiêu vũ còn tôi bảo tôi sẽ dạy cô Chứ cô không bảo là cô không đi với tôi nếu như cô biết nhảy. Như vậy cô không chống lại tôi mà chống lại sự khiêu vũ. Còn bây giờ thì sao? Không giữ lời phải không? Maggie tức đỏ mặt lên, nhìn anh ta bằng cặp mắt dữ tợn, nhưng anh ta chỉ cười vào mặt cô. Cô được cưng chiều quá mức, cô bé Megan xinh đẹp ạ, nhưng cô không suốt đời chỉ huy được đâu. Tôi chẳng hề được nuông chiều gì hết. Tôi mà lại tin được cô, cô em gái duy nhất các anh tha hồ cho cô sai khiến Đất đai và tiền bạc nhiều vô kể Nhà cửa sang trọng kẻ hầu người hạ Tôi biết tôi biết Chủ nhân ở đây là nhà thờ thiên chúa Nhưng gia đình Cleary Cũng không thiếu tiền À sự khác nhau lớn nhất là ở đấy Maggie hân hoan nghĩ Cái mà cô không nắm bắt được Trong lần gặp đầu tiên Charan không bao giờ bị nhầm lẫn bởi cái bề ngoài có tính chất phô trương, còn anh chàng này là một tâm hồn điếc, anh ta không tinh tế, nhạy cảm, không nghe thấy ở nơi sâu thẳm có cái gì. Anh ta cưỡi ngựa đi trong đời mà không hề nghĩ rằng trong đời có bao nhiêu cái phức tạp và bao nhiêu đau khổ. Bob sững sờ đành trao chiếc chìa khóa Rolls Royce khá mới cho Luke. Lặng lặng nhìn anh ta một lát rồi toát miệng cười. Tôi thật không ngờ Mackie lại đi dự khiêu vũ, nhưng không sao, cứ đưa em nó đi, Luke ạ, à, nhờ cậu đấy. Tôi cho rằng cô bé sẽ thích thôi tội nghiệp, em nó chẳng đi đâu bao giờ cả. Lẽ ra chính chúng tôi phải nghĩ đến chuyện ấy. Lẽ ra chúng tôi nên đưa em nó đi chơi nơi nào đó lấy một lần. Thế tại sao anh với Jake và Huy Ghi lại không đi luôn một thể nhỉ? Liễu hỏi, dường như sẵn lòng rủ thêm người đi cho đông. Bob hoảng hốt lắc đầu. Không, cảm ơn, chúng tôi không thích khiêu vũ. Maggie mặc áo váy màu cho hoa hồng của mình. Nàng không có một bộ cánh nào khác. Nàng không hề nảy ra ý định dùng một phần tiền tích lũy ở nhà băng trong tài sản mà Charan gửi tên nàng để may những bộ cánh dùng trong các vũ hội và các tối vui người ta mời đến sự. Cho đến giờ, nàng vẫn từ chối khéo léo mọi lời mời mọc. Những người như Inek Davis và Alastair McQueen bao giờ cũng bối rối, chỉ cần nói với họ lời từ chối dứt khoát chứ không như gã Liuk onin trần cháo này không nhìn vào gương nàng nghĩ rằng tuần sau mẹ sẽ đi xin ly như thường lệ và nàng cũng nên đi đến xưởng may của geda và đặt may mấy bộ áo mới còn bộ áo váy này mặc vào nàng cảm thấy kinh tởm nàng sẽ vứt bỏ nó ngay nếu có bộ khác hợp hơn đôi chút vào lúc khác một người tóc sẫm khác cùng đi với nàng còn bộ áo này gợi nhớ quá nhiều đến tình yêu và mơ ước, đến nước mắt và sự cô đơn. Mặc bộ áo này vì anh chàng Liễu Cô Ninh này thì thực sự là sự nhạo báng. Maggie đã quen che giấu tình cảm của mình. Trước mắt mọi người bao giờ nàng cũng bình tĩnh và dường như hài lòng về cuộc sống. Nàng luôn luôn thu mình kín đáo hơn trong sự tự chủ như cái cây trong vỏ. Nhưng đôi khi giữa đêm nàng nghĩ đến mẹ và nàng run lên. Chẳng lẽ suốt cuộc cũng như mẹ Nàng sẽ từ bỏ mọi tình cảm của con người chăng Có lẽ đối với mẹ Thoạt đầu sự thể cũng như thế Và thời kỳ mẹ có quan hệ với bố Frank chăng Có trời biết mẹ sẽ làm gì Sẽ nói gì nếu mẹ biết Maggie Đã rõ sự thật về Frank Cuộc đụng độ đáng nghi ngờ ấy Trong nhà của Linh Mục Tưởng như mới hôm qua thôi Ba và Frank đứng đối mặt với nhau Còn Ralph giữ chặt vai Maggie đến đau cả vai. Họ quát vào mặt nhau những lời ghê gớm làm sao. Ngay khi ấy mọi việc đã rõ ràng. Vừa hiểu ra, Maggie đã có cảm giác như nàng vẫn biết điều đó. Nàng đã đủ trưởng thành. Bây giờ nàng hiểu rằng trẻ em ra đời không đơn giản như nàng hiểu trước kia. Muốn vậy, cần có sự trung đụng thế nào đó về thân thể chỉ được phép xảy ra giữa vợ và chồng. Còn đối với bất cứ người ngoài nào khác đều bị cấm. Hẳn là mẹ đã phải chịu đựng bao nhiêu khổ nhục vì Frank Chẳng lấy gì làm lạ là mẹ đã trở nên như thế. Nếu chuyện đó xảy ra với ta, Maggie nghĩ, ta thả chết còn hơn. Trong sách, chỉ những người đàn bà hết sức buông tuồng hư hỏng mới lâm vào cảnh không chồng mà có con. Nhưng mẹ chẳng bao giờ có thể là người đàn bà buông tuồng hư hỏng. Maggie hết lòng mong muốn mẹ sẽ kể hết cho nàng hay bản thân nàng có đủ can đảm hỏi mẹ. Có lẽ như vậy, mẹ sẽ vợi bớt nỗi lòng đôi chút. Khốn nỗi, Mẹ không phải là người như thế Không hòng gì khơi gợi được mẹ nói ra Mà mẹ thì tất nhiên sẽ không tự mình thổ lộ Maggie thở dài Nhìn mình trong gương Và thành tâm hy vọng Nàng sẽ không bao giờ gặp chuyện gì như thế Tuy nhiên Nàng đang độ trẻ trung Và những phút như thế này Mặt đối mặt với ảnh gương của mình Trong bộ áo màu cho hoa hồng Nàng thèm khát một tình cảm xốn sang Dạo sực nó như làn gió nóng bao trùm lấy nàng nàng không muốn suốt đời như cỗ máy có điều khiển cứ đi theo một đường nàng muốn có sự thay đổi muốn có cuộc sống đầy đủ tình yêu phải tình yêu chồng và con cứ khổ tâm mãi về một con người thì có ích gì nếu như dù sao người đó cũng không bao giờ thuộc về mình ông ta không muốn lấy nàng làm vợ và sẽ không bao giờ muốn ông ta nói rằng ông ta yêu nàng nhưng không phải là thứ tình yêu như chồng yêu vợ bởi vì ông ta đã làm lễ thành hôn với nhà thờ thiêng liêng chẳng lẽ đàn ông đều như thế cả ư yêu một cái gì đó vô hồn mãnh liệt hơn cả yêu một người phụ nữ bằng xương bằng thịt không cố nhiên không phải là tất cả chắc đấy chỉ là những bản chất phức tạp cố chấp trong nội tâm đầy những hồ nghi những sự lộn xộn những suy lý và tính toán nhưng vẫn có những người giản dị hơn có khả năng yêu phụ nữ hơn tất cả mọi thứ trên đời ít xa là những người như Liễu Onin. Cô xinh đẹp quá đi thôi, cả đời tôi chưa từng gặp cô gái nào xinh như thế. Liễu vừa nói, vừa đạp vào bộ khởi động của chiếc Rolls Royce. Mickey hoàn toàn không quen nghe những lời tán tụng, nàng ngạc nhiên liếc nhìn Liễu, nhưng không nói gì. Tuyệt thật đấy chứ nhỉ, anh ta nói tiếp, rõ ràng là tuyệt nhiên không thất vọng về thái độ hờ hững của nàng. Xoay chìa khóa, ấn cái nút trên bảng đồng hồ, Thế là xe đi, không cần quay tay lái, không cần dập bàn đạp, cứ thế cho đến khi nào kiệt sức thì thôi. Sống thế mới là sống, Megan ạ, à. tôi nói thật với cô đấy. Thế đến đấy anh sẽ không bỏ mặc tôi một mình chứ? Không đời nào, cô đi với tôi kia mà, phải không nào? Như vậy suốt buổi tối, cô sẽ là bạn gái của tôi, tôi sẽ không cho ai đến với cô. Anh bao nhiêu tuổi, Liễu? 30, còn cô? sắp 23. Đến thế rồi kìa à, vậy mà non cô còn trẻ con lắm. Tôi chẳng trẻ con tí nào. Ô hô, cô đã từng yêu rồi chứ. Rồi, đã một lần. Mới có thế thôi ư, mà cho đến 23 tuổi. Cha cha, bằng tuổi cô tôi đã yêu và chán bỏ đến chục lần. Lẽ ra tôi cũng sẽ yêu nhiều hơn, Cốn nỗi ở Rogeda chẳng có ai để mà yêu. Chiếc anh không một người chăn cừu nào dám nói với tôi một lời, chào hỏi một câu là thôi. Ờ, nếu như cô không muốn đi khiêu vũ vì không biết nhảy, thì sẽ chẳng ai nhìn thấy cô. Không sao, tình hình đó ta sẽ uốn nắn được ngay thôi mà. Đến cuối buổi tối là cô sẽ biết nhảy, một hai tuần sau cô sẽ nhảy vượt tất cả mọi người. Anh ta chùm lên cô một cái nhìn nhanh, nhưng hẳn là trước đây con trai các chủ trại khác cũng đã có mời cô. Về những người chăn cừu thì rõ cả rồi. Người chăn cừu bình thường hiểu rằng anh ta không xứng với cô. Còn những người nhà đầy cừu thì chắc chắn là mê cô. Thế tại sao anh mời tôi nếu như người chăn cừu không sánh được với tôi? Mackie bắt bẻ. Ồ, tôi là tay chân cháo nổi tiếng mà. Anh ta nhích mép cười. Cô đừng quanh co, nói thật tình đi. Hẳn là ở Shinli có những chàng trai đã mời cô đi khiêu vũ. Có một số người đã mời. Mackie thừa nhận. Xong tôi không thiết. Còn anh thì anh bám giết quá. Thế thì tất cả bọn họ đều là những thằng cực ngu, Lý Úc nói. Tôi là tôi thấy ngay cái gì đáng giá, tôi không hề lầm. Maggie không ưa lắm cái cách nói chuyện của anh ta, khốn nỗi không dễ gì làm cho cái gã chân cháo này phải biết điều. Thành phần người đến dự những cuộc khiêu vũ tối thứ bảy, hết sức hỗn tạp, từ những con trai con gái các chủ trại cho đến những người chăn cừu cùng với vợ, nếu như đã có vợ, có cả những chị hầu phòng và những nữ gia sư những người thành phố nam và nữ bất cứ lứa tuổi nào trong những tối vui như thế một cô giáo chẳng hạn có dịp làm quen kỹ hơn với một nhân viên cấp thấp của đại lý bán động sản và bất động sản với các nhân viên nhà băng và những người ở các khu dân cư xa xôi nhất thuộc vùng rừng trong những cuộc khiêu vũ như thế những thói kiểu cách không được dùng đến người ta để dành cho những dịp long trọng hơn Ông già Mickey O'Branlon từ Shinley đến với cây đàn violon của mình. Ở tại chỗ bao giờ cũng có một người biết đệm cho ông, nếu không bằng accord thì bằng harmonica và họ thay phiên đệm cho ông già kéo violon Còn ông ngồi trên cái thùng hay trên bao lông cừu kéo đàn liên tục, thậm chí nước miếng nhỏ xuống từ làn môi dưới chề ra vì ông không có thời giờ nuốt nước miếng. Ông không muốn làm hỏng nhịp điệu cuộc vui các điệu vũ hoàn toàn không giống những điệu vũ mà Mekki đã nhìn thấy trong ngày sinh nhật của Mary Carson. Các cặp nhộn nhịp lướt theo vòng tròn, nhảy điệu jig, Katrin, Polka, Mazuka, nhảy điệu vũ, vòng tròn kiểu nông thôn theo lối Anh hay Scotland. Các cặp chỉ thỉnh thoảng mới nắm tay nhau hay quay tít, vẫn cách nhau ít nhất một với tay. Không một chút mật thiết nào cả, không một chút mơ mộng. Hình như tất cả mọi người đều coi điệu vũ đó chỉ là một cách để xua tan sự buồn tẻ. Còn tán tỉnh và làm duyên dáng thì nên để lúc ra ngoài nhà kho, ở ngoài trời thoáng rộng, xa cảnh ồn ào chen chúc thì tiện hơn. Chẳng mấy chốc, Maggie đã nhận thấy người ta nhìn nàng với vẻ ghen tị. Anh bạn nhảy cao lớn đẹp trai của nàng thu hút được nhiều luồng mắt mời mọc và thẫn thờ, có lẽ không kém gì Charan trước đây, và những luồng mắt này thành thục hơn nhiều. Hồi xưa charan cũng thu hút mọi luồng mắt như thế. Hồi xưa thật khủng khiếp, cha chỉ còn ở trong dĩ vãng xa xăm. Trung thành với lời nói của mình, Liễu không rời nàng, trừ lúc đi vào phòng vệ sinh. Trong đám đông có Inek Davis và Liam Orok. Cả hai đều sẽ lấy làm hạnh phúc nếu được thế chỗ Liễu bên cạnh Maggie. Anh ta không để cho họ đến gần nàng, còn Maggie bàng hoàng về hoàn cảnh không quen thuộc, quả thực không hiểu mình có quyền nhảy với bất cứ người nào mời nàng hay không, hay chỉ được nhảy với người đưa nàng đến. Nàng không nghe thấy xung quanh người ta nói gì khi nhìn hai người, nhưng Liễu nghe thấy và cười thầm trong bụng. Thực là một gã chân cháo, chỉ là một gã chăn cừu bình thường mà cuỗm ngay trước mũi họ một cô gái như thế. Liễu thầy kệ tất cả bọn họ, mặc cho họ tức tối. Lẽ ra trước đây họ không được để lỡ dịp, nhưng họ đã bỏ lỡ cơ hội thì càng khốn cho họ. Tiếp đó người ta nhảy điệu Vance, Liễu cầm tay Maggie, tay kia ôm ngang lưng nàng và kéo nàng về phía mình. Anh nhảy tuyệt sỏi, Maggie ngạc nhiên thấy nàng chẳng cần biết gì cả, chỉ cần tuân theo anh khi anh đưa nàng đi, như thế thật là tuyệt diệu. Ở trong vòng tay một người đàn ông cảm giác được bộ ngực cuồn cuộn cơ bắp và cặp đùi người đó, thấm hút hơi ấm cơ thể người đó. Những khoảnh khắc gần gũi Charan tràn đầy cảm giác dạo dực đến nỗi Maggie không kịp nhận rõ một điều gì tinh vi và thực sự tưởng tượng rằng trong vòng tay cha nàng cảm thấy điều gì có một không hai. Nhưng mặc dù lúc này hoàn toàn khác nhưng cũng vẫn dạo rực và dạo rực đến nỗi tim nàng đập gấp hơn và nàng hiểu rằng Liễu cũng cảm thấy thế anh bỗng xoay nàng về phía mình kéo sát hơn vào mình áp má vào tóc nàng trong lúc chiếc Rolls Royce ù ù em ái lăn bánh trên đường về lẹ làng lướt trên con đường nhiều ổ gà đôi khi vượt qua quả những quãng không có đường xá hai người hầu như không nói chuyện từ y Pervern đến Rogeda bảy dặm qua các bãi chăn và không thấy có một căn nhà không có lấy một khung cửa sổ sáng đèn có thể quên hẳn rằng ở đâu đây có người ở. Những dãy đồi cắt ngang Rogeda nhô cao trên các đồng cỏ lân cận trong phạm vi 100 phút. Nhưng trên đồng cỏ đất đen mênh mông này, lên một quãng đèo cũng chẳng khác gì ở Thụy Sĩ, lên tới đỉnh núi Alp. Liễu dừng xe lại, ra ngoài, đi vòng quanh xe và mở cửa cho Maggie. Nàng ra và không khỏi run sợ, dừng lại cạnh anh. Chẳng lẽ anh ta định hôn nàng và làm hỏng hết mọi chuyện sao? ở đây yên tĩnh và xung quanh không một bóng người trên đỉnh đồi có một dãy rào gỗ chạy dài đã đổ nát liễu dẫn Maggie đến đấy thận trọng đỡ khủy tay nàng để chân nàng đi giày nhẹ khỏi vấp phải mô đất hay thụt xuống hang thỏ nàng bám lấy rìa dãy rào và lặng lặng nhìn xuống đồng bằng ở phía dưới lúc đầu nàng sợ đến ngây người nhưng liễu hoàn toàn không có ý định đụng chạm đến nàng và nỗi sợ dần dần nhường chỗ cho sự băn khoăn trong ánh trăng mờ, không gian xa và rộng bày ra trước mắt rõ như ban ngày, cỏ trắng, xám, ánh bạc lấp lánh, sao động, như thở một cách lo lắng. Đột nhiên lá cây lóe lên tia sáng, hế gió lật mặt lá nhẵn lên bên dưới những cụm cây nổi rõ những bóng đen đậm nom như những hố sâu há hoác bí ẩn, như thể đất cụt thành những vực thẳm dẫn xuống địa ngục. Maggie ngửa đầu lên, thử đếm các ngôi sao, nhưng đếm thế nào được, như những hạt sương li ti trên tấm mạng nhện khổng lồ đang xoay chuyển những đốm lửa bừng lên và tắt lịm bừng lên và tắt lịm vẫn một nhịp điệu vĩnh cửu như chính thượng đế chúng trải ra trên đầu nàng như tấm lưới đẹp tuyệt vời thầm lặng không thể tưởng tượng tinh tường xuyên thẳng vào tâm hồn mắt sâu bọ trong tia đèn pin cũng bừng lên như thế như những viên ngọc trong đó ta không đọc thấy gì hết nhưng chúng lại nhìn thấy tất cả chỉ nghe thấy gió nóng sột soạt trong cỏ trong lá cây thỉnh thoảng có cái gì tách một tiếng trong cỗ động cơ đang nguội đi của chiếc rolls royce và ở rất gần đâu đây một con chim mơ ngủ than phiền về những vị khách không mời mà đến đã khuấy động sự yên ổn của nó chỉ có luồng hơi thở thơm thơm không sao tả được của các bụi cây liễu chẳng để ý đến cảnh đêm tối ấy lấy trong túi ra một túi thuốc lá tập giấy cuốn và định hút thuốc Cô sinh ra ở đây ư, Megan? Anh vừa hỏi vừa ể oải sát vụn thuốc trong lòng bàn tay. Không, ở New Zealand, gia đình tôi chuyển đến Rogeda 13 năm trước. Anh ta chút thuốc lên tờ giấy, khéo léo vẫn bằng hai ngón tay, liếm nước bọt dán lại, dùng đầu que diêm nhồi mấy sợi thuốc thòi ra, đánh diêm châm lửa hút. Hôm nay cô vui vẻ, đúng không? Vâng, rất vui. Tôi bao giờ cũng sẵn lòng đưa cô đến dự các cuộc khiêu vũ. Cảm ơn. Liễu lại im lặng, điềm tĩnh hút thuốc, chốc chốc lại phóng mắt qua phía trên mui chiếc Rolls Royce, nhìn cụm cây có con chim cáu kỉnh vẫn còn líu ríu một cách bực tức. Màu thuốc lá làm bỏng những ngón tay vàng khè khói thuốc. Liễu buông rơi nó và dùng gót giày dí bẹp xuống đất. Chẳng ai thanh toán những đầu mẩu thuốc lá một cách tàn nhẫn như những người ở các vùng rừng nước Úc. Mickey thở dài, quay mặt khỏi khoảng rộng bao la tràn ngập ánh trăng và li úc giúp nàng đi đến xe anh sẽ không vội hôn anh không ngốc đến thế lấy nàng làm vợ đấy là điều anh cần thế thì hãy để cho chính nàng muốn anh hôn nàng nhưng mùa hè vẫn diễn ra như thường lệ với tất cả vẻ huy hoàng rực rỡ và bụi bậm của nó có không ít những buổi khiêu vũ và những tối vui khác và dần dần trong ấp người ta đã quen với việc Maggie đã tìm được cho mình một anh bạn đẹp trai các anh không trêu ghẹo Maggie. Họ yêu em gái và không có gì chống đối Liễu Ô -Nin. Chưa bao giờ họ có một người làm chuyên cần hơn và dẻo dai hơn, mà đấy là lời giới thiệu tốt nhất. Thực chất, anh em Cleary không hẳn là chủ đất, mà là người lao động nhiều hơn. Họ không hề thoáng có ý chê Ô về nỗi anh ta không có đồng xu dính túi. Fia thì có thể cân nhắc bằng một chuẩn đo tinh vi và chính xác hơn nếu như bà không thở ơ với chuyện đó. Ngoài ra, có một điều tác động đến tất cả mọi người, tính tự tin điểm tĩnh của Lý Úc như nói lên rằng tôi không phải là người chăn cừu bình thường, vì thế anh ta được đối xử gần như người trong gia đình. Anh ta đã có thói quen buổi tối nếu không ngủ đêm tại các bãi chăn ở xa thì tạt vào nhà lớn. Một thời gian ngắn sau đó, bố nói rằng để Lý Úc ăn riêng một mình thì thật là dớ dần, trong khi bản ăn của nhà gần như ẩn gãy vì đầy các món ăn. Thế là anh ta bắt đầu ăn tối với gia đình Cleary. Rồi người ta thấy rằng để cho anh ban đêm phải về nhà mình vượt qua cả một dặm đường là vô lý. Một khi anh có nhà ấy vui lòng trò chuyện với Maggie đến tận khuya và họ mời anh chuyển đến ở một trong những căn nhà nhỏ dành cho khách ở ngay sau nhà lớn. Dạo này Maggie thường nghĩ về anh và không còn có ý coi thường lắm như lúc ban đầu khi chốc chốc nàng lại so sánh anh với Charan. Vết thương cũ đã bắt đầu lành. Nàng đã phần nào quên rằng Charan mỉm cười như thế này bằng cặp môi hệt như thế. Còn Liễu cười như thế này, cặp mắt xanh trói sáng của cha nhìn một cách thanh thản phiêu diêu, còn mắt Liễu long lanh, sôi nổi, háo hức. Maggie còn trẻ, chưa kịp hưởng lạc thú tình yêu, mới chỉ được nếm mùi tình yêu trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Bây giờ, nàng muốn thực sự biết mùi vị của tình yêu, muốn hít căng lồng ngực hương thơm của nó, lặn ngục trong tình yêu cho đến choáng váng đầu óc. Ran đã trở thành giám mục Ran sẽ chẳng bao giờ, chẳng bao giờ còn trở lại với nàng. Cha đã bán nàng lấy 13 triệu đồng bạc trắng. Nghĩ đến chuyện ấy mà khổ tâm. Nếu cha không nói những lời ấy vào cái đêm đáng ghi nhớ bên hồ chứa nước thì nàng đã không phải rối óc phỏng đoán, nhưng cha đã nói như vậy và kể từ ngày ấy, không biết bao nhiêu đêm nàng nằm không ngủ, băn khoăn nghĩ xem như vậy là thế nào. Ở hai bàn tay nàng vẫn còn sống động cái cảm giác về đôi vai của Liễu. Lúc anh nhảy với nàng, kéo nàng về phía mình, anh khiến nàng dạo rực. Sự đụng chạm của anh, sức sống sụp sôi trong anh khiến nàng dạo rực. Không, chưa bao giờ vì anh mà một ngọn lửa tăm tối chưa từng biết, khiến cả bản thể nàng chảy tan ra và chẳng bao giờ nàng nghĩ rằng nàng chẳng đáng sống và thở làm gì nữa nếu nàng không bao giờ nhìn thấy anh nữa nàng không run rẩy và bồn rùn dưới cái nhìn của anh nhưng Lý Úc vẫn đánh xe đưa nàng đến dự các tối vui và các cuộc khiêu vũ nàng biết rõ hơn những chàng trẻ tuổi như enec davis laem oroch alastair mcqueen tuy nhiên không người nào trong bọn họ cuốn hút nàng như liễu onin nếu có người nào khá cao và cũng phải ngước lên nhìn anh ta thì mắt anh không như mắt Lý Úc mà nếu mắt có giống thì tóc cũng không phải như thế bao giờ cũng thiếu cái gì đó mà ở Lý Úc lại có và thực ra cái đó làm cho Lý Úc khác với tất cả bọn họ thật không thể hiểu được phải chăng anh rất giống Charan nhưng Maggie không muốn thừa nhận rằng ở anh chỉ có cái đó lôi cuốn nàng hai người nói chuyện nhiều nhưng bao giờ cũng nói chung chung về cừu và việc xén lông về đất về việc anh muốn đạt được cái gì trong đời về nơi này nơi nọ mà anh đã từng đến Đôi khi về một biến cố chính trị nào đó, Liễu cũng có lần đọc một cuốn sách mỏng, nhưng anh không ham đọc từ bé như Maggie, và Maggie có cố gắng đến đâu cũng không khuyên nổi anh đọc một cuốn sách, chỉ vì nàng thấy cuốn đó hay. Anh không bắt vào những cuộc chuyện trò thông minh sâu sắc, nhưng lạ nhất và bực nhất là anh không mảy may quan tâm đến việc Maggie sống thế nào, nàng mong muốn gì ở cuộc đời. Luke Onin thông minh, tự tin, dẻo dai, hiếm có trong công việc và khao khát làm giàu. Anh sinh ra trong căn nhà bằng đất trộn rơm ở vùng ngoại ô thành phố Long Creek, vùng Tây Queenslander, ngay trên trí tuyến Nam. Bố anh là đứa con hoang tàng của một gia đình Ireland phong lưu nhưng nghiêm khắc, không bao giờ tha thứ tội lỗi. Mẹ anh là con gái một người Đức buôn thịt ở Winter khi bà nhất quyết có ý định lấy Lý Úc, bố. Cha mẹ bà cũng từ bỏ bà. Trong căn nhà đất có 10 đứa trẻ và cả 10 đứa đều không có lấy một đôi giày. Tuy nhiên, ở Long Chris nóng bỏng, hoàn toàn có thể chạy trên đất được. Khi muốn kiếm miếng ăn, Li Úc bố đi xén lông cửu thuê, nhưng ông thường thích uống rượu dung rẻ tiền hơn và chỉ thế thôi. Năm Lý Úc Con 12 tuổi thì bố chết trong vụ cháy quán Plecon. Người con trai vừa có dịp là bước ngay lên con đường làm thợ xén lông cừu. Thoạt đầu làm thằng bé bôi nhựa, bôi nhựa cây nóng chảy vào những vết thương há hoác trên thân cừu nếu người thợ xén lông sơ ý dứt ra cả một miếng thịt cùng với lông. Có một điều mà Lý Úc không bao giờ sợ, công việc nặng nhọc. Anh thích thú công việc như một số người thích thú chơi không. Không rõ vì bố anh nghiện rượu và bị cả thành phố chê cười, hay vì anh thừa hưởng tính cần cù của bà mẹ người Đức, chẳng bao giờ có ai quan tâm đến nguyên nhân của việc này. Lớn lên, anh được giao công việc phức tạp hơn chút ít, chạy trong nhà kho, đỡ lấy những giải lông cừu dày đặc, rộng bản, bay vụt lên như những chiếc diều từ dưới, những con thằn lằn và đem đến bàn để cắt ngắn đi. Rồi anh học cắt ngắn, vặt những đường dìa dính bếp lại vì bùn đất và mang lông đã xén đến một cái thùng lớn. Ở đấy nó sẽ được đánh giá bằng con mắt sành sỏi của một người quý tộc trong số những bậc lão luyện về việc nuôi cừu, người phân loại. Người phân loại len cũng tương tự như người nếm rượu vang hay hương liệu. Người đó sẽ không thể học được nghệ thuật của mình nếu không có khiếu bẩm sinh nhạy bén đặc biệt. Liễu không có cái khiếu thính nhạy như thế. Vậy thì nếu muốn kiếm được nhiều tiền hơn mà anh ta nhất thiết muốn như thế thì phải trở thành hoặc là thợ dồn nén hoặc là thợ xén lông cừu. Anh ta hoàn toàn đủ sức lực để làm công việc dồn nén, dồn ép lông cừu đã phân loại thành kiện nhưng thợ xén lông cừu hạng nhất kiếm được nhiều hơn. Cả vùng Tây Queenslander đã biết anh là một người làm giỏi vì thế không vấp khó khăn gì lắm anh được quyền tập xén lông cừu. Ở anh có sự kết hợp may mắn, tính khéo léo và vững vàng của động tác, sức mạnh và sức chịu đựng dẻo dai, tất cả những gì cần có để trở thành người xén lông cừu hạng nhất. Chẳng bao lâu, Liễu Úc xén lông cừu đã đạt mức hơn 200 con một ngày, tuần làm 6 ngày. Cứ mỗi trăm con cừu được trả công một bảng, đấy là anh dùng loại kéo dài và hẹp, nom giống những con thằn lằn đầm lầy. Loại kéo ấy được gọi là thằn lằn dụng cụ của thợ xén lông cừu ở new zealand kéo to với chiếc lực rộng và thưa thì ở úc không được phép dùng tuy nó làm tăng gấp đôi năng suất của thợ xén lông cừu đấy là loại lao động nặng nhọc cúi gập mình xuống kẹp chặt con cừu giữa hai đầu gối đưa nhanh chiếc kéo dọc thân cừu cố cắt lông thành một dải dài sao cho phần lông phải cắt nốt còn lại thật ít và phải cắt sát lớp da xù xì mềm nhẽo cho vừa lòng chủ nhân Chủ nhân sẽ như con diều hâu xông vào người thợ nào dám vi phạm quy chuẩn xén lông. Nhưng Liễu không ngán cái nóng và mồ hôi, không ngán cái khát nó khiến người ta phải uống một ngày ít nhất là ba ga lông nước, cũng không ngán lũ ruồi hàng hà xa số, bám giết hành hạ người ta. Anh đã quen với ruồi từ lúc còn trong nôi. Anh cũng không ngán cừu, cái khổ hình ghê gớm nhất của thợ xén lông cừu có nhiều loại, có những con da sần sùi và ướt, lông quá dày hay vón cục, hay bết lại từng mảng, hay ruồi bâu dày đặc. Nhưng toàn là cừu Merinos, nghĩa là lông mọc đến tận mũi và móng. Và da, tất cả những con cừu đó đều mỏng, gồ ghề, trơn trượt như giấy dầu dưới những ngón tay. Không, Liễu không ngán chính bản thân công việc. Càng làm việc bền bỉ anh càng vui vẻ, anh bực bội về cái khác kia. Tiếng ồn, mùi hôi thối bị giam hãm giữa bốn bức tường khiến người ta lộn mửa. Nhà xén lông cừu là một địa ngục thực sự, không tìm đâu ra cái địa ngục khác như thế. Không, anh cần cái khác kia. Anh có ý định chính mình trở thành ông chủ, đi đi lại lại dọc theo những hàng thợ cuối gặp mình xuống và nhìn xem của cải của anh, lông những con cừu của anh tuôn chảy thành dòng dưới những chiếc kéo khéo léo đưa nhanh thoăn thoát. Ông chủ oai nghiêm, chiếm trệ trong ghế bành, mọi sai sót người thấy ngay tức khắc. Đây là lời một bài hát cổ của thợ xén lông cừu. Liễu Onin chọn cho mình chính vai trò như thế trong tương lai. Anh sẽ trở thành ông chủ, một nhân vật tai mắt, chủ đất và chủ chăn nuôi cừu. Suốt đời xén lông cừu của người khác, lưng còng đi và hai tay dài ra một cách thiếu tự nhiên. Không, anh không ưng như vậy. Anh muốn làm việc thỏa thích theo ý mình ưa khí trời trong sạch và nhìn thấy tiền chảy về với anh như dòng sông. Anh không vứt bỏ công việc xén lông cừu chỉ là vì anh toan tính sẽ ngoi lên thành một trong những tay nghề điêu luyện bậc nhất, nổi tiếng, có thể đếm trên đầu ngón tay. Tay thợ như thế có tài trong một ngày xử lý được hơn 300 cừu Merinos và tất cả đều phạm pháp đúng quy định và chỉ dùng thằn lằn hẹp. Những tay lành nghề như thế thường đánh cuộc về việc một ngày xén được bao nhiêu và thắng cuộc thì được một khoản tiền khá lớn ngoài tiền công. Cái ác là do tầm vóc quá cao, Liễu phải phí thêm một số giây đồng hồ khi cúi xuống gần cừu. Điều đó ngăn cản anh từ thợ hạng nhất vượt lên thành thợ siêu hạng. Thế là cái trí tuệ khá hạn chế của anh bắt đầu tìm những cách khác để đạt mục đích hằng khao khát. Vào khoảng thời gian ấy, Liễu đã để ý rằng phụ nữ thích anh. Anh ta thử thực hiện mưu toan của mình lần đầu tiên khi làm thợ chăn cừu ở Gnariunga. Ở trại ấy chỉ có một người thừa kế duy nhất lại là phụ nữ, hơn nữa lại khá trẻ và coi được. Nhưng oái oăm thay, chị ta lại chuộng Pomi măng sữa hơn. Một cách khác là dân mới vừa từ anh đến, mà ở vùng rừng người ta đã dựng nên nhiều truyền thuyết về những cuộc phiêu lưu dị thường của họ. Sau Gnariunga, Liễu nhận việc luyện ngựa ở Bingenly. Ở đây anh ta nhằm vào một phụ nữ không còn trẻ trung gì và xấu xí, là người thừa kế trang trại. Chị này sống qua ngày đoạn tháng với ông bố quá. Anh ta gần như đã giành được trái tim và lời hứa hôn của nàng đốt đáng thương. Nhưng cuối cùng, chị ta tuân theo ý bố và đi lấy một ông già 60 còn tráng kiện, chủ một vùng đất lân cận. Lý Úc mất hơn 3 năm của cuộc đời và hai lần thử nghiệm thất bại ấy sau đó anh quyết định rằng phí 20 tháng cho mỗi cô nàng có quyền thừa kế là quá lâu và chán ngán. Đi lang thang trong nước, không dừng lại ở đâu lâu còn thú hơn nhiều. Phạm vi tìm kiếm sẽ rộng hơn và cuối cùng sẽ gặp được món nào thích hợp. Với niềm khoái trá thực sự, anh bắt đầu lùa những đàn gia súc trên các nẻo đường Tây Queenslander dọc theo Cooper và Diamantina tới Bắc, tới Jazalip Buller tới tận rìa phía tây New South Wales. Anh đã ngoài 30, đã đến lúc tìm một ả gà mái có khả năng đẻ cho anh quả trứng vàng mong muốn. Ai mà không nghe nói về Drogheda, nhưng Liễu Úc giỏng tai thăm dò khi nghe phong thanh rằng ở đấy có một cô con gái duy nhất. Đành rằng cô ta không phải là người thừa kế toàn bộ điển trang, nhưng có thể hy vọng rằng cô sẽ đem về món của hồi môn nho nhỏ độ 100.000 acre với một nơi nào gần Kainuna hay Winton. Vùng Gilenboon có những chỗ tốt nhưng theo sở thích của Liễu thì ở đấy nhiều rừng quá, hơi ít khoảng rộng. Cái hấp dẫn anh là những khoảng xa mênh mông của Tây Queensland. Ở đấy cả một biển cỏ sao động suốt dọc tầm mắt về cây cối người ta chỉ nhớ mang máng là có một cái gì đó như thế ở nơi nào phía đông. Còn ở đây nhìn đâu cũng là cỏ. Cỏ mênh mông không cùng không tận, và may mắn xa thì cứ 10 ác rơ đất của mình có thể nuôi được một con cừu. Nhưng cũng có khi chẳng chỗ nào có một cọng cỏ, chỉ là hoang mạc bằng phẳng trần trụi, đất đen xì, khô kiệt, nứt nẻ vì khát. Mỗi người có thiên đường của mình, cỏ, mặt trời, nóng nực và ruồi, đấy là thiên đường mà Lê Úc Onin mơ ước. Anh hỏi Jimmy Strong rất cặn kẽ về Trogeda. Jimmy là nhân viên đại lý bán động sản và bất động sản đã cho anh đi nhờ xe đến đây trong ngày đầu tiên và anh chàng này đã giáng cho anh một đòn nặng khi giải thích rằng chủ sở hữu thực sự của Rogeda là nhà thờ Thiên Chúa sáo. Nhưng bây giờ Lý Úc đã biết rằng không mấy khi gặp được những phụ nữ có quyền thừa kế những điền trang lớn. Khi Jimmy cho biết thêm rằng cô con gái duy nhất có một khoản tiền khá lớn gửi nhà băng và mấy người anh của cô rất yêu em gái, thì Liễu quyết định hành động như đã dự định. Tuy nhiên, mặc dù đã từ lâu Liễu đặt cho mình mục đích kiếm cho được 100.000 Acre ở một nơi nào gần Kainuna hay Winton và kiên trì tiến tới mục đích đó, trong thâm tâm, anh chịu mến đồng tiền kêu rùng rẻng hơn tất cả những thứ rút cuộc có thể mua được bằng tiền. Cái có sức cuốn hút anh mãnh liệt nhất không phải là đất và những sức mạnh ẩn giấu trong đó, mà là tài khoản riêng sau này ở nhà băng những dãy con số nắn nót sẽ phát triển và tăng thêm lên, biểu thị tổng số tiền mang tên Li Úc. Cái mà anh ta hết lòng thèm muốn không phải là đất Gernalunga Lunga hay Bigenli, mà là trị giá của chúng biến thành tiền loảng soảng. Một kẻ thực sự khao khát trở thành nhân vật tai mắt, thành ông chủ và chủ đất sẽ không cố tìm cách lấy Maggie Cleary làm vợ, vì cô không có lấy một tấc đất. Người như thế sẽ không cảm thấy bằng từng đường gân thớ thịt niềm khoái cảm vì công việc nặng nhọc như Liễu Onin cảm thấy. Tối khiêu vũ ở Shinli là tối thứ 13 Lý Úc đưa Mekki đi trong 13 tuần. Bằng cách nào anh dò ra được người ta tụ họp ở đâu, anh xoay sở cách nào để có được giấy mời trong một vài trường hợp. Mekki ngây thơ không đoán ra nhưng thứ bảy nào, anh cũng bảo bốp đưa cho anh chìa khóa xe Rolls-Royce. Và có khi anh đưa nàng đi xa 150 dặm. Tối hôm ấy trời lạnh, Maggie đứng bên bức tường xào, nhìn khoảng xa tăm tối dưới bầu trời không trăng và cảm thấy đất đông giá lạo xạo dưới chân. Mùa đông đã đến gần, liễu quàng tay ôm lấy nàng, kéo về phía mình. Cô rét cóng rồi, anh nói. Bây giờ tôi sẽ đưa cô về nhà. Không, không sao. Bây giờ tôi thấy ấm hơn rồi, Mickey đáp gần như nghẹt thở. Nàng cảm thấy ở anh có sự thay đổi gì đó, một cái gì mới mẻ trong cánh tay hờ hững quàng nhẹ lên vai nàng, nhưng thật là dễ chịu khi áp vào sườn anh, cảm thấy hơi ấm tỏa ra từ thân thể anh, tấm thân cấu tạo khác thân thể nàng. Thậm chí qua tấm áo len dày, nàng cảm thấy bàn tay anh bắt đầu âu yếm, thận trọng và dường như thăm dò xoa vuốt lưng nàng từng vòng nhỏ. Lúc ấy, nếu nàng nói rằng nàng cóng rét thì anh sẽ thôi ngay nếu nàng im lặng anh sẽ coi đó là một cách khuyến khích nàng đang độ thanh xuân nàng khao khát muốn nếm biết thế nào là tình yêu anh là người đàn ông duy nhất có sức hấp dẫn đối với nàng ngoài charan thế thì tại sao lại không nếm thử những cái hôn của anh nhỉ cho dù những cái hôn đó sẽ khác dù nó không như những cái hôn của charan liễu cho rằng làm thinh là tình đã đẹp Tay kia anh nắm lấy vai Maggie, xoay mặt nàng về phía mình, cúi đầu xuống. Thế ra thực sự cảm giác thấy môi người khác là thế ư, môi người ta đẻ ép lên môi mình, chỉ thế thôi. Làm thế nào tỏ cho thấy mình thích thú? Maggie hơi mấp máy môi và lập tức lấy làm tiếc. Liễu áp mạnh hơn nữa môi mình lên môi nàng, há miệng, dùng răng và lưỡi tách hẳn môi nàng ra. Nàng cảm thấy lưỡi anh trong miệng mình. Ghê tởm, Tại sao cảm giác khác hẳn khi ran hôn nàng? Khi đó những cái hôn không ướt át và không gây nên cảm giác kinh tởm. Khi nàng hoàn toàn không nghĩ ngợi, nàng đáp ứng hết mình. Như cái hộp có khóa bí mật mở ra khi một bàn tay khéo léo ấn vào cái lò xo so giấu kín. Mà anh làm gì thế này? Tại sao toàn thân nàng run lên và nếp sát vào anh? Tùy lý trí suy nàng nhất quyết vùng xa. Lý Úc sờ mó chỗ nhạy cảm bên sườn nàng, và không bỏ tay ra nữa, cố tìm cách kích thích nàng. Cho đến lúc này, nàng đáp ứng không lấy gì làm hân hoan lắm. Anh ngừng hôn, áp môi vào cổ, chỗ dưới tay. Cách đó rõ ràng là nàng thích hơn. Nàng a lên một tiếng, hai tay ôm lấy cổ anh. Nhưng khi môi anh trượt xuống thấp hơn nữa, còn tay anh toàn kéo áo nàng trượt khỏi vai, thì Maggie đẩy phát anh ra và lùi lại một bước. Thôi đi, liễu, trong nàng dậy nên nỗi thất vọng, gần như gớm ghét. Liễu hiểu điều đó rất rõ. Anh đưa nàng trở lại xe và hút thuốc một cách thèm thuồng. Anh cho rằng mình là người tình không thể cưỡng lại nổi. chưa một cô gái nào giận anh, nhưng họ không phải là loại cao quý như Maggie. Ngay cả mark McPherson, người thừa kế Bingley. Tuy giàu hơn nhiều, nhưng bản thân cô ta là người thô lậu. Không được học các trường nội chú sang trọng ở Sydney. Cô ta chưa từng biết những thứ phủ phiếm như thế. Mặc dù bề ngoài đẹp trai, về kinh nghiệm tình dục, Lý Úc vẫn chưa đi xa lắm khỏi trình độ một gã làm thuê bình thường ở trang trại. Về kỹ thuật này, anh chỉ hiểu cái mà bản thân anh thích, chứ chẳng hiểu gì về lý thuyết. Rất nhiều cô nhân tình của anh sẵn sàng đoan quyết rằng, cặp bồ với anh, họ vui thích tuyệt vời. Nhưng như vậy, anh chỉ biết tin lời họ, mà lời nói không phải bao giờ cũng thành thật. Với anh chàng đẹp trai và cần cù như Lý Úc Ô Ninh, bất cứ cô gái nào khi kết thân với anh cũng hy vọng lấy được anh và dễ hiểu là họ sẽ nói dối bừa đi miễn là lấy lòng được anh. Còn đối với người đàn ông, thú vị nhất là được nghe nói rằng mình hơn hết thảy mọi người. Liễu Úc không hề nghĩ rằng ngoài anh ra còn bao nhiêu đàn ông nữa cũng cắn phải cái mồi câu ấy. Vẫn còn nhớ tới ả à gái già đốt đã cam phận đi lấy người láng giềng sau khi bị ông bố nhốt vào nhà xén lông cừu khóa lại một mình với con cừu chết ruồi bâu kín đặc liễu chỉ nhún vai trong tưởng tượng Mickey là trái bồ đào sắn không dễ gì chinh phục được nàng và làm nàng sợ hay gớm ghét thì nguy hiểm thôi được trò vui chơi tiêu khiển sẽ phải gác lại có thế thôi ta sẽ ve vãn cô nàng như ý cô nàng muốn thêm nhiều hoa và cử chỉ phong nhã vào bớt thả lỏng cho hai bàn tay. Sự im lặng gượng ngập kéo dài mấy phút, rồi Maggie thở dài ngả người lên lưng ghế. Xin lỗi anh Liễu, cô thứ lỗi cho tôi, tôi không muốn làm cô giận. Không, không, tôi chẳng giận chút nào. Chắc hẳn chỉ là vì tôi không quen. Tôi không giận mà là hoảng sợ. Megan, anh nhấc một tay khỏi tay lái và đặt lên hai bàn tay siết chặt của Maggie. Không nên buồn phiền cô ạ, à. chẳng qua là cô hãy còn trẻ con quá, mà tôi thì hơi vội, ta đừng nhớ đến chuyện ấy nữa. Vâng, Maggie đồng ý. Nhưng chẳng lẽ anh ấy không hôn cô à? Liễu Úc tò mò hỏi. Ai kia? Phải chăng giọng nói của nàng có vẻ sợ hãi, nhưng nàng sợ cái gì kia chứ? Thì cô nói rằng cô đã từng yêu một lần, vì thế tôi cho rằng cô thừa biết hỏi thế nghĩa là thế nào. Thứ lỗi cho tôi, Megan lẽ ra tôi phải hiểu rằng trong một gia đình như thế thì đương nhiên không thể nào khác được chắc chắn chỉ là cô yêu một ông chú nào đó với tình yêu trẻ con song ông ta không đoán ra được được đấy cứ để cho anh ta nghĩ như vậy anh hoàn toàn đúng Liễu úc ạ à, hồi ấy tôi chỉ yêu theo kiểu tình yêu trẻ con ở ngưỡng cửa Liễu úc lại kéo nàng về phía mình và đặt một cái hôn dài ô yếm lên cặt môi mím chặt chỉ thế thôi nói chung là nàng không đáp ứng nhưng rõ ràng là nàng dễ chịu. Lý Úc trở về căn nhà nhỏ dành cho khách của mình, anh đã hơi yên tâm, chưa phải đã mất hết. Mickey gắng lê lên giường và nằm nhìn lên trần hồi lâu, nhìn cái vòng sáng mờ nhạt từ ngọn đèn hắt lên. Ờ, bây giờ thì có một điều rõ ràng, những cái hôn của Lý Úc tuyệt nhiên không giống những cái hôn của Ran. Hai lần trong nàng bừng lên tia lửa của một sự rộn rực, làm nàng hoảng sợ. Khi anh vuốt ve bên sườn nàng, và khi anh hôn cổ nàng. So sánh anh với Ran thật là vô nghĩa và lại nàng cũng không muốn làm như thế nữa. Quên Ran đi là hơn, dù sao ông ta cũng không thể trở thành chồng nàng. Khi Lý Úc hôn Maggie lần thứ hai, nàng đáp ứng khác hẳn, cả hai đều vui chơi thích thú tuyệt vời trong cuộc khiêu vũ ở Ratney Khanis, nơi xa nhất trong tất cả các nơi mà Bob dành cho những chuyến đi giải trí của họ. Tối hôm ấy, mọi chuyện đều thành công hiếm có ngay từ phút đầu. Lý Úc phấn chấn, hai người vừa ra khỏi nhà là anh bắt đầu pha trò đến nỗi Mackie cười đến muốn ngất và anh luôn luôn tỏ ra dịu dàng, ân cần lạ thường. Còn Miss các Carmichael tìm hết mọi cách quyến rũ anh. Cả Alastair, McQueen cũng như Inex Davis đều không dám làm phiền hai người. Vậy mà cô ta không ngại ngùng gì cả bắt đầu làm duyên làm dáng với Lý Úc không hề biết ngượng đến nỗi để giữ phép lịch sự anh đành phải mời cô nhảy. Hôm ấy là một tối khiêu vũ xã giao kiểu thành thị, như một vũ hội. Liễu đưa Miss các Michael quay vòng một cách trang trọng trong một điệu van chậm. Nhưng nhạc vừa ngừng, anh lập tức trở lại với Macky và lẳng lặng đưa mắt nhìn lên trần với dáng vẻ khiến Macky không còn hồ nghi gì nữa. À, các Michael ấy khiến anh chán chết lên được. Và Macky nhìn anh chiều mến. Nàng ghét Miss Carmichael từ ngày cô tiểu thư này toan làm hỏng niềm vui thú của nàng trong ngày hội ở Shinley. Và nàng nhớ rõ, hồi ấy Charanf không để ý gì đến cô tiểu thư trịnh trọng ấy, đã bế con bé 10 tuổi qua vũng nước. Hôm nay, Lý Úc cũng tỏ ra nghĩa hiệp như thế. Hoan hô Lý Úc, anh tuyệt lắm. Đường trở về rất dài, buổi tối rất lạnh. Bằng cách lấy lòng ông già Angul McQueen Lý Úc có được bánh sandwich, một chai sâm banh và khi chỉ còn một phần ba đường là về đến nhà thì anh dừng xe lại. Thời ấy, tuy nhiên bây giờ cũng thế, ô tô ở Úc thường không được sưởi ấm, nhưng chiếc Rolls Royce của Bob có máy sưởi. Đêm hôm ấy, máy sưởi đặc biệt thích hợp, đất phủ một lớp băng đến hai đu im. Buổi tối như thế này mà có thể ngồi không cần mặc măng tô thì thú vị thật, phải không? Maggie mỉm cười nói, lấy trên tay liễu cái cốc xếp bằng bạc với sâm banh và bắt đầu ăn miếng bánh mì cặp bông phải rất thú hôm nay em xinh quá Maggie ạ à. hôm nay mắt nàng có một màu lạ thường thế nào ấy bí quyết là ở đâu nói chung anh không thích màu mắt xám nó nhợt nhạt quá nhưng nhìn cặp mắt xám của Maggie, anh sẵn sàng đem đầu ra đảm bảo rằng đôi mắt ấy ánh lên tất cả các sắc màu thanh thiên cả màu tím cả màu lam đậm cả màu trời trong ngày nắng đẹp cả màu xanh rêu mịn mượn thậm chí cả sắc vàng sạm khó nhận thấy đôi mắt sáng lên dịu dịu tựa ngọc mờ viền hai hàng mi dài cong vút lấp lánh như một lớp vàng liễu thận trọng đưa ngón tay lên cặp lông mi của nàng rồi nhìn đầu ngón tay một cách hết sức nghiêm trang gì thế anh liễu có chuyện gì thế anh muốn tin chắc rằng em không dùng phấn bằng bột vàng thật trên bàn trang điểm Em ạ, à, trước đây anh không hề gặp cô gái nào có lông mi bằng vàng thực. Thế đấy, Maggie cũng sờ vào lông mi mình, nhìn ngón tay và bật cười. Mà đúng vậy, vàng không phai tí nào. Rượu sâm panh khiến nàng ngứa ngáy mũi và dạ dày cồn cào vui vẻ, nàng vui thú tuyệt vời. Lông mày của em cũng bằng vàng ròng, cong vút như mái vòm nhà thờ, tóc cũng bằng vàng, đẹp lạ. Anh cứ tưởng nó cứng như dây thép, vậy mà lại mềm thanh mảnh như tóc trẻ thơ. Da cũng óng ánh, chắc em đánh phấn bằng bột vàng thật. Cái miệng xinh quá là xinh, đúng là được tạo nên để hôn. Maggie ngồi, tròn mắt nhìn anh, cặp môi hồng mềm mại hé mở. Như trong ngày họ gặp nhau lần đầu, Liễu lấy cây cốc đã uống hết trong tay nàng. Theo anh, em nên uống một ngụm sâm panh nữa, anh nói và rót đầy cốc. Phải thừa nhận rằng điều này rất tuyệt, dừng lại giữa đường và nghỉ một chút. Cảm ơn anh đã sáng ý xin Miss McQueen cho chúng ta sâm banh và bánh sandwich. Chiếc động cơ khỏe của xe Rolls Royce gõ nhịp nhẹ nhẹ trong cảnh yên tĩnh, không khí ấm từ cỗ động cơ tuôn chảy vào xe êm ru, hai âm thanh riêng biệt đều đều du ngủ. Liễu cởi nút cà vạt, bỏ hẳn xa, cởi khuy cổ áo sơ mi. Chiếc áo vét của Liễu và chiếc áo vét nữ của Mackie để ở ghế sau trong xe rất ấm, chẳng cần dùng đến chúng thú quá, không biết ai nghĩ ra cái cà vạt mà lại còn bịa ra cái chuyện tuồng như đàn ông không đeo cà vạt thì không lịch sự. Cái thằng bày trò nhiễu sự ấy mà lọt vào tay anh thì anh sẽ dùng cái vật do hắn sáng chế ra mà thắt cổ cho hắn chết ngạt. Lý Úc quay ngoắt lại cúi đầu xuống và môi anh gắn với môi Maggie từng nếp uốn khớp nhau như những ô đố chữ. Anh không ôm nàng, không chạm tay vào nàng nhưng nàng cảm thấy không hề bứt ra được và nàng nhoai về phía anh, môi gắn môi khi anh ngả lên lưng ghế và kéo nàng lên ngực mình. Hai tay ép lấy thái dương nàng để tận hưởng đến say sưa choáng váng cặp môi nhạy cảm kỳ diệu này. Anh thở sâu, thả hết mình vào một cảm giác duy nhất. Rút cuộc, cặp môi mềm mại như môi trẻ thơ này đã thực sự hòa hợp với môi anh. Một tay Maggie quàng lấy cổ anh, những ngón tay run run thọc vào tóc anh. Bàn tay kia đặt lên làn da dám nắng, trơn nhẵn ở cổ. Lần này anh không vội vã, mặc dù anh phấn hứng tột độ ngay từ trước khi đưa cho Maggie cốc sâm banh thứ hai. Chỉ là do nhìn ngắm nàng. Hai tay vẫn ghi chặt đầu Maggie, anh bắt đầu hôn má nàng. Hôn đôi mí nhắm lại, đôi lông mày cong vút, lại hôn má, đôi má mịn mượt như lụa, lại hôn môi, cái nét cong mềm mại trẻ thơ của đôi môi ấy bao giờ cũng làm anh phát điên ngay từ ngày anh mới thấy nàng lần đầu và rồi cổ nàng cái hõm ở cổ vai da mềm mại nhẵn mịt mát rượi không đủ sức dừng lại nôn nóng vì sợ nàng bắt anh dừng lại liễu một tay bắt đầu cởi dãy cúc dài ở lưng áo dài của nàng kéo ống tay áo khỏi đôi tay ngoan ngoãn của nàng tụt chiếc áo lụa lót trong rộng rãi khỏi vai đưa những đầu ngón tay lướt trên tấm lưng trần cảm thấy cơn run sợ sệt lan trên lưng nàng những đầu vú căng lên anh đưa má đôi môi hé mở lướt xuống phía dưới tấm thân mịn màng mát rượi trong một cơn ham muốn mù quáng không thể cưỡng lại nổi và cuối cùng đôi môi tìm thấy mím chặt lại xung quanh cái núm thịt nhỏ cứng căng có nếp gấp anh chạm đầu lưỡi vào cái núm đó bàng hoàng trần trừ một lát lòng tràn ngập một niềm vui sướng khổ ải ấn mạnh tay vào lưng Becky và giữa những cái hôn anh lại luôn luôn áp môi vào vú nàng như một đứa hải nhi một sự cuốn hút muôn thùa, khoái lạc ưa thích nhất, chắc chắn nhất của anh. Cha, cha, khoái biết bao, khoái trá biết bao, anh không kêu lên chỉ dùng mình trong trạng thái bồn sùn không thể chịu nổi và nuốt nước bọt ừng ực. Rồi như đứa hải nhi đã no nê, anh nhả môi ra, âu yếm và biết ơn vô hạn hôn vào ngực nàng, rồi nằm không nhúc nhích, chỉ thở nặng nhọc. Cảm thấy Mekki chạm môi vào tóc anh, tay nàng chạm vào làn da dưới cổ, anh sực tỉnh tức thì mở mắt ra anh lật đật ngồi dậy kéo giải đeo của tấm áo lót lên vai nàng khéo léo cài tất cả các cúc áo dài ta cưới đi thì hơn meggy ạ à. anh nhìn một cách âu yếm mắt anh tươi cười chắc chắn các anh của em sẽ không khen ngợi nếu các anh ấy biết chúng mình đã làm gì ở đây vâng như vậy hẳn là hay hơn meggy ưng thuận mắt gằm xuống và đỏ bừng mặt sáng mai ta sẽ nói với các anh ấy. Sao lại không nhỉ, càng nhanh càng tốt. Thứ bảy này, anh sẽ đưa em đi Jin Lee. Ta sẽ nói chuyện với đức cha Thomas. Chắc là em muốn làm lễ cưới ở nhà thờ. Ta sẽ thỏa thuận về việc công bố điều đó. Còn anh sẽ mua nhẫn cưới cho em. Cảm ơn anh. Ờ, thế là xong. Nàng đã ràng buộc mình, không thể tháo lui được nữa. Ba tuần hoặc một tháng nữa, đủ thời gian cần thiết để công bố việc của họ nàng sẽ lấy Liễu Onin, nàng sẽ trở thành Mrs. Onin. Lạ thật, tại sao nàng ưng thuận? Vì hồi nào người ấy đã nói rằng nàng phải đi lấy chồng, người ấy đã nói là phải như thế. Nhưng tại sao? Để giải thoát khỏi mối nguy hiểm của người ấy, người ấy muốn giữ gìn cho ai, cho bản thân hay cho ta? Ralph de Picasso. đôi khi tôi có cảm giác rằng tôi căm thù ông. Việc xảy ra trong xe khiến nàng sửng sốt và lo ngại. Chẳng có gì giống với lần ấy, lần đầu tiên ấy. Bao nhiêu cảm giác tuyệt vời và đáng sợ. Hai bàn tay nóng hồi của anh và cặp môi áp vào ngực khiến cho cơn dạo rực lan tỏa khắp toàn thân thành những vòng tròn. Mà anh làm việc đó đúng vào lúc đầu óc nàng đã sáng rõ và nàng trước đó dường như quên hết mọi sự trên đời đã chợt tỉnh lại. Anh đang lột trần nàng ra, cần kêu lên cho anh cái tát bỏ chạy không còn bị du ngủ không còn choáng váng nữa vì rượu sâm banh vì hơi ấm vì sự khám phá rằng khi được hôn ra hôn thì ngọt ngào như thế nào thế mà lúc đó anh háo hức mút vú nàng mà nàng đờ ra lương chi sự cắn rứt lương tâm ý nghĩ chạy trốn đều im bặt vai nàng rời khỏi ngực anh hai tay anh dán sức ép đè lên leo lưng nàng đến mức đùi vào các góc nhỏ hoàn toàn vô danh của cơ thể nàng áp sát vào cơ thể anh Áp vào một cái gì cứng như đá Và bây giờ Bàng hoàng đến tận đáy tâm hồn Nàng chỉ muốn cứ ở nguyên trạng thái như thế mãi mãi Với cảm giác trống rỗng kỳ lạ Chờ đợi và khao khát Khao khát cái gì nhỉ Chính nàng cũng không biết Khi Lý Úc đẩy nàng ra khỏi anh Nàng hoàn toàn không muốn rời ra Nàng sẵn sàng cuồng nhiệt áp mình vào anh Nhưng giây lát đó Đã khiến nàng dứt khoát quyết định Lấy Lý Úc Chưa kể điều gì khác Nàng tin chắc rằng do cái việc mà Lý Úc đã làm với nàng mà trẻ con sẽ ra đời. Cái tin mới không làm ai ngạc nhiên và chẳng ai nảy ra ý định phản đối. Chỉ có một điều làm những người thân sừng sốt. Maggie dứt khoát từ chối việc viết thư cho giám mục Ranf và phản đối gần như điên cuồng khi Bob đề nghị mời giám mục Ranf về trogeda để long trọng làm phép cưới cho nàng với Lý Úc ở nhà lớn. Không, không, không. Maggie gào lên với những người ruột thịt vậy mà mecki chính là người không bao giờ to tiếng cả. dường như nàng giận dỗi về việc ranf không lần nào về thăm gia đình nàng, nàng cứ nhắc đi nhắc lại rằng đám cưới là việc riêng của nàng và nếu như giám mục ranf không về thăm rogeda ít là một lần để giữ phép lịch sự thì nàng sẽ không ép đức cha phải làm cái bổn phận mà cha không có cách gì thoái thác được. bởi vậy pia hứa rằng trong thư viết cho đức giám bà sẽ không đả động gì đến đám cưới. Rõ ràng, bà dừng dưng với tất cả những cái đó. Có lẽ bà cũng ít bận tâm như thế về việc Mackie lấy một người chồng như thế nào. Làm sổ sách kế toán cho một điền trang khổng lồ như Rogeda không phải là chuyện đùa. Những điều Fia ghi trong sổ sách của mình cung cấp cho nhà sử học bức tranh cặn kẽ về sinh hoạt của một trại chăn cừu vì nó không chỉ có các con số và bản thanh toán. Bao giờ cũng ghi rõ từng đợt di chuyển của từng đàn cừu, sự thay đổi các mùa, thời tiết từng ngày, ngay cả những món Mrs. Smith làm cho các bữa ăn trưa. Đoạn ghi trong quyển sổ trực độc đáo về ngày Chủ nhật 22 tháng 7 năm 1934 cho biết trời sáng sủa, không mây, nhiệt độ lúc tàng sáng 34 độ, không làm lễ Misa. Bốp ở nhà, Jack cùng với hai người chăn cừu ở bãi chăn Marine Bay, Huy ghi ở đê phía Tây cùng với một người chăn cừu. Pít thùng bia, lùa cừu ba tuổi từ bãi chăn Bát về bãi Uynemu. Lúc 3 giờ chiều, nhiệt độ 85 độ Khi áp kế chỉ 30,6 duim Gió đông Bữa ăn trưa có thịt muối, khoai tây luộc, cà rốt và bắp cải Món thứ ba là pudding Với nho, coriander Thứ bảy, 25 tháng 8 Megan Cleary làm lễ cưới ở nhà thờ Cây Thập Giá của Chúa tại Shinli Với Mr. Liuk Onin, người chăn cừu ghi lúc 9 giờ tối, nhiệt độ 45 độ, trăng hạ tuần cuối. Liễu mua cho Maggie chiếc nhẫn cưới sản dị nhưng khá đẹp, có hai hạt kim cương như nhau, mỗi hạt một phần tư cara gắn trong hai trái tim nhỏ bằng bạch kim. Người ta báo tin lễ cưới sẽ cử hành vào trưa thứ Bảy 25 tháng 8 ở nhà thờ cây thập giá của Chúa. Tiếp đó là bữa ăn trưa gia đình tại khách sạn Imperial. Đương nhiên Mrs. Smith, Minnie và Kate sẽ được mời tới, nhưng Jim và Pessy ở Sydney sẽ không được gọi về. Maggie tuyên bố dứt khoát rằng không việc gì hai thằng bé phải chật vật vượt 600 dặm đường chỉ để xem một nghi lễ mà chúng chẳng hiểu biết gì mấy. Chúng viết thư chúc mừng chị. James gửi về một lá thư dài, rời rạc, hết sức trẻ con, còn Pessy chỉ có mấy chữ chúc hạnh phúc lớn lao. Cố nhiên, chúng biết li Úc. Trong những ngày hè, chúng đã cùng đi với anh khá nhiều trên các bãi chăn Rogeda. Mrs. Smith rất buồn phiền vì Maggie nhất mực muốn làm lễ cưới thật giản dị. Còn bà lại hy vọng rằng ở Rogeda, cô gái duy nhất sẽ được gả chồng trong cờ bay phấp phới giữa tiếng nhạc vang lừng và sự kiện đó sẽ được ăn mừng không phải một hay hai ngày. Nhưng Maggie dứt khoát không muốn có sự xa hoa nào cả. Thậm chí nàng khước từ bộ y phục thường có cho cô dâu. Nàng định làm lễ cưới trong bộ áo váy thường với chiếc mũ giản dị và không phải thay y phục cho chuyến đi trong lễ cưới. Chủ nhật, khi họ bàn định xong chương trình lễ cưới, Liễu ngồi xuống ghế bành đối diện Maggie. Em yêu quý, anh biết anh sẽ đưa em đi đâu trong tháng trăng mật của mình. Liễu Úc nói, đi đâu vậy? Đến Bắc vinslender trong lúc em ở chỗ chị thợ may, anh đã nói chuyện với mấy người ở tiệm rượu. Các cậu ấy nói rằng nếu có sức khỏe và không sợ công việc nặng nhọc thì làm ở các đồn điền mía vùng này được trả công rất cao. Nhưng ở đây anh vẫn có việc làm tử tế kia mà, Liễu. Đàn ông mà sống nương nhờ bên nhà vợ thì không tiện. Anh muốn kiếm đủ số tiền cần thiết và mua cho chúng mình một khu đất ở Tây Queenslander và phải trông chóng lên trong lúc anh còn trẻ có thể tự mình khai thác khu đất ấy. Hiện giờ đang khủng hoảng. Không có học vấn thì không dễ gì kiếm được lương cao, còn ở Bắc Vinslander đang thiếu sức lao động, người làm được trả công gấp 10 lần người chăn cừu ở Trogeda. Thế phải làm gì ở đấy? Chặt mía. Nhưng đấy là công việc hết sức nặng nhọc, người ta vẫn thuê người Tàu làm. Em lầm, người Tàu tầm vóc nhỏ, họ không bì nổi với người da trắng trong việc này. Và chăng em biết đấy, luật cấm đưa vào Úc những người da đen và da vàng làm công việc nặng nhọc và trả công họ thấp hơn người da trắng. Như thế để họ cướp mất miếng ăn của người Úc da trắng. Vì vậy, người chặt mía đếm trên đầu ngón tay và được trả công cao. Không phải gã trai nào cũng đủ tầm vóc và sức lực để làm công việc như thế. Nhưng anh thì đủ sức, anh làm tất cả việc gì cũng trơn tru. Liễu, chẳng lẽ anh muốn chúng mình sẽ chuyển hẳn đến bác Slender chăng? Đúng thế. Maggie phóng mắt qua vai anh nhìn ra những cửa sổ rất rộng của nhà lớn bên ngoài Trogeda. những cây khuynh diệp kỳ ảo. Ấp chính, một dãy cây dọc theo đường ranh giới của Ấp. Không ở Trogeda nữa, đi đến một nơi nào đó, ở đấy giám mục Ranf không còn tìm thấy nàng nữa, chẳng bao giờ còn thấy Ranf nữa, gắn bó vĩnh viễn. Không cách gì sửa đổi được với con người xa lạ đang ngồi đối diện với nàng. Cặp mắt xám của nàng lại nhìn vào khuôn mặt đầy sức sống, đầy nôn nóng của Lý Úc và càng trở nên đẹp hơn nhưng càng buồn hơn nhiều. Anh cũng cảm thấy điều đó. Tuy không nhìn thấy một giọt nước mắt nào, nàng không gầm mắt xuống, khóe môi không run run, không trễ xuống. Nhưng anh chẳng mấy động lòng về việc nàng có điều gì đau xót anh hoàn toàn không có ý định dành cho megge một khoảng trong tâm hồn đủ để phải lo lắng về nàng khỏi bàn nàng là khoản trúng số không nhỏ đối với một người sẵn sàng lấy đốt macpherson ở bingley nhưng chính bởi vì nàng hết sức hấp dẫn và tính tình rất đối nhu mì nên liễu quyết không để cho nàng bước vào trái tim anh không một người phụ nữ nào ngay cả người đáng yêu và đẹp như megge cleary được phép có uy quyền đối với anh và chỉ huy anh thế là trung thành với mình không vòng vo anh đi thẳng ngay vào cái điều quan trọng nhất đối với anh trong một số trường hợp không có mánh lới thì không xong nhưng trong việc này cứ thẳng thừng lại lợi hơn megan anh là con người kiểu cổ anh nói Maggie ngạc nhiên nhìn anh thế ư câu hỏi đó rõ ràng là điều đó có ý nghĩa gì kia chứ đúng thế liễu xác nhận anh cho rằng khi người ta lấy vợ tất cả tài sản của vợ phải chuyển sang cho chồng tương tự như của hồi môn thời xưa ấy anh biết em có một số tiền, vậy nên bây giờ anh nói thẳng với em rằng sau khi chúng ta thành vợ chồng, số tiền đó phải chuyển sang tên anh. Để cho phải lẽ, em cần phải biết trước anh nghĩ như thế nào về việc ấy, trong lúc em vẫn còn có thể tự mình quyết định em có đồng ý như thế không. Maggie chưa bao giờ có ý định giữ tiền riêng, dường như đó là điều tất nhiên khi nàng đã là vợ Lý Úc thì tiền cũng chuyển sang tên anh. Ở Úc, tất cả phụ nữ, trừ những người học thức nhất và giàu kinh nghiệm nhất, Đều được giáo dục rằng Họ gần như là nô lệ của chồng Còn Maggie thì hoàn toàn không thể nghĩ khác được Cha nàng bao giờ cũng là chủ nhân Và chúa tể đối với vợ con Còn sau khi cha mất Fia coi bốp người thừa kế cha Là người chủ chốt trong gia đình Người đàn ông có tất cả quyền hành Đối với tiền và nhà cửa đối với vợ con Maggie không bao giờ nghi ngờ Quyền chủ nhân ấy Em chẳng biết cần ký giấy tờ gì Anh Lý Úc ạ à? Nàng kêu lên em nghĩ rằng tất cả những gì em có lập tức là của anh một khi có thể đã là vợ chồng trước kia thì như thế đấy nhưng rồi những tên ba hoa ngu xuẩn ở canberra bãi bỏ tất cả những điều đó cho phụ nữ có quyền bỏ phiếu Mickey ạ à, anh muốn giữa chúng ta tất cả đều bộc trực ngay thật vì thế anh nói trước để em biết Mickey bật cười anh đừng lo li úc ạ à, em không chống lại đâu nàng chấp thuận điều đó đúng như người vợ hiền kiểu cũ Đốt chắc không chịu nghe một cách dễ dàng như vậy đâu. Em có bao nhiêu tiền? Anh hỏi. Hiện giờ là 14.000 bảng và mỗi năm em được thêm 2.000 nữa. Liễu khẽ huyết sáo. 14.000 bảng. Ô hô, vô số là tiền. Maggie ạ, à, hãy để anh đích thân lo toan về số tiền ấy thì hơn. Tuần sau, ta sẽ đến ông chủ nhà băng và nhớ nhắc anh giao hẹn về việc chuyển tất cả số tiền sang tên anh từ nay về sau. Em ạ, à, anh sẽ không đụng đến một xu rồi sau ta sẽ dùng tiền ấy mua một cái trại. Bây giờ chúng mình sẽ đổ mồ hôi mấy năm, sẽ dành dụng từng xu, được chứ? Maggie gật đầu. Tốt thôi, anh Lý Úc ạ. À. Nhưng có một điều Lý Úc quên mất, khiến lễ cưới suýt không thành. Anh không phải là người công giáo. Biết điều đó, cha út ti hoảng sợ, giơ hai tay lên trời. Thế là thế nào, Lý Úc? Sao anh không nói trước với tôi? Chúa chứng giám, Chúng ta sẽ phải nỗ lực hết sức để kịp làm cho anh thành người công giáo và rửa tội cho anh trước khi làm lễ cưới. Liễu ngạc nhiên, nhìn chầm chầm vào Linh Mục. Cải đạo là thế nào, thưa đức cha? Tôi chẳng theo đạo nào cả. Thế cũng tốt rồi. Còn nếu điều đó làm đức cha lo ngại, thì cha muốn cho tôi là người phải tẩy lễ hay người phải tái Giáng sinh cũng được. Với tôi đằng nào cũng thế thôi. Còn theo đạo thiên chúa thì không đâu. Xin đừng có nài. Khuyên nhủ anh vô ích. Lý Úc không muốn nghe nói đến chuyện cải đạo làm gì tôi không chống đạo thiên chúa và không giống Ire. cố nhiên ở ulster người ta đối xử nghiệt ngã với những người theo đạo thiên chúa nhưng tôi là người orangit và tôi không muốn từ bỏ những người cùng cánh nếu như tôi là người công giáo và cha kêu gọi tôi theo phái giám lý thì tôi cũng sẽ nói như thế không phải tôi ghét người công giáo mà tôi ghét kẻ đào ngũ vì vậy xin cha hãy thôi đi cho thưa đức cha đám chiên của cha không có tôi cũng đủ rồi. Thế thì anh không làm lễ cưới được. Tại sao vậy? Nếu cha không muốn làm phép cưới cho chúng tôi thì đức cha ở nhà thờ thanh giáo sẽ làm. Hay ít ra là ngài thẩm phán hòa giải Ilari Hof sẽ làm. Fia mỉm cười ảo não. Bà nhớ tới cuộc tranh cãi ngày xưa với đi và với ông linh mục đã làm phép cưới cho hai người. Khi ấy bà là người chiến thắng. Nhưng em phải làm phép cưới ở nhà thờ, Lý Úc Maggie sợ hãi phản đối, không thì em sẽ phải sống trong tội lỗi. Còn anh lại cho rằng, thà sống tội lỗi còn hơn là trở thành kẻ phản bội, Liễu tuyên bố. Đôi khi anh ngang bướng kỳ lạ, mặc dù tiền của Maggie có sức cám dỗ rất mạnh đối với anh, tính bướng bỉnh bẩm sinh khiến anh khăng khăng giữ ý kiến của mình. Thôi xin đừng giờ trò ngu ngốc nữa, Pia nói không phải với Liễu mà với Linh Mục, và bà nói tiếp. Hãy làm như tôi với Petty hồi xưa, không việc gì phải tranh cãi lôi thôi. Nếu cha Thomas không muốn làm mất thanh danh nhà thờ của mình, thì hãy làm phép cưới cho các con tại nhà của cha. Mọi người ngạc nhiên nhìn bà chầm chầm, nhưng cái nút thắt đã được chặt đứt. Cha ty nhượng bộ và đồng ý làm phép cưới cho Maggie với Ly Úc tại ngôi nhà ở bên nhà thờ, nhưng không chịu ban phước cho chiếc nhẫn của Ly Úc. Được phép của nhà thờ tuy không trọn vẹn, Maggie cảm thấy mình có tội, cố nhiên, nhưng không đủ nặng để phải xuống địa ngục. Còn bà lão Annie quản gia của cha Ti thì cố làm cho phòng làm việc của cha thật giống đền thờ. Bà đặt ở khắp mọi chỗ những chiếc bình cực to có cắm hoa và những giá nến bằng đồng. Tuy thế, nghi lễ vẫn nặng nề. Linh mục tuyệt nhiên không che giấu sự bất bình của mình và tỏ cho mọi người thấy rằng, ông nhượng bộ chỉ là để khỏi lâm vào tình trạng lúng túng nếu như đôi này chỉ kết hôn ở tòa thị chính. Họ không được làm lễ hôn phối của nhà thờ, không được ban phước thực sự. Dẫu sao mọi việc đã xong xuôi, Maggie đã trở thành Mrs. Onin và đi về Bắc Vinslander. Ở đấy tháng trăng mật đang chờ đợi nàng. Tháng trăng mật được khoản lại một thời gian cần thiết để đi đường. Liễu không muốn nghỉ lại tối thứ bảy ở khách sạn Imperial. Một tuần chỉ có một lần vào tối thứ bảy. Trên tuyến đường đi Gundi Vindi có chuyến tàu đến vừa kịp chuyến tàu bu vụ chủ nhật từ Gundi Vindi đến Brisbane. Thế thì họ sẽ đến Brisbane vào thứ hai vừa kịp để lên chuyến tàu nhanh đến Kenos. Đoàn tàu đi Gundivindi chật lèn, không có các toa ngủ, suốt đêm phải ngồi, suốt đêm ở trước mắt mọi người. Giờ này tiếp giờ khác, đoàn tàu giật rội và lắc lư, ầm ầm trườn về hướng đông bắc và không thể đếm được những chặng rừng. Khi thì người lái tàu muốn pha cho mình một ấm trà, khi thì phải chờ cho đàn cừu lạc lên đường dây đi qua đã khi thì anh ta muốn tán gẫu một chút với người lùa ra súc đàn. Em không hiểu tại sao người ta viết là Gundivindi mà lại nói là Gandivindi nhỉ? Vì không có việc gì làm, Maggie hỏi trong lúc họ ngồi ở phòng đợi của ga này. Thì ra ngày Chủ nhật không còn đi đến đâu được nữa, mọi nơi đều đóng cửa, mà phòng đợi thì chật đến khiếp, tường quét vôi quét ve xìn của nhà nước. Những chiếc ghế băng bằng gỗ thì cứng và bất tiện, Maggie tội nghiệp lo lắng và khó chịu. Anh làm sao mà biết được? Lý Úc thở dài đáp lại. Anh không thiết nói. Thêm nữa bụng đói cồn cào vì là chủ nhật. Muốn uống chén trà cũng phải có chỗ nào mà uống. Mãi đến sáng thứ hai, khi đã ở trên đoàn tàu bu vụ đi Brisbane, tại một ga nọ, họ mới được ăn qua loa và uống đã khát. Rồi đến Brisbane, khi xuyên qua suốt thành phố từ ga phía nam đến ga ở phố, Rome's và cuối cùng là chuyến tàu đi Kenos. Đến đây mới rõ ra rằng Lý Úc lấy hai vé ngồi Ở toa hạng 2 Vì mệt mỏi và bực bội Maggie không nén được Chúng ta có đến nỗi nghèo lắm đâu Lý Úc Có lẽ anh đã quên không ghé qua nhà băng Nhưng trong túi sách tay của em Có một trăm bảng anh bóp cho kia mà Tại sao anh không lấy vé nằm Ở toa hạng nhất Lý Úc sững sờ nhìn nàng Thì đến đang lâu chỉ có ba ngày đêm Đi tàu thôi mà Chúng mình trẻ khỏe dai sức Tội gì phí tiền đi toa nằm Đi tàu ngồi một chút cũng được chứ sao, có chết ai đâu, Megan. Đã đến lúc em nên hiểu rằng chồng em là một người thợ bình thường chứ không phải là một ông quý tộc. Thế là Maggie chú ý vào một góc bên cửa sổ. Liễu đã kịp giành được chỗ ấy cho nàng. Cầm run run tì vào tay, quay mặt đi và bắt đầu nhìn ra cửa sổ để Liễu không nhìn thấy nước mắt nàng. Anh nói với nàng, hệt như người lớn nói với đứa trẻ ngờ ngạch và lần đầu tiên nàng nghĩ rằng đích thực anh coi nàng là con nít một cái gì giống như ý muốn nổi loạn dấy lên trong nàng nhưng chỉ ít chút thế thôi lòng tự hào mãnh liệt không cho phép nàng hạ mình xuống cãi cọ nàng tự nhủ nàng là vợ anh nhưng đối với anh đấy là điều mới mẻ không quen thuộc cần để cho anh có thời gian quen dần hai người sẽ chung sống với nhau nàng sẽ nấu nướng may vá cho anh sẽ chăm sóc anh hai người sẽ có con nàng sẽ là người vợ hiền của anh như bố đấy Bố quý trọng mẹ hết sức rất mực yêu quý mẹ, cần phải cho Lý Úc có thời gian. Đoàn tàu của họ vào thành phố đang lâu, chỉ còn 50 dặm nữa là đến Kenos, điểm cực bắc của tuyến đường sắt chạy suốt vùng ven sông Queenslander. Hơn một ngàn dặm tuyến đường sắt hẹp, toa tàu lắc lư, trong toa kín hết chỗ, không thể nằm hay ít ra là duỗi chân ra. Bên ngoài là một vùng còn đông dân hơn Gilenboon nhiều, mà nên thơ hơn nhiều, nhưng Maggie không còn hơi sức đâu mà tò mò. Đầu nhức nhối, quay cuồng, nóng không thể chịu nổi, còn tệ hại hơn ở Shinley. Bộ áo cưới bằng lụa hồng rất duyên dáng, bám đầy bồ hóng, bay vào qua các cửa sổ. Da nhâm nhớp mồ hôi không lúc nào khô, mà điều khổ sở hơn tất cả những thứ bất tiện bên ngoài là Maggie cảm thấy nàng sắp căm thủ Lý Úc đến nơi rồi. Rõ ràng anh không hề mệt mỏi và không bực dọc về chuyến đi này, anh ngồi ung dung gẫu chuyện với hai người bạn đường đi về khác đuen. Anh chỉ nhìn về phía cửa sổ gần nàng, vẻ hờ hững đến nỗi nàng co rúm lại, quẳng tờ báo cuộn tròn cho mấy kẻ ăn mặc sách dưới thèm tin tức. Họ đứng dàn thành hàng dọc nền đường, tay cầm những chiếc búa thép và gào lên, báo, báo. Những người thợ của phường thủ công, họ sửa đường, lần đầu tiên anh giải thích khi ngồi về chỗ. Rõ ràng anh đinh ninh rằng nàng cũng hài lòng về mọi việc, rất sảng khoái và đang ngắm đồng bằng ven sông và không thể dứt ra được còn Maggie nhìn mà chẳng thấy gì và đã căm thù dữ dội mảnh đất này tuy chưa kịp bước chân lên ở các duen hai người kia xuống còn lý úc ra khỏi ga chạy vào một cửa hàng nhỏ ở bên kia đường và đem về một bọc giấy báo có cá và khoai tây sán người ta bảo ở các duen, cá thật là kỳ diệu không nếm thì không thể tin được Maggie thân yêu ạ à, cá ngon nhất trần đời này em ăn đi, em chưa bao giờ nếm thử món ăn Queenslander thực sự mà. Vùng chuối đấy, trên thế gian này không có nơi nào tốt hơn, anh nói thực đấy. Maggie liếc nhìn con cá rán rỉ mỡ, đưa mùi xoa lên bịt chặt miệng và đâm bổ ra cửa. Mấy phút sau, khi nàng mặt tái nhợt, đi không vững ra khỏi buồng vệ sinh, Liễu Úc chờ nàng ở hành lang. Em sao thế? Khó ở à? Em luôn luôn khó ở, suốt từ Gundivindi kia. Trời ơi, Sao em không nói với anh? Sao chính anh không nhận thấy nhỉ? Bề ngoài năm em chẳng sao cả. Không, không nên nói với anh về chuyện ấy. Và Maggie hỏi, chúng ta còn đi xa không? Chừng ba tiếng, mà có khi đến sáu tiếng đồng hồ. Ở đây người ta không tin lắm ở bảng giờ tàu. Em này, mấy anh chàng kia đã xuống, có thừa chỗ, em nằm xuống đi, nằm nghiêng, còn chân gác lên đùi anh đây này. Đừng có nựng em, em không phải là con nít. Maggie giận dữ ngắt lời anh, tiếc rằng mấy gã kia của anh không xuống tàu hai ngày trước ở Bandabekia. Thôi thôi, Maggie, đừng rên rỉ, chỉ còn chút xíu nữa thôi mà. Tan ly, Ines rồi là đến đang lâu. Gần tối họ xuống tàu, Maggie tuyệt vọng bám lấy khủy tay Lý Úc. vì kiêu hãnh nàng không muốn thú nhận rằng nàng đứng không vững. Lý Úc hỏi trưởng ga ở đây xem có khách sạn nào giản dị một chút không, rồi anh xách vali lên và đi ra đường mcguy lảo đảo như người say lê bước theo chỉ vài bước nữa thôi anh an ủi ở cuối khu phố đằng kia kìa cái nhà hộp màu trắng hai tầng buồng khách sạn nhỏ hẹp lại còn bề bộn đồ đạc kiểu cổ nhưng mcguy cảm thấy đó là thiên đường nàng kiệt sức ngồi phịch xuống rìa chiếc giường đôi nằm xuống đi nằm nghỉ một chút cho đến bữa ăn tối em yêu còn anh sẽ đi thăm thú xem ở đâu có cái gì rồi liễu thong thả đi ra hoạt bát tươi tỉnh hệt như sáng hôm làm lễ cưới Hôm ấy là thứ bảy, còn bây giờ đã là sắp hết thứ năm. Năm ngày họ ngồi trong những chuyến xe lửa chật lèn, trong không khí ngột ngạt, mù mịt khói thuốc lá và bồ hóng. Chiếc giường vẫn còn lắc lư đều đều theo nhịp bánh xe, nhưng lòng tràn ngập niềm biết ơn, Mickey úp mặt vào gối và ngủ liền. Có người nào cởi giày bít tất và đắp chăn cho nàng, Mickey cựa quậy mở mắt nhìn quanh, liếc ngồi bên bậu cửa sổ, một chân co dập, đầu gối nhô lên và hút thuốc lá nghe thấy tiếng động của nàng anh quay đầu lại và mỉm cười hoan hô cô vợ mới cưới tôi mong chờ mãi đến tháng trăng mật vậy mà vợ tôi ngủ gần hai ngày liền tôi không thể nào đánh thức được thậm chí tôi hơi hoảng may là ông chủ tiệm rượu cho biết rằng phụ nữ thường như vậy do đi tàu sóc và không khí ẩm thấp ông ta bảo là em ngủ bù đấy thôi này bây giờ em thế nào em khá hơn nhiều rồi Cảm ơn anh cố nhiên anh nói đúng liễu úc ạ à. em trẻ khỏe nhưng dù sao em vẫn là phụ nữ, không phải mọi thử thách đều vừa sức em như đối với anh. Anh đến gần, ngồi xuống mép giường, xoa vuốt tay nàng một cách hết sức âu yếm, vẻ ân hận. Anh có lỗi, Megan, đúng là lỗi tại anh. Không hiểu tại sao anh lại không nghĩ đến chuyện em là phụ nữ. Em ạ, à, anh chưa quen với tình trạng anh có vợ. Em đói chứ, em ngoan của anh. Em đói gần chết, anh nghĩ xem, gần suốt tuần em không ăn gì. Thế thì đi tắm đi mặc bộ áo sạch vào rồi chúng ta đi xem đang lâu, được chứ? Lý Úc đưa Maggie vào tiệm cà phê của người Tàu ở cạnh khách sạn và lần đầu tiên trong đời nàng nếm mùi các món ăn phương đông. Nàng đói ngấu, vì thế thứ gì hiểu cũng sẽ ngon miệng, nhưng đây quả thực là món ăn của các thần. Như vậy thì chẳng cần bận tâm đến chuyện món ăn làm bằng gì, cho dù bằng đuôi chuột với cá mập và ruột gà như người ta vẫn thường nói ở Shillenbo-un nơi mà tại một tiệm cà phê duy nhất các ông chủ Hy Lạp chỉ đưa ra món bít tết với khoai rán, lúc đem theo từ khách sạn hai chai bia đựng trong cái túi giấy và ép Maggie uống một cốc đầy, mặc dù nàng không thích bia. Hiện thời về khoản nước uống thì em nên kiêng rè một chút, anh khuyên, nhưng còn bia thì không tránh được đâu. Rồi anh khoác tay nàng, đưa nàng đi xem đang lâu, và anh có vẻ hãnh diện như thế nào là chủ nhân của cả thành phố thì anh sinh ra ở Vinslender mà. Đang lâu là một nơi đặc sắc, nom bên ngoài cũng như về tinh thần, nó không có gì giống các thành phố miền Tây. Có lẽ nó không lớn hơn Jinli, nhưng nó không kéo dài bất tận một cách vô duyên bằng một đường phố chính duy nhất mà sắp xếp thành những khối phố đều đặn ngay ngắn. Tất cả các ngôi nhà và cửa hàng đều quét vôi trắng, chứ không phải màu nâu xỉn. Các cửa sổ đều lắp cửa chớp, khe cánh cửa thẳng đứng chắc là để thông gió tốt hơn và ở bất cứ nơi nào có thể được nhà đều không có mái chẳng hạn dạp chiếu phim có màn ảnh tường mở những cửa sổ cũng như thế những dãy ghế vải gấp như trên bong tàu thủy còn mái thì hoàn toàn không có rừng rậm thực sự tiến sát đến thành phố khắp nơi quấn quýt xê leo và các loại cây thân leo khác nhau chúng bò lên cột điện báo lên tường và mái nhà Cây mọc lên ở bất cứ chỗ nào chúng muốn, ngay cả giữa đường lát, và có những ngôi nhà xây xung quanh một cái cây, hay có lẽ cây mọc ở trong nhà và xuyên thủng mái. Không thể hiểu được cái gì xuất hiện trước, cây hay nhà ở của người, cái chính là cây xanh mọc um tùm khắp nơi không gì kìm hãm được. Những cây dừa cao hơn nhiều và cân đối hơn nhiều so với những cây khuynh diệp rogeda và dừa xòe rộng lay động trên nền trời xanh đậm đến chóng mặt nhìn đâu cũng thấy chói lòa nhiều màu sắc không có gì giống những khoảng xa màu xám vàng mà Mackie đã quen mắt tất cả cây cối đều xa hoa một số cây có hoa màu tím nhạt một số khác hoa trắng da cam đỏ thắm hồng thanh thiên trên các đường phố có nhiều người tàu nam và nữ mặc quần lụa đen đi biết tất trắng và những đôi giày đen trắng nhỏ xíu sơ mi trắng cổ đứng bím tóc dài buông thả trên lưng đàn ông và đàn bà mặc như nhau và nom như nhau. Maggie không bao giờ phân biệt được ai với ai. Hình như tất cả công việc buôn bán ở đây đều nằm trong tay người Tàu. Trên tấm biển một cửa hàng bách hóa, một cửa hàng lớn, với những tủ kính bày hàng giàu có. Ở Shinli không hề thấy cửa hàng nào như thế, có để cái tên người Tàu, Avon. Tất cả các ngôi nhà đều dựng trên những cây cột cao như nhà ở của người quản cửu ở Trogeda Cần làm như thế để có nhiều không khí hơn liễu úc giải thích để khỏi bị mối sông trong một năm mối có thể làm đổ một ngôi nhà mới mỗi cây cột đều bị sắt tây có ria cong về phía dưới thân mối không uốn gập được ở giữa chúng không thể bỏ qua chướng ngại bằng sắt tây để lên tới sàn và tường gỗ cố nhiên chúng đục cây cột nhưng cột hỏng thì thay như vậy giản tiện hơn và rẻ hơn xây nhà mới hầu hết vườn tược ở các nhà chẳng khác rừng là mấy, vẫn những cây dừa và tre như thế. Rõ ràng các chủ nhân thất vọng trong việc kìm hãm những loại cây mãnh liệt ấy. Đàn ông và đàn bà ở đây khiến Maggie phẫn nộ về hình dạng bên ngoài của họ. Khi sửa soạn đi ăn tối hay đi dạo với liễu, nàng ăn vận như thường lệ, giày cao gót, biết tất lụa, áo lót nữ vải láng, áo dài nữ rộng rãi có thắt lưng và tay áo đến khủy và cố nhiên có mũ rơm rộng vành và găng tay. ấy thế mà lạ chưa, nàng lại cảm thấy ngượng ngập, người ta chố mắt nhìn nàng như thể nàng ăn mặc bất lịch sử. Còn đàn ông chân không dày, không biết tất đi dạo chơi, nhiều người còn phơi trần ngực ra chỉ mặc độc chiếc quần cộc màu lục xìn. Một số ít người không ở trần hẳn thì còn tệ hơn nữa. Một số mặc áo dài bằng vài sợi, cộc và chật, bên dưới chắc là không mặc gì nữa. Chân không biết tất đi xếp lê, đa số chỉ mặc quần cộc đi chân đất ngực che đậy hở hang bằng chiếc áo cánh không tay ngắn cũn cỡn đến là bất lịch sự đây không phải là bãi tắm đang lâu là một thành phố đích thực tuy nhiên dân da trắng bản địa chơi chén đi dạo chơi mà gần như trần chuồng người tàu mặc còn lịch sự hơn nhiều chỗ nào cũng thấy xe đạp hàng trăm xe đạp hầu như không thấy ô tô không có con ngựa nào cả đúng hoàn toàn chẳng giống Jinli chút nào và nóng ơi là nóng. Ở một ngôi nhà có treo cái nhiệt biểu ngoài tường và Mackie không tin ở mắt mình nữa, chỉ có 90. Ở Shinli, ngay cả khi nhiệt độ tới 115 độ cũng còn mát hơn, còn ở đây phải gắng sức mà bước đi, không khí đặc sánh. Đi như xuyên qua khối bơ chảy nhão bốc hơi và thở hít thì không phải là hít không khí mà hít nước. Đi chưa được nửa sẵn, Mackie không nén nổi nữa. Anh Lý Úc em không thể chịu nổi nữa, có lẽ ta quay trở lại thôi. Nàng thờ hồn hền, khó khăn lắm mới thốt được lên lời. Tùy em, tiết trời ẩm em không quen, ở đây độ ẩm hầu như bao giờ cũng 90%, có khi còn cao hơn, đông cũng như hè, còn nhiệt độ hầu như bao giờ cũng đều đều 85-95. Quanh năm đại loại vẫn chừng ấy, duy có mùa hè gió mùa thường đưa độ ẩm đến 100, cái độ ẩm chết tiệt ấy. Ở đây mưa về mùa hè chứ không phải mùa đông à? Quanh năm, luôn luôn có gió mùa. Nếu không gió mùa thì chỉ có gió đông nam. Mà gió mùa gây mưa rất nhiều. Ở đang lâu lượng mưa một năm từ 100 đến 300 đu im. 300 đu im mưa một năm? Vùng Jilenboun đen đủi sẽ vui mừng không để đâu cho hết nếu được món quà vương giả 15 đu im. Vậy mà ở đây cách Jinli 2.000 dặm lượng mưa đến 300 đu im. Nhưng ít ra ban đêm ở đây cũng mát hơn chứ. Đến cửa khách sạn Maggie hỏi. Nàng chợt nhớ tới những đêm nóng nực ở Shinley. Những đêm như thế còn dễ chịu hơn cái nhà tắm nơi này. Cũng chẳng mát hơn mấy. Nhưng rồi em sẽ quen đi. Liễu mở cửa buồng và né sang bên cho Maggie đi qua. Anh xuống tiệm rượu uống bia nữa. Nửa giờ nữa anh trở lại. Em có đủ thời gian đấy. Maggie ngước cặp mắt sợ hãi nhìn anh. Vâng được anh Liễu ạ. À. Đang lâu chỉ trích về phía nam xích đạo 17 độ, đêm ập đến bất ngờ như xét đánh, hình như mặt trời chưa lặn hẳn, vậy mà thoáng chốc mọi vật đã chìm trong bóng tối mịt mù như một thứ nước mật đặc sệt ấm áp. Khi Liễu Úc trở lại, Mickey đã tắt đèn và nằm trong giường, kéo chăn đến ngang cầm. Liễu Úc vừa cười, vừa đưa tay ra kéo tấm chăn vứt xuống sàn. Chúng mình không cóng rét đâu, em yêu ạ. À ta chẳng cần phải che đậy làm gì. nàng nghe thấy anh đi lại trong buồng, nhìn thấy cái bóng sáng lờ mờ, anh đang cởi quần áo và nàng thì thầm: em để bộ pyjama của anh trên bàn trang điểm ấy. pyjama ư? Ừ. giữa lúc nóng bức thế này ấy à? ở phải. ở Jinli thiên hạ hẳn sẽ phải choáng người lên. sao lại có thể ngủ không mặc pyjama? nhưng ở đây không phải là Jinli. em mặc áo ngủ đêm đấy ư? Ừ. vâng. thế thì cởi ra cái của nợ ấy chỉ tổ gây vướng víu. Maggie phải vất vả mới tự giải thoát được khỏi chiếc áo ngủ đêm dài thượt bằng phin lanh mà Mrs. Smith đã chăm chút may cho nàng mặc trong đêm tân hôn. Ơn trời, trong buồng tối lắm và Lý Úc không nhìn thấy nàng. Anh nói đúng, nằm không mặc gì cả mát hơn nhiều, gió lùa qua những cửa sổ mở mơn man mát ra, chỉ có điều khó chịu là trong cùng một giường sẽ có thêm một tấm thân nóng hổi nữa lò xo kết lên một làn da ẩm chạm vào vai Mekhi nàng giật mình Liúc xoay nghiêng người kéo nàng về phía mình và hôn thoạt đầu nàng ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh cố không để ý đến cặp môi thèm thuồng mở rộng và cái lưỡi quấy dày đến bất nhã rồi nàng thử tìm cách thoát ra không muốn ôm ấp trong lúc nóng bức thế này nàng không cần những cái hôn không cần Lý Úc. lần này mọi việc không như hồi ấy trong chiếc Rolls Royce Nàng cảm thấy lúc này anh tuyệt nhiên không nghĩ gì đến nàng. Những móng tay cắt ngắn sắc nhọn cứ bấm vào người nàng ở phía sau. Anh muốn gì? Sự sợ hãi chuyển thành nỗi kinh hoàng vô chừng. Thân thể nàng bất lực trước sức mạnh và sự gan lì của anh. Bây giờ dường như anh không nhớ rằng nàng là con người sống. Bỗng anh buông nàng ra, ngồi lên, loay hoay không hiểu làm gì. Có cái gì khẽ tách một tiếng. Khéo khéo nào, anh thở. Nằm cho hẳn hoi, đến lúc rồi. Không phải thế, Em làm sao thế? Chẳng hiểu gì cả à? Không, không, Lý Úc, em chẳng hiểu gì cả. Nàng muốn gào lên. Cái đó thật đáng ghét, bất lịch sự. Cái việc anh đang làm với em ấy, hẳn là việc đó trái với mọi lề luật của Chúa và của người. Anh đè ép cả toàn thân lên nàng, một tay đè nàng xuống, tay kia túm chặt lấy tóc nàng đến nỗi, nàng không dám ngọ ngoại đầu. Run lên vì cái việc lạ lẫm chưa từng biết, nàng cố phục tùng Lý Úc. Nhưng anh to lớn và rộng bề ngang hơn nhiều Do sức nặng và tư thế không quen thuộc của anh Mà đùi nàng cứ giật dội lên Ngay cả qua sương mù của sự sợ hãi và mệt mỏi Nàng cảm thấy một việc không thể ngăn giữ được Không thể vãn hồi được đang tới Rồi nàng bật ra một tiếng thét to ngân dài Khẽ chưa em Anh rên lên bằng giọng khàn khàn Buông tóc nàng ra Và vội vã lấy tay bịt miệng nàng Em làm gì thế Muốn làm cả khách sạn náo động lên à Quái quỷ, người ta sẽ tưởng anh cắt cổ em. Nằm yên, sẽ đau vừa phải, có thế thôi. Nằm yên, nằm yên, nghe. Như người điên, nàng chống cự lại một cái gì tàn bạo, không thể hiểu nổi. Nhưng Liễu đè nàng xuống với tất cả sức mạnh của mình, dùng tay bịt tiếng kêu của nàng và cái cực hình kéo dài, kéo dài mãi. Liễu không gợi nên sự dạo dực trong cơ thể nàng và về mặt thể xác thuần túy, nàng chưa sẵn sàng tiếp nhận cái việc đang diễn ra nhưng liễu úc không chịu thôi anh thở mỗi lúc một gấp hơn to hơn phát ra tiếng rít qua hai hàm răng nghiến chặt đột nhiên có cái gì thay đổi anh ngừng bặt rung chuyển toàn thân co mình lại nuốt nước bọt đánh ực một tiếng rút cuộc ơn trời anh đã rời bỏ nàng vừa thở vừa nằm ngửa ra bên cạnh nàng và cơn đau rát của nàng trở nên âm ỉ hơn lần sau em sẽ không khó chịu nữa liễu úc thốt lên một cách khó nhọc lần đầu phụ nữ bao giờ cũng đau làm sao anh không nói trước với em? Điền tiết, Maggie muốn thét lên nhưng không đủ sức thốt lên lấy một lời. Bằng tất cả bản thể của mình, nàng chỉ khao khát có điều, chết đi cho rồi. Không phải chỉ vì đau, mà vì nàng hiểu rằng đối với Ly Úc, nàng chẳng có cái gì hết, chẳng qua chỉ là một vật đem lại khoái lạc cho anh. Lần thứ hai đau không kém, lần thứ ba cũng thế. Ly Úc cáu, anh tưởng rằng một sự khó chịu nào đó anh xác định những cảm giác của Maggie như vậy sẽ qua đi một cách thân tình sau lần đầu tiên và anh không thể hiểu được vì lẽ gì nàng chống cự và kêu lên. Anh bực tức quay lưng về phía nàng và ngủ luôn. Còn Maggie nằm ngửa, nước mắt chảy hai bên thái dương thấm ướt mái tóc dày. Ước gì chết đi, chết đi hay trở lại đời sống trước kia ở Drogheda. Phải chăng đấy là điều mà Charan đã nói đến mấy năm trước khi cha nói với nàng rằng con đường bí ẩn trong cơ thể nàng liên quan đến việc đẻ con nàng khoan khoái vì khám phá được ý nghĩa những lời của cha không lấy gì làm lạ rằng cha không muốn giảng giải tỉ mỉ hơn cho nàng còn lý úc chắc là rất khoái cái trò đó chẳng thế mà anh làm luôn ba lần liền rõ ràng là anh không đau vì thế nàng căm thù đúng căm thù toàn bộ cái trò ấy cũng như chính bản thân anh nàng hoàn toàn kiệt lực mỗi cử động nhỏ nhặt đều là cực hình chậm chạp chật vật nàng xoay nghiêng người quay lưng về phía ly úc vùi mặt vào chiếc gối và khóc giấc ngủ không đến còn ly úc ngủ say lì những cử động rụt rè thận trọng của nàng thậm chí không lần nào làm thay đổi nhịp thở đều đều của anh anh ngủ rất yên giấc không ngáy không chờ mình và trong lúc chờ sáng hẳn mackie nghĩ nếu chỉ nằm cạnh nhau trong giường là đủ thì có lẽ nàng sẽ không có gì chống lại người chồng như thế. Rồi sau đó trời sáng, cũng bất ngờ và buồn tẻ như buổi chiều, bóng tối đổ xuống. Và điều lạ lùng là gà trống không gáy và không nghe thấy những âm thanh khác của sự thức giấc như ở Rogeda. Ở đó cừu, ngựa, lợn và chó ồn ào đón chào buổi sáng. Liễu Úc thức giấc quay về phía nàng. Mickey cảm thấy anh hôn vai nàng, nhưng nàng mệt, nhớ nhà đến nỗi, không còn nghĩ gì đến sự hổ thẹn, không che thân đi. Nào, Ghen, cho anh ngắm nhìn em cái. Anh ra lệnh và đặt tay lên đùi nàng. Ngoan nào, quay lại với anh đi. Sáng hôm nay, nàng chẳng thiết gì nữa. Nàng nhăn mặt, xoay nghiêng người, quay phía bên kia và ngước cặp mắt đờ đẫn nhìn Lý Úc. Em không thích cái tên Megan. Nàng chỉ đủ sức phản đối như thế, nên gọi em là meggy thì hơn. Còn anh lại không thích cái tên meggy. Xong nếu em không ưa cái tên Megan tới mức ấy thì anh sẽ gọi em là Meg. Anh mơ màng đưa mắt trùm khắp toàn thân nàng. Em mới cân đối làm sao chứ? Anh chạm vào ngực nàng và cái đầu vú hồng hồng mềm mại và cảm giác của nàng. Thế này mới tuyệt này. Anh vỗ lên những chiếc gối cho cao lên, nằm ngả lên đấy, mỉm cười. Nào, Meg, hôn anh đi. Bây giờ đến lượt em vồ vập anh, có lẽ như thế em sẽ thích hơn chăng? Không bao giờ, cho đến chết tôi cũng không muốn hôn anh Maggie nghĩ và nhìn tấm thân dài Cuồn cuộn cơ bắp của anh Trên ngực và bụng có đám lông thẫm màu Còn trên anh mới nhiều lông làm sao chứ Maggie lớn lên giữa những người đàn ông Không bao giờ cởi bỏ tất cả thứ gì mặc trên người trước mặt phụ nữ Những lúc nóng nực Ở chỗ cổ sơ mi mở phanh Có thể nhìn thấy ngực họ có lông Nhưng ở bố và các anh Lông ngực sáng màu Không có gì đáng ghét Còn con người này lông thẫm màu là kẻ xa lạ và đáng ghét. Tóc ran cũng thẫm màu như thế, nhưng Meggie nhớ rõ rằng ngực cha nhẵn nhụi, nước da dám nắng, không có lông. Nghe anh bảo đây, Meg, hôn anh đi. Nàng cúi xuống hôn anh, anh ngửa hai bàn tay đỡ dưới ngực nàng và đòi hôn nữa, hôn nữa. Rồi anh kéo một tay nàng xuống phía dưới. Nàng bứt môi ra khỏi cái hôn cưỡng ép và sợ hãi nhìn cái vật cứ to lên và thay hình đổi dạng dưới tay nàng. "Không, không, Lý Úc, không nên nữa." nàng thét lên, "Em van anh đấy, không nên nữa." Cặp mắt xanh nhìn nàng chăm chú, dò xét. "Đau đến thế kia ư? Thôi được, ta sẽ làm cách khác, nhưng chỉ xin em một điều, đừng có như khúc gỗ thế." Anh kéo nàng về phía mình và áp môi vào vú nàng, như ở trong ô tô buổi tối hôm nàng đã tự đẩy mình đến cuộc đời làm vợ này cơ thể meky dán chịu đựng nhưng ý nghĩ ở tận đâu đâu may là anh không lặp lại cái việc hôm qua và nàng không bị đau đau chỉ là vì tất cả nhức nhối do so mỗi cử động không thể hiểu được đàn ông họ tìm thấy cái khoái gì trong việc đó cái đó đáng kinh tởm đó là một cách nhạo báng tình yêu meky không hy vọng rằng tất cả cái trò đó sẽ đưa đến kết quả là đứa trẻ con ra đời nàng muốn từ nay trở đi không bao giờ làm cái việc ấy nữa. Anh đã tìm được việc làm cho em, Lý Úc nói khi họ ăn sáng trong nhà ăn của khách sạn. Anh nói gì thế, Lý Úc? Trước hết, em phải thu xếp cho chúng mình một ngôi nhà tươm tất, ấm cúng đã chứ. Chúng ta vẫn chưa có nhà cửa gì cả. Chúng mình chẳng cần thuê nhà làm quái gì, mé ạ. À. Anh sẽ đi chặt mía, mọi việc đã dàn xếp xong. Phường thợ chặt mía giỏi nhất toàn Queenslander. Do một người tên là Agnes Svensson đứng đầu Trong phường của anh ta có cả người Thụy Điển, người Ba Lan, người Ireland Trong lúc em ngủ bù sau chuyến đi tàu Anh đã đến anh chàng Svensson ấy Anh ta thiếu một người chặt mía Và anh ta đồng ý lấy anh vào làm thử Vì vậy anh sẽ đến ở cùng với tất cả bọn họ trong một căn nhà chạm Bọn anh sẽ làm việc 6 ngày một tuần Từ sớm tinh mơ đến tối mịt Hơn thế nữa Bọn anh sẽ đi khắp các vùng ven sông Tùy theo chỗ nào có việc làm anh càng chặt nhiều thì sẽ càng có nhiều tiền. Còn nếu anh kham nổi công việc và nê giữ anh ở lại trong phường thì anh sẽ kiếm được một tuần không dưới 20 bảng. 20 đồng bạc tròn trịa. Em tưởng tượng được không? Em không hiểu, Lý Úc ạ. À? Chẳng lẽ chúng ta sẽ sống mỗi người mỗi nơi à? Không có cách nào khác, Mét ạ. À? Anh em phường thợ không đồng ý để trong nhà trạm có một người phụ nữ ở cùng. Mà em có một mình thì thuê nhà làm gì? Và lại, em có thể làm việc được quá đi chứ. Tất cả tiền nông của chúng ta sẽ dùng để mua trang trại. Thế thì em ở vào đâu? Và em sẽ làm công việc gì? Em biết chăn cừu, nhưng ở đây lại không có cừu. Ờ, à, đây chính là điều đáng tiếc. Vì thế anh đã tìm được cho em cả việc làm cùng chỗ ở. Lại được nuôi ăn, anh sẽ không phải chi tiền ăn cho em. Em sẽ đi làm người giúp việc trong nhà cho Ludwig Müller ở Himenbock. Cái ông Miller này có những đồn điền mía rất giàu, giải rác khắp vùng. Mà bà vợ thì ốm, một mình không kham nổi việc nhà. Sáng mai anh sẽ đưa em đến nhà họ. Thế bao giờ chúng ta sẽ gặp nhau, Liễu? Vào các ngày chủ nhật. Ludwig biết em là vợ anh, ông ấy không phản đối việc cho em nghỉ các ngày chủ nhật. Ồ, khỏi nói, anh đã thu xếp mọi việc rất tiện cho anh. Cần phải suy nghĩ chứ? Này, Méc ạ, à, chúng ta sẽ trở nên giàu có. Ta sẽ làm việc thật lực và dành dụng từng đồng và chẳng mấy chốc ta sẽ có thể mua được khu đất tốt nhất ở Tây Queenslander. Ở nhà băng Gillenboon anh có 14.000, lại còn mỗi năm thêm được 2.000 nữa và hơn 1.300, mà có khi mỗi năm hai chúng ta còn kiếm được nhiều hơn thế nữa. Không lâu em yêu ạ, à, anh nói chắc chắn đấy. Nào, cười đi và hãy gắng sức vì anh, được chứ? Thuê nhà thì hay ho gì, thà bây giờ chúng ta làm việc cật lực, nhưng chẳng bao lâu em sẽ làm bà chủ trong nhà bếp riêng của mình, đúng không? Thôi được, nếu anh muốn như vậy, Mickey nhìn vào cái túi sách tay của mình. Liệu Úc, anh lấy một trăm bảng của em à? Anh gửi vào nhà băng, số tiền như thế không nên đem theo mình, Meg ạ. À. Nhưng anh lấy hết sạch, em chẳng còn lấy một penny. Thế nhớ em cần mua cái gì thì sao? Xin cho biết, em cần mua cái gì kia chứ? Sáng mai em sẽ ở Himenhok. Ở đấy chẳng có gì để tiêu tiền tiền thuê buồng khách sạn thì anh sẽ trả. Rút cuộc thì em nên hiểu chồng em là một người lao động, còn em cũng không phải là cô con gái nhà quý tộc được nuông chiều để mà vung tiền như xác. Tiền công của em, Minh Lê sẽ gửi thẳng vào tài khoản của anh ở nhà băng. Tiền công của anh cũng thế, anh không tiêu tí gì cho bản thân anh, mét ạ. À. Chính em biết đấy. Thêm nữa, số tiền gửi nhà băng thì cả em và anh đều sẽ không đụng đến bởi vì đấy là tương lai của chúng mình, trang trại của chúng mình. Được rồi, em hiểu. Anh định đoạt rất khéo, Ly Úc ạ. À, nhưng nếu em có con thì sao? Trong giây lát, anh muốn nói thật với nàng, sẽ không có con gì hết, cho đến bao giờ họ tậu được trại. Nhưng về mặt Maggie có cái gì buộc anh không nói ra điều ấy? Thì lúc ấy hãy hay, lo sớm làm gì, đúng không? Theo ý anh, ta tậu trại đã rồi hãy có con thì tốt. Ta cứ hy vọng rằng sự thể sẽ như vậy. Không có nhà, không tiền nong, không có con. Mà thực ra, cũng không có cả chồng nữa. Mickey bỗng bật cười, Liễu cũng bật cười và nâng chén trả lên như nông cốc chúc tụng. Tao uống mừng những món quà nhỏ của Pháp, anh nói. Sáng hôm sau, họ lên chiếc ô tô buýt chạy vùng ngoại ô, một chiếc pho già khọm, chỉ có 12 chỗ, các cửa sổ không có lấy một mảnh kính. Đi Himenhoff. Maggie cảm thấy dễ chịu hơn vì Liễu không hành nàng, tự nàng đưa ngực ra cho anh, có lẽ anh thích cái gì đó không kém gì cái trò khủng khiếp kia. Mặc dù nàng thích có con hơn mọi thứ trên đời, nhưng thực tình nàng không đủ dũng cảm. Chủ nhật đầu tiên khi vết thương bên trong lành lại, sẽ có thể thử lần nữa, nàng nghĩ. Mà có thể là đã có con rồi cũng nên. Khi ấy thì chẳng việc gì phải nhọc công nữa, cho đến khi nào nàng muốn có đứa thứ hai. Maggie mắt người lên náo nức, Nàng tò mò nhìn ra cửa sổ chiếc ô tô buýt đang vất vả bò trên con đường làng đỏ sực. Một vùng kỳ lạ, không có cái gì giống Jinli và phải thừa nhận rằng nó một vẻ hùng tráng và vẻ đẹp mà ở Jinli không hề có. Nhìn thấy ngay rằng ở đây không có hạn hán, đất đỏ thắm, màu máu tươi mới đổ và ở nơi nào đất không bỏ hóa để nghỉ sức thì cây mía mọc lên đặc biệt tốt lá dài, hẹp bản, xanh tươi sao động ở cách mặt đất 15-20 phút, trên thân mía đỏ nhạt to một chết tay. Liễu hoan hỉ giải thích rằng, không nơi nào trên thế giới mía mọc cao và tốt đến thế, cho nhiều đường đến thế. Lớp đất đỏ này dày lắm, đến 100 phút, và chất đất giàu dinh dưỡng, hoàn toàn đáp ứng yêu cầu cần thiết, mưa bao giờ cũng đủ, do đó muốn hay không, mía mọc lên vẫn là loại mía tốt nhất. Hơn nữa, không nơi nào trên thế giới có thợ chặt mía là người da trắng, mà người da trắng ham muốn kiếm nhiều tiền là người làm việc nhanh nhất anh có thể thành một diễn giả tuyệt vời trên đường phố đấy Mackie nhích mép cười lúc ngờ vực nhìn nàng nhưng không nói gì vừa hay ô tô bus dừng lại bên lề đường nơi họ cần xuống xe chẳng phải là vô cớ mà vợ chồng Miller gọi ngôi nhà lớn màu trắng của mình là Himenhof thượng tầng không trung Ngôi nhà ở ngay trên đỉnh một quả đồi dốc đứng, xung quanh có chuối, dừa và những cây cọ đẹp sáng. Thấp hơn một chút, tán lá rộng của chúng xòe ra như cái quạt, tựa như đuôi công. Một khoảnh rừng toàn loại tre khổng lồ cao đến 40 phút che chắn phần nào cho ngôi nhà chống lại sức mạnh hung cuồng của gió Tây Bắc. Và ngôi nhà dựng trên đồi cao, nó vẫn ở trên những cây cột cao 15 phút. Lý Úc đỡ lấy vali của Maggie, nàng thở hồn hền khó nhọc bước đi bên cạnh anh trên con đường không lát đá. Nom nàng rất đổi sang trọng, chân đi bít tất và giày cao gót, vành mũ trễ xuống đóng khung lấy khuôn mặt một cách sầu não. Ông trùm mía không có nhà, nhưng khi Liễu và Maggie đi lên các bậc thang thì vợ ông ta ra hàng hiên đón họ. Chị ta mỉm cười, Maggie nhìn khuôn mặt đôn hậu dễ thương ấy và lập tức cảm thấy trong lòng thơ thới hơn. Mời vào, mời vào, bà chủ nói bằng giọng người Úc chính cống. Đến đây Maggie vui hẳn lên, nàng cứ ngỡ sẽ được nghe thứ tiếng pha giọng đức. Lý Úc đặt vali xuống sàn, bắt tay bà chủ, đã bỏ tay trái khỏi nạn một lúc. Rồi anh chạy xuống thang, anh vội lên chuyến ô tô bít trở về. 10 giờ sáng, Agnes Svensson đã đợi anh cạnh quán bia. Tên cô là gì? Mrs. Onin. Maggie. Nghe hay lắm. Còn tôi là Anna, cô cứ gọi tôi bằng tên thôi thì hơn từ khi cô giúp việc trước rời khỏi đây suốt tháng tôi hết sức cô đơn nhưng bây giờ không dễ gì tìm được một người giúp việc tốt đành phải gắng sức tự thu xếp lấy công việc thôi chúng tôi chỉ có hai vợ chồng với nhau tôi và ludwig chúng tôi không có con có lẽ không bận rộn lắm đâu tôi hy vọng rằng ở với chúng tôi cô sẽ thích Maggie ạ à. vâng tất nhiên rồi mrs Miller, n ạ à. Ta đi đi, tôi sẽ đưa cô đi xem buồng của chúng tôi. Cô mang được vali không? Đáng tiếc là tôi không mang vác được. Căn buồng bày biện nghiêm nghị và đơn giản, cũng như cả ngôi nhà, nhưng trông ra một phía duy nhất. Ở đó mắt không vấp phải bức tường, cây chắn gió, và trông ra vẫn cái hàng hiên dài, hệt như một phòng khách. Maggie cảm thấy cái phòng khách này quá trần trụi, đồ gỗ loại nhẹ dùng cho biệt thự ở ngoại ô, không có rèm cửa gì cả nhung và thậm chí cả vải hoa đều không được dùng ở đây vì thời tiết quá nóng, Anna giải thích. Bởi vậy, chúng tôi sống như thế đấy. Đồ đặc bằng che đan và mặc thật nhẹ miễn là giữ phép lịch sự. Tôi sẽ phải chỉ bảo cho cô nhiều đấy, không thì cô sẽ khốn đốn. Cô mặc nhiều thứ kinh khủng. Bản thân chị ta mặc chiếc áo choàng không tay, cổ mở rộng, chiếc quần ngắn cũn cỡn để thòi ra đôi chân tàn phế vì bệnh tật, lùng lẳng, nom đến thảm hại. Maggie chưa kịp định thần thì trên người nàng đã mang bộ y phục cũng như thế. Phải mượn n rồi sau có lẽ nàng sẽ thuyết phục Lý Úc rằng nàng cần mua ít thứ cần thiết nhất. Thật là bẽ khi phải giải thích rằng chồng không cho nàng một xu, nhưng Maggie đành chịu đựng, song nàng không bối rối lắm về việc bây giờ nàng mặc ít thứ trên người. Ồ, oh, cô mặc chiếc quần sọt, nom đẹp hơn tôi mặc nhiều, Anna nói, và chị vui vẻ giải thích tiếp. Ludwig sẽ mang củi đến cho cô. Cô không phải tự mình chè củi và khuân củi lên các bậc thang. Tiếc rằng chúng tôi không có điện như tất cả những người ở gần thành phố hơn, nhưng chính quyền của chúng ta chuyển biến rất chậm. Có lẽ sang năm, người ta sẽ kéo đường dây đến Himenhok. Còn tạm thời thì than ôi, đành phải khổ sở với cái bếp lò già nua tồi tệ này vậy. Hãy chờ một thời gian, Maggie ạ. Rồi đây có điện, chúng tôi sẽ lập tức sắm bếp điện, cả hệ thống thắp sáng, cả tủ lạnh em đã quen không cần đến thứ đó. Đúng, nhưng ở vùng của cô khí hậu nóng khô, ở đây khó chịu hơn nhiều, không so sánh được. Thậm chí tôi sợ cho sức khỏe của cô. Khí hậu ở đây có hại cho nhiều phụ nữ. Nếu họ không quen với nó từ trong nôi, cái đó phần nào có liên quan đến tuần hoàn máu. Chúng ta ở vĩ độ chết về phía nam xích đạo cũng như Bombay và Rungun -rung, chết về phía bắc. Những chốn không thích hợp cả cho thú vật cũng như cho con người. Nếu như nó không sinh ra ở đấy. Chị mỉm cười. Tôi hết sức vui mừng vì cô đến đây. Tôi với cô sẽ sống với nhau rất hòa hợp. Cô có thích đọc sách không? Tôi với Ludwig đúng là mê sách như điên. Maggie hớn hở, em cũng thế. Tuyệt diệu, thế thì cô sẽ không đến nỗi buồn lắm khi vắng anh chồng đẹp trai của cô. Maggie im lặng, buồn vì không có ly úc ư, mà anh đẹp trai thật ư, giá như không bao giờ nhìn thấy anh nữa thì thật là hạnh phúc. Khốn nỗi anh là chồng nàng và theo luật đời nàng gắn liền với đời anh. Chẳng đổ lỗi cho ai được ngoài bản thân mình, chính nàng đã đi cái bước ấy kia mà. Nhưng có lẽ khi đếm được đủ tiền và mơ ước tận cái trại ở Tây Vinslander thành sự thật, thì hai người sẽ ở cùng một chỗ, sẽ biết nhau rõ hơn và mọi việc sẽ ổn thỏa. Lý Úc không phải là người tồi tệ và đáng ghét, chẳng qua là nhiều năm dài anh ấy vẫn sống một mình, vì thế không biết cách chia sẻ cuộc sống với ai cả. Anh là con người vốn không phức tạp, chỉ mải miết với một nhiệm vụ duy nhất, vì thế không biết đến tình thương cũng không biết đến những hồ nghi. Điều mà anh mưu cầu, điều mà anh mơ ước là một mục đích đơn giản, sở được, mó thấy. Anh chờ đợi một phần thưởng hoàn toàn rõ rệt đền bù cho việc anh làm lụng không tiếc sức, kiêng nhịn hết mọi thứ. Chính vì thế người ta kính trọng anh, không một lúc nào Mackie nghĩ rằng anh phí tiền cho những thú vui riêng nào đó. Anh đã quyết như thế tiền sẽ gửi nhà băng. Khổ một nỗi là anh không bao giờ có thời gian, cũng không muốn hiểu phụ nữ. Rõ ràng anh không nghi ngờ rằng phụ nữ có cấu tạo khác. Người phụ nữ cần cái mà anh không cần, cũng như anh cần cái mà phụ nữ không cần. Thôi được, có thể tình thế còn tệ hơn nữa kia. Ngộ nhớ anh bắt nàng phải làm cho những người kém đáng yêu và kém ân cần hơn Annie Miller nhiều thì sao? Ở đây trong ngôi nhà trên ngọn đồi sẽ không có chuyện gì chẳng lành xảy đến với nàng. Nhưng Trogeda giờ đây xa vời biết bao. Maggie lại nghĩ về Trogeda khi hai người đi vòng quanh cả ngôi nhà và dừng lại ở ngoài hiên trước phòng khách, nhìn khắp khu đất Himenhoek. Những đồng mía rộng lớn, nhưng vẫn không mênh mông bằng những dạ bãi chăn ở Trogeda, phóng hết tầm mắt không bao quát hết được. Lá xanh tươi rậm rì, được nước mưa gội sạch lấp lánh dập dờn trước gió và men theo sườn đồi thoai thoải đổ xuống bờ sông có rừng rậm rạp, con sông to rộng rộng hơn sông Brown nhiều. Bên kia sông lại những đồn điền mía thoai thoải chạy lên cao, giữa những ô vuông rực lên một màu xanh chói gắt độc địa hiện lên những khu đất đỏ như máu. Đó là những khu vực bỏ hóa còn xa hơn nữa. Dưới chân trái núi đồ sộ, đất trồng trọt chấm dứt đột ngột và cây bụi mọc hoang chiếm lĩnh quyền lực. Tiếp sau cái đỉnh nhọn hoắt của trái núi này nổi lên những đỉnh núi mới, dần dần ngả sang màu hoa cà, tan vào chân trời xa xăm. Ở đây màu xanh của bầu trời rực rỡ hơn, đậm hơn ở Shinli, giải rác những cụm mê trắng xốp và mọi màu sắc xung quanh đều sinh động, rực rỡ. Núi này tên là Barton Freer, Enner vừa nói vừa trỏ cái đỉnh núi đơn độc, 6.000 phút trên mặt biển. Nghe nói nó toàn bằng thiết nguyên chất nhưng không khai thác được, ở đấy đích thực là rừng nhiệt đới. Đột nhiên, một trận gió phả lên một mùi trầm trệ tẩm lợm, cái mùi vẫn bám theo Maggie từ lúc nàng xuống tàu. Tuồng như mùi thối sữa, nhưng không hẳn vậy. Nó lờ lợ, thấm sâu và bám dai, gió thổi mạnh đến thế nào cũng không tan. Đấy là mùi nước mật đen, Anna nói khi thấy hai cánh mũi Maggie rung động và chị châm thuốc lá hút. Cái mùi khó chịu quá. Ừ, đúng thế. Bởi thế tôi mới hút thuốc, nhưng dần dần cũng quen đi phần nào. Có điều khác với những cái mùi khác, nó không bao giờ mất hẳn ngày đêm bao giờ cũng phải thở cái mùi nước mật ấy thế những nhà bên sông có ống khói đen kia là cái gì đấy chính là xưởng chế tạo nơi đưa ra cái mùi ấy ở đấy từ mía người ta nấu đường bán thành phẩm xác mía khô còn lại gọi là bã ép bã ép đó và đường bán thành phẩm được đưa về miền nam về sydney để tinh chế từ đường bán thành phẩm người ta làm ra mật ngà ngà và mật đen siro đường cát đường tinh chế và gluco nước còn bã ép dùng làm vật liệu xây dựng những tấm tương tự như ván ép dùng cho xây dựng. Không cái gì bỏ phí, không một mảy may, vì thế trồng mía có lợi ngay cả lúc này dù đang có khủng hoảng. Agnes Venson cao 6 phút, 2 đuôi im, hệt như Lý Úc và cũng rất đẹp trai. Tấm thân luôn luôn phơi nắng, bắt một lớp xám ánh vàng, tóc dễ che ánh vàng xoắn bút. Những đường nét thanh tú đều đặn, giống những đường nét của Lý Úc lạ thường ta thấy ngay rằng người Thụy Điển và người Ireland có cùng một thứ máu phương Bắc và nó chiếm tỷ lệ lớn như thế nào. Lê Úc đã kịp thay chiếc quần bằng vải giả da quen thuộc và áo sơ mi trắng bằng bộ đồ shop. Bây giờ, anh với Agne lên chiếc cam nhông giả khụ, thở kho khe và đi về Gundivindi, nơi phường thợ chặt mía đang làm việc. Chiếc xe đạp cũ mới mua cách đây ít lâu được Lý Úc quẳng lên thùng xe cùng với vali, anh nôn nóng muốn mau mau bắt tay vào việc. Những người thợ khác đã làm việc từ tảng sáng và thậm chí không ngẩng đầu lên khi ác nê từ căn nhà chạm đi đến chỗ họ, theo sau có lễ úc bám sát gót. Tất cả những người chặt mía đều mặc như nhau, quần sóc, giày với bít tất len dày, đầu đội mũ Panama vải gai. Liễu úc nheo mắt nhìn những người ấy, nông họ hết sức kỳ lạ, từ đầu đến chân lem luốc bùn đen như than, trên ngực, hai tay và lưng có những đường sọc màu hồng do mồ hôi chảy thành dòng, gột sạch bùn tạo nên. Đấy là do bùn và bồ hóng, Agne giải thích. Mía không thể cứ để nguyên thế mà chặt, trước hết phải hun lửa đã. Anh ta cúi xuống, lượm hai con dao lớn, đưa một con cho Lý Úc. Này, cầm lấy dao, anh ta vừa nói vừa nhấc thử con dao thứ hai trong tay. Cái này dùng để chặt mía đây, không có gì rắc rối lắm nếu như biết cách sử dụng và anh mỉm cười trình diễn cho thấy việc đó diễn ra như thế nào. Dường như bỡn đùa nhưng thực ra chắc không dễ dàng và đơn giản cho lắm. Liễu nhìn cái công cụ hung dữ mà anh nắm chặt trong tay, không có gì giống với machete của người da đỏ. Mũi dao không nhọn hoắt, trái lại cái lưỡi dao hình tam giác rộng hơn nhiều và ở một góc của đầu loe rộng có uốn một cái móc hình dạng quỷ quyệt tựa như cựa gà trống. Mắt xe tế quá nhỏ không dùng để chặt mía ở vùng này được, Agne nói, sau khi đã trình bày cho Lê Úc xem đủ mọi cách thức. Còn thứ đồ chơi này thì thích hợp, rồi chính cậu sẽ thấy, có điều cần mài sao thường xuyên một chút. Thôi, may mắn nhé. Anh ta đi về khu vực của mình, còn Lý Úc đứng đấy lưỡng lự dây lát, rồi anh nhún vai, bắt tay vào việc. Trong mấy phút, anh đã hiểu tại sao cái việc này dành cho nô lệ và người sa màu, những kẻ không hề ngờ rằng có thể tìm được những việc làm thuê nhẹ nhàng hơn Đại loại như việc xén lông kiều, anh nhích mép cười gần một mình. Cúi xuống, vung dao chặt, vươn thẳng lên, túm chặt lấy cái thân cây thô kệch có chỏm quá nặng. Dóc bàn tay suốt chiều dài thân cây mía làm cụp lá lại, đặt nó vào với những thân cây khác, đều đặn, cây này liền cây kia, tiếp tục bước đi, cúi xuống, chặt, vươn thẳng người lên, thêm vào đống mía một thân cây nữa. Trong đám mía đầy rẫy những sinh vật nhỏ đủ các loại, nhung nhúc những chuột lớn nhỏ, rán cóc nhện, rắn, ong vẽ, rồi ong mật. Cơ man nào là những con vật có khả năng cắn ác liệt hay đốt dữ dội Vì thế người chặt mía trước hết phải hun lửa đống mía, thà làm việc trong bùn và bồ hóng còn hơn là trong mía xanh giữa những thứ rắn rết, sâu bọ độc ác ấy. Dù sao cũng không tránh khỏi những vết cắn và vết xước, nếu không đi giày thì chân Lý Úc chắc còn bị thương nhiều hơn tay nhưng không người chặt mía nào đi bao tay. Đeo bao tay làm việc chậm hơn và trong trò chơi này thời gian là tiền bạc, với lại bao tay là dùng cho những kẻ ẻo lạ. Trước lúc mặt trời lặn, Agne lớn tiếng gọi tất cả những người đã sắp xếp xong công việc và đến xem Lê Úc đã chặt được nhiều chưa. Ô hô, anh bạn, khá đấy. Anh ta reo lên và vỗ lưng Lê Úc, 5 tấn. Ngày đầu như thế không phải là xoàng đâu. Nhà trạm cách chỗ làm không xa, nhưng đêm nhiệt đới đến tức thì, và khi họ đi về đến đấy thì trời đã tối. Không vào nhà, tất cả trần chuồng vào buồng tắm hoa sen và ở đấy xa, khăn tắm quấn quanh hông, họ vào nhà chạm. Ở đó hàng núi thức ăn đã chở họ trên bàn. Cứ lần lượt mỗi tuần, một người thợ chặt mía nấu ăn cho cả phường. Mỗi người làm món gì mình biết làm. Hôm nay có thịt bò với khoai tây, bánh mì dẹt nhạt, muối nướng, trong cho và pudding với mứt. Mọi người thèm thuồng xà vào ăn và ngốn hết sạch sành xanh mọi món. Trong ngôi nhà trạm ghép bằng những tấm tôn có nếp gợn, dọc theo tường nhà có hai dãy dài giường sắt, vừa thở vừa chửi rủa cây mía tàn tệ, chỉ khéo đến nỗi bất cứ người chăn lùa bò thiến nào cũng phải ghen tị. Những người thợ chặt mía trần chuồng, nằm lăn trên tấm vải trải giường không tẩy trắng, buông màn và thoáng chốc đã ngủ say lì. Qua lớp vải màn chỉ thấy trên mỗi chiếc giường một bóng đen mờ mờ bất động. Agne giữ ly úc lại, chờ xem tay nào anh ta xem xét hai bàn tay đầy vết xước chảy máu vết rộp và vết đâm trước hết phải rửa tay thật kỹ đi đá rồi bôi thuốc vào thuốc bôi đây và mình khuyên cậu tối nào cũng phải xoa dầu dừa không được bỏ ngày nào tay cậu to khỏe lắm được đấy nếu lưng cũng chịu đựng được thì cậu sẽ trở thành người chặt mía khá đấy một tuần là quen thôi sẽ không đau lắm nữa trong tấm thân cường tráng tuyệt diệu của Lý Úc, mỗi bắp cơ đều đau ê ẩm, anh chỉ cảm thấy đau vô hạn, không thể chịu nổi. Anh bôi thuốc và băng tay, dắt màn, nằm dài trên chiếc giường dành cho anh giữa những ngăn khác cũng chật trội và ngột ngạt như thế và nhắm mắt lại. Giá mà anh biết trước mình sẽ phải vất vả như thế nào thì anh tuyệt nhiên không phí sức về Maggie. Hình ảnh nàng đã mờ nhạt đi, không đáng thèm muốn, chẳng còn là cái gì và đã lùi vào một góc nào xa xăm trong ý thức. Điều rõ ràng là trong lúc anh làm công việc chặt mía, anh sẽ không thiết gì đến nàng. Đúng như Agne đoán trước, sau một tuần thì Lý Úc quen với công việc và chặt được lượng mía bắt buộc phải chặt được trong một ngày, 8 tấn. Định mức mà người Thụy Điển đòi hỏi ở mỗi người thợ trong phường. Thế là Lý Úc phải quyết vượt cả Agne, kiếm được nhiều hơn những người khác, hơn nữa còn trở thành đối thủ của người đứng đầu nhưng cái chính là anh mong muốn người ta kính trọng và thán phục anh. Ở đây đối với tất cả mọi người, Agne gần như là thượng đế, vì anh là người chặt mía giỏi nhất của Lander, như vậy có lẽ là giỏi nhất thế giới. Mỗi tối thứ bảy, khi phường thợ ra thành phố, dân thành phố tranh nhau mời Agne rượu vang và bia, còn phụ nữ quấn quýt anh ta như đàn bướm sặc sỡ. Agne và Lý Úc có rất nhiều cái chung, cả hai đều háo xanh, cả hai đều thích trí về những cái nhìn khâm phục của phụ nữ. Nhưng mọi việc dừng lại ở sự thán phục mà thôi. Họ không hơi đâu mà bận tâm đến phụ nữ. Tất cả sức lực đều dành cho mía. Đối với Lý Úc, trong công việc này có cả vẻ đẹp và sự đau khổ mà dường như anh vẫn khao khát suốt đời. Cúi xuống, vươn thẳng lên lại cúi xuống. Một nhịp điệu đặc biệt, một thứ nghi thức như thể tham gia vào một bí tích mà chỉ những người đặc tuyển mới được anh ta luôn luôn chú ý đến lý úc đạt đến độ hoàn hảo trong công việc này nghĩa là trở thành người ưu tú nhất trong những người ưu tú của đội ngũ chọn lọc những người thợ giỏi nhất trên đời đi đến đâu anh cũng có thể tự hào về bản thân vì anh biết rằng trừ những ngoại lệ hiếm hoi trong số những người xung quanh không ai chịu đựng nổi lấy một ngày ở đồn điền mía ngay đến vua nước anh cũng không vượt cao hơn anh và nếu vua biết anh thì bản thân vua cũng sẽ khâm phục anh anh có quyền thương hại và khinh miệt nhìn các tiến sĩ và các trạng sư những kẻ cạo giấy và những kẻ kiêu ngạo khác chặt mía tới mức độ mà chỉ có một người da trắng hám tiền mới có thể làm được như thế đấy là chiến công trong những chiến công là một thành tựu hết sức vĩ đại Lý úc ngồi xuống mép giường cảm thấy những múi bắp thịt trên tay nổi phồng lên anh nhìn đôi tay chai sạn đầy vết sẹo lớn nhỏ của mình đôi chân dài cân đối phủ một nước dám thẫm màu và mỉm cười Người nào đương nổi công việc đó, chẳng những sống nổi mà còn yêu mến nó, người ấy là Trang Nam Nhi thực sự. Chưa biết vua nước Anh có thể nói như thế về bản thân mình không? Suốt một tháng, Maggie không nhìn thấy Lý Úc. Chủ nhật nào, nàng cũng đánh phấn lên cái mũi bóng loáng vì trời nóng. Mặc bộ áo váy bằng lụa thật đẹp, nhưng không mang bít tất và áo lót để khỏi phải chịu cái cực hình do chúng đem lại và chờ đợi chồng nhưng anh vẫn không về. Enner và Ludwig Miller lặng lặng nhìn sự náo nước của nàng tắt dần cùng với mỗi ngày chủ nhật, khi bóng đêm tức thời đổ đến như tấm rèm buông xuống che khuất cái sân khấu sáng rực nhưng trống rỗng. Không hẳn là Maggie khao khát gặp anh, nhưng dù sao đi nữa, anh là của nàng và nàng là của anh, hay chẳng biết nên nói thế nào cho chính xác hơn. Chỉ cần tưởng tượng rằng anh hoàn toàn không nghĩ đến nàng, trong khi đó ngày lại ngày, tuần lại tuần nàng luôn luôn chờ mong anh trong ý nghĩ chỉ tưởng tượng đến điều đó là lòng nàng đã tràn ngập nỗi tức giận thất vọng tủi hổ xót xa và đau buồn dù hai đêm ấy ở khách sạn đang lâu đáng ghét thế nào đi nữa ít xa khi ấy đối với ly úc nàng chiếm vị trí thứ nhất biết thế này thì lúc ấy nàng đừng hét lên vì đau mà cứ ngậm miệng đi thì hơn ờ cố nhiên tất cả tai họa là ở đấy sự đau đớn của nàng làm anh bực mình đầu độc khoái lạc của anh nàng không còn giận anh thờ ơ với đau khổ của nàng, mà nàng ân hận và cuối cùng nàng tin chắc rằng lỗi là tại nàng cả. Đến chủ nhật thứ tư, nàng không mặc đẹp nữa và đi chân đất trong bếp, mặc chiếc áo không tay và quần cộc chuẩn bị bữa ăn sáng nóng cho Enner và Ludwig. Một tuần một lần họ cho phép mình hưởng sự sang trọng không thích hợp như thế. Nghe thấy tiếng bước chân ở bậc tam cấp sau, nàng quay lại. Tuy mỡ trong chảo nổ bắn lên và xèo xèo, và nàng luống cuống nhìn chằm chằm vào anh chàng đồ sộ bù xù đứng ở cửa liễu ư anh nom không giống người như đẽo bằng đá nhưng bức tường đá đi trong phòng hôn mách ghi một cách khoái trá và đến ngồi vào bàn nàng đập quả trứng vào chảo và cho thêm mỡ enner muller vào mỉm cười lịch thiệp không hề lộ ra là chị tức giận anh ta con người khủng khiếp không biết anh ta nghĩ gì nhỉ bỏ mặc người vợ trẻ bao nhiêu lâu rút cục anh đã nhớ ra rằng anh có vợ, chị nói. Xin mời ra hàng hiên ăn sáng với chúng tôi. Hãy giúp Maggie Lý Úc. Mang hộ món trứng tráng đi. Còn lãng bánh mì nướng giòn thì có lẽ tôi sẽ mang được dù là cắn bằng răng. Ludwig Müller sinh ở Úc nhưng ở ông ta thể hiện rõ dòng máu Đức. Mặt đỏ tía do áp lực đồng thời cả của mặt trời và bia. Cái đầu gần như vuông, tóc đang ngả bạc, mắt xanh nhạt, đích thực là người vùng pre -Bantic. Cả ông ta và vợ đều rất ưa Maggie. Họ vui sướng vì rất may mắn có được người giúp việc như thế. Ludwig đặc biệt biết ơn số phận. Ông thấy Enner vui vẻ như thế nào từ khi trong nhà rực lên cái đầu óng vàng này. Việc chặt mía thế nào? Ông ta vừa hỏi vừa chút trứng tráng với mỡ vào đĩa. Anh tin hay không thì tùy, nhưng tôi rất thích công việc ấy. Ludwig bật cười và cũng lấy một khẩu phần lớn. Cái nhìn thấu suốt của Ludwig dừng lại ở khuôn mặt đẹp trai của Lý Úc và anh gật đầu. Tôi tin chứ, theo tôi tính tình anh thích hợp với công việc ấy và vóc dáng anh cũng xa trò. Anh có thể vượt những người khác và cảm thấy thế hơn của mình. Bị trói buộc bởi tài sản thừa kế, những đồn điền mía, bởi công việc rất xa với khoa học. Không có mảy may hy vọng thay thế cái này bằng cái kia, Ludwig vẫn say mê nghiên cứu bản chất con người và đọc khá nhiều tập sách dày, bìa bọc da dê thuộc, Gáy sách mang những cái tên như Eroider, Jung, Hexley và Rusen. Thế mà tôi cứ nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ về gặp Maggie. Anna nói, dùng cái chổi lông nhỏ quét bơ nóng chảy thành nước vào miếng bánh mì nướng giòn. Ở vùng này chỉ có thể ăn bơ ở dạng như thế, dấu sao vẫn còn hơn là không có gì. Ồ, tôi và Andre quyết định làm việc cả chủ nhật một thời gian, mai chúng tôi đi im game. Vậy thì Maggie tội nghiệp sẽ rất hiếm khi gặp anh. Meg hiểu đấy, chỉ độ hai năm thôi, rồi mùa hè sẽ nghỉ việc. Anne nói rằng anh ấy sẽ thu xếp cho tôi vào xưởng tinh chế ở Sydney trong thời gian ấy và tôi có thể đưa Maggie theo. Tại sao anh phải làm việc nhiều như thế? Anne hỏi. Cần có đủ tiền để mua đất ở phía Tây tại một nơi nào đó ở Kainun. Meg không nói gì với anh chị à. Tiếc rằng Maggie của anh ít nói về công việc của mình. Chính anh kể cho chúng tôi nghe đi, Lý Úc. Cả ba người nghe anh và theo dõi diễn biến sinh động của khuôn mặt cương nghị dám nắng, ánh long lanh của cặp mắt xanh biếc. Từ phút Lý Úc xuất hiện ở ngưỡng cửa bếp trước bữa sáng, Maggie không thốt lên lời nào. Còn anh không ngớt dùng lời lẽ rực rỡ vẽ nên một vùng tuyệt diệu trên cõi đời. Cỏ tươi mọng làm sao, những con chim Bronga cực to màu xám phô trương vẻ đẹp đi dạo thung thăng trên con đường lớn bụi bạm duy nhất ở Kainun. Những đàn kangaroo, hàng ngàn con chạy vùn vụt, mặt trời ở đây như nung như đốt, khô và nóng. Rồi một ngày kia, một màu của vùng đất tuyệt diệu ấy sẽ là của tôi. Mẹ cũng góp một số tiền vào đấy. Chúng tôi làm việc cật lực như vậy cùng lắm là 4-5 năm thôi, không hơn. Có thể giải quyết nhanh hơn, nếu tôi lấy một mảnh tồi hơn. Nhưng bây giờ tôi biết người chặt mía có thể kiếm được bao nhiêu, Thành thử tôi sẵn lòng làm việc lâu hơn Nhưng sẽ được khu đất hẳn hoi Lý Úc cúi xuống gần bàn Hai bàn tay rộng bàn Đầy viết dứt xẻo ôm lấy chén trà Hôm qua gần như tôi đã vượt acne Tôi xin nói với anh chị như thế Tôi đã chặt được 11 tấn Chỉ trong có một ngày Ludwig huyết sáo với vẻ Thán phục thành thật Và họ nói về việc có thể chặt được Bao nhiêu trong một ngày Maggie uống từng ngụm nhỏ trà đặc Gần như đen không có sữa Ôi chào, Lý Úc, Lý Úc. Lúc đầu anh nói khoảng 2 năm, bây giờ lại bảo 3-4 năm. Ai biết được lần sau nói về kỳ hạn, anh sẽ định là mấy năm. Lý Úc phấn khởi ra mặt về tất cả những điều đó. Đến kỳ hạn, liệu anh có từ bỏ công việc đó không? Anh có thôi không? Lại còn vấn đề nữa, liệu nàng có muốn chờ đợi lâu như thế để làm sáng tỏ điều đó không? Vợ chồng Müller là những người rất tốt, hoàn toàn không muốn nàng phải làm việc kiệt lực. Nhưng nếu cần sống không có chồng, thì không có đâu hơn Rogeda. Trong một tháng, Maggie ở Himenhok, không một ngày nào nàng cảm thấy mình khỏe thực sự. Nàng chẳng muốn ăn chút nào, đôi lúc dạ dày cứ thế nào ấy. Nàng như mơ ngủ, uể oải và không thể nào phấn chấn lên được. Vậy mà, nàng vốn bao giờ cũng hoạt bát tươi tắn, sự suy yếu không biết ở đâu ra này làm nàng kinh khoảng. Sau bữa ăn sáng, Liễu giúp nàng rửa bát đĩa rồi đưa nàng đi dạo ra cánh đồng mía gần nhất và luôn luôn chỉ nói về đường và việc chặt mía và về việc sống ngoài không khí thoáng đãng thật là hay và ở phường thợ của ác có những chàng trai tuyệt vời nói chung làm thợ chặt mía hơn thợ xén lông cừu nhiều không thể so sánh được rồi họ lại lên đồi liễu đưa Maggie vào một góc mát mẻ tuyệt trần bên dưới nhà giữa những cây cột ở đây enner tổ chức một nhà kính trồng cây khắp nơi có bày những đoạn ống bằng đất sét bề ngang và chiều cao khác nhau trong đó có đổ đất và trồng các loại cây leo và cây cảnh phong lan đủ các loại và các màu sắc dương xỉ các loại cây leo và cây bụi kỳ lạ dưới chân là đất mềm mại thơm thơm mùi nhựa vỏ bào tươi ở các cây xà có treo những giỏ bằng dây thép trong đó cũng trồng dương xỉ phong lan huệ trong các ổ làm bằng vỏ cây gắn vào những cây cột bìm bìm vẫn mọc còn dưới chân các ống đất thu hải đường nở hoa lộng lẫy huy hoàng đủ các sắc màu đây là chỗ trú ẩn ưa thích của Maggie, chỗ duy nhất mà nàng yêu mến hơn bất cứ xó nào ở Rogeda. Ở Rogeda, trên một diện tích nhỏ như thế này không bao giờ có các thứ cây đủ loại như thế. Không khí ở đấy quá khô. Xem này anh Lý Úc, kỳ thú quá, phải không? Anh nghĩ thế nào? Có lẽ hai năm nữa anh có thể thuê cho em một căn nhà nhỏ chứ? Em rất muốn chính mình gây dựng một cái gì đại loại như thế này. Nhưng em cần quái gì phải một mình ở cả một ngôi nhà kia chứ? này mẹ ạ à, đây không phải là jean lee ở vùng này phụ nữ ở một mình nguy hiểm em ở nhà vợ chồng Miller tốt hơn nhiều anh nói thực đấy hay là ở nhà họ em thấy khó chịu em rất thích trong chừng mực mà người ta có thể vui thích khi ở nhà người khác này mak ạ à, em hãy bằng lòng với những gì hiện có cho đến lúc chúng ta chuyển về miền tây chúng ta không thể tiêu phí tiền như thế thuê nhà em ăn không ngồi rồi lại còn phải dành dụng tiền nong nữa em hiểu chứ vâng anh liễu anh xúc động quá đến nỗi quên cả duyên do vì sao anh dẫn nàng vào cái góc dưới nhà này. Anh muốn hôn nàng. Thay cho cái hôn, anh dừng như sơ ý tát nàng một cái. Có lẽ cái tát quá mạnh, quá đau để có thể coi là cái tát sơ ý. Và anh đi về chỗ, anh dựa chiếc xe đạp của mình vào cái cây bên đường. Để gặp nàng, anh đạp xe 20 dặm. Cốt sao khỏi tốn tiền vì tàu và ô tô buýt. Và bây giờ lại phải đạp xe vượt 20 dặm đường trở về tháng riêng đến rồi qua đi, tháng thợ chặt mía ít việc nhất, nhưng chẳng thấy mặt mũi Lý Úc đâu. Lần ấy khi về thăm Maggie, anh có nói ấp úng điều gì về việc anh sẽ đưa nàng cùng đi Sydney, nhưng anh lại đi Sydney với Acne Acne là kẻ độc thân, anh ta có bà gì, bà gì có nhà ở Rosella. Từ đấy có thể đi bộ đến xưởng tinh chế không tốn tiền xe điện, lại chuyện tính toán lợi hại. xưởng ở giữa những bức tường xi măng khổng lồ dựng trên quả đồi như một pháo đài, Đối với người chặt mía có những mối quen biết thì bao giờ cũng tìm được việc làm. Lý Úc và Acne xếp những túi đường thành những chồng đều đặn lúc rảnh rỗi họ tắm, bơi, đứng thăng bằng trên tấm ván lướt trên những con sóng nhào. Còn Maggie ở lại đang lâu, trong nhà Miller không hy vọng chờ được đến cuối Mogret. Họ gọi mùa mưa và gió mùa như thế. Mùa khô ở đây kéo dài từ tháng 3 đến tháng 11 và ở phần này của châu Úc nó không phải là mùa khô lắm. Nhưng so với Mokret thì đấy là thời kỳ sung sướng. Trong thời kỳ Mokret, bầu trời quả thực toát ra và trút xuống những thác nước thực sự. Không phải mưa hết ngày này sang ngày khác, mà từng đợt từng cơn và giữa những trận hồng thủy đó, mọi vật xung quanh giường như bốc hơi, những cột hơi trắng cuồn cuộn bốc lên trên những đồn điền mía, trên mặt đất, trên những lùm cây bụi, trên núi. Thời gian trôi đi và Maggie ngày càng nhớ quê nhà xa giết hơn. Nàng đã biết rằng ở Bắc Vinslander sẽ không bao giờ nàng cảm thấy như ở nhà. Trước hết, nàng kém chịu đựng được khí hậu ở đây, có thể vì suốt đời nàng đã sống ở vùng khô, thậm chí là hạn. Và nàng phát ớn lên vì xung quanh hoang vắng, không niềm nở, tất cả đều toát ra sự đờ đẫn buồn ngủ nặng nề. Phát ớn lên vì xung quanh nhung nhúc sâu bọ và đủ các loại vật trườn bò mỗi đêm là một khổ hình, phát khiếp lên vì những con cóc, nhện độc, rán, chuột, cách xù, không hơi sức đâu đuổi được chúng ra khỏi nhà, mà nàng sợ chúng chết khiếp đi được. Con nào cũng to cành, chân cháo và rất là đói ăn. Nàng thù ghét nhất là những đan ni, tiếng lóng địa phương gọi nhà tiêu, và đang lâu cũng được gọi bằng cái tên thu nhỏ ấy. Một cái cớ thường xuyên để bông đùa và pha trò. Nhưng ở vùng đan ni, không thể tưởng tượng ra cái gì gớm guốc hơn những đàn ni ấy. Với khí hậu ở đây, không thể tưởng tượng được việc đào hố trong đất mà lại tránh được bệnh thương hàn và những cái khác đại loại như thế. Thay cho hố xí là cái thùng sắt, chát hắc ín, nó bốc mùi hôi thối, thu hút hàng đàn ruồi vo ve, nhung nhúc, đủ thứ giỏi bọ. Mỗi tuần thay thùng một lần, nhưng mỗi tuần một lần là quá thưa toàn bộ bản thể của Mackie chống đối lại cái khả năng của dân ở đây có thái độ hết sức điềm nhiên đối với sự gớm quốc đó coi nó như một cái gì dễ hiểu và tự nhiên dù nàng có sống ở Vinslander suốt đời nàng cũng không thể bằng lòng với tình trạng đó tuy nhiên nàng nghĩ một cách tuyệt vọng có lẽ tình trạng này quả thực là suốt đời dù sao cũng là cho đến khi Lý Úc quá già không chặt mía được nữa nàng hết sức nhớ Rogeda mơ tưởng về Rogeda nhưng lòng kiêu hãnh không cho phép nàng thú nhận với người nhà rằng chồng nàng hoàn toàn bỏ rơi nàng. Tội gì mà thú nhận như thế? Mekki tự nhủ một cách cuồng nộ, chẳng thà chịu đựng cảnh khổ sai trung thân này còn hơn. Tháng này tiếp tháng khác qua đi, một năm qua đi, năm thứ hai đã gần hết. Chỉ có lòng tốt trước sau như một của vợ chồng Miller mới giữ được Mekki ở Himenhoek. Và nàng luôn luôn nát óc về bài toán không thể giải được đó. Nàng mà viết thư cho Bob thì anh sẽ gửi tiền ngay qua bưu điện để nàng có tiền về nhà. Nhưng Becky tội nghiệp không thể giải thích với người nhà rằng Lý Úc không để lại cho nàng một đồng xu. Nếu nàng nói với người nhà điều đó thì ngay ngày hôm ấy nàng sẽ phải vĩnh viễn chia tay với Lý Úc và nàng chưa dám đi cái bước ấy. Mọi quy củ mà nàng được giáo dục để tuân theo từ bé, không cho nàng lìa bỏ Lý Úc, cả niềm tin vào tính chất thiêng liêng của lời thề trong lễ kết hôn, cả hy vọng rằng sớm muộn rồi nàng sẽ có con, cả niềm tin rằng Lý Úc vì là chồng nàng có quyền tùy ý định đoạt số phận nàng. Cả tính cách riêng của nàng cũng gây trở ngại, niềm kiêu hãnh bướng bình không thể khắc phục được và ý nghĩ đáng bực rằng trong mọi chuyện không phải chỉ mình Lý Úc có lỗi mà cả nàng nữa. Ở nàng có điều gì không ổn, chứ không thì Lý Úc chắc là sẽ xử sự khác. Trong một năm rưỡi trời sống nơi đất khách quê người, nàng chỉ gặp anh có sáu lần vì thậm chí không hề ngờ rằng trên đời lại có cái gọi là đồng tình luyến ái. Nàng thường nghĩ Lý Úc với Acne Nê nên lấy nhau, vì họ vốn sống cùng nhau, Lý Úc với Acne làm bạn với nhau thú vị hơn nhiều. Họ là đôi bạn nghề, ngang vai bằng vế, và đi tới đi lui suốt dọc bờ sông một ngàn dặm, đến nơi nào mía đã chín kêu gọi họ, và rõ ràng họ không thấy có gì thú vị hơn công việc. Những lần Lý Úc rút cuộc vẫn về thăm vợ, anh không nghĩ gì đến chuyện gần gũi cả. Ngồi một hai giờ, chuyện trò huyên thuyên với Ludwig và Enner, rồi cùng Maggie đi dạo chơi, thân mật hôn nàng lúc chia tay, và lại biến mất tâm. Tất cả thời gian rảnh rỗi, Ludwig, Enner và Maggie dùng vào việc đọc sách. Tủ sách ở Himenhock thật là phong phú, không phải như mấy cái giá sách ở Rogeda. Nó cung cấp những hiểu biết các loại nhiều hơn gấp bội, trong đó có cả những điều bất nhã và Maggie thâu lượm được nhiều qua sách. Một ngày chủ nhật tháng 6 năm 1936, Lý Úc đến cùng với Acne, cả hai đều rất hài lòng về mình. Họ giải thích, họ muốn làm một việc rất đặc biệt để chiều chuộng Maggie, mời nàng đi dự Cylinder. Hầu như ở khắp nước Úc đều có những người di dân đủ hạng thuộc các bộ tộc khác nhau ở giải rác trong nước và đã trở thành người Úc thực thụ. Còn ở Bắc Vincelander này, những người xuất thân từ các nước khác nhau bám chặt lấy tập quán và truyền thống dân tộc. Ở đây nhiều nhất là người Trung Quốc, người Ý, người Đức, người Scotland và người Ireland. Khi định tổ chức Silider, tất cả mọi người Scotland không trừ một ai đều vượt nhiều dặm đường tụ hội với nhau. Maggie ngạc nhiên, Liễu và Agnes xuất hiện trong những bộ váy Scotland và trang phục như vậy. Maggie nghĩ khi nàng đã chấn tĩnh và lấy lại được hơi, họ nom thực là lộng lẫy. Đối với một người có dáng vẻ dũng cảm, không thể nghĩ ra bộ y phục nào hùng dũng hơn cái váy hài hòa tuyệt vời với bước đi rộng đều đặn, những nếp gấp phấp phới ở phía sau, phần phía trước không lay động, cái túi sách tay bằng da, mặt lông ra ngoài, che eo lưng, gấu váy đến giữa đầu gối che phủ đôi chân chắc nịch cân đối, bó căng trong cái quần nịt bằng vài kẻ ô vuông chéo xiên, chân đi giày có khóa cài. Nóng lực như thế này, không thể mang khăn choàng len và áo vét được. Agne và Lý Úc đành chỉ mặc áo sơ mi trắng, mở phanh đến giữa ngực, tay áo sắn cao hơn khủy. Sea là cái gì vậy? Maggie hỏi khi họ lên đường. Đấy là một từ Gaen, có nghĩa là cuộc tụ hội, tối vui có khiêu vũ. Tại sao các anh mặc váy? Đến Sea không thể khác được mà chúng tôi bao giờ cũng được mời tới bất kể ngày hội ở đâu, từ Brisbane đến Cairns. Thế ư? Ở ờ, phải. Chắc là các anh thường đi dự những cuộc hội hè như vậy, không thì tôi không thể tưởng tượng được làm sao Lý Úc lại bỏ tiền ra sắm bộ trang phục như vậy, phải không Acne? con người ta cũng cần phải nghỉ ngơi chút ít. Liễu đáp, không phải không có vẻ khiêu khích. Silider được cử hành trong một nhà kho đổ nát ở giữa một lũng thấp lầy lội, sông lên mùi thối sữa, mọc đầy cây đước, chạy dài dọc bờ sông đang lâu. Ôi chào các thứ mùi mẽ ở những vùng này. Kim nghĩ một cách tuyệt vọng, nhăn mặt vì cái hỗn hợp không thể tả được này. Đã nồng nặc mùi nước mật đen, mùi hơi ẩm, mùi nhà tiêu, lại còn cả mùi đầm lầy có cây đước nữa tất cả các thứ mùi thối rữa bốc hơi hòa nhập là một đàn ông đến dự sea leader ai nấy đều mặc y phục dân tộc maggie cùng với hai người vào nhà kho nàng nhìn quanh và hiểu rằng con công cái phải cảm thấy nó xoàng xĩnh biết bao trước những màu sắc huy hoàng lóa mắt của con công đực đàn ông làm lu mờ hẳn phụ nữ phụ nữ cứ mỗi giờ dường như càng trở nên thiếu màu sắc và ít đáng chú ý hơn ở một đầu nhà kho có hai nhạc công đứng trên cái bục ọp ẹp Họ mặc như nhau và đặc biệt sặc sỡ, đường kẻ ô vuông nhiều màu trên nền xanh và đều nhịp thổi kèn, volinka. Một điệu vui nhộn cho điệu múa vòng tròn rila, tóc họ màu hung nhạt, chởm ngược lên. Mồ hôi chảy ròng ròng trên gương mặt đỏ gai. Một số cặp nhảy đôi nhưng ồn ào náo nhiệt nhất là ở chỗ có những người đàn ông phân phát những chiếc cốc cho người xung quanh, chắc là những cốc whisky Scotland mất chưa kịp định thần thì nàng và mấy người phụ nữ bị dồn vào một góc và nàng thích thú ở lại đây mê mải nhìn sự việc đang diễn ra không một người phụ nữ nào mang y phục bằng vải kẻ ô có màu của bộ tộc vì phụ nữ scotland không mặc váy gấp nếp chỉ mang khăn choàng mà nóng lực thế này không thể tưởng tượng được chuyện quàng lên vai một mảnh vải to dày và nặng vì thế phụ nữ mặc những bộ áo váy vải hoa tầm thường hết sức mờ nhạt và thảm hại bên cạnh y phục dân tộc lộng lẫy của đàn ông Đàn ông, người thì mặc y phục đỏ rực như lửa, sen lẫn màu trắng, màu của bộ tộc Mark, Lauder ở Louis. Có cả những người mặc y phục màu da trời, kẻ ô đỏ, bộ tộc Skene Có cả những kẻ ô nhiều màu rực rỡ của bộ tộc Vi và cả đường kẻ ô đỏ đen xám tuyệt đẹp của bộ tộc Macpherson. Lý Úc mặc y phục màu của bộ tộc Macnin, Acne thì mang màu của người Jaubin, Senenek đẹp xiết bao. Rành rành là ở đây người ta đã biết rõ và yêu mến Lý Úc và Ác Nê. Họ vẫn thường xuyên đến đây không có nàng ư. Cái gì suy khiến họ hôm nay cho nàng đi theo? Maggie thở dài dựa vào tường. Những phụ nữ khác tò mò chăm chú nhìn nàng. Chiếc nhẫn cưới được chú ý đặc biệt. Rõ ràng là tất cả bọn họ đều thán phục Lý Úc và Ác Nê. Rành rành là tất cả bọn họ đều ghen tị với nàng. Họ sẽ nói gì nếu ta bảo với họ rằng người đàn ông cao to tắc sẫm kia là chồng tôi? Trong 8 tháng gần đây chỉ về thăm tôi đúng có hai lần và khi về thăm thậm chí không lần nào có ý định nằm chung giường với tôi. Không, các người hãy nhìn cặp công tử đầy tự mãn kia. Họ hoàn toàn không phải là người vùng mía và không phải người Scotland. Chẳng qua họ diễn tấn hài kịch vì họ biết họ choáng lộn như thế nào trong bộ váy của họ và họ rất thích mọi người đổ dồn mắt vào họ. Cả hai người đàn ông ấy đều là đồ bịp bợm, những kẻ tự say mê bản thân đến mức chẳng cần đến tình yêu của ai nữa. Đến nửa đêm thì tất cả phụ nữ không trừ một ai phải làm nhiệm vụ chống đổ tường. Những người thổi kèn vô ca dán hết sức thổi điệu Kaber Feder và bắt đầu cuộc vũ thực sự. Sau này, suốt cả đời, hãy nghe thấy thế, tiếng kèm vô ca là Maggie tưởng tượng thấy mình trở lại căn nhà kho ấy. Vung vẩy chiếc váy kẻ ô vuông, thế là đủ rồi, như trong chim bao. Những âm thanh và màu sắc hòa vào nhau trong sự hài hòa thống nhất sức sống sinh động, tính mau lẹ ảo ạt và sức mạnh. tất cả những cái đó có sức xuyên suốt như bùa chải không thể xóa nhòa được, lưu lại vĩnh viễn trong trí nhớ. những thanh gươm đặt chéo nhau trên sàn và hai người mang y phục màu của bộ tộc Mac Donander ở Slid giơ cao hai tay trên đầu, rung rung bàn tay như những người vũ ba lê, vẻ nghiêm nghị như thể số phận địch đoạt rằng rút cuộc họ sẽ phải đâm thọc mũi gươm nhọn vào ngực hai người ấy bắt đầu quay tròn lướt đi lượn lờ giữa những lưỡi gươm rồi át cả làn điệu cao run rẩy của kèn vô lên ca một tiếng gào to xé tai vút lên một giai điệu mới ngân vang hãy bảo vệ xứ sở hỡi người scotland vũ khí dồn thành từng đống và tất cả đàn ông có mặt tại đây lao vào cuộc múa vòng tròn lúc thì quàng tay nhau lúc thì rời ra chỉ thấy những chiếc váy kẻ ô vuông sặc sỡ bay phấp phới rin stress bay, fling những điệu vũ Scotland mãnh liệt, ảo ảo thay thế nhau, tiếng dậm chân trên sàn ván vang dội dưới những rìa mái, những khóa giày lấp loá, và mỗi lần bắt đầu một điệu vũ mới lại có một người ngửa đầu lên, bật ra một tiếng gào cũng ngân dài, trầm bổng như thế, và đáp lại người đó là một tiếng gọi hân hoan của cả chục giọng. Còn phụ nữ bị bỏ quên, đứng nhìn. Mọi việc chấm dứt lúc gần sáng khoảng 4 giờ. Bên ngoài, thay cho cái tươi mới giá rét của Blair Atoll hay Sky. Chờ đón họ là cái đờ đẫn uể oải của đêm nhiệt đới. Vầng trăng to tướng, nặng nề lười biếng lê mình trên bầu trời hoang vắng lấp lánh và mọi vật tỏa ra mùi đước thum thùm. Nhưng khi Acne đưa họ ra về bằng chiếc xe pho, già lão, thở hì hụi, thì cuối cùng Meggie nghe thấy điệu hát nghẹn ngào thê thiết của bài Những bông hoa rừng quê nhà. Bài ca kêu gọi rời khỏi hội vui trở về nhà Về nhà Nhưng nó ở đâu ngôi nhà ấy Thế nào em có thích không Lý Úc hỏi Sẽ thích hơn nếu như em khiêu vũ nhiều hơn Maggie nói Sao trong si à Thôi đi Matt Theo lệ ở đây chỉ có đàn ông khiêu vũ Hãy cảm ơn chúng tôi đã cho phụ nữ cũng được nhảy chút ít Em có cảm giác rằng Trên đời có nhiều việc chỉ dành riêng cho đàn ông Đặc biệt nếu cái đó vui vẻ Và đem lại khoái lạc Ồ, oh, xin lỗi. Lý Úc đáp một cách khô khan. Anh nghĩ rằng em có thích thú khi được giải trí chút ít, vì thế anh mới đưa em đến đây. Anh có thể không đưa em đi cũng được. Nếu như em không biết quý trọng điều đó thì anh sẽ không đưa em theo nữa. Dù sao thì chắc là anh cũng không có ý định đưa em đi đâu nữa, khi nói. Anh chẳng cần gì phải để cho em bước vào đời anh. Trong mấy giờ qua em đã nhận ra nhiều điều, song em nghĩ rằng đấy không phải là cái mà anh muốn dạy em. Bây giờ em không còn dễ bị gạt lắm đâu, Lý Úc ạ. À. Nhưng nói thực tình, em chán ghét cái đó, cả anh, cả cuộc đời hiện nay của em, tất cả. Anh phẫn nộ xuyệt nàng. Maggie, không phải chỉ có chúng ta với nhau ở đây. Thế thì anh hãy về thăm em một mình. Maggie đáp một cách gay gắt. Anh có bao giờ ở lại một mình với em đâu? Có thì cũng chỉ chốc lát mà thôi. Agne cho xe dừng lại dưới chân đồi, himen hốc, mỉm cười thông cảm với Lý Úc. Đi đi anh bạn Tiễn cô ấy lên đồi Mình sẽ chờ ở đây Chẳng việc gì phải vội vàng Em nói nghiêm chỉnh đấy Lý Úc Maggie nói khi họ vừa ra đủ xa Để Acne không thể nghe thấy Mọi sự kiên nhẫn đều sắp cạn Anh hiểu chứ Em biết em đã hứa làm người vợ hiền Nhưng chính anh đã hứa yêu và chăm sóc em Té ra cả hai chúng ta đều nói dối Em muốn trở về nhà Về Trogeda Thế thì hai ngàn bảng mỗi năm của cô nàng sẽ không nhập vào tài khoản nhà băng của ta nữa, Liễu nghĩ. Em nói gì thế, Mé? Anh nói với giọng bất lực. Em thân yêu, đây không phải là mãi mãi, anh nói thực đấy. Mùa hè năm nay anh sẽ đưa em đi Sydney, xin hứa lời hứa của Onin. Ở nhà bà gì của Agnes sẽ thu xếp được một căn hộ nhỏ. Anh và em có thể sống ở đó suốt ba tháng. Chúng ta sẽ sử dụng thời giờ thật tuyệt vời. Hãy chịu khó chờ ít lâu nữa, anh chặt mía thêm một năm nữa, sau đó ta sẽ mua đất và sống ở nhà riêng của ta, được chứ? Ánh trăng chiếu xuống mặt anh, hình như anh thành thực buồn phiền, lo lắng, đầy ân hận. Năm anh giống Ralph de Pricassa quá. Maggie đã nguy giận, nàng vẫn muốn có con với anh. Tốt thôi, nàng nói, một năm nữa. Nhưng anh nhớ lời đấy nhé, Li Úc, anh đã hứa đưa em đi Sydney, đừng quên đấy. Mỗi tháng một lần, Maggie chu đáo viết thư cho mẹ và các anh, kể chuyện về bác Vinslander cố gắng bông đùa vừa phải và không hé lộ lấy một lời về sự bất hòa với Li Úc. Vẫn thói kiêu hãnh ấy. Ở Drogheda người ta chỉ biết vợ chồng Muller là bạn của Li Úc và Maggie ở nhà trọ vì Li Úc thường xuyên đi vắng. Mọi điều đều khiến họ cảm thấy Maggie thật tâm quyến luyến với những người dễ mến ấy. Và ở Rogeda người ta không lo ngại cho Mekki, chỉ có một điều làm họ phiền lòng, tại sao Mekki không về thăm người nhà. Nhưng nàng không thể viết cho họ rằng nàng không có tiền đi đường, như vậy sẽ phải giải thích rằng cuộc sống gia đình của nàng với Lý Úc Onin bất hạnh xiết bao. Thỉnh thoảng dường như tiện thể, nàng cả gan hỏi thăm Đức giám mục Ranf sống ra sao, còn bốp càng ít nhớ thuật lại cho nàng đôi ba điều được mẹ cho biết về giám mục. Rồi sau đó đến một lá thư chỉ toàn nói về The Precasa khả kính. Đức giám như từ trên trời rơi xuống, bố viết. Ngài đến đột ngột và có vẻ không vui, hệt như bị nhúng xuống nước, vì không gặp được em. Ngài rất giàu dĩ. Thoạt đầu ngày mắng chúng ta không báo cho ngài biết em lấy liễu. Nhưng mẹ giải thích với ngài rằng em không cho báo tin. Tự nhiên em đâm ra trái tính như thế. Ngài liền im bặt và không đả động gì đến chuyện ấy nữa. Nhưng theo anh, ngài nhớ em hơn nhớ tất cả mọi người khác trong gia đình ta. Điều đó cũng dễ hiểu thôi vì cả nhà ta không ai tiếp xúc với ngài nhiều như em và theo anh. Ngài bao giờ cũng yêu em như cô em ruột. Tội nghiệp, Đức Giám thơ thần ở đây như người bất đắc chí như thể chờ mong em sắp từ một góc nào nhảy sổ ra. Ở nhà ta không tìm đâu ra tấm ảnh nào đưa ngài xem. Trước đó anh chẳng hề quan tâm đến, nhưng khi ngài hỏi, anh nghĩ, ờ à nhỉ, kỳ thật, tại sao em không có ảnh cưới? Ngài hỏi, em có con chưa? Anh đáp, hình như chưa. Chưa, đúng không, Maggie? Em lấy chồng bao lâu rồi nhỉ? Sắp hai năm phải không? Phải. Cố nhiên hiện giờ đã là tháng 6 rồi con gì Thời gian bay nhanh quá Anh hy vọng rằng chẳng bao lâu nữa em sẽ có con Đức giám của chúng ta sẽ mừng lắm đấy Anh toan đưa địa chỉ của em cho ngài Nhưng ngài không lấy Ngài bảo rằng ngài chẳng cần gì đến Vì ngài sắp sang Hy Lạp một thời gian Đến Aten cùng với Tổng giám mục Mà ngài theo hầu Đức Tổng giám mục rõ ràng là người Ý Tên dài răng rãng không sao nhớ được em tưởng tượng xem các đấng ấy đến đây bằng thủy phi cơ thực đấy em ạ à, khi được biết em không có ở đây và chẳng có ai cùng ngài đi dạo chơi ở drogheda ngài không có ý lưu lại lâu chỉ ở một tuần đi ngựa hai lần ngày nào cũng làm lễ misa cho chúng ta rồi lập tức ra đi Maggie đặt lá thư sang bên cạnh ông ấy biết ông ấy biết rút cục thì ông ấy biết ông ấy nghĩ gì có buồn lắm không? Tại sao, tại sao ông ấy đẩy nàng đến nước này? Kết quả chẳng có gì tốt lành. Nàng không yêu Lý Úc và sẽ chẳng bao giờ yêu anh. Lý Úc chỉ là sự thay thế. Nàng sẽ có với anh những đứa con giống như những đứa trẻ mà Ralph de Pricassa có thể cho nàng. Trời ơi, đầu óc nàng rối loạn hết rồi. Tổng giám mục đi Contini về cc khước từ những căn phòng dành cho ngài trong sinh thự ở Aten của giới chức cao cấp của nhà thờ. Ngài thích một khách sạn bình thường cho người thế lực hơn. Ngài đến Aten có việc quan trọng và rất tế nhị. Đã từ lâu có một số vấn đề nên bàn bạc với các giáo sĩ cao cấp của nhà thờ chính giáo Hy Lạp. Đối với nhà thờ này, cũng như với nhà thờ chính giáo Nga, Vatican có thái độ thiện cảm hơn nhiều so với nhà thờ thanh giáo. Suy cho cùng, chính giáo là một trào lưu chứ không phải là đạo dối trong chính giáo cũng như trong nhà thờ thiên chúa la mã các tổng giám mục kế thừa chức sắc của mình theo trực hệ từ chính thánh pierre tổng giám mục biết rằng chuyến đi này là một loại thử thách nếu thành công nó sẽ là một bậc mới trên con đường công danh của ngài và ở la mã một cương vị cao hơn đang chờ ngài khả năng ngoại ngữ của ngài là một ưu thế không nhỏ ngài nói thạo tiếng hy lạp điều đó làm đĩa cân lệch về phía có lợi cho ngài Ngài được gọi về từ một nơi xa xăm, từ Úc, và Ngài được đưa đến Athens bằng máy bay. Cố ừ. nhiên không thể nào không đem theo giám mục de Pricassa. Những năm qua, Di Contini và Cézé đã quen trông cậy ngày càng nhiều hơn vào con người tuyệt diệu này. Đây thực sự là một Marazzini thứ hai. Sự so sánh đó là lời tán dương rất cao. Vì Tổng giám mục khâm phục Hồng Y Marazzini hơn Hồng Y Richelieu nhiều. Ralf tiêu biểu cho tất cả những gì tòa thánh La Mã quý trọng ở các giới chức cao cấp của mình. Đức giám hết sức đanh thép cả trong đức tin cũng như trong đạo đức. Ngài có trí tuệ mềm dẻo, linh hoạt và khuôn mặt không thể dò thấu. Thêm nữa, Ngài có một năng khiếu đặc biệt. Ngài bao giờ cũng biết lấy lòng mọi người xung quanh bất kể Ngài ưa hay ghét họ, đồng ý hay bất đồng ý kiến với họ. Ngài không xu nịnh, mà đích thực là nhà ngoại sao nếu ngài được nhắc nhở thường xuyên hơn với những người cầm quyền ở Vatican thì chắc chắn ngài sẽ tiến xa. đấy sẽ là điều rất vừa ý đức ông Di Contini Vesese. đức ông tuyệt nhiên không muốn chia tay với đờ Prikaza khả kính. tiết trời rất nóng nực nhưng sau cái ngột ngạt ẩm ướt của Sydney, cái oi ả à khô sáo của Athens không làm giám mục Ran khó chịu. vẫn như mọi khi mặc áo chùm, quần bó và ủng cưỡi ngựa, cha bước nhanh trên con đường đá chạy lên sốc, dẫn tới Acropol, qua Propylae, ảo não, qua Erechtheion. lên cao hơn nữa, đi trên đà trơn trượt tới đền Parthenon và tiếp nữa đến di tích của bức tường bao quanh Acropol. Ở đây trên đỉnh cao, nơi gió thổi bay tung mái tóc xoăn, giờ đây đã điểm bạc ở Thái Dương. Đức giám mục dừng lại và đưa mắt nhìn bao quát các thành phố màu trắng và phía sau thành phố, những ngọn đồi tràn ngập ánh mặt trời và cái màu xanh trong trẻo có một không hai của biển Eche. Dưới chân của Ranf là Piaka, với những tiệm cà phê trên các mái nhà nóc bằng và những khu nhà của các họa sĩ. Ở phía bên là những tầng bậc của một hí trường đồ sộ trải ra trên vách đá xa xa hiện lên những cây cột la mã những pháo đài của quân thập tự chinh những lâu đài venezia nhưng không còn một dấu vết của bọn thổ nhĩ kỳ người hy lạp là một dân tộc kỳ lạ phải căm thù ghê gớm lắm những kẻ đã cai trị họ bảy thế kỷ liền thì mới có thể vừa được giải phóng đã quét sạch khỏi mặt đất tất cả các giáo đường và tháp giáo đường của bọn xâm lược một dân tộc lâu đời biết bao một quá khứ huy hoàng biết bao khi Peter đem đá cẩm thạch phủ lên đỉnh vách đá này, những người nọc man tổ tiên của Ranf de Bricassa còn là những kẻ mọi dợ dùng da thú che chân, còn La Mã chỉ là một làng quê. Mãi đến bây giờ, ở cách xa 11.000 dặm, lần đầu tiên Ranf nghĩ đến Mekki mà tiếng nức nở không nghẹn lại trong cổ họng. Thế nhưng, những đỉnh núi xa nhòa đi trước mắt trong giây lát và ông không tự chủ ngay được. Sao ông có thể kết tội nàng Thì chính ông bảo nàng lấy chồng đi kia mà Và ông bỗng hiểu Vì sao nàng quyết giấu ông điều đó Nàng không muốn ông gặp chồng nàng Không muốn ông dính líu Vào cuộc đời mới của nàng Trước kia ông tưởng rằng Sau khi lấy chồng Nếu không ở ngay Togeda Thì nàng sẽ chuyển đến Shilenboon Và từ đấy sẽ không cách xa ông là mấy Ông sẽ biết nàng vẫn sống và khỏe mạnh Chỉ cần nghĩ một chút là thấy rõ Chính đó là điều nàng không muốn Không Cố nhiên nàng không thể không ra đi Và chừng nào còn là vợ anh chàng Lý Úc Onin ấy Nàng sẽ không trở lại Bob nói rằng Vợ chồng họ tích lũy tiền Muốn mua đất ở Tây slender Cái tin đó nghe như tiếng chuông đưa đám Mackie quyết không quay trở lại Đối với ông Ralph DePricasa Nàng đã chết Nhưng em có hạnh phúc không Mackie Chồng em có xúc phạm em không? Em có yêu anh chàng Lý Úc Onin ấy không? Anh ta là người thế nào? Vì sao em đổi ta lấy anh ta? Anh ta là một người chăn cừu bình thường. Thế thì em thích anh ta về điểm nào? Cái gì khiến em thích anh ta hơn Inek Davis, hơn cả Liam Orok và Alastair McQueen? Có lẽ em không muốn ta biết anh ta để ta khỏi so sánh phải không? Hay em muốn làm ta đau đớn, muốn trừng phạt ta Tại sao vợ chồng em không có con? Duyên do vì đâu? Tại sao chồng em đi khắp Queenslander như một kẻ lang thang, còn em thì anh ta gửi ở nhà bạn mình? Em chưa có con cũng chẳng có gì lạ. Chồng hầu như không ở với em. Tại sao thế, Maggie? Tại sao em lấy anh chàng Lý Onin ấy? Cha quay lại, rời Acropole đi xuống, bước đi trên các phố Athens đông người ồn ào. Cách phố, Oripide không xa có một cái chợ giữa trời. Cha nán lại nơi đây say mê với cảnh tượng này. Đám đông nhiều màu sắc, những sọt to tướng đựng cá bốc mùi gay gắt dưới nắng, những bó sau treo cạnh nhau và những đôi giày thêu trang kim. Những người phụ nữ khiến cha vui thích, những người con gái của một nền văn hóa hoàn toàn khác, khác về bản chất với thanh giáo, mà giám mục de Pricasa lại là người được giáo dục theo tinh thần thanh giáo. Họ công khai tỏ ra thán phục cha không một chút e xè. Nếu như trong những cái nhìn hoan hỷ ấy và những giọng nói thỏ thẻ ấy có pha màu sắc dục, cha không chọn được từ khác thì hẳn là cha sẽ bối rối vô cùng. Nhưng không, sự hân hoan đó do một tình cảm khác gọi nên. Đây chỉ là biểu lộ niềm thán phục một vẻ đẹp hiếm có. Khách sạn nơi hai người dừng chân là một khách sạn sang trọng và đắt tiền ở trên quảng trường Omioi tổng giám mục di contini Versese ngồi bên cách cửa mở xa ban công mải mê suy nghĩ khi giám mục de Pricasse vào ngài ngẩng đầu lên và mỉm cười vừa hay Ranf ạ à, tôi muốn cầu nguyện tôi cho rằng mọi việc đều ổn thỏa lẽ nào lại xảy ra những rắc rối bất ngờ sao thưa đức ông vấn đề thuộc một loại hơi khác hôm nay tôi nhận được thư của hồng y monteverdi ngài chuyển lời cầu chúc của đức thánh cha vì xúc động, hai vai của giám mục Ranf căng ra và gáy lạnh đi. Có chuyện gì thế ạ? À? Thế việc đàm phán ở đây xong xuôi mà cũng xong rồi. Tôi phải có mặt ở La Mã. Tôi sẽ được phong chức Hồng Y và sau đó tôi sẽ phụng sự ở La Mã trực tiếp bên Đức Thánh Cha. Thế còn tôi? Cha sẽ là tổng giám mục de và trở về Úc thay thế tôi làm khâm mạng giáo hoàng. Bây giờ cha Ranf lên cơn sốt thậm chí hai tai đỏ lên ông không phải là người ý mà được ban chức khâm mạng giáo hoàng một vinh dự chưa từng thấy ôi không nghi ngờ gì nữa ông sẽ còn được phong hồng y tất nhiên trước hết cha sẽ được huấn luyện và dặn dò đôi chút ở la mã sẽ phải mất vào đó khoảng nửa năm nửa năm ấy tôi sẽ ở bên cha giới thiệu cha với bạn bè của tôi tôi muốn họ quen biết cha bởi vì đến một lúc tôi gọi cha về ralph ạ à và cha sẽ trở thành người phụ tá của tôi ở Vatican. Tôi biết làm cách nào tạ ơn Đức ông được, thưa Đức ông. Chính nhờ Đức ông mà tôi có được vinh sự cao cả như thế. Sáng danh Chúa, tôi có đủ trí tuệ để nhìn rõ người có năng khiếu mà ta không nên để cho mòn mỏi ở chốn heo hút. Bây giờ chúng ta sẽ quỳ xuống cầu nguyện, Ranf. Ơn Chúa thật cao trọng. Chàng hạt và sách kinh lễ của giám mục Ranf ở trên chiếc bàn con bên cạnh. Tay run run cha với tay lấy chuỗi tràng hạt và vô ý gạt rơi cuốn sách xuống bàn. Cuốn sách mở ra ở giữa. Tổng giám mục ở gần hơn, ngài nhặt cuốn sách lên và tò mò nhìn cái gì màu rêu, khô và mảnh trước kia là bông hồng. Kỳ lạ thật, tại sao cha giữ cái đó? Cái gì vậy? Kỷ niệm về quê hương hay có lẽ về mẹ? cặp mắt thấu suốt không thể dùng mưu trước hay lối nói quanh mà lừa dối được nhìn thẳng vào ranf không kịp che giấu sự xúc động và sợ hãi nữa rồi không ạ à, cha ranf nói và nhăn mặt mẹ tôi thì tôi không muốn nhớ đến làm gì nhưng hẳn là bông hoa nhỏ này có nhiều ý nghĩa đối với cha thì cha mới trân trọng gìn giữ nó trong cuốn sách quý nhất của mình vậy thì bông hoa ấy nói với cha điều gì về một tình yêu cũng trong sạch như tình yêu của tôi đối với Chúa Trời, Thứ Đức Ông Vittorio. Tình yêu ấy chỉ làm vinh dự cho những trang sách này. Tôi cũng nghĩ như thế bởi vì tôi biết cha, nhưng liệu tình yêu ấy có làm giảm bớt tình yêu của cha đối với nhà thờ thiêng liêng chăng? Không, vì nhà thờ mà tôi đã khước từ nó và sẽ mãi mãi khước từ, tôi đã lánh xa nó và sẽ không bao giờ trở lại với nó là ra vì thế mà cha có vẻ u buồn. Rút cuộc thì tôi đã hiểu. Ran thân mến, điều đó không đến nỗi dở lắm như cha tưởng đâu. Thực đấy, trong đời mình cha sẽ đem lại những điều tốt lành cho người khác và nhiều người sẽ yêu cha. Người phụ nữ được dân tặng mối tình chứa đựng trong cái kỷ niệm cũ thơm tho này sẽ không bao giờ thiếu thốn tình yêu vì cha gìn giữ cả tình yêu cùng với bông hồng này. Tôi nghĩ rằng người phụ nữ ấy không hiểu điều này ồ không nếu cha yêu người ấy thắm thiết như thế thì tức là người ấy giàu nữ tính tới mức có thể hiểu được điều đó nếu không thì cha đã quên nàng từ lâu và không giữ gìn cái kỷ niệm này lâu đến thế đôi khi y muốn từ bỏ chức sắc của mình và trở lại với nàng mạnh đến nỗi chỉ có những giờ cầu nguyện dài đằng đẵng mới ngăn giữ được tôi tổng giám mục rời khỏi ghế bành đứng dậy đến quỳ xuống cạnh người kia con người đẹp trai mà ngài yêu tới mức không mấy người được ngài yêu như vậy ngoài Chúa Trời và nhà thờ. Đối với ngài, lòng yêu Chúa và nhà thờ là thống nhất và không thể phân chia. Cha sẽ không rời bỏ chức vị của mình. Ranf ạ, à, chính cha biết điều đó rất rõ. Cha thuộc về nhà thờ thiêng liêng, cha đã luôn luôn thuộc về nó và sẽ luôn luôn thuộc về nó. Đấy là thiên chức chân chính của cha. Chúng ta sẽ cùng nhau cầu nguyện. Và từ nay cho đến chót đời tôi sẽ cầu nguyện cả cho bông hồng của cha. Chúa giáng xuống cho chúng ta nhiều xót xa và đau khổ trên con đường đến cuộc sống vĩnh cửu. Và tôi cũng như cha, khước từ phải học cách nhẫn nhục chịu đựng. Cuối tháng 8, Maggie nhận được thư Lý Úc. Anh viết rằng anh nằm bệnh viện, Janus Anh bị bệnh vây, nhưng không nguy hiểm gì, chẳng bao lâu nữa sẽ ra viện vậy là có lẽ chúng ta không cần chờ đến cuối năm để đi nghỉ cùng nhau, mec.ạ à. hiện thời anh không thể chặt mía được, phải chờ cho khỏe hẳn đã. muốn thế thì cách chắc chắn nhất là nghỉ ngơi cho tốt. vì vậy khoảng một tuần nữa anh sẽ đến đón em. chúng ta sẽ ở trên bờ hồ Issem tại Etecton, tại Blender, chừng hai tuần. qua thời gian đó anh sẽ hồi sức và sẽ lại đi làm. Maggie hầu như không tin rằng rốt cuộc hai người sẽ lại chung sống với nhau. Chính nàng cũng không hiểu, có lẽ chính nàng không còn muốn điều đó nữa chăng? Cố nhiên, tháng trăng mật ở nơi trọ tại Đan Mạch là một khổ hình đối với nàng. Và cái đau trong tâm hồn còn lâu hơn qua cái đau thể xác. Nhưng đã từ lâu Maggie ra sức xua đuổi những hồi ức đó. Thành thử bây giờ chúng không làm nàng khiếp sợ nữa. Thêm nữa, từ đó đến nay nàng đọc nhiều và nàng đã hiểu rằng về nhiều mặt Tất cả chỉ là do so ngu sốt Nàng và Lễ Úc Ít hiểu biết quá Cầu chúa sao cho lần gặp gỡ này Đem lại đứa con Nàng sẽ có một đứa bé Sẽ có người để mà yêu Khi ấy nàng sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều N sẽ không phản đối Sự có mặt của đứa bé trong nhà Chị ấy sẽ yêu nó Cả Lễ Úc Vích cũng thế Họ đã nói điều đó với nàng một trăm lần Họ vẫn hy vọng rằng một lần về nào đó Liễu Úc sẽ ở lâu hơn và cuộc sống trống rỗng cô đơn của vợ anh sẽ có một ý nghĩa mới nàng kể với họ điều liễu úc viết trong thư và họ nói lên niềm vui sướng của mình nhưng trong thâm tâm họ nghi ngờ khi nghe cái tin ấy em lấy đầu ra cam đoan rằng gã khốn kiếp này sẽ lại bỏ mặc cô ấy mà lỉnh đi đâu đó n nói với chồng Lý úc mượn của ai không rõ chiếc ô tô và sáng sớm đưa xe đến đón macky anh gầy dộc đi vàng vọt và da nhăn nheo như bị ngâm dấm Maggie sửng sốt, nàng trao vali cho chồng và lên xe ngồi cạnh anh. Bệnh vây là bệnh gì vậy, anh Lý Úc? Anh viết rằng không có gì nguy hiểm, nhưng nhìn anh em thấy ngay rằng anh ốm rất nặng. Không, cái đó tương tự như bệnh vàng da, bất cứ người chặt mía nào sớm muộn cũng sẽ mắc phải. Nó do chuột đồng mía gieo sắc, nếu ta bị đứt tay hay vết xước thì không tránh khỏi lây bệnh. Anh khỏe mạnh nên dễ khỏi thôi, những người khác ốm nặng hơn nhiều, các bác sĩ nói rằng chẳng mấy nỗi anh sẽ lại là một trang nam nhi cường tráng. Men theo một cái hẻm sau rừng cây rậm rì, con đường chạy lên dốc vào giữa lòng Đại Châu. Ở đáy hẻm, một con sông đầy ấp nước, trương phồng lên, gầm rú ầm ầm Và ở một chỗ nào bên trên, một thác nước huy hoàng đổ xuống sông, cắt ngang con đường. Xe họ đi giữa một vách đá dựng đứng, và dòng nước tranh trách đổ xuống dưới cái vòng cuốn ẩm ướt lấp lánh, sự kết hợp kỳ quặc ánh sáng và bóng tối. Càng lên cao càng mát mẻ, một cảm giác tươi tắn kỳ diệu tràn lan trong không khí. Mickey đã quên mất cái cảm giác dễ thở trong khí trời mát mẻ. Rừng nhiệt đới nghiêng mình trên đường, dựng lên ở phía bên như bức tường dày kín mít đáng sợ. Không thể nhìn rõ các thân cây dưới tấm màn nặng nề của những cây leo rậm lá. Chúng vắt từ đỉnh cây này sang đỉnh cây kia kéo dài liên tục, bất tận, dường như cả khu rừng bị chìm dưới tấm màn nhung xanh khổng lồ. Nhưng dưới những vòng xanh ấy, trước mắt Maggie thấp thoáng, khi thì một bông hoa nhỏ kỳ diệu, khi thì một con bướm, khi thì tấm mạng nhện, nom như cái bánh xe và cái trục bất động của nó là con nhện cực to điểm những vệt đốm đỏ sáng. Khi thì những cây nấm chưa từng thấy bắt rễ vào một thân cây đầy xêu, khi thì những con chim có bộ đuôi dài phấp phới đỏ thắm và óng ánh vàng. Hồ Ít Xem nằm trên một bình sơn nguyên hết sức duyên dáng trong cái khung tuyệt mỹ của dài bờ không bị ngập nước. Trước lúc mặt trời lặn, Maggie và Lễ Úc ra hành lang nhà trọ ngắm làn nước lặng ấy. Maggie muốn xem những con rơi lớn ăn quả, người ta còn gọi chúng là cáo bay. Chúng bay đi kiếm ăn, lượn trên bầu trời như những tín sứ của tòa phán xét. Chúng non thì khủng khiếp và đáng ghét nhưng nhút nhát lạ thường và hoàn toàn vô hại. Nhìn bầy rơi thẫm màu run rẩy trong ánh vàng nóng chảy của buổi hoàng hôn, trái tim lặng đi. Ở Himenhock, chiều nào Maggie cũng ra hàng hiên xem rơi. Khoan khoái biết bao một chiếc giường êm ái mát mẻ, ở đây không đến nỗi động đậy cũng sợ, vài giường không đẫm mồ hôi và không cần phải thận trọng chuyển dịch sang chỗ khác khi biết rằng chỗ trước dù sao cũng sẽ không khô. Lý Úc lấy trong vali của mình một gói dẹt màu nâu, lấy ra một vốc những vật gì tròn tròn và xếp thành dãy trên chiếc bàn đệm con con. Mekki cầm lấy một cái, xoay lật trong tay tò mò hỏi. Cái gì thế? Món quà nhỏ của nước Pháp. Lý Úc đã quên quyết định của mình hai năm trước, không nói cho nàng biết đấy là phương tiện tránh thai anh đeo cái vật này vào đã rồi mới gần em không thì có thể em sẽ có con mà chúng ta không thể liều như thế khi ta chưa có nhà riêng anh ngồi ở mép giường trần chuồng gầy nhom anh vươn người về phía mecki nắm chặt bàn tay nàng vẫn còn cầm món quà nhỏ của nước pháp chúng mình đã gần tới đích rồi theo tính toán của anh thêm 5 ngàn nữa là chúng ta có thể mua được một khu vực tốt nhất có thể tìm được ở phía tây chartex tanex Thế thì anh hãy coi là chúng ta đã mua được. Maggie nói bằng giọng đều đều rất bình tĩnh. Em sẽ viết thư cho giám mục De và xin ngài cho vay 5 ngàn. Ngài sẽ không lấy lãi của chúng ta đâu. Đừng có nghĩ đến chuyện ấy, Lý Úc quát. Quỷ bắt em đi, Meg. Em có lọng tự hào không? Tiền của ta do ta kiếm ra. Chúng ta không vay mượn ai hết. Cả đời anh chưa hề vay ai lấy một xu và sẽ không bao giờ vay nợ. Nàng không nghe, chỉ nhìn anh mắt mờ đi trong lớp sương mù màu đỏ. Chưa bao giờ trong đời nàng tức điên lên như thế. Đồ giả dối, đồ bịp bợm, đồ ích kỷ. Sao anh dám đánh lừa nàng như thế, khiến nàng không thể sinh con? Bịa chuyện làm như anh muốn trở thành người nuôi gia súc. Chẳng cần nàng, anh vẫn sống rất vui thú với anh chàng Alex Svensson ấy ở chỗ chặt mía. Chính nàng cũng ngạc nhiên không hiểu sao nàng lại che giấu được sự cuồng nộ của mình và nàng lại nói về cái vật trên bàn tay nàng. Giải thích đi, những món quà này là cái gì? Tại sao do nó mà em không có con? Lý Úc đến gần, dừng lại sau lưng nàng và Maggie dùng mình. Anh nghĩ rằng sự đụng chạm của anh làm nàng dạo rực, nhưng Maggie hiểu nàng chán ghét. Thế là thế nào? Em không biết tí gì ư, mẹ? Chẳng biết gì cả, Maggie nói dối. Tuy nhiên, về chuyện đó quả thực là nàng chẳng biết gì, Nàng không nhớ có cuốn sách nào nói về những điều như thế. Đôi tay nôn nóng của anh vầy vào ngực nàng. Em ạ, à, khi anh... Sửa soạn. Không có cái đó thì tất cả vào em hết. Như vậy thì có con. À, xa thế. Anh ta đã tìm được cách tránh có con. Quần bịp bợ. Liễu tắt đèn, kéo Maggie lên giường. Và loáng sau, Maggie nghe thấy vẫn những âm thanh mà hồi ấy nàng nghe thấy trong khách sạn ở Danny. Bây giờ thì nàng hiểu anh chuẩn bị đổ bịp bợm nhưng làm cách nào đánh lừa anh nàng chịu đựng cố không bộc lộ ra là nàng đau như thế nào tại sao lại đau như thế khi điều họ làm là hoàn toàn tự nhiên em không thích cái trò đó ư mẹ sau này Lý Úc hỏi có lẽ em chưa đủ trưởng thành để làm việc đó nếu như ngay bây giờ em cũng vẫn đau chứ không phải chỉ riêng lần đầu thôi được anh sẽ không làm việc đó nữa Em không chống cưỡng khi anh sờ vú em, đúng không? Ôi chào, thì đằng nào chẳng thế. Mickey đáp với vẻ mệt mỏi. Nếu anh không làm em đau, thì cứ như thế cũng được. Em hơi kém nồng cháy, Meg ạ. À. Về cái việc đó ấy ư? Nhưng anh đã lại bốc lửa. Suốt sau hai năm không có thời gian cũng như sức lực dành cho việc ấy. Ờ, à, chung đụng với phụ nữ thật là tuyệt. Một khoái lạc đê mê và bị cấm anh hoàn toàn không cảm thấy mình là chồng Maggie. Không, chẳng qua cũng như tiêu khiển với một cô bé ở một nơi nào trên bãi chăn sau nhà trọ Kainun hay ép chặt Miss Khắc Michael kênh kiệu vào tường nhà xén lông cừu. Vú Maggie nhỏ nhắn và tròn chặn, rắn chắc, rất hợp ý thích của anh. Nàng cưỡi ngựa nhiều không phải là vô ích và thành thực mà nói cứ tiếp xúc thẳng với nhau không cần món quà nào cả mà lại hơn. Những vật nhỏ đó của Pháp làm giảm khoái lạc rất nhiều, nhưng không dùng không được, ai biết đâu nó phọt ra lúc nào. Anh nằm ngửa, kéo nàng về phía mình, mút phú nàng. Trong lòng Maggie dậy lên niềm khinh miệt không thể tả được. Đàn ông thật kỳ cục, trong những phút ấy họ chẳng còn xa người nữa. Như Lý Úc đây này, anh mê đi, vần vò nàng và gừ gừ như con mèo được khổng lồ mút con mèo cái. Bỗng nhiên đùi nàng cảm thấy chính cái ấy, lần này không có gì bao ngoài. Tất cả những gì xảy ra tuyệt nhiên không làm cho Maggie rộn rực, ý nghĩ vẫn sáng rõ, và một tia chớp lóe lên trong óc nàng, chậm chạp, không để anh nhận thấy, nàng nhích lại gần anh hơn và nghiến răng nín thở để giữ được can đảm nàng kết hợp với anh. Đúng, có đau, nhưng đỡ đau hơn trước đến một nửa, bằng cách đó mọi việc nhẹ nhõm hơn và dễ chịu đựng hơn. Lý Úc mở mắt, anh toan đẩy Maggie ra nhưng lại chúa lòng lành, anh chưa bao giờ có cảm giác gì như thế. Chưa bao giờ anh gần đàn bà mà không có cái vật chướng ngại ấy và anh không hề ngờ sự khác nhau lớn lao biết bao. Anh không đủ sức đẩy nàng ra, anh không còn thiết gì cái khoái lạc trước kia, lúc gần cuối thậm chí anh ôm ghì lấy nàng. Đàn ông không rên gì và kêu gào nhưng anh không nén được và sau cùng anh ô yếm hôn vợ. Lý Úc, gì thế? Tại sao không thể lần nào cũng như thế? Ngay cả lần này đáng ra chúng ta không được làm như thế, mẹ ạ, à, và cố nhiên không được làm thế nữa. Anh không kịp xuất xa. Maggie cúi xuống gần anh, vút ve ngực anh. Ôi, anh Lý Úc, xin cứ việc, như thế tốt hơn và gần như không đau. Em thận trọng một chút là xong hết thôi mà, thế nhé. Trên đời này có người nào cưỡng lại được không khi người ta khẩn khoản mời anh lại thưởng thức một khoái lạc khôn tả như vậy? Liễu gật đầu nhượng bộ sự cám dỗ như ông tổ Adam. Bởi vì lúc ấy anh biết ít hơn Maggie nhiều. Nàng đã hiểu cần dùng mưu đánh lừa anh như thế nào. Có lẽ em nói đúng. Còn khi em không chống lại thì anh thích thú hơn nhiều. Thôi được, Meg, ạ. À, từ nay chúng ta sẽ làm theo ý em. Maggie hài lòng mỉm cười trong bóng tối. Thế đấy, ông chồng thân yêu của tôi, ạ. À, tôi sẽ cho anh biết tay, rồi anh sẽ thấy. Liễu Onin, tôi là người thận trọng. a à. sống chết gì tôi cũng sẽ có con. Ở đây xa cái ẩm ướt ngột ngạt của đồng bằng ven sông, Lý Úc mau chóng hồi sức. Anh ăn ngon miệng, bắt đầu lên cân và không còn gầy đến phát sợ nữa. Da đã mất cái màu vàng bệnh tật và lại có màu bánh mật. Bây giờ khi Mackie vui lòng đáp lại một cách nồng nhiệt sự âu yếm của anh, thì té ra cũng chẳng lấy gì làm khó khăn lắm, đã nài được anh, thay cho hai tuần lễ như dự định. Nghỉ thêm tuần thứ ba, rồi tuần thứ tư nữa nhưng đến cuối tháng thì anh nổi loạn đủ rồi mét ạ à, anh lại khỏe như con bò mộng thế mà chúng mình sống xa hoa và phung phí tiền mà Agnes svensson cần anh có lẽ anh sẽ nghĩ lại chăng li úc nếu anh thực sự muốn mua trại thì có thể mua ngay bây giờ cũng được hãy kiên nhẫn chờ một chút nữa mét ạ à. cố nhiên anh không nói đến một điều anh bị lôi cuốn bởi sức hút không gì cưỡng lại nổi của các đồn điền mía đấy là niềm ham thích kỳ lạ vốn có ở một số đàn ông đối với công việc khó khăn nặng nhọc nhất nó choán lấy toàn bộ con người không chừa lại chút gì trong lúc còn trẻ khỏe Lý Úc sẽ không phản bội cây mía Maggie chỉ còn một hy vọng có lẽ nàng sẽ bắt anh phải đổi ý nếu nàng sinh cho anh một đứa con thừa kế đất đai của hai vợ chồng ở vùng Kainun thế là bây giờ nàng lại ở Himenhok, chờ đợi và hy vọng nàng rất cần đứa con, cần lắm nếu như có đứa con, mọi nút thắt sẽ được tháo gỡ, chỉ cần nàng có đứa con. thế rồi đã thấy rõ ràng nàng sẽ có con. nàng nói với Enner và Ludwig, cả hai đều hoan hỉ. Ludwig quả là con người vô giá. thì ra anh may và thêu rất giỏi, cả hai việc đó trước đây Maggie đều không kịp học. bằng hai bàn tay chai sạn khéo léo, anh làm phép phù thủy với cái kim bé xíu và tấm vải mỏng mềm mại còn Anna có Maggie giúp sức sửa soạn phòng trẻ. Khổ một nỗi, đứa bé chưa ra đời quấy lắm, không rõ vì nóng nực hay vì mẹ không được hạnh phúc, điều đó chính Maggie cũng không hiểu. Nàng buồn nôn không chỉ vào buổi sáng mà suốt nhiều ngày xong. Lẽ ra trạng thái buồn nôn ấy phải chấm dứt từ lâu rồi, vậy mà chẳng biết bao giờ mới hết. Maggie lên cân ít và chậm trong lúc đó chứng phù nề hành hạ nàng dữ dội và huyết áp lên cao đến nỗi bác sĩ Smith thực sự lo lắng. Thoạt đầu ông muốn đưa nàng vào bệnh viện ở Kegnus ngay từ trước khi sinh, nhưng sau một thời gian dài suy nghĩ ông quyết định vì nàng không có chồng hay bạn bè ở bên cạnh thì để nàng ở nhà Enner và Ludwig là hơn, họ sẽ chăm sóc nàng. Nhưng trong ba tuần cuối cùng thì nàng nhất thiết phải đi Kegnus. Cố tìm cách gọi anh chồng về, bảo anh ta về gặp cô ấy, ông cáu kỉnh gắt lên với Ludwig. Mickey lập tức viết thư cho Lý Úc báo tin mình có mang, hoàn toàn do bản tính phụ nữ. Nàng tưởng rằng khi biết cái điều không muốn có này thành sự đã rồi, Lý Úc chẳng những sẽ cam chịu cái điều không tránh khỏi, mà sẽ vui thích. Thư trả lời của anh lập tức đánh tan những mơ ước màu hồng ấy. Ludwig nổi giận điên cuồng. Làm bố, đối với anh điều đó chỉ có nghĩa là trước kia chỉ tự nuôi thân, còn bây giờ phải cáng thêm hai miệng ăn. Đấy là viên thuốc đắng đối với Maggie, nhưng phải nuốt. Không còn cách nào lựa chọn đứa con sắp ra đời từ nay cột nàng vào với Ludwig cũng vững chắc như lòng kiêu hãnh. Nhưng bây giờ nàng ốm yếu, bất lực và rất cần tình yêu, ngay cả đứa con cũng không yêu nàng. Nó được thụ thai trái với ý muốn của nó và không muốn ra đời. Mickey cảm thấy rằng cái sinh vật nhỏ xíu trong người nàng cực lực phản kháng, không muốn lớn lên và sống. Giá như nàng có sức vượt được 2.000 dặm đường sắt, nàng sẽ trở về nhà, nhưng bác sĩ Smith không muốn nghe chuyện ấy một tuần lễ có khi là lâu hơn trong xe lửa, ngay cả có những thời gian tạm dừng, là cái chết chắc chắn đối với đứa trẻ. Dù Maggie rất đỗi bất hạnh, hết sức thất vọng, nhưng cố ý làm hại đứa trẻ thì nàng không muốn. Nhưng thời gian trôi qua, niềm vui sướng của nàng mơ ước về một sinh vật chỉ thuộc về một mình nàng mà nàng có thể yêu thương hết lòng cũng nhạt đi. Đứa bé chưa ra đời, ngày càng khó tính khó nết, ngày càng tệ với nàng. Bác sĩ Smith bắt đầu hay nói về việc nên sớm đưa nàng đi Kenneth. Ông chẳng tin tí nào rằng việc sinh đẻ ở Đang Lâu sẽ xuôi thuận. Ở đây không có bệnh viện mà chỉ có một nhà nhỏ cách ly. Huyết áp của Maggie đôi lúc vọt lên, chứng phù nề tăng thêm. Bác sĩ Smith bắt đầu nói về sự nhiễm độc thai nghén, về chứng sản giật. Ông nói những từ rắc rối nào đó khiến Anna và Ludwig hoảng sợ đến nỗi. Họ đồng ý là Maggie cần đi Kenneth, mặc dù họ muốn đứa trẻ ra đời ở nhà họ ở Himenhof. Tháng năm sắp hết, chỉ còn chờ một tháng nữa, một tháng nữa rút cuộc Maggie sẽ thoát khỏi cái của nợ không thể chịu đựng nổi này, thoát khỏi đứa trẻ vô ơn này. Nàng đã bắt đầu thù ghét nó, chính đứa bé mà nàng hết sức khao khát lúc chưa cảm thấy nó sẽ gây cho nàng bao nhiêu cái khó chịu. Vì sao nàng lại tưởng rằng Ludwig sẽ vui sướng khi biết đứa trẻ hiện đã tồn tại và phải ra đời? Căn cứ vào toàn bộ cách xử sự của anh từ khi hai người lấy nhau thì có thể hiểu rằng chẳng nên hy vọng điều đó. Đúng, đã đến lúc phải thừa nhận, tất cả đã sụp đổ, đã đến lúc vứt bỏ sự kiêu hãnh ngu ngốc và cố cứu vớt những gì có thể cứu vớt được trong đống đổ nát. Họ lấy nhau vì những động cơ sai lạc, Liễu bị cám dỗ vì tiền của nàng, còn nàng muốn chạy trốn Ranf de đồng thời thử gìn giữ Ranf cho mình. Họ cũng không hề làm ra vẻ yêu nhau, thế mà chỉ có tình yêu mới có thể giúp họ khắc phục được cái mớ bòng bong phiền phức xuất hiện vì họ mong muốn những điều khác hẳn nhau và mưu cầu những cái khác nhau. Nhưng đây mới là điều lạ lùng. Maggie không thực sự thù ghét Lý Úc mà ngày càng thù hận Ralph de Pricassa thường xuyên hơn, mãnh liệt hơn. Thực ra thì Ralph xử sự với nàng nhân hậu hơn, ngay thẳng hơn Lý Úc Ông ấy bao giờ cũng cố làm cho nàng chỉ coi ông là người bạn và một linh mục, không hơn. Và tuy ông hôn nàng hai lần, nhưng cả hai lần nàng đều đi bước trước Vậy thì cớ gì mà tức giận ông ấy đến thế? Cớ gì mà thù hận Ranf chứ không phải liễu? Lỗi chính là tại nàng, không hiểu gì về cuộc sống. Lỗi tại những nỗi sợ của nàng và sự oán giận vô cùng đối với Ranf vì ông ta khăng khăng cự tuyệt nàng. Còn nàng thì yêu ông vô cùng, hết sức khao khát tình yêu của ông. Cũng là lỗi tại cơn bốc đồng ngu ngốc đã đẩy nàng đi lấy liễu ONIN Nàng đã phản cả mình, phản cả Ranf cho dù nàng không thể trở thành vợ ông, thì có gì là quan trọng nếu nàng ngủ với ông và có con với ông? Có gì là quan trọng nếu như ông không thèm muốn nàng, mà quả thật là ông không thèm muốn nàng? Điều quan trọng duy nhất là nàng chỉ cần Ranf thôi, và không tội gì phải bằng lòng với cái ít ỏi hơn. Nhưng hiểu được sai lầm ở đây chứ có nghĩa là sửa được sai lầm. Nàng vẫn cứ là vợ Li Úc Ô Nín, và đứa con sinh ra là con Li Úc Ô Nín. Làm sao nàng lại vui sướng vì đứa con sắp ra đời của Lý Úc khi chính Lý Úc không muốn có đứa con đó? Tội nghiệp đứa bé. Nhưng ít ra thì khi ra đời nó sẽ tự mình tồn tại. Nó là con người hoàn toàn mới và có thể yêu nó. Có điều là giá như đấy là con của Ranf de Pricassa. Nhưng điều đó là không thể được. Không thể có chuyện như thế. Ranf phụng sự nhà thờ mà nhà thờ đòi hỏi ông hiến dâng toàn bộ con người ông không trở lại chút gì đòi hỏi ngay cả cái mà nó không cần giới tính đàn ông của ông nhà thờ thiêng liêng đòi hỏi cái đó phải được hy sinh cho nó bằng cách đó nó khẳng định quyền lực đối với kẻ tôi tớ của mình và tiêu diệt ông ta xóa bỏ ông ra khỏi cuộc sống vì khi ông ta ngừng thở thì ông ta không có ai nối dõi nhưng sẽ đến một ngày nó phải đền nợ về thói tham lam của nó sẽ đến một ngày không còn những ralph de Picasso nữa vì những người ấy sẽ bắt đầu quý trọng giới tính nam của mình và sẽ hiểu rằng nhà thờ đòi hỏi ở họ sự hy sinh vô ích hoàn toàn vô nghĩa Mickey đứng phát dậy đi vào phòng khách bằng một dáng đi nặng nề ở đấy n đang đọc một cuốn tiểu thuyết bị cấm của norman Lindsay, khoái trá ra mặt vì từng từ bị cấm đoán chị n ạ à, hình như sự thể sẽ như ý chị Anna lơ đãng ngẩng đầu lên. Em nói về việc gì thế, em thân yêu. Chị gọi điện cho bác sĩ Smith đi, em sẽ sinh đứa bé bất hạnh. Đấy, ở đây, ở nhà anh chị, sinh đến nơi rồi. Trời ơi, vào buồng ngủ và nằm xuống đi, không phải về buồng em đâu, về buồng ngủ của anh chị kia. Nguyên rùa sự oái oăm của số phận và quyết tâm của đứa bé, bác sĩ Smith phóng ra khỏi đăng lâu bằng chiếc ô tô cũ kỹ ọp ẹp của mình mang theo một cô đỡ địa phương và các dụng cụ thuốc men tìm thấy được trong cái bệnh xá nhỏ ở nơi heo hút của ông. Đưa Maggie vào cái bệnh xá nhỏ thảm hại ấy thì chẳng có nghĩa lý gì hết. Tất cả những gì có thể làm được, ông sẽ làm ở Himenhock. Nếu ở Kenners thì là chuyện khác. Báo tin cho ông chồng rồi chứ. Ông vừa hỏi vừa chạy lên bậc tam cấp, có cô đỡ đi cùng. Đã đánh điện, Maggie ở trong buồng tôi, Tôi cho rằng ở đấy ông sẽ có điều kiện rộng rãi hơn. Và Anna tập tễnh đi theo những người mới tới vào buồng ngủ. Maggie nằm trên giường, mắt mở to, nhưng không hề tỏ ra đau đớn, chỉ thỉnh thoảng siết tay lại và quằn quại như lên cơn kinh giật. Nàng quay đầu lại, mỉm cười với Anna, và Anna nhìn thấy trong đôi mắt mở to ấy một vẻ hoảng hốt vô cùng. Em vui sướng là đã không đến Kenneth, Maggie nói. Mẹ em khi đẻ không bao giờ vào bệnh viện, có lần ba em nói rằng khi đẻ hen mẹ em đau kinh khủng nhưng mẹ em vẫn sống vậy thì em cũng sẽ không chết trong gia đình Cleary, phụ nữ sống dai lắm mấy giờ sau bác sĩ smith ra hành lang gặp enner người sản phụ đáng thương vật vã mãi không đẻ được con so bao giờ cũng khó đẻ mà thai lại nằm không đúng vị trí nữa chỉ khổ cho cô ấy mà tình hình không nhích lên được nếu như ở bệnh viện kenneth thì chúng tôi sẽ mổ tử cung Chứ ở đây thì không thể nghĩ gì đến chuyện ấy Cô ấy phải tự lực sinh đẻ thôi Cô ấy vẫn tỉnh chứ Vâng, hoàn toàn tỉnh táo Một cô bé gan xạ Không kêu gào, không than vãn Những phụ nữ ưu tú bao giờ cũng vất vả hơn hết Tôi xin nói với bà thế đấy Cô ta luôn luôn hỏi Ran đến chưa Phải bị đặt ra một điều gì Tôi bảo cô ấy là đường xá bị hỏng Theo tôi biết Chồng cô ấy tên là Lý Úc phải không Vâng <laughs> Thế thì có lẽ là cô ấy cần Ran, cho dù người ấy là gì đi nữa, chắc là anh chàng Lý Úc này chẳng đem lại được mấy tí niềm vui chứ gì. Hắn là một tên khốn kiếp. Enner chống cả hai tay vào tay vị ở hàng hiên cúi xuống. Trên con đường từ đang Lâu về có một chiếc taxi bóng loáng đang lên dốc chạy tới Himenhok. Cặp mắt tinh nhanh của n từ xa đã nhận rõ mái tóc thẫm màu của người khách ngồi ở ghế sau, chỉ buột ra một tiếng reo sung sướng và nhẹ nhõm. Quả là tôi không tin ở mắt mình nữa, nhưng hình như Lý Úc vẫn nhớ rằng anh ta có vợ. Tốt hơn hết là tôi đến với cô ấy, còn bà sẽ tự cư xử với anh ta, bà n ạ Tạm thời tôi sẽ không nói gì với cô ấy, ngộ nhỡ bà nhầm thì sao. Nếu đấy là anh ta, thì trước khi làm cho anh ta sửng sốt, hãy cho anh ta một chén trà. Hãy bồi dưỡng sức khỏe cho anh ta đã. Chiếc taxi dừng lại. Enner ngạc nhiên thấy người lái xe ra ngoài và tự tay mở cửa cho ông khách, Joe Castillion. Người lái xe taxi duy nhất ở Danny không có thói quen lịch thiệp như thế. Trình Đức Ông đến nơi rồi đấy ạ. À. Anh ta nói và cúi dạp xuống chào. Ra khỏi xe là một người mặc chiếc áo trùng màu đen dài lượt thượt phấp phới có dây lưng bằng lụa màu hoa cà. Ông ta quay lại và Enner sửng sốt dây lát tưởng như Liuk Úc Onin lẫm một trò gì khó hiểu. Rồi chị thấy đây là một người hoàn toàn khác hơn Lý Úc ít nhất 10 tuổi. Trời ơi, chị nghĩ, trong lúc cái người cao lớn, vóc sáng cân đối bước một lúc hai bậc thang đi lên chỗ chị, trong đời chị chưa từng thấy người nào đẹp trai như thế. Đức Tổng Giám Mục, không hơn không kém. Vị Tổng Giám Mục Thiên Chúa Giáo cần gì ở ta với Lý Úc, những tín đồ lút, kỳ cựu. Bà là Mrs. Muller phải không ạ? À? Ông ta mỉm cười hỏi. Nhìn chị từ trên xuống dưới bằng cặp mắt xanh Cái nhìn đôn hậu nhưng hơi phiêu diêu Hình như trong đời ông đã phải thấy quá nhiều Và đã từ lâu Ông khéo tìm được cách đè nén Trong mình khả năng có bất kỳ tình cảm nào Vâng tôi là Anna Muller Tôi là tổng giám mục Ranf de Bricassa Khâm mạng Đức Thánh Cha ở Úc Theo chỗ tôi biết thì vợ của liuk Úc Onin Hiện ở nhà bà phải không Vâng thưa các hạ Ranf, Ranf ư Vậy ra đây chính là Ranf Tôi là bạn lâu năm của cô ấy. Xin cho biết tôi có thể vào thăm cô ấy được không? Dạ, thưa Tổng Giám Mục. Không phải, người ta không nói như thế. Với Tổng Giám Mục thì phải nói là chỉnh Đức Ông, như Joe Castiglione tôn xưng. Tôi tin chắc rằng trong hoàn cảnh bình thường, Maggie hẳn sẽ rất vui sướng được gặp Đức Ông. Nhưng bây giờ cô ấy sắp sinh nở và đẻ rất khó. Đến đấy, Anna thấy rằng người này vẫn chưa đè nén hẳn được khả năng có tình cảm mà chỉ dùng sức mạnh lý trí dồn nó vào một góc xa nhất của ý thức như dồn một con chó khiếp nhược. Mắt ông ta xanh thẳm, Anna chìm nghỉm trong đôi mắt ấy và ở đáy đôi mắt ấy chị thấy cái mà. Và chị băn khoăn tự hỏi Maggie là thế nào với ông tổng giám mục này và ông ta là thế nào với Maggie. Tôi biết, tôi biết rằng đã có chuyện gì xảy ra với cô ấy. Tôi cảm thấy điều đó từ lâu. Thời gian gần đây tôi lo lắng đến phát điên lên. Tôi phải đến, phải thấy rõ tận mắt. Xin cảm ơn cho tôi vào thăm cô ấy. Ít ra cũng vì tôi là một linh mục. Anna hoàn toàn không có ý định khước từ ông ta. Xin mời, thưa đức ông, xin đi lối này. Chị chống nạn khập khẩn đi một cách chậm chạp. Những ý nghĩ dồn dập kéo đến. Trong nhà có sạch không? Đã dọn dẹp chưa? Hôm nay ta có lau bụi không nhỉ? Chúng ta có quên vứt cái chân cừu ôi đi không nhỉ? Ngộ nhỡ nó vẫn cứ bốc mùi thì sao? vị khách quan trọng như thế bỗng dưng lại đến vào một lúc rất không thích hợp như vậy. Ludwig, con người chậm chạp khốn khổ, mong sao anh sẽ rời khỏi máy kéo và về nhà. Đã cho người gọi anh từ 100 năm trước rồi kia mà. Vị khách đi ngang qua chỗ bác sĩ Smith và cô đỡ như thể không có họ ở đây, quỳ xuống bên giường cầm lấy tay người ốm. Maggie Nàng gắng ngoi ra từ giấc ngủ ghê sợn mà nàng đã chìm vào như bị hút xuống xoáy nước. Nó khiến nàng giờ đây dừng dưng với mọi sự đời và ở khoảng cách rất gần. Nàng thấy gương mặt mến yêu, mái tóc đen dày rậm và bây giờ tóc bạc óng ánh đã tạo thành đôi cánh trắng và khuôn mặt quý phái thanh tú đã nhiều nếp nhăn hơn. Và thêm một điều tưởng như không thể có được, càng nhiều kiên nhẫn hơn và cặp mắt xanh nhìn vào mắt nàng chan chứa tình yêu và chiều mến vô hạn. Làm sao nàng có thể tưởng tượng rằng Liễu giống người này, trên đời không có và sẽ không có người nào khác như thế. Vậy mà nàng đã phản bội tình cảm của mình đối với Ranf. Liễu là hình bóng trong tấm gương tối, còn Ranf trói lòa như mặt trời và giống như mặt trời, ông là đối tượng không thể với tới được. Được gặp mặt ông thật hạnh phúc biết bao. Giúp em với Ranf, nàng nói. Ranf thắm thiết hôn tay nàng, rồi áp tay nàng vào má mình. Tôi bao giờ cũng sẵn sàng giúp em, Maggie của tôi, em biết đấy. Hãy cầu nguyện cho em và đứa bé. Chỉ có ông mới có thể cứu vớt mẹ con em. Ông gần Chúa hơn. Chẳng ai cần đến mẹ con em. Chẳng bao giờ có ai cần đến mẹ con em, ngay cả ông. Thế Lý Úc đâu? Em không biết. Em bất cần. Maggie nhắm mắt, đầu nàng vật vã trên gối, hết sang phải lại sang trái. Nhưng những ngón tay vẫn nắm chặt tay ran không buông ra. Bác sĩ chạm vào vai ông. Bây giờ ngài nên rời khỏi đây thì hơn, thưa đức ông nếu tình trạng cô ấy lâm nguy thì ông gọi tôi chứ nhất định rút cuộc Ludwig đã từ đồn điền học tốc trở về lo lắng đến phát cuồng lên xung quanh chẳng có ai còn anh không dám vào buồng ngủ cuối cùng n và tổng giám mục ra hàng hiên cô ấy thế nào Enner hiện thời thì không sao bác sĩ không nói thẳng nhưng theo em thì ông ấy đã có hy vọng xin giới thiệu với anh Ludwig chúng ta có khách đây là tổng giám mục Ralf de Bricassa, người bạn cũ của Maggie. Ludwig là người am hiểu những việc như thế này hơn vợ, quỳ một gối xuống và hôn chiếc nhẫn trên bàn tay mà tổng giám mục chìa ra cho anh. Trình Đức ông, xin mời Đức ông ngồi đây nói chuyện với Enner, tôi đi pha trà. Thì ra ngài là Ran Enner nói. Chị dựa đôi nạng vào cái bàn nhỏ bằng tre, khách ngồi xuống chỗ đối diện, những nếp áo trùng rũ xuống một cách ngoạn mục dưới áo lộ ra đôi ủng đen đi ngựa đánh bóng loáng cách ngồi vắt chân lên nhau một tư thế ngồi không đàn ông lắm nhưng chẳng sao vì ông là linh mục kia mà tuy nhiên dù ngồi tư thế này hay tư thế khác ta vẫn cảm thấy ở ông một cái gì rất dũng cảm có lẽ ông trẻ hơn chị tưởng lúc ban đầu chắc là ngoài 40 một kiểu mẫu tuyệt trần về sức mạnh và vẻ đẹp như thế mà uổng phí vâng tôi là Ranf từ lúc Maggie bắt đầu đau đẻ, cô ấy không ngừng gọi một người nào tên Ranf. Thú thật là tôi chẳng hiểu gì cả. Trước đây cô ấy không hề nhắc đến trước mặt tôi một người nào tên Ranf. Rất đúng với tính tình cô ấy. Vì sao ngài biết Maggie, thưa đức ông, đã lâu chưa ạ? Linh Mục mỉm cười gượng gạo, chụm hai bàn tay thanh mảnh đẹp lạ thường vào với nhau thành hình mái lều. Thành thử chỉ có những đầu ngón tay chạm vào nhau. Tôi quen Maggie khi cô bé mới có 10 tuổi, mấy ngày sau khi cô ấy từ New Zealand đến. Có thể nói cho công bằng là tôi biết Maggie trong những ngày lụt lội và hỏa hoạn, trong những ngày đói khát về tinh thần, trong những ngày sống chết. Chúng tôi đã phải chịu đựng tất cả những cái đó. Maggie là tấm gương trong đó tôi phải nhìn thấy rằng tôi là một người trần tục bình thường. Ngày yêu cô ấy, Anna nói với vẻ ngạc nhiên, bao giờ tôi cũng yêu. Bất hạnh biết bao cho cả hai người. Tôi hy vọng rằng chỉ cho tôi mà thôi, hãy kể cho tôi biết về cô ấy. Có chuyện gì xảy ra với cô ấy kể từ khi đi lấy chồng? Đã nhiều năm tôi không gặp, nhưng bao giờ tôi cũng lo lắng cho cô ấy. Tôi sẽ kể cho ngài nghe mọi chuyện về Maggie, nhưng ngài hãy kể trước đi đã. Không. Không, tôi không hỏi về việc riêng tư, tôi chỉ hỏi cô ấy sống như thế nào trước khi đến Danny. Tôi với Ludwig hoàn toàn không biết gì về cô ấy. Chúng tôi chỉ biết rằng trước đây cô ấy sống ở nơi nào đó gần Shilenboon. Chúng tôi muốn biết nhiều hơn vì chúng tôi rất yêu cô ấy. Nhưng cô ấy chẳng bao giờ kể lể gì cả. Chắc là vì kiêu hãnh. Ludwig vào mang theo khay trà và đủ mọi món ăn, ngồi vào bàn và Tổng giám mục kể vắn tắt với vợ chồng Miller về việc Maggie sống ra sao trước khi thành vợ Lý Úc. Chọn đời tôi cũng không nghĩ ra điều gì kỳ quái như thế. Lý Úc onin lại dám trưng cháo bứt cô ấy ra khỏi toàn bộ những cái đó và biến cô ấy thành người ở mà lại với điều kiện và tiền công của cô ấy thì chúng tôi gửi vào tài khoản của cô ta. Mà ngài có biết rằng suốt thời gian ở đây cô nàng tội nghiệp không có lấy một xu trong túi. Tôi bảo Ludwig đến lễ Giáng sinh thì đưa cô ấy một số tiền mặt nhưng đến lúc đó sống áo cô ấy đã rách nát hết đến nỗi phải chi hết số tiền ấy ngay mà nhận tiền của chúng tôi nhiều hơn nữa thì cô ấy không muốn không cần thương hại Maggie, Tổng giám mục Ralph nói bằng giọng khá gay gắt. Tôi nghĩ rằng bản thân cô ấy không hối tiếc về số phận của mình. Dù sao thì cũng không phải vì lý do cô ấy không có tiền. Xét cho cùng, do tiền mà cô ấy ít có được niềm vui. Và nếu cô ấy cần tiền thì cô ấy biết mình có thể lấy tiền ở đâu. Tôi cho rằng sự thờ ơ hiển nhiên của Lý Úc gây cho cô ấy vết thương, đau đớn hơn nhiều so với tình trạng không có tiền. Maggie bất hạnh của tôi. Rồi Enner và Ludwig bắt đầu kể về việc Maggie sống ở nhà họ ra sao. Còn The Pricassa nghe, hai bàn tay vẫn chụm vào nhau thành hình mái lều. Những đầu ngón tay tiếp xúc với nhau và nhìn chằm chằm vào những tàu lá như chiếc quạt xòe rộng của cây cọ rất đẹp ở trước nhà. Không lần nào mặt ông rung động, không có gì thay đổi trong cái nhìn phiêu diêu của cặp mắt xanh tuyệt mỹ. Đúng, ông đã học được nhiều điều trong những năm phụng sự chúa bên Victoria Scabansa bên hồng y di contini vesese nghe hết câu chuyện ranf de Pricasa thở dài và đưa mắt nhìn những khuôn mặt lo âu của vợ chồng muller thôi được rõ ràng là chúng ta phải giúp cô ấy một khi li úc không làm việc đó nếu quả thật anh ta không cần cô ấy thì cô ấy nên trở về rogeda là hơn tôi hiểu ông bà lấy làm tiếc khi phải chia tay với cô ấy nhưng vì lợi ích của mekki ông bà hãy cố khuyên cô ấy trở về nhà từ Sydney tôi sẽ gửi cho cô ấy một ngân phiếu để cô ấy khỏi phải xin tiền ông anh. Còn về nhà, cô ấy muốn giải thích mọi chuyện với người nhà thế nào tùy ý. Ralph nhìn về phía buồng ngủ, lo lắng lắc đầu. Lạy chúa lòng lành, cầu chúa cho đứa trẻ ra đời bình an. Nhưng một ngày đêm sau đứa trẻ mới ra đời và Maggie mất sức, kiệt quệ, suýt chết. Bác sĩ Smith phóng tay cho nàng dùng opium theo quan niệm cũ của ông cho rằng trong những trường hợp tương tự thì đấy là thứ thuốc hiệu nghiệm nhất và nàng bị cuốn hút quay cuồng trong cái vực xoáy của những cơn ác mộng không ngừng. Nàng mường tượng thấy những con quái vật nhảy sổ vào nàng từ bên ngoài và từ bên trong, cào cấu cắn xé bằng răng nanh và vuốt, rú lên kêu ư ử, gầm gừ. Đôi khi trong giây lát, trước mắt hiện lên rõ mồn một khuôn mặt của Ranf, rồi khuôn mặt ấy bị cơn đau đột ngột làm tan biến. Nhưng dù sao nàng vẫn nhớ đến ông và biết rằng chừng nào ông còn bảo vệ nàng thì cả nàng cũng như đứa bé sẽ không chết. Đôi lúc bác sĩ Smith đã tranh thủ được một lát để ăn qua loa, uống chút rum, bồi bổ sức khỏe và để biết chắc rằng không một người nào trong những khách hàng khác của ông bị chết do sự bộp chộp của chính họ. Ông để cho cô đỡ tự cáng đáng lấy công việc và trong thời gian đó ông đã dò biết được một số điều về lai lịch của Maggie Vừa đúng trong khuôn khổ những gì mà N và Lý Úc thấy là có thể kể với ông. Bà nói đúng, bà N ạ, à, ông nói, sau khi nghe hết những điều đó, có lẽ trong những nỗi đau đớn hiện nay của cô ấy, ngoài những cái khác, duyên do là vì cưỡi ngựa. Đối với những phụ nữ cưỡi ngựa nhiều, điều rất tai hại là yên ngựa dùng cho phụ nữ đã lỗi thời, kiểu ngồi đàn ông làm phát triển những cơ không phải là những cơ cần cho việc sinh đẻ. Tôi nghe nói đấy chỉ là một thành kiến Tổng giám mục nói một cách mềm mỏng. Bác sĩ trùm lên ông một cái nhìn hàn học. Bác sĩ Smith hoàn toàn không ưa các linh mục thiên chúa giáo. Ông cho rằng tất cả bọn họ không trừ một ai, đều là những kẻ đạo đức giả, chỉ thân thớt cái bề ngoài. Ngài muốn nghĩ thế nào tùy ý, bác sĩ nói. Nhưng xin trả lời cho tôi một câu hỏi, thưa đức ông. Nếu phải lựa chọn giữa việc bảo toàn tính mạng cho Maggie hay cho đứa con, thì lương tâm ngài sẽ nói thế nào? Trong vấn đề này, nhà thờ không lay chuyển, bác sĩ ạ. À nhà thờ không chấp nhận sự lựa chọn nào cả không thể để chết Hải nhi mà cứu người mẹ cũng không thể để chết người mẹ nhằm cứu đứa con ông trả lời bác sĩ Smith bằng nụ cười cũng dữ dằn như thế nhưng nếu sự thể tới cái nước ấy thì bác sĩ ạ à, tôi sẽ nói với ông không chút ngần ngừ hãy cứu lấy Maggie và thay kệ đứa bé bác sĩ Smith a à lên một tiếng sửng sốt phá lên cười vỗ vào lưng tổng giám mục Ngài cừ lắm cứ yên tâm tôi không bếp xếp về điều ngài vừa nói đâu nhưng hiện thời thì đứa bé vẫn sống và theo tôi thì hiện giờ không can gì phải giết nó. Còn Enner nghĩ, tôi muốn biết ngài sẽ trả lời thế nào, thưa Tổng giám Mục, nếu như đấy là con của ngài. Chừng ba tiếng sau, khi vầng mặt trời xế chiều đã buồn sầu ngả về khối núi Barton Airy, chìm trong sương mù, thì bác sĩ Smith từ bồng ngủ đi xa. Thế là xong xuôi rồi, ông nói, vẻ hài lòng ra mặt. Về Maggie thì còn nhiều điều phải còn chờ xem, nhưng nhờ trời mọi việc sẽ tốt cả thôi. Con bé mới sinh thì còm cõi, hơi yếu, cân nặng có 5 phun tơ, đầu to đến xấu xí, tính nét hung hãn hợp với mái tóc đỏ rực như lửa của nó. Trong đời tôi chưa từng tiếp nhận đứa trẻ sơ sinh nào tóc đỏ rực như vậy. Con nhóc này có dùng dìu cũng không kết liễu được tính mạng nó, điều đó tôi biết, tôi gần như đã có kinh nghiệm. Ludwig hớn hở mở chai xung quanh để dành từ lâu, rót đầy các cốc lớn và cả năm người, linh mục, bác sĩ, cô đỡ, ông chủ trại và bà vợ tàn tật của ông uống mừng sức khỏe và hạnh phúc của bà mẹ trẻ và đứa hải nhi xấu tính đang gào toáng lên. Hôm ấy là mùng 1 tháng 6, ngày đầu của mùa Đông Úc. Một cô hộ lý đến thay cho cô đỡ, cô ta phải ở lại Himenhoek cho đến khi Maggie ở ngoài vòng nguy hiểm. Bác sĩ và cô đỡ ra về, còn Enner, Ludwig và Tổng giám mục vào thăm Maggie. Trên chiếc giường đôi ấy, nàng nom nhỏ bé quá, gầy quá, đến nỗi Tổng giám mục Ranf phải giấu kín nỗi đau này của mình vào một góc xa của ký ức. Sau này sẽ còn phải lôi nó ra, nghiền ngẫm lại và chịu đựng. Maggie tội nghiệp của tôi. Maggie đã trở nên tiều tụy vì đau khổ nhiều, đã chịu thất bại. Ta bao giờ cũng yêu em, nhưng ta không thể cho em cái mà Lê Úc đã cho, dù là trái với ý muốn của anh ta. Còn nguyên nhân của mọi chuyện, cái cục thịt to mềm nằm trong chiếc nôi đan ở mảng tường xa và không hề biết đến những người vây quanh nó và chăm chú nhìn nó. Con bé mới ra đời gào lên một cách cáu kỉnh, la gào không ngừng. Cuối cùng cô hộ lý bế nó lên cùng với cả cái nôi và đem sang căn buồng từ nay sẽ là buồng trẻ em. Gì thế gì? Chứ con bé này khỏe lắm. Tổng giám mục Ranf nói, ngồi xuống mép giường và cầm lấy bàn tay tái nhợt của Mackie trong tay mình. Tôi cho rằng nó không ưa thích cuộc sống cho lắm Maggie mỉm cười đáp lại Ông ấy xả đi biết bao Vẫn cường tráng và cân đối như trước Nhưng dường như đã sống 100 năm Maggie quay đầu về phía Anna và Ludwig Đưa tay kia cho họ Các bạn thân mến tốt bụng của tôi Không có các bạn thì tôi làm thế nào Vẫn không có tin tức gì của Lý Úc ư Có bức điện gửi tới Anh ta rất bận Không về được Nhưng anh ta gửi cho cô những lời chúc mừng tốt đẹp nhất về phần anh ấy như thế là hào hiệp lắm đấy, Maggie nói. Em ơi nhanh nhẹn cúi xuống hôn vào má nàng. Chúng tôi đi đây, em quý mến. Chúng tôi sẽ không làm phiền em đâu. Chắc em và Tổng giám mục có chuyện cần nói với nhau. Enner tì vào tay chồng, vẫy ngón tay gọi cô hộ lý. Cô ta ngạc nhiên nhìn Linh Mục chầm chầm như không tin mắt mình nữa. Ta đi đi, Nettie, đi uống trà với chúng tôi. Nếu Maggie cần đến chị thì Đức Tổng giám mục sẽ gọi. Em định đặt tên cho con bé to mồm của em là gì? Tổng giám mục hỏi khi cửa đã đóng lại và chỉ còn ông với Maggie. Justina, cái tên rất hay, nhưng tại sao em chọn cái tên đó? Em đã đọc thấy ở đâu đó và em thích cái tên ấy. Nó là đứa con không ai muốn có, Maggie ạ. À. Maggie dọc đi ghê gớm. Trên khuôn mặt hốc hác dường như chỉ còn đôi mắt. Đôi mắt ấy, đôi mắt dịu hiền mờ đục sáng lên một cách dịu dàng. Trong đó không có niềm căm giận cũng không có tình yêu. Có lẽ đấy là đứa con hằng mong đợi. Đúng, đứa con hằng mong đợi. Em đã phải dùng bao nhiêu mưu mẹo mới có được nó, nhưng trong lúc mang thai nó, em không có tình cảm gì với nó và cảm thấy nó chẳng thiết gì em. Em có cảm giác rằng nó sẽ không bao giờ là con em hay con Ly Úc, nó sẽ chẳng là con ai cả. Em có cảm giác rằng nó sẽ mãi mãi vẫn là nó như thế. Tôi phải đi rồi đây, Meggy ạ." Ran khẽ nói. Mắt nàng lóe lên một cách lạnh lùng, môi cong đi trong một vẻ nhăn nhó hằn học. Thì tôi biết mà, lạ lùng thật, đàn ông bao giờ cũng vội vã lẩn trốn tôi và chui vào khe kẽ. Ran cau mặt, không nên độc ác thế, Mackie. Tôi không thể chịu đựng nổi khi rời khỏi đây mà ghi nhớ hình ảnh em như thế. Trước kia, dù có chuyện gì xảy ra với em, em vẫn dịu dàng, đáng yêu. Đó là điều tôi quý nhất ở em. Đừng phản lại bản thân mình, đừng để cho tất cả những gì đã xảy ra khiến em trở nên tàn ác. Tôi hiểu, chắc chắn là một điều khủng khiếp khi Liễu Úc thở ơ như thế, thậm chí không về thăm, nhưng em đừng phản lại bản thân mình. Nếu thế thì em sẽ không còn là Maggie của tôi nữa. Nhưng nàng vẫn nhìn ông với một vẻ gần như căm hờn. Thôi đi, Ralph, em không phải là Maggie của ông và chưa bao giờ là của ông cả. Ông không thiết gì em, chính ông đẩy em đến với Liễu Úc thế em là cái gì ông cho rằng em là bà thánh chắc hay là một phụ nữ tu sĩ chăng chẳng có gì giống như vậy em là một phụ nữ bình thường nhất và ông đã làm hỏng đời em bao nhiêu năm trời em yêu ông em chẳng cần ai khác nữa em chờ đợi ông em gắng hết sức để quên ông đi rồi em lấy chồng vì em tưởng đâu anh ấy hơi giống ông còn anh ấy không thiết gì em anh ấy chẳng cần đến em khi người phụ nữ muốn trở thành người cần thiết cho người đàn ông và được yêu thương thì phải chăng đó là đòi hỏi quá đáng nàng khóc nức lên, nhưng tự chủ được ngay. Lần đầu tiên ông nhận thấy trên mặt nàng những nếp nhăn đau khổ mảnh mai và hiểu rằng dù là sự nghỉ ngơi hay sức khỏe hồi phục cũng không xóa được những dấu vết đó. Lý Úc không phải là người tồi tệ, thậm chí không phải không có sức hấp dẫn, Maggie nói tiếp. Một người đàn ông đích thực, đàn ông các người đều như nhau cả, đều là những con bướm khổng lồ, lông lá, ra sức lao vào một đốm lửa nào đó, đập đầu vào kính trong suốt và không thể nào nhìn rõ kính nếu các người có làm cách nào lọt qua được lớp kính thì liền lao thẳng vào lửa và chết thiêu thế là hết đời thế mà bên cạnh là bóng rợp và sự mát mẻ có cả cái ăn cả tình yêu và có thể sinh ra những con bướm nhỏ khác nữa nhưng các người có nhìn thấy điều đó đâu có muốn thế đâu chứ không hề các người lại bị cuốn hút đến với lửa và các người lồng lộn lồng lộn đến ngất đi cho đến khi cháy thiêu ông không biết nói gì nàng bỗng phơi bày ra với ông một phương diện mới trước kia chưa từng biết điều đó vẫn có ở nàng hay mới xuất hiện do quá đau khổ vì nàng bất hạnh bị ruồng bỏ. Mackie mà bỗng nhiên nói năng như thế ư? Ông gần như không nghe thấy lời nàng nói. Ông quá bàng hoàng vì nàng lại có thể nói năng như thế. Bởi lẽ ông hiểu rằng đây là nỗi cô đơn và ý thức về lỗi lầm đang gào thét trong tâm hồn nàng. Em có nhớ tối hôm tôi rời khỏi Trugeda? Em đã tặng tôi bông hồng không? Ông hỏi với giọng chiều mến. Có, nhớ chứ. Giọng nàng không có sức sống, ngọn lửa giận dữ tắt ngấm trong mắt. Bây giờ nàng non như một người không còn hy vọng gì nữa. Đôi mắt không nói lên điều gì, đờ đẫn như mắt mẹ nàng. Bông hồng ấy hiện giờ tôi vẫn giữ bên mình trong cuốn kinh lễ của tôi. Mỗi lần thấy một bông hồng màu sắc như thế tôi lại nghĩ đến em. Tôi yêu em, Maggie. Em là bông hồng của tôi hình ảnh con người tuyệt vời của em và ý nghĩ về em luôn luôn ở cùng tôi. Khóe miệng nàng lại trễ xuống, còn mắt bừng lên giận dữ, gần như căm hờn. Hình ảnh, ý nghĩ, hình ảnh con người và ý nghĩ. Chính thế, đối với ông em chỉ là thế thôi. Ông đúng là một người lãng mạn, một người mơ mộng ngu xuẩn. Ông là người như thế đấy, Ralph de Picasso à. Ông đúng là chẳng hiểu gì về cuộc sống. Ông hoàn toàn chẳng có gì khá hơn chính con bướm ấy vì thế ông mới trở thành linh mục cho dù ông là một người bình thường như lý úc cũng không biết sống tuy anh ấy là người bình thường ông nói rằng ông yêu em nhưng bản thân ông không hiểu thế nào là tình yêu ông chỉ lặp lại những lời đã thuộc lòng vì ông tưởng tượng đấy là những lời hay ho tôi không tài nào hiểu nổi tại sao đàn ông các người vẫn chưa tìm được cách gì hoàn toàn không cần đến phụ nữ chúng tôi không có chúng tôi có lẽ các người dễ chịu hơn nhiều phải không nên phát minh ra cách lấy lẫn nhau, khi ấy các người sẽ sung sướng. Đừng nói thế, Maggie. Tôi van em, không nên. Ông đi đi, tôi không muốn nhìn thấy ông nữa. Ông đã quên mất một điều về những bông hồng quý giá của ông, Ralph ạ. À. Nó còn có cả những chiếc gai nhọn đâm đau nữa. Ralph đi xa, không ngoái nhìn lại. Nhận được bức điện báo tin anh đã là bố và có thể tự hào về đứa con gái nặng năm phun tơ tên là Justina, Lý Úc thậm chí không buồn trả lời. Maggie lại người một cách chậm chạp, cả con bé cũng bắt đầu lên cân. Có lẽ nếu Maggie cho con bú, nàng sẽ gắn bó với cái tạo vật mảnh mai nhõng nhẽo ấy bằng những nút buộc chắc chắn hơn. Nhưng trong đôi vú mà Lý Úc đã từng khoái trá áp mặt vào không có lấy một giọt sữa. Số phận chớ trêu thế đấy. Nhưng thế là phải, Maggie nghĩ, tận tụy theo đúng bổn phận thông thường nàng quấn tã và cho cái sinh vật nhỏ xíu đỏ hòn trên đầu có túm tóc đỏ rực như lửa ăn sữa bằng chai và luôn luôn chờ đợi trong lòng sẽ xốn sang một tình cảm trìu mến kỳ diệu bao trùm nào đó nhưng không hề có chuyện như thế không hề có mảy may ham muốn hôn lấy hôn đẻ lên khuôn mặt nhỏ xíu ấy cắn nhẹ những ngón tay bé xíu và làm hàng ngàn điều dớ dẩn mà các bà mẹ thích làm với con nhỏ của mình không hề có cảm giác rằng đấy là con nàng và nó cũng ít theo nàng, ít cần đến nàng như nàng ít cần nó. Nó, nó, Maggie thậm chí không nhớ rằng cần nói là con bé vì nó là con gái. Ludwig và Anna không thể tưởng tượng rằng Maggie hoàn toàn không yêu thắm thiết Justina của mình và nàng quyến luyến nó ít hơn nhiều so với tình quyến luyến các em trai mình. Hễ Justina khóc là Maggie có mặt ngay, bế nó lên, nựng nịu đu đua nó trên tay, đứa bé bao giờ cũng sạch sẽ, được chăm sóc chu đáo, là một điều là con bé dường như hoàn toàn không muốn được bế và nựng nịu, và nó nín nhanh hơn nhiều nếu người ta để nó yên. Dần già nó trở nên dễ coi hơn, da không đỏ nữa mà trắng mỏng, như thường có ở những người tóc đỏ xanh. Đôi tay đôi chân bây giờ mũm mĩm kiểu trẻ thơ, tóc trở nên dày hơn, xoăn hơn và dứt khoát có cái màu rực rỡ khiêu khích của ông ngoại Petty. Mọi người đều nóng lòng chờ xem mắt con bé sẽ có màu gì. Ludwig bảo rằng giống mắt bố, màu xanh. Anna cam đoan là màu xám, giống mắt mẹ. Maggie không phỏng đoán gì, chỉ chờ đợi. Nhưng té ra, mắt Justina hoàn toàn đặc biệt, chẳng giống mắt ai nhiều hơn. Và có lẽ non hơi đáng sợ, khi con bé đã ngoài một tháng rưỡi. Mắt nó mất cái màu xanh sữa của Hải Nhi. Sang tháng thứ ba, thì cả hình dạng và màu sắc mắt đã xác định hẳn cặp mắt lạ thường đáng kinh ngạc. Ở rìa mống mắt có một vòng nhỏ màu xám rất thẫm, còn chính mống mắt thì màu sáng đến nỗi không thể phân biệt rõ là màu xám hay màu xanh, đúng nhất thì nên bảo là màu trắng thẫm. Đôi mắt kỳ lạ không giống mắt người, không thể dứt khỏi nó được, nó khiến người ta lo ngại, nó nhìn mà dường như không nhìn thấy, nhưng dần dần mới rõ rằng Justina nhìn rất tinh tuy bác sĩ smith không nói ra miệng nhưng ông rất lo vì con bé sinh ra có cái đầu to quá khổ và nửa năm đầu ông chăm chú theo dõi sự phát triển của nó ông đặc biệt lo lắng về cặp mắt kỳ lạ ấy liệu nó có bị phù não không như ông vẫn gọi cái bệnh ấy theo lối cổ trong các sách giáo khoa y học bây giờ người ta gọi đó là bệnh tràn dịch não nhưng không mọi dấu hiệu đều cho thấy não justina hoàn toàn bình thường và hoạt động bình thường chỉ có đầu hơi to quá nhưng con bé lớn lên thì cũng trở nên cân đối hơn, đầu có vẻ không to quá lắm nữa. Lý Úc vẫn biệt tâm. Maggie viết thư cho anh mấy lần nhưng anh không trả lời và không lần nào về xem mặt con. Điều đó thậm chí có phần nào làm Maggie vui sướng. Thực quả nàng không biết nên nói gì với anh và rất ngờ rằng cái sinh vật kỳ lạ này, con gái họ sẽ làm anh hoan hỉ. Nếu họ có một đứa con trai to khỏe thì có thể là Lý Úc sẽ hết lạnh nhạt nhưng Maggie vui sướng, khôn tả vì Jacina không phải là con trai nó đấy, bằng chứng sống rằng Liễu Cô đẹp trai không phải là hoàn hảo nếu anh là người đàn ông thực sự thì dĩ nhiên các con của anh sẽ chỉ toàn là con trai con bé khỏe khoắn hơn Maggie nhiều lại sức nhanh chóng hơn sau thử thách vĩ đại ra chào đời gần 4 tháng, nó đã không khóc nhiều lắm nữa và nằm trong nôi nó tiêu khiển một mình vơ lấy và giật những quả cầu nhỏ nhiều màu rực rỡ treo trước mặt nó nhưng nó không bao giờ mỉm cười với ai, thậm chí người ta không thấy nụ cười, mụ, vô thức mà hài nhi nào cũng có. Tháng 10 bắt đầu Mokret, mùa mưa. Đây là thời kỳ mưa nhiều không thể chịu nổi, độ ẩm không khí lên đến trăm phần trăm và không hề giảm bớt. Ngày này sang ngày khác mưa như chút nước hàng giờ, những thác nước ào ào đổ xuống Himenhok, đất đỏ trở nên nhão nhét, cây mía ướt sũng, con sông đang lâu rộng và sâu dâng lên nhưng không kịp tràn bờ. Sông quá ngắn, nước sông đổ ra biển quá nhanh. Chastina nằm trong nôi và dương cặp mắt kỳ lạ chiêm ngưỡng thế giới. Maggie ngồi ngơ ngẩn nhìn núi Barton Free biến mất rồi lại xuất hiện sau bức tường mưa dày đặc. Mặt trời ló ra, bắt đầu bốc lên những luồng hơi lung linh, thân mía ướt lấp lánh những hạt kim cương, sông như con rắn khổng lồ vàng ánh. Trên trời, từ góc trời này đến góc trời kia mọc lên cây cầu vòng đôi, đường nét tuyệt mỹ hết sức rực rỡ trên nền những đám mây ảm đạm màu lam xám. Rực rỡ đến nỗi bất cứ loại đất nào trừ đất Bắc Vinslander đều trở nên bợt màu và thảm hại. Nhưng Bắc Vinslander tuyệt không bợt đi ngay cả trước ánh hào quang thần thánh này. Và Maggie tưởng chừng bây giờ nàng hiểu vì sao đồng bằng Jilin un nhợt nhạt như thế. Bắc Vinslander chiếm mất của nó một phần màu sắc rực rỡ. Một lần, hồi đầu tháng chạp, N ra hành lang ngồi xuống cạnh Meggy, chăm chú nhìn nàng. Nàng gầy biết bao, héo hắt đi, ngay cả mái tóc vàng óng ánh cũng mất vẻ lộng lẫy trước kia. "Chị không biết rõ lắm, có thể là chị hành động không đúng, Meggy ạ, à, nhưng việc đã làm rồi, và em đừng nói không, hãy nghe cho hết đã." Meggy rời mắt khỏi chiếc cầu vồng mỉm cười, "Sao mà trịnh trọng thế, chị Anna em phải nghe cho hết chuyện gì đây?" chị với anh lúc rất lo cho em sau khi đẻ em hồi phục không được mấy bây giờ vào mùa mưa năm em càng suy sụp hơn em kém ăn gầy đi chị vẫn cho rằng khí hậu ở đây không thích hợp với em nhưng khi chưa có thêm những nỗi vất vả thì em vẫn tạm chống chọi được còn bây giờ cả hai vợ chồng chị đều cho rằng sức khỏe em suy sụp và nếu như thế này thì em ốm nặng mất nơ nghỉ lấy hơi thế này nhé hai tuần trước chị đã viết thư cho một chị bạn của phòng dịch vụ du lịch và thu xếp cho em đi nghỉ. Em đừng nói đến phí tổn, cả túi tiền của Lý Úc cũng như túi tiền của vợ chồng chị đều không bị hao hụt. Tổng giám mục đã gửi cho em một ngân phiếu, rất nhiều tiền. Và anh trai em cũng gửi tiền cho em và cho cháu. Đấy là tiền của tất cả mọi người nhà em ở Trogeda. Chỉ cho rằng anh của em muốn em về thăm nhà. Chỉ với anh Lufik đã bàn bạc về tất cả mọi điều và quyết định rằng hợp lý nhất là dùng một phần số tiền đó để thu xếp một chuyến đi nghỉ thật tốt cho em. Theo chị, thì về Togeda thăm nhà không phải là cách nghỉ tốt nhất đối với em. Chị và anh Ludwig tin rằng lúc này điều cần thiết cho em là ở riêng một mình và tập trung suy nghĩ, sao cho không ai làm phiền em, dù là Chassina, vợ chồng chị, Lý Úc hay Togeda. Em đã bao giờ lánh riêng ra một mình, hoàn toàn rảnh rỗi chưa, Maggie? đã đến lúc như thế từ lâu rồi. Vì vậy anh chị đã thuê cho em trong một thời gian hai tháng một căn nhà nhỏ trên đảo Manlok từ đầu tháng riêng đến đầu tháng 3, vợ chồng chị sẽ trông nom Jasina. Em biết đấy, sẽ chẳng có chuyện gì không hay xảy ra cho cháu, mà nếu có chuyện gì nhỏ nhặt nhất đáng lo ngại, thì chị cam đoan với em rằng anh chị sẽ báo tin cho em ngay tức khắc. Đây với mắt lốc, có đường dây điện thoại và em sẽ về ngay. Chiếc cầu vòng đôi đã biến mất, mặt trời cũng lặn hẳn, lại sắp mưa. Chị Anna, nếu không có chị và anh Lufik, thì trong 3 năm đó em phát điên mất, chính chị cũng biết đấy. Đôi khi ban đêm em thức giấc và nghĩ rằng, chẳng biết em sẽ ra sao nếu Lý Úc đưa em đến ở với những người không được tốt bụng như anh chị. Anh chị bao giờ cũng chăm lo đến em hơn Lý Úc nhiều. Vớ vẩn, nếu Lý Úc đưa em đến ở với những người không tử tế thì em sẽ về Rogeda, chứ biết chừng như vậy lại hơn. Không, giữa em với Lý Úc có sự trùng chẳng, nhưng em ở lại và hiểu rõ hết mọi điều thì hay hơn nhiều. Trên đồn điền mưa đến gần một cách chậm chạp và đám mía đã mờ đi vì không có ánh mặt trời biến mất khỏi tầm mắt. Như bị chặt bằng con dao khổng lồ màu xám. Chị nói đúng, em không được khỏe, Maggie nói. Em không được khỏe từ khi có mang Chasina. Em luôn luôn cố gắng tập trung sức lực, nhưng rõ ràng là đến một giới hạn nào đó thì không còn đủ sức nữa. Ôi, chị Anna, em mệt mỏi đến nỗi không còn hy vọng gì nữa. Em là người mẹ tồi mà đấy là bổn phận của em đối với Justina. Nó ra đời, không do ý muốn của nó, đấy là lỗi tại em. Cái chính là em không hy vọng gì cả, vì lũ tuyệt nhiên không để cho em làm cho anh ấy thành người hạnh phúc. Lẽ ra chúng em có nhà, có cuộc sống đầm ấm, nhưng anh ấy không muốn sống chung dưới một mái nhà với em, không muốn em có con. Em không yêu anh ấy, chưa bao giờ em yêu anh ấy như đáng phải yêu khi lấy chồng. Có lẽ, ngay từ phút đầu anh ấy đã cảm thấy điều đó. Có lẽ nếu em yêu anh ấy thì anh ấy sẽ khác. Làm sao em có thể quy lỗi cho anh ấy được? Chắc là duyên do chỉ tại em cả thôi. Em yêu tổng giám mục. Vâng, em yêu, yêu từ lúc em còn là con bé nhóc kia. Lần ấy em đã xử tệ với ông ấy khi ông ấy đến thăm em. Tội nghiệp Ran. Em không có quyền nói với ông ấy như thế. Ông ấy có làm gì để em phải bực tức đâu? em hy vọng rằng dù sao ông ấy cũng hiểu rằng lần ấy em rất khổ sở em kiệt quệ em bất hạnh vô cùng em chỉ nghĩ có một điều là đáng ra em phải sinh một đứa con với ông ấy vậy mà điều đó không thể có được và không bao giờ có bất công biết bao các linh mục thanh giáo vẫn lấy vợ thế thì tại sao các linh mục thiên chúa giáo lại không được lấy vợ đừng có thuyết em rằng các linh mục thiên chúa giáo chăm lo đến con chiên nhiều hơn gì thì gì em cũng không tin đâu em đã thấy những linh mục thiên chúa giáo nhẫn tâm và những linh mục thanh giáo hết sức nhân từ. Chính vì lời nguyện không lấy vợ ấy mà em phải rời xa Ranf, gắn bó đời mình với một người khác, sinh con với một người khác. Chị có biết em sẽ nói gì với chị không? Chị Anna. Điều này là một tội lỗi cũng đê nhục như thể Ranf đã phạm vào lời nguyện giữ mình thanh sạch, có khi còn tệ hại hơn. Theo lề luật của nhà thờ Thiên Chúa, thì hóa ra em có tội vì yêu Ranf còn ông ấy có tội vì yêu em. Em không thể tha thứ cho nhà thờ được. Đi đi, Maggie, hãy nghỉ ngơi, ăn, ngủ và đừng tự hành hạ mình nữa. Có thể khi trở về, em sẽ khuyên nhủ được Liễu Úc mua chính cái trại ấy. Chị biết em không yêu anh ấy, nhưng có lẽ nếu anh ấy cho em một cơ hội dù là hết sức nhỏ thì em sẽ còn có hạnh phúc với anh ấy. Đôi mắt xám của Maggie dường như cùng màu với bức tường mưa dày đặc xung quanh nhà hai người gần như phải gào lên, mưa rội xuống mái tôn ầm ầm quá. Thì mọi chuyện là ở đấy, chị N à. Khi em với Lý Úc đi Eteton, rút cục thì em đã hiểu, chừng nào anh ấy còn sức lực thì anh ấy quyết không rời bỏ đồn điền mía đâu. Anh ấy thích cuộc sống như thế, rất thích. Anh ấy thích xung quanh là đàn ông, cũng cường tráng, độc lập như mình. Anh ấy thích luôn luôn đi đây đi đó. Bây giờ em hiểu, anh ấy trước đây luôn luôn là một người lang bạt. Anh ấy không cần phụ nữ dù chỉ là để hưởng lạc cây mía chiếm hết mọi sức lực của anh ấy sau nữa biết giải thích thế nào với chị được liễu là một người hoàn toàn bất cần gì hết anh ấy có thể ăn không cần ngồi bàn mà ngồi sau chiếc hòm gỗ rán và ngủ ngay trên sàn chị hiểu không không thể cám dỗ anh ấy bằng tiện nghi bằng những đồ vật dễ coi đẹp đẽ nào đó anh ấy chẳng thiết gì những thứ đó đôi khi em có cảm giác rằng chẳng qua anh ấy khinh miệt tất cả những gì dễ thương đẹp đẽ chúng mang trong mình sự yếu đuối và vì chúng, chính anh ấy cũng sẽ trở nên yếu đuối. Chính anh ấy tuyệt nhiên không muốn thay đổi lối sống và em chẳng việc gì phải quyến rũ anh ấy. Maggie bực bội nhìn lên trần hàng hiên như mệt mỏi không còn sức gào lên át tiếng mưa. Chị N ạ, à, em không biết em có đủ sức chịu đựng cuộc sống cô đơn không cửa không nhà ấy thêm 10, 15 năm hay bao lâu nữa cho đến khi cuối cùng Liễu kiệt sức. Ở nhà anh chị em rất sung sướng, đừng nghĩ rằng em vô ơn, nhưng em cần một ngôi nhà, nhà riêng của em. Em muốn Jacina có các em trai, em gái, muốn lau bụi đồ đạc của mình, may rèm cửa sổ nhà mình, nấu ăn trên bếp của mình, cho chồng mình. Ôi, Anna, em là một phụ nữ hết sức bình thường, em không háo xanh, không thông minh lắm, học vấn chẳng lấy gì làm nhiều, và em chẳng cần gì nhiều lắm. Chồng, con và ngôi nhà của mình, và được người khác yêu mến chút đình, dù người đó là ai. Anna rút mùi xoa lau mắt, và cố cất tiếng cười Ồ, chị em mình thật là mềm yếu Nhưng chị hiểu, Maggie à, chị hiểu rất rõ Chị với anh Ludwig lấy nhau đã 10 năm Đấy là những năm hạnh phúc duy nhất trong đời chị 5 năm chị bị mắc bệnh liệt trẻ em Thế rồi chị thành kẻ tàn tật Chị tin chắc rằng sẽ chẳng bao giờ có ai dòm ngó đến chị Chẳng có ai nhìn đến có chúa làm chứng Khi chị gặp anh Ludwig Chị vừa tròn 30 tuổi Chị là cô giáo Chị kiếm sống bằng công việc đó anh ấy kém chị 10 tuổi. Và khi anh ấy nói rằng anh ấy yêu chị và muốn lấy chị, thì chị không coi đó là thực, làm hỏng cuộc đời của một người trẻ măng. Maggie còn có gì khủng khiếp hơn? Năm năm trời chị đối xử với anh ấy hết sức tệ, nào là chế nhạo, nào là cáu kỉnh, vậy mà anh ấy vẫn cứ đến. Thế là chị lấy anh ấy và sống hạnh phúc. Ludwig nói rằng anh ấy hạnh phúc, chị không biết có đúng không, chị không chắc lắm anh ấy phải từ bỏ nhiều điều kể cả con cái và bề ngoài bây giờ năm anh ấy già hơn chị tội nghiệp đấy tất cả là do đời sống ở đây chị n ạ à, do khí hậu ở đây nữa mưa tạnh cũng đột ngột như lúc bắt đầu mặt trời ló ra trên bầu trời còn mờ hơi sương lóng lánh chiếc cầu vồng trói lọi từ những đám mây đen bay vùn vụt nhô ra núi bắc free lửng lững một khối màu hoa cà em sẽ đi Mickey lại lên tiếng. Hết sức cảm ơn anh chị đã nghĩ ra việc đó. Chắc là điều đó cần cho em. Chỉ có điều là anh chị sẽ rất bận bịu với Justina. Ồ, không đâu. Ludwig đã cân nhắc kỹ hết cả rồi. Trước khi em đến, chỉ có một người giúp đỡ việc nhà là Anna Maria. Chị ta có cô em là Anusiata. Cô này muốn đi Townsville làm cô trông trẻ. Nhưng mấy ngày nữa cô ta sẽ học xong phổ thông, mà mãi đến tháng 3 cô ta mới đủ 16 tuổi thanh thử trong lúc em đi vắng cô ấy sẽ đến đây cô ta biết trăm năm trẻ nhỏ rất khéo gia đình tesoriero có rất nhiều trẻ nhỏ thế đảo mắt lốc ấy ở đâu ở gần ám tiêu chắn lớn ngay ở vịnh wisandi một hòn đảo cô tịch rất yên tĩnh theo chị thì những cặp vợ chồng mới cưới thường đến đấy trong tháng trăng mật em biết ở những chỗ như thế thì thế nào rồi không phải là một khách sạn lớn mà là những nhà nhỏ riêng biệt. Em sẽ không phải đến phòng ăn chung đông người, không phải nhã nhặn với những người mà đến nhìn họ em cũng không muốn nhìn. Vào mùa này trong năm, ở đấy chắc không có ai. Người ta sợ những trận cuồng phong mùa hè. Mô Crét nhiều mưa không làm ai sợ, còn mùa hè thì không ai thiết ra ám tiêu. Chắc là vì người đến đấy phần nhiều là từ Sydney và Melbourne. Và mùa hè thì Sydney cũng như ở Melbourne rất tuyệt, không việc gì phải đi, còn về mùa đông, tháng 6, tháng 7, tháng 8, người miền Nam thuê trước những ngôi nhà nhỏ thuê từ 3 năm trước. Vào ngày cuối cùng của năm 1937, Maggie lên chuyến xe lửa đi Tone Swinler. Đợt nghỉ của nàng vừa bắt đầu, nàng đã cảm thấy khỏe lên nhiều vì cái mùi nước mật lộn mửa khiến nàng ghê tởm ở đang lâu đã bị bỏ lại ở phía sau. Townsville, một thành phố lớn nhất đang phồn thịnh ở Bắc Queensland, có mấy ngàn dân. Những ngôi nhà gỗ trắng lốp dựng trên những cây cọc. Xuống xe là phải ra tàu thủy ngay, hầu như không còn thời giờ. Vì thế Maggie không xem thành phố, nhưng nàng gần như vui sướng vì không có lúc nào mà nghĩ ngợi. Phải chạy ngay ra bến sau những điều khủng khiếp trong chuyến đi tàu trên biển Tasmania 16 năm trước. Nàng chẳng ưa gì cái việc lênh đênh 36 tiếng đồng hồ trên con tàu nhỏ hơn tàu quê khai nơi nhiều. Nhưng hóa ra lần này tất cả đều khác trước, êm nhẹ như thì thầm điều gì, con tàu nhỏ bé lướt đi trên mặt nước gương mà nàng không còn 10 tuổi mà đã 26. Không khí tĩnh lặng giữa hai trận cuồng phong, biển mệt mỏi yên ả. À. Tuy còn lâu mới đến chiều, Maggie đi nằm một lát và nàng ngủ say lì không mộng mị gì cả. Mãi đến 6 giờ sáng hôm sau, người phục vụ mới đánh thức nàng dậy, mang trà tới và một đĩa bánh bích quy. Nàng ra bon và thấy một nước Úc mới, không quen thuộc. Trên bầu trời trong suốt dịu dàng không màu sắc, ánh hào quang màu hồng ngọc chậm chạp lan ra mỗi lúc một dâng cao. Và ở đằng đông, tận cuối đại dương, mặt trời đã mọc, ánh sáng mới sinh thắm hồng biến thành ánh sáng trắng ban ngày con tàu lướt êm xu trên làn nước trong vắt trong đến nỗi nhìn ra ngoài tàu mãi dưới sâu có thể thấy rõ những cái hang màu tím nhạt tối mờ và những con cá màu sắc rực rỡ lao vun vút xa xa biển có màu lam sẫm đôi khi ánh lên màu lá mạ và ở những chỗ dưới đáy phủ rong rêu hay san hô hiện lên những vệt thẫm giống như màu rượu vang đặc sánh và ở khắp nơi dường như tự nó hình thành chẳng khác nào những tinh thể thạch anh có những hòn đảo xuất hiện khi thì là những đảo cát trắng chói lòa có những cây dừa mọc lên khi thì là những đảo đá núi có rừng nhiệt đới khi thì là những đảo dẹt chỉ hơi nhô lên khỏi mặt nước ngập trong màu xanh của những lùm cây bụi những đảo dẹt kia chính là đảo san hô một người thủy thủ giải thích những đảo hình vòng ở giữa có nước vụng nước gọi là đảo san hô vòng nếu chỉ từ dưới biển nhô lên một mỏm đá ngầm, thì đó là ám tiêu. Những đảo cao hơn thì đó là đỉnh núi ngầm, nhưng xung quanh chúng vẫn có những ám tiêu san hô, ở giữa là những vụn nước. Thế đảo Mắt Lốc ở đâu? Maggie hỏi. Người thủy thủ nhìn với vẻ tò mò. Người phụ nữ đi một mình đến hòn đảo nơi những cặp vợ chồng mới cưới để hưởng tháng trăng mật ư. Có cái gì lạc lõng? Hiện giờ chúng ta đang đi trên vịnh Isandi, rồi ta sẽ ra mé ám tiêu chắn lớn quay ra Thái Bình Dương. Trên đảo Mắt Lốc, ở mé ấy ầm ầm đến nỗi ta không nghe được cả đến những ý nghĩ của mình nữa. Những đợt sóng khổng lồ từ đại dương ùa vào qua một trăm dặm giống như đoàn tàu tốc hành của bà. Cưỡi một con sóng khổng lồ như thế có thể bay một trăm dặm. Bà tưởng tượng được không? Người thủy thủ mơ màng thở dài. Ta sẽ đến Mắt Lốc lúc mặt trời lặn. Một giờ trước lúc mặt trời lặn, con tàu nhỏ đi xuyên qua làn sóng nhào từ bờ rút xa, một bức tường bụi nước ngầu bọt dựng lên che mờ khoảng trời phía đông. Phía trên ám tiêu lộ ra những giờ chiều xuống này, cái bến trải dài đến nửa dặm trên những cây mọc mảnh tiến về phía họ, xa hơn nữa sừng sững vách bờ dựng đứng lởm chởm đá. Không có gì giống với vẻ lộng lẫy miền nhiệt đới mà trí tưởng tượng của Maggie vẽ ra. Trên bến, một người đã có tuổi đang chờ. Ông ta giúp Maggie lên bến, cầm chiếc vali ở tay người thủy thủ. Xin chào Mrs. onin Ông ta nói, tôi là Rob Walter. Tôi hy vọng rằng chồng bà rồi sẽ thu xếp được thời giờ đến đây. Ở mắt lốc thời gian này hầu như chẳng có ai để mà trò chuyện. Đây là nơi điều dưỡng mùa đông mà. Họ đi cạnh nhau trên lớp ván rung rinh của bến tàu. San hô ló ra lúc chiều rút dường như nóng chảy trong những tia sáng của vầng dương đang lặn. Biển ngầu bọt, nom dữ dội, hắt lên vầng sáng đỏ tía, hung hiểm. Bây giờ là chiều xuống, chứ không thì bà đi trên tàu sẽ không yên ổn thế đâu. Bà có thấy ở đằng đông sương mù thế nào không? Ở đấy chính là rìa của ám tiêu chắn lớn. Ở mắt lốc này, chúng tôi sống được chỉ là nhờ có nó che chắn. Sóng vỗ bờ mạnh đến nỗi bên tai luôn luôn có tiếng vang sội. Ta cảm thấy đảo xung chuyển dưới chân Ông ta giúp Mekki ngồi vào ô tô Đấy là phía cản gió của mắt lốc Nom hơi hoang dại Không niềm nở lắm phải không Không sao Rồi bà sẽ được thấy nó ở phía khuất gió Ở đấy có cái để mà xem Với tốc độ điên cuồng Điều hoàn toàn tự nhiên khi cả đảo Chỉ có một chiếc ô tô duy nhất Họ phóng đi có lẽ đến bốn sặm Trên con đường hẹp trải san hô vụn lạo xạo Dưới bánh xe giữa những cây dừa và cây bụi rậm rạp, dọc theo một sườn dốc núi dựng đứng và vượt qua đỉnh đèo. Đẹp quá, Maggie buột thốt lên. Xe của họ ra con đường khác, con đường này nhịp nhàng lặp lại tất cả những nếp uốn của cái bờ cát như một mảnh trăng lưỡi liềm, viền lấy vụng nước nông. Ở đằng xa, nơi sóng đại dương xô vào rìa giải đá ngầm, lại chói lòa lên tấm đăng ten bọt sóng trắng xóa nhưng khoảng nước bị bao bọc trong cái khung san hô thì tĩnh lặng như tấm gương bạc loáng ánh đồng cỏ. Đảo của chúng tôi bề dài 8 sạm, bề ngang 4 sạm. Người hướng dẫn giải thích cho Maggie. Xe của họ đi qua một ngôi nhà trắng không cân đối, trải rộng bề ngang, có một cái hiên cực lớn và những cửa sổ như tủ kính bày hàng. Một cửa hàng bách hóa. Rob Walter hua tay với vẻ tự hào của ông chủ tôi ở đây với phu nhân của tôi bà ấy không lấy gì làm vui thích lắm khi có một phụ nữ đến đây một mình không có chồng đi cùng bà ấy sợ ngộ nhỡ tôi sẽ bị cám dỗ đi chệch khỏi con đường chính đạo thế đấy may là ở phòng du lịch người ta nói rằng bà cần nghỉ ngơi và cần được hoàn toàn yên tĩnh và thế tôi dành cho bà ngôi nhà nhỏ xa nhất của chúng tôi do đó bà nội tướng của tôi cũng yên tâm đôi chút phía đảo nơi bà ở không có thêm một người nào nữa hiện giờ chỉ có một cặp nữa đang nghỉ ngơi ở đảo này nhưng họ ở mé bên kia bà có khỏa thân đi dạo cũng không ai nhìn thấy bà trong thời gian bà ở đây bà nội tướng của tôi sẽ không để bà lọt khỏi tầm mắt bà cần gì xin cứ gọi điện tôi sẽ mang đến không việc gì phải đi bộ sai như thế dù có mặt bà nội tướng hay không thì mỗi ngày một lần tôi cũng sẽ đến thăm bà vào lúc gần tối tôi cần biết mọi việc của bà có ổn cả không Vậy vào quãng ấy, lúc mặt trời lặn, bà hãy ở nhà và ăn vận tươm tất, kẻo nhỡ bà nội tướng của tôi ập đến thì dày. Ngôi nhà nhỏ một tầng có ba buồng, cạnh nhà là một sải bờ trắng hình lưỡi liềm nho nhỏ tách biệt hẳn xa, nằm giữa hai mũi nhô xa của núi ăn xa biển, tiếp đó không còn đường đi. Bên trong mọi cái đều hết sức giản dị nhưng thuận tiện. Đảo có chạm phát điện riêng, thành thử Mackie được sử dụng một chiếc tủ lạnh nhỏ đèn điện, chiếc máy điện thoại như đã hứa, thậm chí cả máy thu thanh. Nhà xí và nhà tắm có nước, tiện nghi hiện đại hơn ở Drogeda và Himenhoek. Maggie nhích mép cười thầm. Có thể thấy ngay rằng khách đến đây là người ở Menburg và Sydney. Họ quen với những thành tựu của văn minh và không thể thiếu nó được. Rob vội vã trở lại với bà nội tướng Haygen. Còn Maggie nhân lúc rỗi rãi lục dở các vali và xem xét tỉ mỉ hơn dinh cơ của mình. Chiếc giường đôi rộng thanh thang thuận tiện hơn nhiều so với giường cưới của nàng. Cũng phải thôi, người ta tổ chức ở đây một thiên đường cho những đôi vợ chồng mới cưới mà. Vì vậy, những người đến đây đòi hỏi trước hết một chiếc giường lịch sự. Còn khách trọ ở cái khách sạn nọ tại Đang Lâu thường quá say và không để ý đến những chiếc lò xo so trồi lên. Trong tủ lạnh và các giá treo ở phía trên đầy các thứ thực phẩm chữ sẵn trong cái làn rất to trên chiếc bàn con có dứa, chuối, xoài và lạc tiên. Ở đây quả thật là nàng chẳng tội gì mà không ăn và ngủ cho thỏa thích. Tuần đầu Maggie dường như chỉ có ăn và ngủ. Trước đó chính nàng không hiểu rằng nàng mệt chết người và khí hậu đang lâu đã làm cho nàng không còn thiết ăn gì nữa. Trên cái giường mỹ lệ này, nàng vừa đặt đầu xuống gối là ngủ ngay và ngủ suốt 10-12 giờ liền còn ăn thì nàng ăn ngon miệng chưa từng thấy kể từ thời ở Drogeda đến nay. Nàng ăn dường như không ngừng, ăn luôn miệng lúc không ngủ, ngay cả khi xuống nước cũng mang theo xoài. Thực tình mà nói quả xoài thì hợp lý nhất là ăn lúc tắm biển hoặc ở nhà tắm, nước quả ngọt cứ ứa ra. Vụng nước trước cái bãi tắm nhỏ xíu phẳng lặng như gương, không có dòng chảy nào, nông chuèn. Tất cả như chủ ý dành cho Mackie, nàng không biết bơi chút nào, nhưng nước rất mặn, dường như tự nó dâng nàng lên, nàng quyết định thử xem và hoan hỉ khi thấy mình nổi được trong nước suốt 10 giây đồng hồ. Nàng cảm thấy thoát khỏi sức hút của trái đất thật tuyệt vời biết bao, hạnh phúc biết bao khi bơi được như cá. Có lẽ chỉ vì lẽ ấy, sự cô đơn mới khiến nàng buồn phiền, tiếc rằng không có ai dạy nàng bơi, nhưng dù sao thật là sung sướng hết chỗ nói khi ta không lệ thuộc vào ai. N đúng quá đi mất. Theo chỗ Maggie còn nhớ nàng chưa bao giờ được bỏ mặc một mình ở nhà mà tách biệt xa một mình thật là nhẹ nhõm, thật là yên ổn và nàng không hề cảm thấy cô đơn, tịnh không buồn chán vì thiếu Enner và Liutvich, vì vắng Justina và Lý Úc Lần đầu tiên trong ba năm nàng thậm chí không nhớ Rogeda. Ông già Rob không bao giờ làm phiền nàng. Ông đánh ô tô đến lúc mặt trời lặn, dừng xe ở một quãng khá xa trên đường. Và khi nàng niềm nở vẫy tay với ông ở hàng hiên như muốn nói, tôi vẫn sống và khỏe mạnh, thì ông cho xe quay mũi và trở về. Ngồi cạnh ông là bà nội tướng xinh đẹp lạ thường, cao có và dữ dằn như thể sẵn sàng xả súng máy. Một lần rốt gọi điện cho Meggie, ông sắp đưa cặp khách du lịch nọ đi chơi bằng thuyền có đáy lắp kính, chuyến đi chơi như thế có hấp dẫn nàng không? Đấy là chuyến du hành đến một hành tinh khác không quen biết. Qua lớp kính, nàng đã ngó vào một thế giới kỳ lạ, mỏng mảnh, đầy sự sống, nơi mà nhờ có nước vút ve chiều mến, từ dưới đấy đã mọc lên những vật kỳ lạ mang một vẻ đẹp thanh nhã chưa từng thấy. Thì ra san hô sống có màu hoàn toàn không thô và chói gắt như những vật lưu niệm bày ở các tủ kính cửa hàng. Trong nước, chúng hồng dịu hay xanh xám hay màu cà phê sữa, và xung quanh mỗi nhánh nhỏ, mỗi mô gò là một cầu vồng rực rỡ, kỳ ảo, lung linh như một hơi thở nhìn thấy được. Những con hải quỳ cực lớn, đúng 12 đuôi im bề ngang, đang đung đưa lớp tua viền tạo nên bởi những chân vòi xanh đỏ da cam lam tím. Những vò sò màu trắng có khía to như phiến đá lát, hé mở những làn môi trễ xuống, cám dỗ những người bơi lội thiếu thận trọng nhìn vào bên trong. Ở đó có cái gì rực rỡ, hiếu động lấp lánh đến mê hồn. Có những vật gì giống như những chiếc quạt đăng ten màu đỏ lay động trong nước, như phấp phới trước gió những dải rong biển màu xanh rực rỡ quẫy lộn sung sinh không một ai trong số bốn người trên thuyền sẽ ngạc nhiên chút nào nếu thấy nàng tiên cá tại sao lại không thể thoáng hiện bộ ngực mịn màng óng ả à, cái đuôi đầy vẩy lấp lánh quẫy nhanh đám mây tóc xóa tung nụ cười mời gọi là mê hồn các thủy thủ còn cá nữa chứ chúng vút qua hàng ngàn con dưới đáy thuyền trong suốt như những viên đá quý sống động tròn như những chiếc đèn lồng trung hoa dài như viên đạn lộng lẫy lấp lánh đủ các màu sắc mà nước đã tạo cho một vẻ linh lợi hào nhoáng và sạch sẽ có một không hai. Một số chói rực vẩy vàng óng ánh và đỏ thắm, số khác thì màu xanh loáng bạc, nòm mắt rượi, số khác nữa là những mảnh rực rỡ trôi nổi, màu sặc sỡ và thô như những con vẹt. Ở đây có cả cá măng biển mũi hình kim nhọn hoắt, có cá nóc gai mồm tù, cả cá nhồng răng lờm chởm trong hang san hô lờ mờ nhìn thấy cá quân mõm cực to đang ẩn náu Và một lần dưới con thuyền có con cá mập sáng khổng lồ thong thả bơi qua như một cái bóng mềm mại. Các vị đừng sợ. Rốt nói, những loại cá nguy hiểm không len lỏi quá xa về phương Nam đâu. Ở ám tiêu của chúng tôi chỉ có một thứ cá làm chết người là cá mù làn. Vì vậy, đừng đi chân không trên san hô. Ờ, Maggie vui sướng vì nàng đã đi thuyền, nhưng nàng tuyệt không khao khát đi chơi một chuyến nữa như thế hay kết bạn với cái đôi mà Rob đã cho nàng đi chơi thuyền cùng với họ. Nàng tắm, dạo chơi, phơi nắng. Điều lạ lùng là nàng không buồn vì không có sách. Nàng chẳng thiết đọc nữa. Xung quanh có sẵn vô khối điều thú vị, thiếu gì cái để mà xem. Nàng nhớ tới lời khuyên của Rob và không dùng áo dài nữa. Thoạt đầu nàng cứ như con thỏ nhà, cứ mỗi hơi gió thoảng đều cảm thấy mùi chó dingo. Một cành cây lắc rắc, một quả dừa rơi từ trên cây cao xuống là nàng đâm bổ đi ẩn nấp. Nhưng mấy ngày qua đi, tình trạng biệt tịch vẫn không bị xâm phạm, thế là Maggie yên tâm. Đúng, sẽ không ai đến gần. Walter nói thực, cái xó này chỉ là một mình nàng và nàng hết rụt xè. Nàng đi vơ vẩn trên các con đường mòn, nằm trên cát, vùng vẫy trong nước mặn ấm áp và cảm thấy mình là một con thú nhỏ sinh ra và lớn lên trong lòng, nay bỗng được tự do cho một thế giới yên tĩnh, tràn ngập ánh mặt trời, rộng thanh thang và niềm nở. Xa mẹ, xa các anh em trai và Lý Úc, xa tất cả những gì chi phối đời nàng một cách bộp chộp và tàn nhẫn, Maggie bỗng khám phá ra một điều, trên đời có sự rảnh rỗi, tự do, sự nhàn nhã. Như trong ống kính vạn hoa, trong ý thức nàng bắt đầu hình thành những ý nghĩ và quan niệm mới thay thế lẫn nhau. Lần đầu tiên trí óc nàng không chỉ mải miết với công việc. Nàng ngạc nhiên hiểu rằng lao động liên tục thuần túy bằng chân tay là trở ngại vững chắc nhất mà người ta có thể dựng nên để không cho mình suy nghĩ thực sự. Nhiều năm trước, có lần charan hỏi nàng thường hay nghĩ về chuyện gì và nàng trả lời nghĩ về bố và mẹ, về Bob, Jack, Piggy và Stuart, về các em trai và Frank về nhà cửa, về công việc, về mưa. Nàng không nói về việc Gerard bao giờ cũng chiếm vị trí thứ nhất trong những ý nghĩ của nàng. Bây giờ, thêm vào danh sách đó có Justina và Lý Úc, Ludwig và Enner, cây mía, nỗi nhớ nhà và vẫn lại là mưa. Cố nhiên sách đem lại sự nhẹ nhõm, không còn hơn thế nữa, sự cứu rỗi nhưng những ý nghĩ bao giờ cũng xuất hiện và biến mất ngoài mọi mối liên hệ và trình tự đứt đoạn và lẫn lộn không có dịp mà cũng chẳng biết đường bình tĩnh ngồi xuống mà suy nghĩ bởi vì chẳng ai dạy cho nàng điều ấy nghĩ xem thực chất nàng là cái gì mekikliri Onin. nàng cần cái gì nàng sống trên đời để làm gì bây giờ nàng cay đắng hối tiếc rằng nàng không thể làm như thế chỗ hồng đó không thể bù đắp được dù nàng có dỗi dãi thế nào đi nữa Thế nhưng, lúc này đang có cơ hội ấy, rỗi rãi, yên ổn, nhàn hạ, cảm giác về sức khỏe và trạng thái phơi phới thuần túy và thể lực, có thể nằm trên cát và tập trung suy nghĩ. Ờ, Ranf, một tiếng cười khẩy chua chát, bắt đầu từ đó thì không lấy gì làm dễ chịu lắm, nhưng Ranf tựa như chúa trời, ông là khởi đầu và kết thúc của tất cả, từ cái ngày mà ở ga Jilenboon, trong bụi đỏ thắm vì nhuốm ánh mặt trời đang lặn, ông quỳ xuống nắm lấy hai vai Maggie, thì ông luôn luôn ở trong ý nghĩ của nàng. Và cho dù đến lúc chết nàng không bao giờ nhìn thấy ông nữa, thì ý nghĩ cuối cùng của nàng bên miệng huyệt sẽ là ý nghĩ về ông, Ranf. Thật đáng sợ, một con người duy nhất mà có ý nghĩa lớn lao như thế, mà thể hiện trong bản thân mình nhiều điều như thế. Hồi nọ, Nàng nói với Nơ thế nào nhỉ? Nàng cần và mong muốn một điều hết sức bình thường, có chồng, con, nhà riêng và một người nào đó để nàng yêu. Tưởng như đó là những mong muốn khá nhỏ nhoi, xét cho cùng thì hầu hết phụ nữ đều có những cái đó. Nhưng số phụ nữ có được tất cả những cái đó có phải là nhiều không? Có phải như thế là đủ rồi không? Nàng thì có lẽ cho như thế là đủ, nhưng có lẽ nàng nghĩ như vậy vì nàng không có những cái đó hãy nhìn thẳng vào sự thật. Maggie Cleary, Maggie O'Neill. Ta cần một người duy nhất, Ralph de Pricassa, song không bao giờ ta giành được người đó cho mình. Thế nhưng dường như do lỗi của ông ấy mà ta là người bỏ đi đối với mọi người đàn ông khác. Thôi được, hãy cứ cho rằng số kiếp ta không có được một người đàn ông mà ta yêu, đành phải yêu con và bằng lòng với tình trạng sẽ chỉ có con cái yêu ta. Như vậy là còn Ly Úc và các con Lý Úc. Ôi lạy Chúa, lạy Chúa lòng lành. Không, Chúa chẳng lành hiền chút nào. Chúa trời đã cho ta cái gì? Chúa đã lấy mất ran của ta, có thế thôi. Không, ta với Chúa trời chẳng yêu mến gì nhau cho lắm. Mà Ngài có biết thế nào không, hở Chúa? Ngài không còn làm tôi sợ như trước nữa đâu. Ôi, trước đây tôi sợ Ngài, sợ sự trừng phạt của Ngài biết bao, Suốt đời vì sợ ngài mà tôi không rời khỏi con đường đức hạnh, mà con đường ấy dẫn tôi đến đâu? Nếu như tôi phạm vào tất thảy mọi điều gian của ngài thì cũng chẳng có gì tệ hại hơn. Ngài đối xử với chúng tôi như với con nít, chỉ biết đe dọa, trừng phạt. Nhưng tôi không còn sợ ngài nữa. Tôi tuyệt nhiên không nên căm thù ran mà căm thù ngài mới phải. ran khốn khổ, chẳng có lỗi gì. Tất cả là tại ngài. Ông ấy chỉ sống trong nỗi khiếp sợ Chúa. Như trước kia tôi cũng thế, chưa bao giờ tôi hiểu nổi làm sao ông ấy có thể yêu ngài. Tôi không hiểu phải yêu ngài vì lẽ gì. Nhưng tôi có cách nào để thôi không yêu một người yêu Chúa. Tôi có cố gắng đến mấy đi nữa, cũng không ăn thua gì. Ông ấy cao xa, không thể với tới được. Ấy vậy, mà tôi không sao hiểu nổi điều ấy. Này thôi, Maggie muốn gì thì gì, đã đến lúc cần tỉnh ngộ ra. Ta chỉ cần Lý Úc và các con Lý Úc là đủ rồi. Phải bằng mọi cách dứt anh ấy ra khỏi cây mía và cùng anh ấy chuyển đến một vùng không có cả cây cối nữa kia sẽ phải tuyên bố với viên quản lý nhà băng gillenbo un rằng từ nay tất cả tiền của ta sẽ không đứng tên li úc nữa mà đứng tên ta và ta sẽ dùng số tiền ấy làm cho ngôi nhà riêng không có qua lấy một cái cây nhỏ trở thành ngôi nhà tiện lợi và ấm cúng bởi vì bản thân li úc không hề nghĩ đến chuyện ấy và với số tiền ấy ta sẽ cho các con li úc được học hành đến nơi đến chốn và lo sao cho chúng không thiếu thốn gì. Có vậy thôi, Maggie O'Neill ạ, bởi vì ta là Maggie O'Neill, chứ không phải là Maggie de Bricasa. Maggie de nghe thật ngố. Lẽ ra phải gọi là Megan de Bricasa, mà xưa nay ta vẫn không thể chịu nổi cái tên Megan. Ôi chào, chắc là ta sẽ không bao giờ hết hối tiếc rằng ta không có con với Ran. Tất cả vấn đề là ở đấy, phải thế không? Hãy nhắc lại cho mình và nhắc lại bất tận. Cô có cuộc đời của cô, Maggie O'Neill. Chẳng tội gì mà phung phí nó cho những mơ ước trống sống về con người mà cô không lấy được làm chồng và về những đứa con mà cô sẽ không có. Thế đấy, xin nhập tâm điều đó. Nghĩ về cái đã qua mà làm gì. Đã đến lúc đánh một gạch chéo ở đấy. Tương lai mới là quan trọng, mà tương lai là Lý Úc và các con Lý Úc. Trong tương lai không có chỗ cho Ralph de Picasso ông ấy thuộc về sĩ vãng. Maggie lật mình nằm sấp, úp mặt vào cát và khóc. Chưa bao giờ nàng khóc như thế kể từ năm lên bốn, khóc to, nức nở và chỉ có những con cua và chim nghe thấy sự bùng nổ của nỗi thất vọng. N và Ludwig cố chọn cho Maggie đảo mắt lốc và dự định hãy có dịp là thu xếp đưa Liễu đến đấy. Maggie chưa đi, N đã đánh điện cho Lý Úc. Maggie cần đến anh, cần khẩn thiết. Anh nên về cho mau. N không hề có thói can thiệp vào việc của người khác, nhưng chỉ yêu Maggie và thương nàng. Chỉ yêu thắm thiết con nhóc bướng bỉnh và khó tính, con gái của Maggie và Lý Úc. Bé Justina cần có nhà, cần có bố và mẹ. Phải chia tay với nó, thật đau lòng. Nhưng thả chia tay còn hơn là cuộc sống hiện nay của Maggie và đứa trẻ. Hai ngày sau, Lý Úc về đúng dịp anh đi Sydney đến xưởng tinh chế, đi vòng thêm một quãng đường ngắn cũng chẳng lâu la gì, cũng nên về xem mặt con. Giá mà hình con trai thì Liễu Úc đã về ngay để xem con, nhưng cái tin sinh con gái là một thất vọng nặng nề đối với anh. Nếu Maggie nhất thiết cần có con nít, thì ít nhất cô ấy cũng nên sinh ra những người làm sau này cho trang trại ở Kainun. Con gái thì chẳng có lợi quái gì, quỷ tha mà bắt chúng đi, toàn là phí tổn và thua thiệt cho ăn cho uống rồi lớn lên là chúng đi biệt chúng sẽ làm lụng cho người khác đâu có ngồi một chỗ như con trai và đỡ đần bố lúc tuổi xà mét thế nào lý úc hỏi lúc đi lên hàng hiên cô ấy không ốm chứ tôi hy vọng như thế hy vọng ư không cô ấy không ốm tôi sẽ kể hết cho anh nghe nhưng hãy đi xem mặt cô con gái xinh đẹp của anh đi đã lý úc nhìn đứa bé từ trên xuống dưới Nơ có cảm giác anh ta nhìn với vẻ tò mò, có lẽ thậm chí là hứng thú nhưng không chút chiều mến. Mắt nó kỳ quá, cả đời tôi chưa từng thấy cặp mắt nào như thế. Anh nói, vậy là giống ai nhỉ? Maggie nói rằng trong gia đình cô ấy chẳng có ai có cặp mắt như thế. Trong gia đình tôi cũng vậy, một con bé kỳ lạ, có lẽ nó giống ông cụ tổ mẫu nào đó, nằm nó vui vẻ quá hả? À? Nó vui cái nỗi gì kia chứ? Nơ cố nén giận, ngắt lời. Nó chưa lần nào thấy mặt bố đẻ của mình. Nó không có một ngôi nhà thực sự và rõ ràng là sẽ không có chừng nào nó chưa trưởng thành nếu như bố nó không tu tỉnh lại. Thì tôi đang dành dụng tiền mà, chị N, Lý Úc bác lại. Nhảm nhí, tôi biết hiện giờ anh có bao nhiêu tiền. Các bạn tôi ở Shatter Towers đôi khi gửi cho tôi tờ báo địa phương. Tôi xem các tin giao vặt và tôi biết đất ở miền Tây bán với giá bao nhiêu mà lại gần hơn nhiều so với Kainun của anh và màu mỡ hơn nhiều Bây giờ đang thời kỳ khủng hoảng Lý Úc ạ à, Anh có thể mua với giá rẻ Một khu vực tuyệt diệu nhất Mà không cần đến số tiền lớn Như số tiền anh hiện có ở nhà băng Anh biết điều đó rất rõ Vấn đề chính là ở chỗ đó Hiện giờ đang thời kỳ khủng hoảng Mà ở phía tây các dãy núi Từ Juni cho đến Aisa Đang hạn hán ghê gớm Năm nay là năm thứ hai không có mưa Trời không mưa xuống lấy một sọt Tôi xin đem đầu ra cam đoan rằng Hiện giờ ngay ở Rokeda cũng gây go Thế theo chị thì ở xung quanh Plecon và Thôn như thế nào? Không, tôi phải chờ đã. Chờ mưa nhiều để đất đắt lên ư? Thôi đi, Lý Úc, lúc này chính là lúc nên mua. Với lại, Mekki có đúng 2.000 bảng một năm, vì vậy dù có hạn hán 10 năm, anh cũng vẫn đứng vững được. Có điều tạm thời đừng nuôi gia súc, cứ sống bằng tiền của Mekki, rồi khi trời bắt đầu mưa thì hãy mua cừu. Tôi rời bỏ các đồn điền bây giờ thì còn sớm, Lý Úc cầu có nói, vẫn nhìn vào đôi mắt màu sáng lạ lùng của con gái. À, thì ra là thế, tại sao anh không nói thẳng tuột ra? Anh chẳng cần vợ, cũng chẳng cần gia đình, Lý Úc ạ, à. anh thích sống như anh hiện đang sống nhiều hơn, chẳng cần sự đầm ấm nào hết, chẳng cần phụ nữ và làm việc quần quật như tên tù khổ sai, một nửa số người Úc là như thế, tôi biết. Cái đất nước trời đánh gì mà như thế, đàn ông quái quỷ gì thế, không muốn sống ở nhà có vợ có con mà chỉ thừa nhận cánh bạn bè đàn ông với nhau. Nếu anh muốn ở lại đây sống độc thân suốt đời thì anh lấy vợ làm cóc gì kia chứ? Anh có biết chỉ riêng vùng Đan của chúng ta có bao nhiêu bà vợ bị bỏ mặc không? Họ long đong biết bao để sống lần hồi và nuôi dạy những đứa trẻ không bố. Thấy chưa? Anh ta chỉ làm việc một thời gian ở đồn điền. Chẳng lâu đâu, anh ta sắp trở về rồi. Ha! mỗi lần người đưa thư đến các bà vợ khốn khổ đều đứng sững ở cổng vẫn hy vọng rằng cái gã đều cáng có lẽ cũng gửi cho mình ít tiền dù chẳng là bao vậy mà gã không gửi và nếu có gửi thì chỉ là khoản nhỏ mọn chỉ là tượng trưng để vợ đừng đoạn tuyệt hẳn với hắn n run lên vì giận dữ đôi mắt màu nâu sẫm bao giờ cũng dịu hiền của chị lóe lên tôi có đọc trong brisbane mailer rằng úc đứng đầu thế giới văn minh về số người vợ bị bỏ rơi anh có biết không riêng về khoản này chúng ta vượt hơn tất cả các nước một kỷ lục đẹp nhất đáng để mà tự hào nhẹ lời chứ n tôi không bỏ Maggie, cô ấy vẫn bình yên vô sự và không chết đói cớ gì chị nổi sung lên tôi kinh tởm thấy anh đối xử với vợ như thế lý do là thế đấy vì tất cả những gì thiêng liêng lý úc ạ à, rút cục anh hãy xử sự cho ra người lớn hãy nhớ tới trách nhiệm của mình dù chỉ là một thời gian anh có vợ và con hãy cho vợ con một ngôi nhà hãy làm chồng và làm bố chứ không phải là một người dưng quỷ tha mà bắt anh đi tôi sẽ làm tôi sẽ làm tất cả nhưng không phải vào lúc này tôi cần làm việc chừng hai năm ở đồn điền cho chắc chắn tôi không muốn sống bằng tiền của Maggie và sẽ phải như thế nếu không chờ thời cơ tốt đẹp hơn n bĩu môi à cơn mê sảng chó má anh lấy cô ấy vì tiền đúng không Khuôn mặt dám nắng của Lý ức đỏ dừ lên từng đám. Anh nói không nhìn Anna. Ừ, đúng thế. Tôi cũng có nghĩ đến tiền. Nhưng tôi lấy cô ấy vì tôi thích cô ấy hơn cả. Thích? Thế anh có yêu cô ấy không? Tình yêu. Tình yêu là cái quái gì? Chuyện bịa đặt, chuyện cổ tích của đàn bà có thế thôi. Anh quay mặt đi, tránh cái nôi, tránh đôi mắt kỳ lạ gần như dọa dẫm. Biết đâu đấy. Có thể là với đôi mắt như thế. Con nhỏ hiểu được tất cả mọi điều người ta nói trước mặt nó chị mắng mỏ tôi xong rồi chứ Thế thì xin làm ơn cho biết Mét đâu Cô ấy không được khỏe Tôi đưa cô ấy đi nghỉ một thời gian Anh đừng sợ Không dùng đến tiền của anh đâu Tôi hy vọng sẽ khuyên được anh đến với cô ấy Nhưng rõ ràng là hy vọng hão Đừng nghĩ gì đến chuyện ấy Hôm nay tôi với Agne đi Sydney Thế thì biết nói thế nào với Maggie khi cô ấy trở về Liễu nhún vai Anh muốn mau mau chuồn khỏi đây Chị muốn nói gì thì nói Chị hãy bảo cô ấy chịu khó chờ ít lâu nữa Bây giờ khi cô ấy cần có con Thì tôi muốn có con trai Anna vịn vào tường Đến chỗ cây nôi đan nhấc con bé lên và chật vật Lần về đến giường ngồi xuống Liễu không hề có ý đỡ cho chị Hay bế đứa bé Hình như anh sợ con bé Đi đi Liễu Anh không xứng đáng với gì anh hiện có Nhìn anh tôi phát ghét lên được Cuốn xéo đến với gã ác chết tiệt Và với cây mía trời đánh của anh đi rồi tha hồ nai lưng ra mà làm. Đến ngưỡng cửa, Lý Úc dừng lại. Tên nó là gì? Tôi quên hỏi. Justina. Justina. Tên nó là Justina. Một cái tên dớ dần. Lý Úc nói rồi đi ra. Enner đặt con bé xuống giường và nước mắt lã chả. Trời chu đất diệt bọn đàn ông, tất cả bọn đàn ông trừ Ludwig. Có lẽ Ludwig biết yêu vì anh dịu dàng và nhạy cảm gần như phụ nữ chăng? Có lẽ Lý Úc nói đúng tình yêu chỉ là sự bịa đặt, là chuyện cổ tích của đàn bà chăng? Hay chỉ có phụ nữ và những người đàn ông có phần nữ tính nào đó mới có khả năng yêu chăng? Không một người phụ nữ nào cầm giữ được Lý Úc, không một phụ nữ nào đã từng cầm giữ được anh ta. Người phụ nữ không thể đem lại cho anh ta cái mà anh ta cần. Tuy nhiên hôm sau Anna yên tâm và không còn nghĩ rằng chỉ cố gắng vô ích nữa. Buổi sáng có tấm bưu thiếp đầy hân hoan của Maggie gửi về nàng rất thích đào mắt lốc và nàng đã khỏe hẳn vậy là ý đồ ấy vẫn có kết quả Maggie khỏe lên nàng sẽ trở về khi ngớt các đợt gió mùa và nàng sẽ đủ sức để tiếp tục sống nhưng Anna quyết định không kể cho nàng nghe cuộc nói chuyện với Lý Úc Anusiata tên thường gọi là Nancy đưa Justina ra hàng hiên Anna khập khảnh đi theo răng ngậm chiếc làn nhỏ trong có tất cả những thứ cần cho con bé tã để thay Hộp bột, taler, đồ chơi. Chị ngồi xuống chiếc ghế bành che đan, đỡ lấy đứa bé từ tay Nancy và bắt đầu cho nó ăn hỗn hợp sữa hâm nóng trong cái chai. Thật là tuyệt diệu. Cuộc sống thật là tuyệt diệu. Chị đã làm tất cả những gì có thể làm được để Liễu tỉnh ngộ ra. Mà nếu không thành công thì cũng chẳng sao. Bù lại Maggie với Trashina sẽ ở lại Himenhok lâu hơn. Chắc chắn là cuối cùng Maggie sẽ hiểu rằng không có hy vọng gì gìn giữ quan hệ con người với Liễu Úc khi ấy nàng sẽ trở về Trogeda, nhưng nghĩ đến ngày ấy enner kinh hãi chiếc ô tô thể thao màu đỏ phóng với tốc độ điên cuồng sẽ khỏi con đường từ đang lâu về và bây giờ đang lên dốc đấy là chiếc ô tô kiểu anh còn khá mới và sang trọng có những dải da làm thành đường kẻ sọc trên mũi xe xe bóng loáng nước sơn đỏ chói và lấp lánh ánh bạc của ống xả enner không nhận ra ngay cái người khom mình ra khỏi khung cửa xe thấp mở rộng vì ông ta mặc y phục mùa hè bình thường của dân Bắc Vinslander chỉ toàn đồ sọc. Đẹp trai quá, Anna nghĩ khi nhìn ông khách bằng con mắt tán thường. Còn ông ta đi về phía chị, nhảy một lúc hai bậc thang và một hồi úc lờ mờ lay động trong đầu chị. Tiếc rằng Ludwig ăn nhiều quá, sẽ không tốt cho sức khỏe hơn nhiều nếu đừng để cho mình béo ra như ông sao. Mà ông ta đâu còn trẻ trai, hai bên thái dương bạc trắng, nhưng ta chưa từng thấy người chặt mía nào cân đối như thế chỉ đến khi gặp cái nhìn thản nhiên phiêu diêu của người mới đến Chị mới hiểu trước mặt chị là ai Trời ơi Chị buông rơi cái chai Ông khách nhặt cái chai lên đưa cho Anna và tì vào tay vịn hành lang đối diện với chiếc ghế bành của chị Không sao ông nói Đầu vú không chạm sàn có thể yên tâm cho nó bú Vừa hay đứa bé bị mất ăn bắt đầu ngọ nguậy lo ngại Anna rúi đầu vú vào miệng nó và rút cục chị lấy lại được hơi Bất ngờ quá thưa đức ông Chị nhìn ông bằng cặp mắt tươi cười, thực tình mà nói lúc này năm ngài không lấy gì làm giống một vị tổng giám mục tuy nhiên trước kia ngài cũng chẳng giống lắm dù là trang phục đủ lệ bộ tôi bao giờ cũng hình dung ra các tổng giám mục bất kể thuộc về nhà thờ nào đều là những người to béo và tự mãn lúc này tôi không phải là tổng giám mục mà chỉ là một linh mục đã có được cơ hội nghỉ ngơi chính đáng thành thử hãy gọi tôi là ran thôi đây chính là con bé đã đem lại cho mcghi bao nhiêu đau khổ khi tôi đến đây lần trước phải không tôi bế nó được chứ tôi nghĩ rằng tôi biết cầm chai sữa đúng cách ông ngồi xuống chiếc ghế bành cạnh Enner uể oải bắt chéo chân đỡ lấy đứa bé và cái chai và đứa bé được cho ăn tiếp tục vậy ra macky đặt tên con là justina à vâng tôi thích cái tên đó này bà nhìn xem mỏ tóc nó hay chưa giống ông ngoại như hệt macky cũng nói thế tôi hy vọng rằng lớn lên con bé sẽ không bị tàn nhang nhưng điều đó rất có thể xảy ra Thế Maggie cũng tóc hung mà cô ấy có tàn nhang đâu. Thực ra da Maggie màu khác, không bóng. Ông đặt cái chai không xuống sàn, dựng con bé ngồi trên đùi quay mặt về phía mình, cho nó hơi chúi xuống như cúi trào và bắt đầu sát mạnh và đều trên lưng nó. Ngoài những trách nhiệm khác, tôi thường đến các nhà trẻ mồ côi của Đạo Thiên Chúa, vì thế tôi là một vũ em có kinh nghiệm. Mẹ Gonzaga cai quản nhà trẻ mà tôi yêu mến nói rằng đó là cách tốt nhất làm cho trẻ khỏi chớ khi chỉ cho đứa trẻ tựa vào vai không thôi thì nó nghiêng quá ít về phía trước hơi không thoát ra dễ dàng rồi khi hơi dâng lên thì cùng với hơi thoát ra trẻ nôn theo nhiều sữa còn làm cách này thì sữa bị chặn lại mà hơi thì thoát ra như để xác nhận điều đó jessina nấc mấy tiếng thật to nhưng tất cả những gì nó đã ăn vào vẫn còn nguyên trong bụng ralph bật cười lại xoa lưng nó và khi tiếp sau đó không còn chuyện gì xảy ra nữa, ông để con bé nằm thoải mái trên cánh tay khom khom. Cặp mắt kỳ dị có ma thuật, thật tuyệt trần phải không? Thì nhất định rồi, nó là con gái của Meggy kia mà, nó phải là đứa bé phi thường chứ. Không phải tôi tìm cách làng chuyện, nhưng ngài là một cha đạo tuyệt diệu, Gerald, ạ. À. Tôi yêu trẻ, đặc biệt là trẻ con nít thì bao giờ tôi cũng yêu. Tôi vui với trẻ em thoải mái hơn nhiều vì tôi không phải gánh một trách nhiệm dày già nào của kẻ làm bố. Không phải thế, chẳng qua là cha cũng như Ludwig, tính cách của cha có cái gì dịu hiền như tính cách phụ nữ. Jacina thường ngày vẫn ưa cô độc, bây giờ nó tỏ ra thiện cảm rõ ràng với cha, nó ngủ trên tay cha. Cha đặt nó nằm cho thoải mái hơn và lấy trong túi xa bao kepsten. Để tôi châm thuốc cho cha, Anna nói. Ralph cầm lấy điếu thuốc đã châm lửa ở tay chị. Thế Maggie đâu? Ông hỏi. Cảm ơn. Xin lỗi tôi không đoán ra là bà cũng hút thuốc. Maggie đi xa. Để xong cô ấy vẫn không lại sức. Khi trời bắt đầu mưa thì sức khỏe cô ấy kém lắm. Tôi và Ludwig đã thu xếp cho cô ấy đi nghỉ 2 tháng. Khoảng đầu tháng 3 cô ấy sẽ trở về, còn chừng 7 tuần nữa. Ngay khi nói những lời đầu tiên, Anna đã nhận thấy ở ông có sự thay đổi đột ngột. Dường như hy vọng của ông đã tan biến, Niềm vui sướng hằng mong đợi từ lâu đã lừa ông. Ông thở dài nặng nề. Đây là lần thứ hai tôi đến để từ biệt mà không gặp cô ấy. Lần ấy trước khi đi Aten và lần này nữa. Lần ấy tôi đi một năm, nhưng có thể là tôi sẽ lưu lại lâu hơn nhiều. Hồi ấy chính tôi cũng không biết rõ. Từ hồi Petty và Stuart chết, tôi không về Trogeda lần nào. Và gần đây tôi hiểu rằng tôi không thể rời khỏi Úc mà không gặp Maggie. Nhưng hóa ra cô ấy đã đi lấy chồng và cô ấy không ở Rogeda. Tôi muốn đến với cô ấy cũng như đối với Li Úc. Bây giờ tôi đến vì tôi biết rằng tôi không thể làm hại cái mà vốn đã không tồn tại. Cha đi đâu? Đi La Mã, đến Vatican. Đức Hồng Y đi Contini, Vecese, bây giờ đảm nhiệm cương vị của Đức Hồng Y Monte mới tạ thế. Đúng như tôi tin đoán, Ngài lấy tôi đi theo, đấy là một vinh dự lớn, nhưng không chỉ là vinh dự Tôi không thể từ chối được. Ngài đi có lâu không? Tôi e rằng rất lâu. Ở châu Âu đang rừng rực ngọn lửa chiến tranh. Tuy ở đây chúng ta có cảm giác rằng nó ở xa lắm. Nhà thờ Thiên Chúa La Mã cần từng nhà ngoại giao của mình. Mà nhờ Đức Hồng Y di Contini Vecese tôi được coi là nhà ngoại giao. Mussolini gắn bó chặt chẽ với Hitler. Họ xứng đáng với nhau. Mà Vatican cần làm cách nào thống nhất những thế giới quan đối lập. Đạo Thiên Chúa và chủ nghĩa phát xít Nhiệm vụ không phải là dễ dàng. Tôi nói thạo tiếng Đức, trong thời gian ở Aten tôi nắm vững tiếng Hy Lạp, thời gian ở La Mã tôi nắm vững tiếng Ý, thêm nữa tôi nói thạo tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha." Ông thở dài, "Tôi vốn có khiếu về ngôn ngữ, tôi có ý thức phát triển vốn ngoại ngữ. Bây giờ nhất định tôi bị điều khỏi đây." "Được thôi thưa Đức ông, nếu ngày mai ngài chưa phải xuống tàu thủy, ngài vẫn còn có thể gặp Maggie." Những lời nói đó của Enner buột ra trước khi chị kịp nghĩ xem chị nói gì. Ừ, mà tại sao Maggie lại không gặp ông ấy một lần trước khi ông ấy đi, nhất là nếu quả thật ông ấy đi lâu? Ralph quay đầu lại nhìn chị, đôi mắt xanh rất đẹp, có cái nhìn phiêu diêu nhưng rất đổi thông minh, hết sức thấu suốt. Không thể đánh lừa con người này được. Ở đúng, ông ấy là nhà ngoại giao bẩm sinh, ông ấy hiểu rất rõ ý nghĩa lời nói của chị và tất cả những động cơ thầm kín của chị. N nín thở chờ câu trả lời, nhưng ông im lặng hồi lâu, ngồi phóng tầm mắt qua khu rừng mía màu ngọc bích, nhìn ra con sông đầy nước và dường như đã quên đứa bé trên tay. N mê mải nhìn ông từ phía bên, đường nét của mi mắt, cái mũi dọc dừa, đôi môi mím lại một cách bí ẩn, cái cằm bướng bình. Ông ấy tập trung những sức mạnh gì trong tâm hồn khi ngắm nhìn khoảng xa ấy rằng cái chuẩn đo phức tạp nào ông ấy định lượng tình yêu, ước muốn, bổn phận, lẽ phải, ý chí, nỗi nhớ, đam mê, cái gì sẽ nặng cân hơn trong cuộc đấu tranh này. Ông đưa điếu thuốc lên môi, những ngón tay run run và Enner thở dài khẽ lấy lại hơi, như vậy là ông ấy không sừng sưng. Ran im lặng, hẳn là đến 10 phút. N châm thêm điếu thuốc nữa đưa cho ông thay cho màu thuốc đã tắt. Ông hút đến hết cả điếu thuốc ấy nữa và không rời mắt khỏi những dãy núi xa, khỏi những đám mây đen u ám lại dày đặc lại trên bầu trời, đe dọa đổ mưa. Rồi ông ném mẩu thuốc thứ hai tiếp theo mẩu thuốc thứ nhất qua hàng tay vịn ở hiên và hỏi bằng giọng đều đều hết sức bình thường. "Hiện giờ cô ấy ở đâu?" Bây giờ đến lượt chị suy nghĩ, quyết định của ông ấy tùy thuộc vào câu trả lời của chị, liệu ta có quyền đẩy người khác lên con đường đưa họ đến đâu không biết và kết thúc bằng cái gì chẳng rõ không. Chị chỉ nghĩ đến Maggie và thành thực mà nói chị chẳng mảy may lo lắng về việc ông tổng giám mục này sẽ ra sao theo cách riêng của ông ta ông ta không hơn gì lý úc ông ta hăm hở hướng tới một mục đích riêng hoàn toàn có tính chất đàn ông của mình ông ta không có thời giờ và không muốn đặt người phụ nữ vào vị trí thứ nhất ông ta bám lấy niềm mơ ước theo đuổi cái ảo tưởng mà hẳn là chỉ tồn tại trong đầu óc gàn dở vững chắc hơn làn khói kia của nhà máy đường làn khói đang tan biến trong không khí ngột ngạt nồng nặc mùi nước mật Ngoài ra, ông ta chẳng cần gì nữa. Ông ta phí hoài bản thân mình và cả cuộc đời mình vào cuộc săn đuổi vô ích ấy. Mặc dù Maggie có ý nghĩa lớn lao như thế nào đối với ông, ý nghĩ tỉnh táo không bội phản ông, dù là vì Maggie đi nữa, mà Anna đã bắt đầu tin rằng ông ta yêu Maggie hơn hết trên đời ngoài cái mơ ước khó hiểu đó của mình. Ông ta cũng không ném vào cuộc may rủi cái cơ hội sớm muộn sẽ chiếm hữu được điều mà ông ta hết lòng khao khát. Không, ông ta sẽ không từ bỏ cái đó, cho dù là vì Maggie. Như vậy, nếu nói với ông ta rằng Maggie hiện giờ ở một khách sạn đông người tại nơi điều dưỡng, nơi người ta có thể nhận ra ông Ralph de Pricassa, thì ông sẽ không đến đó. Ông ta hiểu hơn ai hết rằng với bất cứ đám đông nào, ông cũng không thể không bị để ý. N liếm cặp môi đã khô hẳn đi. Maggie ở một căn nhà nhỏ trên đảo Mắt Lốc. Ở đâu? Trên đảo Mắt Lốc. Đấy là nơi điều dưỡng cạnh vịnh Wissandi, một nơi rất hẻo lánh. Vào thời kỳ này, trong năm, ở đấy chẳng có ai. Và không nén được chị nói thêm, đừng ngại, ở đấy sẽ chẳng ai nhìn thấy ngài đâu. Rất đáng yên lòng, nhẹ nhàng, thận trọng, ông trao trả đứa bé đang ngủ cho nơ. Cảm ơn bà. Ông đi ra cầu thang rồi quay mặt lại, nhìn với vẻ xúc động gần như cầu khẩn. Bà rất lầm. Tôi chỉ muốn gặp Maggie, không có gì hơn. Chưa bao giờ tôi làm điều gì khác có thể hủy hoại linh hồn cô ấy. Và cả linh hồn của ngài nữa chứ hả? Thôi được, đi đi, hãy làm như mình là Úc Onin. Ở đấy người ta đang chờ anh ấy. Cứ như vậy thì chắc chắn là cả ngài và Mekki chẳng sợ tai tiếng gì. Thế ngộ nhỡ anh ta đến thì sao? Không làm gì có chuyện ấy. Anh ta đi Sydney và sẽ không bao giờ về trước tháng 3. Về việc Mekki hiện ở Matlock, anh ta chỉ có thể biết được qua tôi mà tôi chưa hề nói với anh ta, thưa Đức ông. Thế Maggie có mong đợi Lý Úc không? Ồ không, Anna mỉm cười không vui. Tôi không muốn làm điều gì có hại cho cô ấy. Ran vẫn khăng khăng. Tôi chỉ muốn gặp cô ấy một lát, có thế thôi. Tôi biết điều đó rất rõ, thưa Đức ông. Nhưng thực ra, ngài sẽ ít gây hại cho cô ấy hơn nhiều nếu như ngài mong muốn nhiều hơn nữa, Anna nói. Khi chiếc ô tô cũ kỹ của Rob rung chuyển lắc sắc và thở phì phò lăn bánh trên đường tới gần nhà thì vẫn như thường lệ, Maggie đứng ở hiên và vẫy tay với ông ta, dấu hiệu tỏ rằng mọi chuyện ổn cả và nàng chẳng cần gì. Rob cho dừng xe lại ở chỗ mỗi khi và ông vừa cho xe quay mũi thì từ trong xe nhảy ra một người mặc sơ mi quần short và đi xăng đan, tay xách vali. Chúc ông hạnh phúc, Mr. O'Neill. Rob nói lớn lúc cho xe đi, nhưng Maggie không bao giờ còn lẫn Lý Úc Onin với Ralph de Pricassa nữa. Đấy không phải là Lý Úc, dù là ở cách xa, trong ánh sáng chiều hôm đang mau chóng tàn lụi cũng không thể nhầm được và nàng bàng hoàng đứng nhìn Ralph de Pricassa đang đi trên con đường tới chỗ nàng. Như vậy dù sao, nàng vẫn là người mà ông ấy ao ước. Nếu không thì tại sao ông ấy lại đội tên li Úc Onin đến với nàng ở một chốn như thế này? Nàng sững sờ, hai chân cũng như lý trí và trái tim đều không vâng theo nàng nữa. Đấy kia, Ranf đến tìm nàng. Vậy mà sao nàng không cảm thấy gì hết? Tại sao nàng không chạy đến đón, không nhảy bổ tôi ôm lấy cổ ông? Tại sao không có niềm vui sướng vô hạn khiến ta quên hết mọi thứ trên đời? Ông ấy đấy, Ranf. Mà trong đời nàng chỉ cần có ông ấy, chẳng phải là suốt một tuần nàng cố tự ám thị ngược trở lại sao? Trời đánh ông ta, trời đánh ông ta đi, cớ gì ông ta xuất hiện đúng vào lúc này khi rút cuộc nàng đã xua đuổi được ông ta nếu không phải là ra khỏi trái tim thì cũng là ra khỏi ý nghĩ bây giờ tất cả bắt đầu lại từ đầu choáng váng tức giận khắp người đầm mồ hôi nàng đứng ngây ra nhìn ralph cao lớn cân đối đang đến gần chào ông ralph nàng nói lý nhí không nhìn vào mặt ông chào mcgee mang vali của ông vào phòng đi ông dùng trà chứ nàng nói vẫn không nhìn ông và đi trước ông vào phòng khách. Tôi vui lòng dùng trà, ran đáp, giọng cũng gượng gạo, thiếu tự nhiên như thế. Ông đi theo nàng vào bếp và nhìn nàng loay hoay mở và lấy nước nóng vào ấm pha trà, cắm ấm điện, lấy trong tủ bếp phê chén uống trà, đĩa lót chén. Nàng đưa cho ông một hộp bích quy lớn, đến 5 phun tơ, ông chút ra đĩa một vốc, rồi vốc nữa. Ấm điện sôi, Maggie chút nước khỏi cái ấm trà nhỏ cho trà mới. Nàng mang ấm trà và bích quy vào phòng khách. Ranf mang đĩa chén đi theo nàng. Cả ba phòng nối liền nhau, Buồng ngủ ở một bên, phòng khách, bếp ở phía bên kia, sau bếp là buồng tắm. Như vậy, nhà có hai hàng hiên, một quay ra đường, một quay về phía biển. Và như vậy thì ngồi đối diện nhau, mỗi người vẫn có thể không nhìn vào mặt nhau, mà nhìn ra nơi nào phía xa. Trời tối đột ngột, như vẫn thấy ở vùng nhiệt đới, nhưng qua cái cửa lùa, Hơi gió ấm áp nhẹ tràn vào cùng với tiếng sóng vỗ khe khẽ, tiếng sóng nhào ồn ào ở dãy đá ngầm. Hai người lặng lặng uống trà, không động đến bánh bích quy, không nuốt trôi được miếng bánh, uống nốt chỗ trà, Ran đưa mắt nhìn Maggie. nàng vẫn đăm đắm nhìn cây dừa non đang nghịch ngợm vẫy lá bên hàng hiên trông ra đường. "Em làm sao thế Maggie? Ran hỏi hết sức âu yếm, dịu dàng đến nỗi tim nàng đập rộn ràng như điên như cuồng và gần như vỡ ra vì đau đớn ông ấy hỏi như hồi xưa ông ấy đã từng hỏi như người lớn hỏi đứa trẻ nhỏ ông ấy đến mắt lốc hoàn toàn không phải để gặp một phụ nữ trưởng thành ông ấy đến thăm một cô bé nhỏ tuổi ông ấy yêu một cô bé nhỏ tuổi chứ không phải một phụ nữ trưởng thành ông ấy căm ghét người phụ nữ trong megge ngay từ phút đầu khi megge vừa hết là trẻ con nàng quay mặt khỏi cây dừa ngước cặp mắt ngạc nhiên, hờn oán, giận dữ lên nhìn ông. Ngay cả lúc này, ngay cả giây phút này, thời gian dừng lại, nàng nhìn thẳng vào ông, và ông nghẹn thở choáng váng. Vô tình, ông đã gặp cái nhìn có đầy đủ tính chất phụ nữ trưởng thành của cặp mắt trong veo ấy. Mắt Maggie, ôi lạy chúa, mắt Maggie. Ông đã nói với Anna Miller ý nghĩ thực của ông, và quả tình là ông chỉ muốn gặp Maggie không hơn. Ông yêu nàng, nhưng ông đến hoàn toàn không phải để làm người tình của nàng chỉ để gặp nàng nói chuyện với nàng là người bạn của nàng ngủ đêm trong chiếc đi văng ở phòng khách và một lần nữa cố nhổ bật tận dễ sức hấp dẫn luôn luôn lôi cuốn ông đến với nàng ông đã phải bùa của nàng từ lâu nhưng có lẽ nếu như cái ma lực kỳ lạ ấy ra ánh sáng của chúa thì ông sẽ tập trung được tinh thần và vĩnh viễn tự giải thoát được không dễ gì quen được với meghi mới mẻ này meghi có bộ ngực cao eo lưng thon thả và bộ mông nở nang nhưng ông đã quen được vì ông nhìn vào mắt nàng và ở đấy như ngọn đèn trong điện thờ ngời ngợi hình ảnh Maggie trước kia của ông trong cái cơ thể đã đổi khác một cách đáng lo ngại không thể nhận ra được này vẫn là lý trí ấy và vẫn là tâm hồn ấy nó lôi cuốn ông không sao cưỡng lại được ngay từ lần gặp đầu tiên và chừng nào ông vẫn nhận ra lý trí và tâm hồn ấy trong cái nhìn của nàng thì có thể quen được với cái lối mới thắng được lòng ham muốn nàng. Ông vẫn gán cho nàng những ham muốn và mơ ước giản dị ấy và đinh ninh rằng nàng không cần cái gì khác ở ông. Ông nghĩ như thế cho đến khi Justina ra đời, khi Maggie bỗng nhiên sừng cổ với ông như con mèo cái nổi khùng. Ngay cả lần ấy, khi cơn giận dữ và oán hận vừa nguôi, ông liền giải thích là do nàng phải chịu đựng những đau khổ về tinh thần nhiều hơn về thể xác. Lúc này, rút cuộc, ông đã nhìn nàng đúng như thực trạng đã hình thành. Bây giờ có thể nói chính xác đến từng giây về sự thay đổi đó đã hoàn tất vào lúc nào. Và lúc nào lần đầu tiên Maggie nhìn ông bằng con mắt không phải của đứa trẻ mà của người phụ nữ. Ấy là lần gặp gỡ ở Nghĩa Trang Togeda trong ngày sinh nhật Mary Carson. Tối hôm ấy, khi ông giải thích rằng ông không thể chú ý hơn về Maggie trong vũ hội, thì điều đó bỗng nhiên được hiểu như là ông say mê nàng với tư cách là một người đàn ông. Lúc ấy nàng nhìn ông một cách khá kỳ lạ và quay mặt đi, còn khi nàng lại nhìn ông thì ánh mắt không còn cái vẻ hiện hiện khó hiểu nữa. Mãi bây giờ ông mới hiểu rằng, từ đó nàng thấy ông dưới một ánh sáng khác và cái hôn lần ấy của nàng không phải là sự yếu đuối trong giây lát, rồi sau đó nàng đối với ông lại như trước, chẳng qua là ông tưởng thế thôi. Ông cố lừa dối mình, an ủi mình bằng sự tự lừa dối ấy cố sức làm cho nó khớp với con đường ông đã lựa chọn vĩnh viễn ông mặc vào người sự lừa dối đó như mặc áo hãm mình còn trong lúc đó hoàn toàn theo tình cảm phụ nữ nàng bày biện và trang hoàng tình yêu của mình như xây tổ ấm phải thú thật là cơ thể ông thèm muốn nàng ngay từ cái hôn đầu tiên đó nhưng ở ông sự thèm muốn không bao giờ gây gắt dai dẳng như tình yêu và ông tưởng rằng đấy không phải là hai mặt của cùng một tình cảm cái nọ không dính líu với cái kia Còn nàng thì tội nghiệp thay Nàng vẫn không được thấu hiểu Nàng không bị chi phối bởi sự mù quáng rồ dại như thế Nếu lúc ấy ông có cách nào chạy biến khỏi đảo mắt lốc Thì ông sẽ chạy trốn Maggie ngay Như Ores chạy trốn các nữ thần đại nộ Nhưng không thể chạy được Thế thì ông đủ dũng cảm ở lại với Maggie Mà không bỏ đi lang thang vơ vẩn suốt đêm trên đảo Ta phải làm gì làm thế nào chuộc lỗi của ta? Quả thật là ta yêu nàng kia mà. Mà nếu ta yêu thì cố nhiên là bởi vì nàng như thế, như lúc này, chứ hoàn toàn không phải trong một lúc ngắn ngủi của mối tình si mê nửa trẻ thơ. Ta bao giờ cũng yêu cái nền tảng nữ tính ở nàng. Sự kiên nhẫn vô hạn, nó giúp nàng gánh cái gánh nặng số phận. Vậy thì Ralph de hãy vứt bỏ những tấm che mắt đã đến lúc nhìn thấy Maggie đúng như hiện trạng của nàng chứ không phải như hồi xưa. 16 năm trước, 16 năm đẳng đẵng không giống thực. Hiện giờ ta 44 tuổi, nàng 26 tuổi, cả hai ta đều không còn là trẻ con. Nhưng ta còn xa lắm lắm mới đến độ trưởng thành. Vào lúc ta ra khỏi xe của Rốt, em đã quyết đoán rằng mọi việc đã rõ ràng. Mọi việc đều là lẽ tất nhiên, phải thấy không Maggie? Em cho rằng ta đã đầu hàng và em chưa kịp chấn tĩnh thì ta đã phải tỏ cho em thấy rằng em lầm ta đã xé tan tành niềm hy vọng màu hồng của em như xé miếng rẻ bẩn ôi mackie ta đã làm gì em sao ta lại có thể là một kẻ tự ái mù quáng và hoàn toàn không đạt được mục đích gì chỉ làm tội em tất cả những năm ấy chúng ta yêu nhau bằng những tình cảm khác nhau và hoàn toàn không hiểu nhau mackie nhìn vào mắt ông trong mắt nàng mỗi lúc càng lộ rõ vẻ hổ thẹn và bẽ bàng còn trên mặt ông thấp thoáng bóng dáng những tình cảm rất khác nhau cuối cùng gương mặt ấy biểu lộ niềm thương vô hạn và đến đây nàng hiểu mình lầm to sai lầm ghê gớm tệ hơn nữa nàng hiểu rằng ranf biết điều đó cuốn sẽ khỏi đây chạy đi chạy trốn ông ta Maggie, hãy gìn giữ chút kiêu hãnh thảm hại cuối cùng còn sót lại mới chớm nghĩ như vậy nàng đã bật dậy và cắm đầu bỏ chạy thực sự nàng chưa kịp chạy ra hàng hiên thì ranf đã đón đầu nàng nàng đâm lao vào ông mạnh đến nỗi chính nàng xa sầm mặt mày và suýt xô ngã ông. Thế là tất cả đều hoài công, cuộc đấu tranh nội tâm đến kiệt lực, những cố gắng lâu dài để gìn giữ linh hồn trong sạch, để dùng sức mạnh ý chí đè bẹp ham muốn. Trong giây lát, Ranf sống qua một chục cuộc đời. Mọi sức mạnh thiêm thiếp ngủ trong người ông vốn bị lấn át, bị đè nén, chỉ chờ một kích thích nhỏ là phát sinh bùng nổ, hỗn loạn và lý trí xun xoe lụy trước dục vọng và mệnh lệnh của lý trí lụi tàn trước mệnh lệnh của xác thịt hai tay Meggy bay vụt lên cuốn lấy cổ ông hai tay ông lật bật siết chặt lại sau lưng nàng đầu cúi xuống môi ông tìm môi nàng và đã tìm được môi nàng sống động ấm áp không chỉ còn là một hoài niệm tự dưng hiện đến không đáng có hai tay nàng cuốn lấy cổ ông dường như không bao giờ buông ra nữa lúc này tưởng chừng như nàng là thỏi sáp trong tay ông nàng tối như đêm ở nàng ký ức và ham muốn đan kết với nhau Ký ức không đáng mong muốn Và ham muốn tự nó cứ đến Chắc là nhiều năm dài Ông vẫn khao khát cái phút này Thèm khát Maggie Và ông bác bỏ quyền lực của nàng Chẳng qua là ông không cho phép mình nhìn thấy nàng là một phụ nữ Ông đã bế nàng đến giường Hay hai người cùng đi Ông có cảm giác là ông bế nàng Mà cũng có lẽ là không Nhưng cả hai người đã ở trên giường và bằng hai bàn tay ông cảm thấy thân thể nàng và hai tay nàng trên da ông. Ôi lạy chúa, Maggie của ta, làm sao từ thuở bé dại người ta đã tập được cho ta quen nghĩ rằng em là xấu xa. Thời gian không còn tính từng giây mà ảo tới cả một luồng thác và đổ ập lên ông, làm mất mọi ý nghĩ chỉ còn lại độ sâu của một chiều đo trước nay chưa từng biết, cái độ sâu đích thực hơn thời gian thực. Ralph vẫn còn cảm giác được Maggie nhưng không phải như một cái gì riêng biệt mong sao nàng sẽ triệt để và vĩnh viễn trở thành một bộ phận kháng khít của bản thể ông thành một tổ chức mô duy nhất nó cũng chính là ông chứ không phải là một cái gì gắn với ông mà dù sao vẫn là một cái khác riêng biệt không bao giờ ông còn quên được sự đáp ứng cuồng nhiệt của bộ ngực này cái bụng này cặp đùi này của tất cả những đường nét và nếp gấp thầm kín của tấm thân này đích thực là nàng được tạo ra cho ông Chính ông đã tạo ra nàng. 16 năm trời ông nhào nặn và tạc ra nàng mà không ngờ, ông hoàn toàn không nghĩ tới chuyện tại sao ông làm việc đó. Giờ đây, ông không nhớ rằng trước kia đã có lần ông cự tuyệt nàng, rằng một người khác đã đưa nàng đến cuối con đường mà chính ông đã mở đầu, con đường mà chính ông đã chọn cho nàng và cho mình, vì nàng là cái chết của ông, bông hồng của ông, tác phẩm của ông, là giấc ngủ khiến ông không còn tỉnh giấc được nữa chừng nào ông vẫn còn là con người bằng thịt và máu ôi lạy chúa lạy chúa lòng lành con biết con biết con biết vì sao con nghĩ về nàng lâu và dai dẳng đến thế như nghĩ về một hình ảnh không xương thịt về một đứa trẻ trong khi nàng đã lớn vượt cái vỏ chật hẹp ấy từ lâu nhưng tại sao điều hiểu biết ấy lại đến với con qua bài học tàn bạo đến thế bởi vì đến bây giờ rút cục ông mới hiểu rằng Ông luôn luôn có khát vọng không chỉ là một con người, một người đàn ông. Ông mong muốn điều to tát hơn, mong muốn một số phận vĩ đại hơn nhiều so với số phận của người phàm trần. Thế mà tất cả đã kết thúc như vậy đó. Nàng đấy, số phận của ông, dưới bàn tay ông bừng bừng và run rẩy cùng với ông. Người đàn bà với người đàn ông. Con người vẫn cứ là con người, lại chúa lòng thành. Chẳng lẽ chúa không thể giải thoát con khỏi cái đó sao? Con là con người, và không bao giờ có thể thành thượng đế và cuộc đời con những tìm kiếm những mô toan vươn lên hàng thánh thần đều là tự dối mình chẳng lẽ tất cả chúng ta những tôi tớ của nhà thờ đều như nhau và mỗi người đều khao khát chính mình trở thành thượng đế chăng phải chăng vì thế mà chúng ta từ bỏ một hành động duy nhất nó chứng minh không thể bác bỏ được bản chất người của chúng ta chăng ông ôm nàng chặt hơn mắt đầy lệ ông chăm chú nhìn trong ánh sáng chạng vạng khuôn mặt nàng dịu dàng cặp môi mềm mại hé mờ thở một cách ngạc nhiên và hạnh phúc nàng bao bọc lấy ông bằng tay và bằng chân những mối buộc sống động mềm mại mượt mà đầy đau khổ và không thể phá bỏ được ông úp mặt vào vai nàng áp má vào làn má mịn màng của nàng và buông mình theo cơn hứng tình cuồng sại như đấu tranh với chính số phận ý nghĩ quay cuồng lẫn lộn Ý thức mở đi và lại một luồng sáng bừng lên chói lòa. Trong giây lát ông cảm thấy mình ở bên trong mặt trời. Ánh quang huy mở đi, cái nhá nhem màu xám, bóng tối. Điều đó nghĩa là làm con người, làm người đàn ông, không có gì hơn nữa. Nhưng nỗi đau không phải vì thế. Nỗi đau là ở phút kết thúc cuối cùng, ở cái ý thức dứt khoát, tuyệt vọng, làm chống rỗng tâm hồn. Hoan lạc đang tuột đi mất. Phải chia tay với nàng là điều không thể chịu đựng nổi. Chia tay bây giờ khi nàng đang thuộc về ông, chính ông đã tạo ra nàng cho bản thân mình kia mà. Tuyệt vọng như kẻ chết đuối vớ được cọng rơm, ông bám chặt lấy nàng, và chẳng bao lâu một làn sóng mới, đợt chiều mới đã nhanh chóng trở nên quen thuộc, lại nâng ông lên, và ông phục tùng cái vận số không thể hiểu nổi của con người, cái vận số của người đàn ông. Giấc ngủ là cái gì? Maggie tự hỏi. Phúc lành hay quãng ngừng nghỉ trong đời, tiếng vọng của cái chết hay một nhu cầu thiết yếu dày dà muốn gì thì gì ran đã chịu khuất phục ông ngủ đầu ngả vào vai nàng một tay ôm quàng lấy nàng như thể ngay trong giấc ngủ ông vẫn khẳng định nàng là của ông nàng cũng mệt nhưng không dám ngủ dường như sợ dung túng cho ý thức ngộ nhỡ khi trở về với vị hiện thực thì ran đã không còn ở bên cạnh nữa nàng có thể ngủ được sau khi ông thức giấc và cặp môi đẹp mím lại một cách bí ẩn này sẽ thốt lên những lời đầu tiên ông sẽ nói gì với nàng ông có lấy làm tiếc về chuyện đã xảy ra không nàng có đem lại được cho ông niềm vui sướng mà vì nó đáng từ bỏ hết mọi thứ không bao nhiêu năm ông đã đấu tranh không chịu khuất phục niềm vui sướng ấy và ông buộc nàng cũng phải đấu tranh khó mà tin rằng giờ đây rút cuộc ông đang nằm trong vòng tay nàng nhưng ban đêm trong nỗi dằn vặt đau đớn Ông đã nói với nàng những lời thú nhận rằng ông xóa bỏ việc khước từ nàng lâu nay. Nàng hạnh phúc khôn tả, suốt đời không khi nào nàng có được hạnh phúc trọn vẹn như thế. Từ lúc ông chặn đón nàng ở cửa, tất cả trở thành bản trường ca của xác thịt. Những cái ôm xít, tay, thân thể, khoái lạc không thể tả được. Ta được tạo nên cho ông ấy, cho riêng ông ấy. Đấy là lý do tại sao với Ly Úc ta chẳng cảm thấy gì. Nàng bị cuốn đi bởi làn sóng thứ 9 của dục vọng không thể chịu đựng nổi nữa. Chỉ còn một ý nghĩ khiến cho Ranf tất cả, toàn bộ bản thân mình, điều đó quan trọng hơn chính cuộc đời. Sao cho không bao giờ, không bao giờ ông ấy còn hối tiếc gì nữa. Ông ấy mới đau đớn say dứt làm sao. Có lúc chính nàng cũng cảm thấy nỗi đau ấy. Vì thế, nàng càng cảm thấy hạnh phúc hơn. Ông ấy đau đớn cũng là công bằng. Ranf thức giấc, nàng nhìn vào mắt ông trong màu xanh của đôi mắt ấy nàng nhìn thấy cái tình yêu đã sưởi ấm nàng từ thuở ấu thơ đã đem lại ý nghĩ cho sự tồn tại của nàng và cùng với tình yêu là sự mệt mỏi vô hạn tâm tối như vậy là không chỉ thể xác mệt mỏi cả tâm hồn cũng kiệt sức ông nghĩ về việc lần đầu tiên ông thức giấc trong giường không phải chỉ có một mình sự thức tỉnh như vậy có lẽ còn thầm kín hơn cả sự gần gũi trước đó nó là dấu hiệu chứng tỏ rằng ông và Maggie gắn bó với nhau bằng những sợi dây tình cảm sâu hơn, rằng ông với nàng là một. Phóng khoáng, nhẹ bỗng như không khí thần tiên ở đây, thấm nhiễm hơi thở mặn mặn của biển và hương thơm của lá nồng đượm ánh nắng mặt trời. Ông bay lượn một lúc trên đôi cánh của sự tự do trước kia chưa từng biết. Nhẹ nhõm biết bao. Từ bỏ cuộc đấu tranh mà suốt đời ông đã ép mình phải lao vào. Tâm hồn bình yên biết bao khi rút cuộc. Đã thua trong cuộc chiến tranh lâu dài, tàn bạo không thể tưởng được Thì ra thất bại còn ngọt ngào hơn nhiều so với giao tranh Phải, ta đã chiến đấu dữ dội với em, Maggie của ta ạ à. Thế nhưng cuối cùng không phải em bị đập vỡ tan tành Để ta phải dàn lại từng mảnh một Mà chính ta phải gắng thâu lượm những mảnh vỡ của chính mình Em được đặt trên đường đi của ta Để làm cho ta hiểu sự kiêu hãnh của những đấng chăn chiên như ta là giả dối và trống rỗng biết chừng nào. Tương tự, như Lucifer, ta nuôi tham vọng sánh ngang Chúa Trời, và cũng như Lucifer, ta đã thua bại. Ta đã sống giữ mình thanh sạch, còn trước khi gặp Mary Carson, ta sống trong nghèo túng. Nhưng cho đến sáng hôm nay, ta chưa biết thế nào là khuất lụy. Lạy Chúa, nếu như nàng không phải là người mà con yêu quý, thì tình cảnh sẽ không đến nỗi nặng nề như thế. Khốn nỗi, có những lúc con cảm thấy yêu nàng hơn yêu Chúa nhiều, mà đấy cũng là cái cách chúa trừng phạt con về nàng thì con không hề nghi gì cả thế còn về chúa một sự lừa dối một ảo ảnh sự diễu cợt liệu có thể yêu sự diễu cợt được chăng thế mà con vẫn yêu nếu như tôi có thể lấy lại được sức tôi sẽ đi xưng tội tôi sẽ chuẩn bị bữa ăn sáng ông nói cuối cùng thì phải nói điều gì và ông cảm thấy trên ngực ông môi nàng run rẩy trong một nụ cười. Đi xưng tội đi, bữa ăn sáng để em làm, mà chẳng cần mặc thêm gì hết, chẳng ai đến đây đâu. Đích thực là thiên đường, ông ngồi dậy trên giường, buông hai chân xuống sàn, vươn vai. Buổi sáng tuyệt diệu, có lẽ đấy là điểm triệu chăng? Bây giờ đã là nỗi đau chia ly, chỉ là vì ông đã ra khỏi giường. Maggie nằm nhìn ông đi ra cái cửa dẫn ra vụng nước. Bước lên ngưỡng cửa, ông dừng chân, quay lại, giơ một tay ra. "Em đi với tôi chứ? Rồi ta sẽ cùng sửa soạn bữa ăn sáng." Chiều đang lên, giấy đang ngầm chìm dưới nước, mặt trời sáng sớm đã nóng như thiêu, nhưng làn gió mùa hè xáo động mang đến hơi mát. Cỏ cứng rủ tua, cuốn súng cát cực mịn, có những con cua và đồ các loại côn trùng đang kiếm ăn. Ran mở to mắt nhìn xung quanh. Tôi có cảm giác như đang nhìn thế giới lần đầu, ông nói. Maggie bóp chặt tay ông. Đây là phần thưởng cho tất cả mọi điều. Sự thức tỉnh tưng bừng này còn khó hiểu hơn cái đích thực khó tả như giấc chim bao của đêm qua. Nàng nhìn ông không chán mắt. Thời gian không chứa đựng vừa trong ý thức một thế giới chưa từng biết. Và nàng nói, đúng là trước đây mình không hề thấy nó. Mình không thể nhìn thấy được. Đấy là thế giới của chúng ta trong lúc chúng ta ở đây lý úc là người thế nào ông hỏi trong bữa ăn sáng mackie nghiêng đầu nghĩ ngợi bề ngoài anh ấy rất giống mình hồi ấy quả thực là em có cảm giác như vậy bởi vì em nhớ ghê gớm em vẫn chưa quen với sự thiếu vắng mình em lấy anh ấy có lẽ vì anh ấy hao hao giống mình bởi vì em đã quyết ý đi lấy chồng mà anh ấy cao hơn những người khác một đầu không phải vì anh ấy xứng đáng hơn dễ thương hơn hay có những phẩm chất gì mà phụ nữ thường quý trọng ở người chồng đây có cái gì khác chính em cũng không hiểu rõ chỉ riêng có mặt này là có lẽ anh ấy quả thực là giống mình anh ấy cũng không cần phụ nữ Ran nhăn mặt đau đớn em nghĩ về tôi như thế ư Maggie thực tình là có như thế em chưa bao giờ hiểu được tại sao nhưng theo em thì đúng là như thế cả mình lẫn liễu không hiểu sao trong thâm tâm đều tin chắc rằng cần đàn bà là yếu đuối. Em không nói về chuyện ngủ với đàn bà, em nói về việc thực sự cần đến người phụ nữ. Em có những ý nghĩ như thế mà vẫn không từ bỏ bọn đàn ông chúng tôi ư? Nàng nhún vai, mỉm cười gần như thương hại. Ôi chao, Ran, em không nói rằng điều đó không quan trọng và cố nhiên vì thế mà em đau khổ nhiều, nhưng thực tế là như thế. Có lẽ em thật là dại dột phí sức đấu tranh với cái mà dù sao em cũng không thắng được. Khá lắm thì em có thể lợi dụng được sự yếu đuối ấy, nhưng không thể nhắm mắt làm ngơ với nó được. Bởi vì em cũng mong muốn và cần những người như mình và Lý Úc. Nhưng nếu không thì em đã trả héo mòn đi vì cả hai người. Em muốn lấy một người tử tế, đôn hậu, giản dị như cha em hồi xưa. Lấy một người mà em mong muốn và cần đến nhưng chắc là trong mỗi người đàn ông đều có một cái gì của Samson. Còn ở những người như mình và Lý Úc thì điều đó đặc biệt mạnh. Ralph dường như không mếch lòng, chỉ mỉm cười. Maggie sáng suốt của tôi. Đấy không phải là sự sáng suốt, Ralph. Chỉ là ý nghĩ lành mạnh. Em chẳng sáng suốt tí nào, chính mình biết đấy. Nhưng mình hãy xem các anh của em đấy. Em ngờ rằng các ông anh của em dù sao cũng không bao giờ lấy vợ thậm chí sẽ không có bạn gái. Các anh ấy rụt rè không thể tưởng được. Các anh ấy sợ rằng biết đâu người phụ nữ sẽ có quyền lực đối với các anh ấy. Mà các anh ấy yêu mẹ đến nỗi mê mụ. Ngày này tiếp ngày khác, đêm nọ tiếp đêm kia, ngay cả trận mưa rào mùa hè cũng tuyệt diệu. Thật thú vị khi đi dạo chơi mà cảm thấy mưa trên làn da trần, làn mưa ấm áp và ô yếm như ánh nắng mặt trời thật thú vị khi nghe mưa rồi ầm ầm trên mái tôn cả trong những giờ nắng họ cũng đi dạo nằm trên cát sưởi ấm bơi ran dạy nàng bơi đôi khi không để ran nhận thấy Maggie nhìn ông và gắng hết sức ghi lại trong óc từng đường nét khuôn mặt ông nàng yêu frank biết chừng nào vậy mà nhiều năm qua hình ảnh anh ngày càng mờ đi trong trí nhớ và bây giờ không còn tưởng tượng ra được anh nữa và bây giờ Nàng cố ghi nhớ đôi mắt Ran, cả mũi, môi, cả những mảng tóc bạc non như đôi cánh trong bộ tóc đen và toàn bộ tấm thân rắn chắc này, vẫn còn cân đối như thời trẻ trai mềm mại, nhưng có lẽ không còn mềm mại như trước. Thế rồi, bất chợt ông quay lại, bắt gặp cái nhìn của nàng chiếu vào mình và trong mắt ông lộ vẻ lo ngại, đau xót, tuyệt vọng. Và nàng hiểu, hay có cảm giác rằng nàng hiểu cặp mắt đó nói gì ông phải ra đi, trở về với nhà thờ, với trách nhiệm của mình. Có lẽ từ nay trở đi, ông sẽ không còn nhiệt tâm như trước nữa, nhưng ông sẽ trở thành kẻ phụng sự nhà thờ tốt hơn trước. Bởi vì chỉ có người nào đã một lần trượt ngã mới biết được cái chắc trở của đường đi. Một lần, khi họ nằm trên bờ và mặt trời hoàng hôn đã nhuốm màu đỏ thắm lên các con sóng và dải lên các san hô một màn xương óng ánh vàng, Ralph nói, Maggie, chưa bao giờ tôi hạnh phúc như thế này và cũng bất hạnh như thế này. Em biết, Ralph ạ. À. Tôi còn nghĩ thế này nữa. Có lẽ vì thế mà tôi yêu em chăng? Em không có gì khác thường lắm. Vậy mà dẫu sao vẫn khác thường. Có lẽ tôi đã cảm thấy điều đó từ nhiều năm trước chăng? Đúng, chắc là thế. Bây giờ tôi cũng mê thích màu tóc trong tranh của Tizian giá như tôi biết niềm say mê ấy sẽ dẫn tôi tới đâu tôi yêu em Maggie mình sắp đi phải không ngày mai cần phải đi tôi phải kịp đáp chuyến tàu thủy đi geneva còn chưa đến một tuần mình đi geneva ư ừ. đi la mã một thời gian lâu đấy có lẽ cho đến hết đời tôi cũng chẳng biết nữa đừng sợ ralph em sẽ để mình đi và không gào khóc gì đâu cũng sắp đến lúc em rời khỏi đây rồi. Em sẽ lìa bỏ Lý Úc, trở về nhà, về Drogeda. Trời, chẳng lẽ vì chuyện này ư? Vì tôi ư? Cố nhiên là không. Maggie nói dối, em đã quyết như thế từ trước khi mình đến. Lý Úc không cần đến em. Em chẳng có nghĩa lý gì đối với anh ấy. Anh ấy sẽ không mong nhớ đâu. Mà em thì em nghĩ rằng không đâu hơn Drogeda. Không nên để Justina tội nghiệp phải lớn lên trong ngôi nhà mà em là người ở, mặc dù đối với Enner và Ludwig, em gần như người ruột thịt. Nhưng em thì em vẫn nhớ điều đó. Còn Justina thì khi nó lớn lên và hiểu rằng nó không có nhà cửa thực sự, nó cũng sẽ coi em chỉ là người ở. Hiểu theo một nghĩa nào đó, thì ngôi nhà cũng sẽ chẳng đem lại cho nó được bao năm niềm vui. Nhưng em sẽ làm cho nó tất cả những gì có thể làm được. Vì thế, em sẽ trở về Trugeda. Tôi sẽ viết thư cho em, Maggie à. Không nên. Thế mình cho rằng sau tất cả những gì đã có trong thời gian vừa qua mà em còn cần thư từ nữa ư? Biết đâu một tên đốn mạt nào biết được chuyện chúng ta, rồi ngộ nhỡ điều đó có hại cho mình. Không, không nên viết thư. Nếu có dịp nào mình lại về Úc, thì việc mình về thăm Trogeda sẽ là hoàn toàn dễ hiểu và tự nhiên. Tuy nhiên em báo trước, ran ạ, à, hãy nghĩ kỹ đi đã. Trên đời chỉ có hai nơi mà ở đó mình trước hết là của em, rồi sau mới là tôi tớ của Chúa. Ở đây, trên đảo Mát và ở Rogeda. Ran ôm ghì lấy nàng, vuốt tóc nàng. Maggie, Maggie, giá như tôi có thể lấy em, giá như không bao giờ phải chia tay nữa. Tôi không muốn xa rời em. Theo một nghĩa nào đó, em không bao giờ buông tha tôi nữa. Có lẽ tôi đến Mát là lầm nhưng không thể thay đổi được bản thân mình mà có lẽ như thế lại hơn bây giờ tôi biết mình không thế thì không nhận biết được bản thân không dám nhìn thẳng vào sự thật mà đấu tranh với những địch thủ quen biết thì dễ hơn là đấu tranh với cái chưa từng biết tôi yêu em trước nay tôi vẫn yêu và sẽ yêu mãi mãi em hãy nhớ lấy sáng hôm sau lần đầu tiên rob đến kể từ ngày ông đánh xe đưa ran tới đây và ông kiên nhẫn chờ trong lúc hai người chia tay nhau. Rõ ràng họ không phải là vợ chồng mới cưới, Rốt nghĩ ông ta đến muộn hơn cô nàng và ra đi sớm hơn. Nhưng cũng không phải là cặp tình nhân lén lút, họ là vợ chồng, nhìn thấy ngay, nhưng họ yêu nhau, rất yêu nhau là đằng khác. Như thể chính ông, Rolf, với bà nội tướng của mình, chồng hơn tuổi vợ nhiều, thế là thành một cặp tốt đôi. Tạm biệt Maggie, tạm biệt Ralph, hãy gìn giữ bản thân. Được, em yên tâm, và cả em cũng thế. Ông cúi xuống hôn nàng, bất chấp mọi quyết tâm của mình. Nàng quàng tay ôm lấy cổ ông, áp mình vào ông, nhưng ông gỡ tay nàng ra, và lập tức nàng bắt hai tay ra sau lưng ông, đàn các ngón tay vào nhau. Ralph lên ô tô, và khi rốt cho xe quay mũi, ông nhìn qua kính chắn gió, không ngoảnh lại lần nào. Hiếm người có thể như vậy. Rốt nghĩ, tuy ông không hề nghe chuyện, Orphe. Họ lặng lặng ngồi trong xe đi qua những luồng mưa và cuối cùng ra bờ đảo mắt lốc đến cái bến dài. Siết chặt bàn tay khách lúc từ biệt, Rốt nhìn vào mặt ông khách và ngạc nhiên, chưa bao giờ ông thấy cặp mắt giàu sức biểu hiện đến thế, buồn đến thế. Cái nhìn của Tổng giám mục Ranf đã vĩnh viễn mất vẻ phiêu siêu trước kia. Khi Maggie trở lại Himenhok, Enner hiểu ngay rằng chị sắp mất nàng. Đúng, trước mắt chị vẫn là Maggie trước kia nhưng cũng là người khác. Tổng giám mục Ranf trước khi đi mắt lốc, dù có tự nhủ thế nào đi nữa thì ở đấy trên đảo mọi việc rút cục xoay chuyển không theo ý ông mà theo ý Maggie. Phải thôi, đã đến lúc từ lâu rồi. Maggie bế con bé lên, dường như đến bây giờ nàng mới hiểu Justina có ý nghĩa như thế nào đối với nàng. Và nàng đứng đu đưa con bé, mỉm cười nhìn khắp phòng nàng bắt gặp cái nhìn của Enner và trong cặp mắt ngời sáng của nàng chan chứa sức sống, chan chứa niềm vui đến nỗi, mắt Enner cũng dân dấn lệ vì cảm động và vui sướng. Em không biết cảm ơn chị thế nào, chị Enner ạ. À. Ôi sao, cảm ơn cái nỗi gì kia chứ? Vì chị đã chỉ cho Ranf đến chỗ em. Chắc chị hiểu rằng sau đó thì em đã rời bỏ Lý Úc. Điều đó em cũng cảm ơn chị lắm lắm. Chị thậm chí không tưởng tượng được thế là thế nào đối với em đâu. Em đã định suốt đời ở lại với Lý Úc. Bây giờ em sẽ trở về Rogeda và sẽ không bước chân khỏi nơi ấy một bước. Chị đau lòng phải chia tay với em, Meggy ạ à, và chia tay với Christina càng đau lòng hơn, nhưng chị mừng cho cả hai, Lý Úc sẽ không đem lại cho hai mẹ con cái gì ngoài nỗi đau xót. Chị có biết hiện giờ anh ấy ở đâu không? Trước thì ở nhà máy tinh chế tại Sydney, còn bây giờ thì đang chặt mía ở gần Inkem Em sẽ phải đến tìm anh ấy, nói với anh ấy, và dù là bị ổi và đáng ghét đến đâu đi nữa, cũng phải ngủ với anh ấy. Cái gì? Mắt Maggie ngời lên. Em chậm kinh đã hai tuần, mà trước đây không hề chậm lấy một ngày, chỉ có một lần như vậy trước khi có Trashina. Em sẽ có con, chị Anna ạ, à. em biết đích xác. Lại chúa lòng lành, Anna tròn mắt nhìn Maggie, như thể thấy nàng lần đầu. Đúng, có lẽ quả thế thật. Chị lập tức liếm cặp môi khô héo nói lắp bắp. Có thể là tin báo hoàng. Nhưng Maggie lắc đầu. Không, không, sẽ có con, em biết mà. Thật khủng khiếp nếu đấy là sự thật. Anna nói lý nhí. Ơ ờ kìa, chị Anna, chị không hiểu gì sao? Chẳng lẽ chị không hiểu ư? Ran không thể là của em. Em vẫn biết là như vậy. Nhưng bây giờ ông ấy là của em, của em. Nàng phá lên cười và ghi chặt lấy Chasina đến nỗi thậm chí Anna sợ hãi. Nhưng thật đáng ngạc nhiên, con bé không khóc. Em đã lấy của Ran cái mà nhà thờ không có được. Cái đó sẽ lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Bây giờ ông ấy sẽ sống mãi bởi vì em biết em sẽ sinh con trai. Rồi đứa con trai đó sẽ có các con trai của mình. Rồi chúng sẽ lại có con trai. Em sẽ còn chiến thắng Chúa Trời em đã yêu ranf mười năm trời và hẳn là nếu em sống đến trăm tuổi thì em vẫn cứ yêu ông ấy nhưng ông ấy không phải là của em còn con ông ấy sẽ là của em của em chị n ạ của em ôi Meggy, n thở dài bất lực sự bùng nổ của niềm hoan hỉ mãnh liệt đã qua đi n lại nhận ra Meggy trước kia điềm tĩnh và âu yếm Mà đến giờ chị mới cảm thấy ở nàng có cái lõi thép có khả năng chịu đựng nhiều điều. Nhưng Enner đã trở nên thận trọng hơn. Thực ra chỉ cố đạt được cái gì khi chỉ cho Ralph đến đảo mắt Chẳng lẽ con người có thể thay đổi đến mức ấy ư? Chưa chắc. Như vậy là cái đó vẫn hằng có ở Mackie, nhưng được giấu kín đến nỗi ta không thể ngờ được. Mà không chỉ là cái lõi thép. Không, thì ra Mackie cứng hơn thép. Mackie, nếu em yêu chị ít nhiều thì chị xin em nhớ lại một điều được chứ? Đôi mắt màu xám mỉm cười, "Em sẽ cố gắng." Đã từ lâu chị đọc hết tất cả các sách của mình và mấy năm gần đây chị đọc sách của Ludwig, đặc biệt là về cổ Hy Lạp. Những người Hy Lạp ấy đúng là đã làm chị mê mẩn. Nghe bảo họ hiểu hết mọi thứ trên đời, không có tình cảm và hành vi nào của con người mà ta không gặp trong sách của họ. "Vâng, em biết. Em cũng có đọc một số sách của anh Ludwig." "Vậy em không nhớ sao? Người cổ Hy Lạp cho rằng Tình yêu cuồng dại là có tội với các thần. Thêm nữa, em nên nhớ, nếu người nào được yêu một cách điên cuồng thì các thần sẽ ghen và nhất định sẽ giết chết người được yêu giữa tuổi hoa niên. Đấy là bài học cho tất cả chúng tôi. ạ, yêu quá mức là một sự báng bổ. Đúng thế, chị n ạ, chính là sự báng bổ. Không, em sẽ yêu con của Ranf không phải bằng một tình yêu báng bổ mà bằng một tình yêu trinh tuyền như chính đức mẹ đồng trinh cặp mắt màu nâu sẫm của Anna đượm một nỗi buồn sâu sắc. Nhưng tình yêu của đức mẹ có thật trong trắng không? Chẳng phải là người được mẹ yêu đã chết giữa tuổi hoa niên đó sao? Maggie đặt con bé xuống giường. Cái gì ắt phải xảy ra thì không sao tránh khỏi. Em không thể giành được Ranf cho mình, nhưng con ông ấy sẽ là của em. Em có cảm giác rằng, rút cuộc, em có cái gì đáng để mà sống. Đây là điều tệ hại nhất trong ba năm rưỡi trời đó chị N ạ. À. Em đã nghĩ rằng em chẳng đáng sống làm gì. Mickey mỉ một nụ cười thoáng qua, kiên quyết. Em muốn bằng mọi cách bảo vệ, giữ gìn đứa bé này bằng bất cứ giá nào. Trước hết phải làm sao cho không một ai, ngay cả Lý Úc, dù trong chim bao cũng không thể nào thấy rằng đứa trẻ này không có quyền mang cái tên duy nhất mà em có thể đặt cho nó. Nằm chung giường với Lý Úc, chỉ riêng ý nghĩ ấy cũng khiến em lộn mửa nhưng em sẽ làm việc đó, em sẵn lòng nằm với quỷ, miễn là điều đó giúp cho đứa bé sống được. Rồi sau đó em sẽ về nhà, về Rogeda và em hy vọng rằng sẽ không bao giờ em còn nhìn thấy Ly Úc nữa. Nàng rời khỏi chiếc giường con. Chị với anh Ludwig sẽ về thăm mẹ con em chứ hả? Ở Rogeda bao giờ cũng sẽ tìm được chỗ cho khách. Chúng tôi sẽ về thăm mỗi năm một lần, năm nào cũng về cho đến khi nào em chán ngấy thì thôi. Chị với anh Ludwig cũng muốn thấy Justina lớn như thế nào. Chỉ có ý nghĩ về đứa con của Ralph mới duy trì được lòng dũng cảm cứ tắt dần của Maggie ngồi trong cái toa xe nhỏ ọp ẹp sóc long người. Nàng có cảm giác như thể những dặm đường đến im game dài bất tận. Nếu như không có cái sinh mạng mới đang trưởng thành trong cơ thể nàng, thì một lần nữa nằm chung giường với Lý Úc có lẽ là một tội chết người chống lại chính bản thân mình nhưng vì đứa con của Ran nàng quả thực là sẵn lòng bán linh hồn cho quỷ sứ. Dễ hiểu là về mặt thực tế thuần túy, việc ấy không phải là đơn giản, nhưng nàng nghĩ kỹ và tính trước hết cả, và kỳ lạ thay, Ludwig đã giúp nàng. Ít khi giấu nổi anh điều gì vì anh tinh quá, và lại Enner đã thổ lộ hết với anh. Anh buồn sầu nhìn Maggie, lắc đầu và lần nào cũng đưa ra một lời khuyên xác đáng. Không ai nhắc đến mục đích thực trong chuyến đi của nàng, nhưng như bất cứ người nào trong đời mình đã đọc khá nhiều pho sách uyên thâm, Ludwig Müller là một người nhanh trí. Hoàn toàn không nên nói với Lý Úc vào lúc anh ấy mệt nhoài sau buổi chặt mía rằng em sẽ lìa bỏ anh ấy. Anh nói một cách mềm mỏng. Lúc vui vẻ, anh ấy sẽ dễ khiến hơn, phải không? Tốt nhất là gặp anh ấy tối thứ bảy hay chủ nhật. Sau khi anh ấy hết một tuần làm bếp, người ta kháo nhau rằng ở tất cả các đồn điền không tìm đâu xa một người nấu bếp nào được như Lý Úc. Anh ấy học được cách nấu ăn từ khi còn là thợ phụ trong phường thợ xén lông cừu, mà thợ xén lông cừu ăn uống khó tính hơn thợ chặt mía nhiều. Vì vậy, em hiểu đấy, sau thời gian nấu ăn, anh ấy phấn chấn. Đối với anh ấy, cái công việc như thế là nhẹ nhàng nhất. Lúc đó thì không nên chần chừ Maggie ạ. À. Hãy tìm cách gặp anh ấy sau tuần lễ nấu ăn ở bếp của phường thợ, khi anh ấy hề hả, vui vẻ và tức khắc nói những gì cần nói. Thời gian gần đây, Maggie có cảm giác rằng nàng đã hoàn toàn mất thói quen đỏ mặt, nàng đón gặp cái nhìn của Ludwig và mặt không ửng hồng chút nào. Anh Ludwig, thế anh có thể hỏi xem tuần nào anh ấy làm bếp được không? Hay em có thể tự mình làm cách nào dò ra được? Cô giỏi lắm, anh nói bằng giọng vui vẻ. Không sao, tôi có nguồn của tôi, tôi sẽ thăm dò. Chưa thứ bảy, Maggie thuê một buồng ở khách sạn Ingame mà nàng cho là lịch sự nhất, cần phải công bằng với Bắc Cylinder. Ở đấy trong mỗi thành phố, tại mỗi góc phố đều có một khách sạn. Maggie để vali trong buồng và lại ra cái tiền sảnh xấu xí đến máy điện thoại. Vừa đúng lúc có một đội bóng đá nào không rõ đến Ingame để giao hữu thân thiện theo thông lệ. Các hành lang đầy những gã trai gần như trần trụi và say rượu. Họ chào mừng Maggie bằng những tiếng reo vui, thích thú và những cái vỗ lưng và vỗ vào chỗ thấp hơn nữa. Nhưng nàng vẫn đến được chỗ máy điện thoại run lên vì sợ. Dường như toàn bộ cái dự định này từ đầu đến cuối sẽ là một khổ hình. Nhưng bất chấp tiếng ồn ào huyên náo và những bộ mặt say ở xung quanh, nàng vẫn khéo léo gọi được điện đến trại của một người tên là Browner, nơi phường thợ của Lý Úc hiện đang làm việc, và nhờ nhắn lại với Onin rằng vợ anh ở Ingham và muốn gặp anh. Ông chủ khách sạn nhận thấy nàng sợ hãi quá, liền đưa nàng về buồng và chỉ sau khi đã nghe thấy nàng khóa cửa, ông mới đi. Còn Maggie thở dài nhẹ nhõm tựa vào cửa, chân nàng bồn xùn. Nàng không xuống tiệm ăn, tuy sẽ phải chịu đói cho đến khi trở về đang lâu. Cảm ơn ông chủ đã dành cho nàng một buồng cạnh buồng phụ nữ. Nếu cần, nàng có thể đến đấy. Cuối cùng, chân dường như không còn bùn nhùn lắm nữa. Maggie loạng choạng lần đến giường, ngồi xuống và cúi đầu nhìn hai bàn tay sun sun suốt dọc đường đến ingame nàng đã nghĩ ngợi tìm cách nào hành động tốt nhất và tiếng nói nội tâm gào thét mau lên mau mau lên trước đây chưa bao giờ nàng đọc về những trò cám dỗ và những phụ nữ đi quyến rũ lần đầu tiên những sách như thế lọt vào tay nàng ở himenhock tuy nhiên ngay cả bây giờ đã biết được đôi điều nàng vẫn không tin lắm rằng chính nàng có thể làm được điều đó nhưng cần thì phải làm vì hễ nàng bắt đầu nói với Lý Úc là chấm dứt hết. Lưỡi ngứa ngáy muốn nói với anh tất cả những gì nàng nghĩ về anh. Nhưng có một điều thôi thúc còn mạnh hơn, nàng nôn nóng muốn trở về Rogeda và biết chắc rằng không có gì đe dọa con của Ranf. Mặc dù oi bức ngột ngạt nàng run lên, nhưng nàng cởi áo đi nằm, nhắm mắt lại và bắt mình chỉ nghĩ đến một điều. Phải làm sao cho con của Ranf không bị cái gì đe dọa. Lý Úc đến khách sạn một mình lúc gần 9 giờ tối và các cầu thủ bóng đá không ngáng chờ gì anh. Hầu hết bọn họ đã uống say đến mê man còn những người chưa gục thì đã không còn nhìn thấy gì, nhận thấy gì ngoài những vại bia của mình. Ludwig nói đúng, qua một tuần làm bếp, Lý Úc đã được nghỉ ngơi khá tốt, anh rất khoan khoái và muốn tiêu khiển chút ít. Khi cậu con trai của Browner chạy vào căn nhà ở của thợ và nói về việc Maggie gọi điện thoại, thì đúng là lúc Liễu đang rửa cho xong bát đĩa sau bữa ăn tối và định lấy xe đạp đi in game để uống bia như thường lệ vào thứ bảy cùng với Acne và những người thợ chặt mía khác. Vợ đến là một sự đổi mới thú vị. Sau tháng ở Etherton, mặc dù việc chặt mía ở các đồn điền phát hết sức lực của anh, đôi khi Liễu vẫn thèm muốn Maggie. Anh chỉ sợ một điều là Maggie lại đòi vứt quách cây mía đi. Đã đến lúc tậu nhà riêng, vì thế anh không tạt về Himenhok mỗi lần có mặt ở gần đấy. Nhưng lần này chính nàng đến với anh và anh vui lòng nằm chung giường với nàng một đêm. Vậy là anh mau mau rửa cho xong bát đĩa và may mắn thay chỉ phải đạp xe có nửa dặm. Tiếp đó lại nhờ được chiếc cam nhông đi cùng đường. Nhưng trong lúc anh dắt xe đạp đi nốt ba khu phố còn lại cho đến khách sạn thì cái thú cảm thấy chiếc khoái lạc đã nguội lạnh. Tất cả các hiệu thuốc đều đóng cửa và anh không có sẵn những món quà của Pháp. Anh đứng một lúc trước cái tủ kính đầy những sô-cô-la để lâu chảy nhuét ra vì nóng và những con ruồi chết. Anh nhún vai. Chẳng làm cách nào được, liều thôi. Trước mắt chỉ có một đêm và nếu có con thì lần này có thể sẽ may mắn hơn và có con trai. Nghe thấy tiếng gõ cửa, Maggie hoảng hốt bật dậy và chân đất lạch bạch chạy ra cửa. Ai đấy? Liễu Úc tiếng đáp lại. Nàng mở khóa, hé cửa và nấp ra phía sau khi Lý Úc mở cửa cho rộng hơn. Anh vừa vào xong, nàng đã sập cửa, dừng lại nhìn anh. Còn Lý Úc nhìn nàng. Sau khi sinh con, ngực nàng càng đầy đạn hơn, căng tròn hơn, hấp dẫn hơn. Đầu vú không hồng hồng nữa mà đỏ thắm. Nếu như Lý Úc cần sưởi ấm, thì chỉ riêng cái đó cũng đã quá đủ. Anh bế sốc mét lên, đem đến giường. Đã dạng sáng mà nàng vẫn chưa thốt lên lời nào. Tuy những cái đụng chạm của nàng khiến anh rực lên đến cuồng dại, những cơn dạo rực trước kia chưa từng có. Thế rồi nàng nằm dịch ra, đột nhiên trở nên xa cách lạ lùng. Liễu khoái trá vươn vai, ngáp, hắng giọng hỏi. Vì sao bỗng dưng em lại đến in game? Mét. Nàng quay đầu lại, đôi mắt to đầy vẻ khinh miệt. Vì sao em đến đây? Anh nhắc lại. Lại vẫn im lặng, có điều vẫn cái nhìn cây độc ấy xoáy vào anh, như thể quả thực là nàng không buồn trả lời Sau một đêm như thế Mà lại thế này thì cũng khá kỳ cục Nhưng kìa Môi nàng rung lên trong một nụ cười Em đến để nói với anh rằng Em sắp trở về nhà Về Togeda Thoạt đầu anh không tin Nhưng nhìn mặt nàng chăm chú hơn Anh hiểu đấy là sự thật Tại sao? Anh hỏi Thì em đã nói trước với anh rằng Sự thể cuối cùng cũng sẽ ra sao Nếu anh không cho em cùng đi Sydney Maggie nói liễu thành thực sửng sốt ô kìa em meg chuyện ấy cách đây một năm rưỡi rồi quái quỷ thì anh đã đưa em đi nghỉ rồi đấy thôi một tháng ở etherton tốn khá nhiều em có biết không anh không phải là triệu phú để mà lại còn đưa em đi sydney nữa anh đi sydney hai lần cả hai lần đều không có em meggy nói một cách bướng bỉnh lần đầu em còn hiểu được khi ấy em sắp sinh jessina nhưng tháng riêng năm nay khi trời mưa như chút em cũng cần được nghỉ ngơi và sửa ấm đôi chút chứ. Hừ, đồ quỷ. Anh là đồ keo kiệt, Lý Úc ạ." À. Maggie khẽ giọng nói tiếp. "Anh nhận được của em 20 ngàn bảng, đấy là tiền riêng của em, vậy mà anh tiếc không dám tiêu lấy mấy bảng để đưa em đi Sydney, anh chỉ biết có tiền, nhìn anh mà phát ghét lên được." "Anh không động đến tiền của em," Lý Úc ấp úng, bối rối, "còn nguyên cả đấy, vẫn ở nhà băng, mà còn thêm lên bao nhiêu?" "Cái gì đúng thì nó vẫn đúng." Nó sẽ vẫn cứ nằm như thế ở nhà băng. Anh không hề có ý định tiêu đến nó. Sao? Không phải ư? Anh cầu khấn số tiền ấy. Anh tôn sùng nó như con bê vàng. Anh thành thật thú nhận đi, Lý Úc. Anh chỉ là một kẻ ký cóp. Thêm nữa là một thằng ngốc vô phương cứu chữa. Ai đời lại đối xử với vợ và con gái tồi tệ hơn là với những con chó. Quên cả nghĩ đến vợ con. Một kẻ vô lại tự mãn, tự say mê mình, nhẫn tâm. Anh là kẻ như thế đấy, Mặt Lý Úc trắng bệch ra, anh run lên, không tìm được lời. Maggie mà lại mắng như tát nước vào mặt anh như thế, mà lại sau một đêm như thế. Như vậy, thật chẳng khác gì bị một con bướm nào đó châm chọc đến tử thương. Điếng người vì những lời buộc tội bất công đến như vậy, anh không biết làm thế nào giải bày với nàng rằng lương tâm anh hoàn toàn trong sạch. Như bất cứ người phụ nữ nào khác, nàng chỉ xét đoán theo cái bề ngoài, nàng làm sao đánh giá được dự định của anh lớn lao giường nào. Ôi chào, Maggie cuối cùng anh thốt lên bằng giọng bối rối ngoan ngoãn gần như thất vọng thì anh đã có lần nào xử tệ với em đâu không hề có chuyện gì như thế không ai có thể nói rằng anh đã đối xử tàn bạo với em dù chỉ một lần thôi không ai có thể nói như thế em no đủ có mái nhà trên đầu sống trong sự đầm ấm còn phải nói Maggie ngắt lời đấy mới là những lời vàng ngọc trong đời chưa bao giờ em sống đầm ấm như thế nàng lắc đầu và bật cười Nói với anh phòng có ích gì như nói với bức tường. Thì nói với em cũng thế. Thôi, xin tùy anh muốn nghĩ thế nào cũng được. Maggie lạnh lùng nói, nàng đứng lên, mặc quần lót. Em không định ly dị với anh. Em sẽ không lấy chồng nữa. Nếu anh cần ly dị thì anh biết phải tìm em ở đâu rồi đấy. Theo luật thì phần lỗi về em, thế chứ gì? Bởi vì em bỏ anh. Dù sao thì tòa án Úc sẽ nhìn nhận sự việc như thế. Có thể anh với quan tòa sẽ khóc ngấm ngầm với nhau phụ nữ toàn là đồ phản chắc và vô ơn thế đấy. Anh thì anh không hề bỏ em, Lý Úc tuyên bố. Anh có thể giữ lấy cho anh 20.000 bảng của em, Lý Úc ạ. À, nhưng anh sẽ không nhận thêm được một xu nào của em nữa đâu. Em sẽ nuôi dạy Chasina bằng tiền của em, mà biết đâu may mắn lại có thêm đứa nữa. À, thì ra là thế đấy. Vậy là cô chỉ cần tôi cho cô thêm một đứa con nữa. Quỷ tha ma bắt nó đi. Thì ra vì thế mà cô đến đây, vì bài ca thiên nga ấy Cốt là lấy được cái kỷ niệm cuối cùng của tôi Mà mang về Drogeda Không phải cô cần tôi Mà cần thêm một đứa con nữa Chứ bao giờ cô cần đến chính bản thân tôi Phải không nào Đối với cô tôi là con bò đực giống Có thế thôi Quả là tôi hố to Hầu như bao giờ cũng thế Đối với phụ nữ Đàn ông chỉ là những con bò đực giống Maggie nói một cách độc ác Anh đã đánh thức dậy trong tôi tất cả những gì tồi tệ nhất Li Úc ạ à. Thậm chí anh không hiểu nổi điều đó đâu anh có thể vui sướng được đấy. Trong ba năm rưỡi trời, tôi đã đem lại cho anh nhiều tiền gấp bội so với những cây mía của anh. Nếu tôi sinh thêm một đứa nữa thì cũng không can gì đến anh. Tôi không muốn thấy mặt anh nữa, không bao giờ, cho đến lúc chết. Nàng đã vận y phục đầy đủ, nàng lấy túi sách tay, vali, đến cửa nàng quay lại. Tôi muốn khuyên anh một điều, Lý Úc ạ, à. phòng khi về già, anh không chặt được mía nữa mà bỗng nhiên lại tìm được một người phụ nữ khác anh không biết hôn. Anh há miệng quá to, nuốt người phụ nữ như con chăn. Nước bọt, cái đó cũng chưa làm sao, người ta cũng chưa đến nỗi chết chìm trong đó. Nàng dùng mu bàn tay quệt môi với vẻ ghê tởm. Anh làm tôi lộn mửa. Lý Úc ô nín vĩ đại, tự say đắm mình, cái rốn của trái đất, thứ đồ hèn mạt. Nàng bỏ đi, Lý Úc còn ngồi lại một lúc lâu nữa ở mép giường và đờ đẫn nhìn ra cửa. Rồi anh nhún vai và mặc quần áo. Ở Bắc Vinslander, việc đó làm nhanh thôi. Kéo chiếc quần sóc lên, thế là xong, chẳng có gì lâu la. Nhanh nhanh lên thì anh còn kịp ra ô tô buýt để trở về đồn điền cùng với Acne và các thợ bạn khác. Acne là một chàng trai tuyệt vời, một người bạn thực sự, một chàng trai đáng nên trai. Lấy vợ thật là xuẩn. Chiếc giường là chiếc giường, còn tình bạn đàn ông lại là chuyện khác hẳn. Chúng tôi biết bạn có nhiều sự lựa chọn. Cảm ơn bạn đã chọn nghe Mưa Radio ngày hôm nay. Để giúp cho Mưa Radio có thể duy trì công việc thực hiện sách nói, chúng tôi rất cần sự ủng hộ kinh phí từ các bạn. Mọi sự quyên góp xin gửi về số tài khoản được mô tả bên dưới mỗi video. Mưa Radio xin chân thành cảm ơn. Mưa Radio